Như vậy tới nhìn, vận may thiên phú thật có chút kinh khủng. Có lẽ, không chỉ là vận may thiên phú đơn độc hiệu quả, có lẽ còn phối hợp với su cát tị hung thiên phú gia trì. Tô tỉnh nghĩ như vậy nói. Huyền tiên đỉnh phong lão tổ truy sát tô tỉnh, tự nhiên là hung. Nhưng nguy hiểm càng lớn, lợi nhuận càng lớn. Tô tỉnh gặp giữ hóa lành, phối hợp vận may thiên phú gia trì, để hắn tại lần này bị đuổi giết bên trong, thu được không tưởng tượng được lợi nhuận. Hư không kỳ thú, nắm giữ nắm giữ lực lượng không gian, thậm chí có khả năng trực tiếp ăn cắp tu sĩ pháp khí chứa đồ bên trong vật phẩm, tiến hành thôn phệ, từ đó lớn mạnh bản thân. Nhưng ngọc giản các loại, hư không kỳ thú hiển nhiên chướng mắt, cũng liền tiện nghi ta à. Tô tỉnh tâm tình 10 phần không tệ, có đường này dây, chờ hắn huyền tiên cảnh phía sau, có lẽ liền có thể thử nghiệm xuyên qua vô tận hải vực, tiến về thiên cơ giới. Nghĩ như vậy nói, Tô tỉnh lầm nhầm nói, sử dụng kiểu đám chì mô phỏng, thời gian duy trì một ngày. Đinh, làm kiểu đám chìm mô phỏng sau khi kết thúc tô tỉnh chậm chậm mở to mắt gật đầu nói chật chật cái này vô tận hải vực quả nhiên hung hiểm nó nội bộ hư không loạn lưu như là hải dương đồng dạng sâu không lường được mặc dù có cái này đi lộ tuyến cũng có nguy hiểm tương đối quả nhiên vẫn là đợi đến huyền tiên phía sau lại đi à dừng một chút tô tỉnh nói tiếp thời gian còn lại không biết có thể hay không sửa tốt cái này tinh thần nhật nguyệt toa tô tỉnh trong lòng đã có kế hoạch ánh mắt lần nữa nhìn về phía bảng mô phỏng Ngươi theo cái này Huyền Tiên Lão Tổ pháp khí chứa đồ bên trong, đạt được vô tận hải vực một đầu tương đối an toàn bí mật lộ tuyến, phía sau, ngươi trở lại một chỗ tiểu thế giới, một bên nghiên cứu trận đạo, một bên chữa trị tinh thần Nhật Nguyệt Tòa, trong nháy mắt, lại là 20 năm trôi qua, thứ 470 năm, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác, su Cát Tị Hung Thiên Phú điên cuồng truyền đến dự cảnh, quả nhiên, sau một ngày, Thanh Vân Tử tìm tới cửa, hắn cảm giác được ngươi người mang La Thiên truyền thừa, La Thiên kính tại thân, cái này dụ hoặc cho dù là đại la kim tiên đều khó mà ngăn cản huống chi thanh vân tử bị ác thi thôn phệ chắc chắn muốn lấy trên người ngươi la thiên truyền thừa thanh vân tử ra tay với ngươi tiến hành siêu hồn ý thức của ngươi từng bước tiêu tán ngươi chết đinh lần này mô phỏng kết thúc mô phỏng kết thúc về sau tô tỉnh khẽ gật đầu nói không tệ lần này mô phỏng tiến hành đến thứ 470 năm xem như đánh vỡ ngày trước mô phỏng ghi chép mà theo lấy ta tu vi ngày càng tăng lên nếu là có thể rời đi thanh nguyên vực tiến về tương đối an toàn đại vực mô phỏng ngàn năm chỉ sợ cũng không là vấn đề tô tỉnh tổng kết một phen lần này mô phỏng thu hoạch kiểu đắm chìm mô phỏng để tô tỉnh kiếm đạo tu vi khoảng cách đệ tam cảnh chỉ có cách xa một bước mà nghe đạo đan luyện chế cũng đạt tới cảnh giới tiểu thành phía sau tô tỉnh tối thiểu có bảy thành trở lên nắm chắc có khả năng luyện chế ra bình thường phẩm chất nghe đạo đan một mai bình thường phẩm chất nghe đạo đan phối hợp đại trí thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn, tương đương với lĩnh hội trăm năm lâu dài. Chín mảnh lá trà ngộ đạo mang cho tu tỉnh sẽ là gần ngàn năm lĩnh hội. Bất quá, nếu là có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất nghe đạo đan liền tốt. Một mai cực phẩm nghe đạo đan, tối thiểu tương đương với 200 năm lĩnh hội à. Tô Tỉnh tâm hướng hướng về, nhưng hắn cũng không phải lòng tham không đáy người, một bước một cái dấu chân, tới an tâm. Theo lấy tu vi tăng lên, kiểu đám chỉ mô phỏng tầm quan trọng đã càng lúc càng lớn loại trừ không thể mang ra tu vi hoặc là vật thật. Cảm ngộ loại thành quả, không sai biệt lắm đều có thể mang ra. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, trừ đó ra, lần này trong mô phỏng cũng coi là sơ bộ xác định một chút thích hợp đổi thành năng lượng tài nguyên. Như thế liền nhìn một chút, những tư nguyên này phải chăng có giá trị giao dịch à? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng. Vận may, màu vàng kim thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên đại vu đoán thể quyết tầng thứ ba đại thành truyền thừa từ thượng cổ vu tộc luyện thể chi pháp đã tu tới tầng thứ ba hậu kỳ nắm giữ có thể so thiên tiên cảnh hậu kỳ nhục thân lực lượng có thể thi triển thiên địa pháp tướng thiên cương thần thông vạn tượng thiên lôi dẫn giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên chân tiên cảnh tầng ba tu vi vượt qua tiên nhân tam tai thành tựu chân tiên đại đạo khả kỳ thọ tới nhất nguyên sẽ lâu dài giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên tinh thần nhật nguyệt toa loại không gian hậu thiên trí bảo kẻ hèn này một tấc như trong tay toa, lớn có thể ngàn trượng, tiếp nhận mấy vạn người, có khả năng ở trong hư không đi. Tùy tiện xuyên qua vài trăm cái hư không tiết điểm, kim tiên cảnh mới có thể phát huy nó toàn bộ tác dụng, nó tốc độ cao nhất đi, trong hư không có thể so thái ất kim tiên. Nhưng trong năm tháng, nó trận pháp chờ có nhất định hư hao, cần chữa trị, giá bán 26 vạn năng lượng bản nguyên. Thượng phẩm tinh thần thạch mùa ngàn mai, sinh ra từ tinh thần giới hiếm có khoáng thạch, nắm giữ tinh thần chi lực, là viễn cổ tinh vu dị tộc tu hành trí bảo, giá bán 100 vạn năng lượng bản nguyên. Trận đạo cảm ngộ, 50 năm, nhận lấy hậu trận đạo cảm ngộ biên độ nhỏ tăng lên, giá bán 5 vạn năng lượng bản nguyên. Thiết tinh một vạn mai, sinh ra từ tu hành giới kiên cố thiết tinh, là chế tạo pháp bảo thường thấy vật liệu, giá bán 1.000 điểm năng lượng bản nguyên. Hỏa đồng một vạn mai, ẩn chứa hỏa hệ linh khí khoáng thạch, có thể chế tạo pháp bảo, phẩm chất không tầm thường, giá bán 2.000 điểm năng lượng bản nguyên. Linh thiết một vạn mai, ẩn chứa linh tính quãng sắt, chính là chế tạo pháp bảo thượng phẩm vật liệu một trong, giá bán 3000 điểm năng lượng bản nguyên. Không linh huyền thiết một vạn tấn, sinh ra từ huyền thiết giới cao giai kim loại, có thể luyện chế tiên bảo. Kiên cố vô cùng, lớn chừng bàn tay một mai liền có nặng trăm tấn lượng, giá bán 100 vạn năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng ban thưởng chủng loại, có thể nói là 10 phần phong phú. Trong đó bày ra thậm chí hơn 100 loại, tô tỉnh theo 3.000 thế giới giao dịch mà đến đặc thù kim loại các loại tư nguyên nhưng cũng không phải là mỗi loại tài nguyên đều nắm giữ tương đối cao năng lượng giá trị. Tô Tỉnh từ đó bày ra bốn loại, tính giá so cực cao, giá trị cực lớn lượng năng lượng bản nguyên vật chất. Trong đó, Thiết Tinh chỉ là tương đối bình thường một loại tu tiên giới khoáng thạch, chất liệu kiên cố, như năng lượng ẩn chứa giá trị lại vượt qua Tô Tỉnh tưởng tượng. Một mai Thiết Tinh trong tu tiên giới mua giá cả ước chừng là 10 mai hạ phẩm linh thạch. Một vạn lần phẩm linh thạch có khả năng mua được 1000 mai Thiết Tinh mà một mai hạ phẩm linh thạch, Tô Tỉnh mang ra giá tiền là 1000 điểm năng lượng, một vạn mai hạ phẩm linh thạch thì là 1000 vạn năng lượng, chú ý, nơi này là năng lượng, 1000 vạn năng lượng, giá trị 10 điểm năng lượng bản nguyên, nghe tới không ít. Nhưng đây là Tô Tỉnh theo trong mô phỏng mang ra giá cả. Nếu là Tô Tỉnh muốn đem linh thạch chuyển hóa làm năng lượng bản nguyên, một vạn mai linh thạch cũng liền giá trị một điểm năng lượng bản nguyên. Mà một vạn mai hạ phẩm linh thạch, Tô Tỉnh nếu là mua thiết tinh thì có khả năng mua được 1000 mai, thu hồi cho máy mô phỏng lời nói, ước chừng giá trị 10 điểm năng lượng bản nguyên. Đến lúc này một lần, nhưng chính là 10 lần khoảng cách. Bởi vậy, Tô Tỉnh tự nhiên không có khả năng đần độn trực tiếp dùng linh thạch đổi năng lượng bản nguyên, dạng kia quả thực là thua lỗ. Đồng dạng, hỏa đồng, linh thiết tại tu tiên giới giá cả. Theo thứ tự là 20 mai hạ phẩm linh thạch tới 30 mai hạ phẩm linh thạch ở giữa, đại lượng mua, thậm chí còn có giảm giá. Bởi vậy, cái này ba loại vật phẩm, tuyệt đối là tuyệt hảo giao dịch đối tượng. Tô tỉnh trong lòng hơi vui, như vậy kế hoạch của hắn liền có thể thuận lợi áp dụng. Lấy tụ linh hoa làm ban đầu tài chính, tiến về tiểu thanh vân giới, trắng trợn thu mua cái này ba loại ẩn chứa rồi rào năng lượng tài nguyên. Dừng một chút, tô tỉnh ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một hạng ban thưởng. Chỉ có cái này không linh huyền thiết, hình như cùng trên lam tinh dị kim loại rất giống à, chẳng lẽ là cùng một loại đồ vật. Tô tỉnh trong đầu nhớ lại một phen, tựa hồ tại mấy cái nguyên hội phía trước, la thiên giới cũng là từ không linh huyền thiết sản xuất mà lam tinh cùng chung quanh phó bản liền là phía trước la thiên giới một bộ phận nếu như nói không linh huyền thiết liền là phẩm chất cao dị kim loại cái kia cũng là nói còn nghe được không linh huyền thiết có lẽ liền là cấp 5 trở lên thậm chí cao cấp hơn dị kim loại à tô tỉnh khẽ gật đầu nói cuối cùng lần này đi tiểu thanh vân giới hẳn là có thể đủ vơ vét không ít năng lượng nếu là thuận lợi không chừng thăng cấp huyền tiên cảnh năng lượng bản nguyên liền có thể tập hợp tô tỉnh đối cái này rất là vừa ý Bất quá trước mắt, vẫn là muốn tuyển lựa lần này mô phỏng ban thưởng mới đúng. Tô tỉnh không do dự. Vận may thiên phú, thật sự là quá mức nghịch thiên. Loại này nghịch thiên, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến cao giai tu sĩ. Tô tỉnh là nhất định cần mang ra. Mà trừ đó ra, luyện thể tu vi cũng là tô tỉnh lần này mục tiêu một trong. Nghĩ như vậy nói, tô tỉnh lầm nhầm nói. Ta lựa chọn mang ra màu vàng kim thiên phú vận may, cùng đại vu đoán thể quyết tầng thứ ba đại thành tu vi. Tiếng nói vừa ra, bên tai chuyển đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngài nắm giữ đồng loại hình hạ vị thiên phú tốt vận liên tục, thiên phú tự động thay thế bên trong. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra thiên phú vận may, tiêu phí 10 điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 172 vạn ba điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra đại vu đoán thể quyết tầng thứ 3 đại thành tu vi. Tiêu phí 30 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 142 vạn ba điểm liên tiếp mấy thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hai đạo năng lượng tràn vào tô tỉnh thể nội. Vẫn may thiên phú, tô tỉnh thật không có cảm giác được biến hóa quá lớn. Cuối cùng khí vận, thật sự là một loại hư vô mờ mịt tồn tại. Nhưng luyện thể tu vi tăng lên, để tô tỉnh cảm giác biến hóa to lớn. Tô tỉnh nguyên bản luyện thể căn cơ liền cực kỳ kiên cố, lại thêm phong tai tẩy lễ, bây giờ đại vu đoán thể quyết thuận lợi bước vào tầng thứ ba đại thành. Thậm chí, tô tỉnh có loại cảm giác, hắn hiện tại lấy thuần túy nhục thân lực lượng, liên có thể nện bạo một tôn chân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Chậc chậc, quả nhiên, loại thực lực này nhanh chóng tăng trưởng cảm giác, rất mỹ diệu à. Tô Tình trừng mắt nhìn, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng nhìn một chút còn lại năng lượng bản nguyên, Tô tỉnh lại có chút đau đầu. A, à, đến tiểu thanh vân giới, tối thiểu còn muốn hơn nửa tháng thời gian. Tại không thể lượng bổ sung phía trước, những năng lượng này bản nguyên thế nhưng dùng một điểm ít một điểm à. Tô Tình cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá cái này không có một ai phóng tầm mắt nhìn tới trong hư không, chẳng lẽ còn có người đến cho hắn đưa năng lượng. Ngay tại Tô Tỉnh than thở thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía Lưu Vân Kim Quang Chu một cái hướng khác. Ân, nơi đó, hình như có một cỗ khí tức cường đại à. Tô Tỉnh chớp chớp lông mày, hắn có khả năng cảm giác được, tại chính mình đường thủy phía trước, có một cỗ có thể thật sự tiên cảnh tu sĩ khí tức. Nhưng đạo khí tức này nguồn gốc, hiển nhiên không phải nhân tộc tu sĩ. Đạo khí tức này, tựa hồ là một đầu hư không kỳ thú, mà lại là chân tiên cảnh hư không kỳ thú. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, gọi thẳng chính mình vận khí thật sự là quá tốt rồi. Hư không kỳ thú, trong hư không cũng mười phần hiếm thấy. Nó toàn thân trên dưới đều là bảo vật, da trên người, khung xương các loại đều là chế tạo không gian pháp bảo quý giá vật liệu. Lại càng không cần phải nói, hư không kỳ thú phần bụng kết sỏi càng là tu hành không gian chi đạo chí bảo. Một đầu hư không kỳ thú, có thể được xưng là một tòa núi vàng cũng không đủ. Nó toàn thân trên dưới giá trị gộp lại, thậm chí vượt qua 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Không chỉ bao nhiêu chân tiên, huyền tiên, tại hư không cùng trên cửu thiên đau khổ tìm kiếm, mấy trăm năm đều chưa hẳn có khả năng gặp được một đầu. Huống chi đây là một đầu có thể thật sự tiên cảnh hư không kỳ thú. Hô hô, lần này thật là nhặt được bảo. Tô tỉnh lầm bẩm một câu, không do dự, thân ảnh hơi động xuất hiện ở trong hư không, hướng về hư không kỳ thú vị trí tiến đến cái này một đầu hư không kỳ thú bất quá chân tiên cảnh sơ kỳ tu vi cho dù trong hư không bộc phát ra tu vi cũng bất quá chân tiên cảnh sơ kỳ tô tỉnh vẻn vẹn mất một ngày thời gian liền thuận lợi đem đầu hư không này kỳ thú chém giết theo sau ném vào trong những chữ vật làm xong đây hết thảy tô tỉnh lần nữa trở lại trong lưu vân kim quang chu hướng về tiểu thanh vân giới phương hướng tiến đến chật chật lần này hư không đi bỗng nhiên có chút mong đợi đây tô tỉnh mím mím khóe miệng có thể vận may thiên phú, cũng sẽ không mỗi lần đều mang đến kinh người lợi nhuận. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Tô Tỉnh thật không có gặp lại hư không kỳ thú. Nhưng Tô Tỉnh phát hiện, hắn đi lộ trình thuận lợi đến kỳ lạ, thậm chí không gặp được cái gì hư không loạn lưu. Cho dù thỉnh thoảng gặp được, cũng chỉ là có chút tròng tranh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến về tiểu thanh vân giới tiến độ. Thời gian thoáng chớp mắt đi tới kỷ nguyên mới 2026 năm ngày 17 tháng 2. Ngày này, Tô Tỉnh một vòng mới máy mô phỏng sẽ đổi mới trong lưu vân kim quang chu tô tỉnh nhàm chán ăn lấy trong linh điền gieo trồng ngọt ngào linh quả nhìn một chút phía trước đường thủy xác định không có nguy hiểm gì phía sau mở ra một vòng mới mô phỏng bắt đầu mô phỏng thứ 126 lần mô phỏng mở ra trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 142 vạn ba điểm còn thừa mô phỏng số lần không mô phỏng bắt đầu rút ra truyền thuyết màu vàng thiên phú tiêu phí một điểm năng lượng bản nguyên phải chăng rút ra xác nhận rút ra đinh chúc mừng ngài thu được màu vàng kim thiên phú lấy huyết tế khí. Lần sau rút ra màu vàng kim thiên phú xác suất là 80%. Lấy huyết tế khí, màu vàng kim thiên phú, máu của ngươi nắm giữ năng lực đặc thù, làm ngươi lấy bản thân tinh huyết tế luyện vũ khí tiên bảo thời điểm, có khả năng trình độ nhất định tăng lên tiên bảo phẩm chất. Ân, thiên phú này Tô tỉnh chớp chớp lông mày, thiên phú này hình như có chút đồ vật à. Hành tẩu tế luyện nhân gian thể, có khả năng tăng lên pháp bảo phẩm chất à. Chỉ bất quá, không biết rõ sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ à. Tô tỉnh như có điều suy nghĩ. Cần biết tu sĩ tinh huyết là 10 phần quý giá, nếu là một lần trôi qua quá nhiều, chắc chắn có hại căn cơ. Thôi được, lại nhìn một chút thiên phú này tác dụng à. Tô tỉnh suy nghĩ một phen, hắn lần này mô phỏng mục tiêu. Đầu tiên luyện thể tu vi, muốn thuận lợi đạt tới đại vu đoán thể quyết tầng thứ ba viên mãn, đây là cơ bản nhất. Thứ yếu, kiếm đạo đệ tam cảnh cần thuận lợi nắm giữ còn có không gian chi đạo cũng cần tăng thêm một bước. Ân, đúng rồi, chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa. Còn cần nhất định trận đạo cùng luyện khí cảm ngộ, hai cái này cũng cần tăng lên một phen. Nghĩ như vậy nói, tô tỉnh ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Lưu Vân Kim Quang Chu bên trong, ngươi ý thức được chính mình ngay tại mô phỏng. Ngươi hướng về tiểu thanh vân giới phương hướng tiếp tục đi. Trong thời gian này không có bất kỳ bất ngờ, 10 ngày sau, ngươi thuận lợi đến tiểu thanh vân giới. Đến tiểu thanh vân giới phía sau, người đầu tiên hướng thiên cơ các bán ra tình báo cũng tại trong tình báo rõ ràng biểu thị hồng nguyệt chưa triệt để chết đi ngay tại mưu đồ phục sinh kế sách hơn nữa phục sinh đã đến thời khắc mấu chốt nếu muốn thuận lợi đem nó đánh giết nhất thiết phải phái ra hai tôn thái ất kim tiên lấy xét đánh xu thế nhanh chóng đánh giết hồng nguyệt nghe được tình báo của người phía sau thiên cơ các cái vị kia thiếu nữ thần sắc ngương trọng nhanh chóng phái người tiến đến xác minh tình báo thật giả tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi chờ tại tiểu thanh vân giới bên trong tiêu diệt hàng lâm giáo phân bộ kiếm lấy một nhóm tu hành tài nguyên năm thứ năm thiên cơ các xác định tình báo là thật hay giả cũng đem hết khả năng mời tới hai tôn thái ất kim tiên cùng nhau xuất thủ từ ngươi dẫn đường tiến về lam tinh tiêu diệt hồng nguyệt một tháng sau ngươi thuận lợi đem bọn hắn mang về lam tinh cũng thẳng đến vực sâu vô tận muốn mau chóng tiêu diệt hồng nguyệt thế giới hiện thực tô tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm hai tôn thái ất kim tiên xuất thủ vấn đề cũng không lớn à hắn lần này xem như hấp thụ phía trước giáo huấn nhất thiết phải làm đến nhanh chóng đánh giết hồng nguyệt đem tổn thất xuống đến thấp nhất nhất thiết phải mau chóng diệt sát hồng nguyệt bảo trụ lam tinh như vậy còn có thể hóa giải tiểu thanh vân giới nguy cơ tô tỉnh ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng đem hai tôn thái ất kim tiên đưa vào vực sâu vô tận phía sau ngươi trước tiên về tới đại hạ quốc cũng hướng đại hạ quân phương biểu lộ thân phận của mình tại nhân tộc đại đế cùng lưu nguyên vũ phối hợp xuống ngươi thuận lợi đạt được tín nhiệm cũng quyết định vẫn là đại hạ quốc di chuyển kế hoạch. Ngươi bắt đầu ở mang bên mình trong động thiên xây dựng cao ốc, làm có khả năng gánh chịu càng nhiều nhân tộc. Tại nhiều nhân tộc chức nghiệp giả, cùng ngươi thần thông thuật pháp trợ giúp tới, vẻn vẹn mất thời gian một năm, liền xây dựng ra một tòa có khả năng tiếp nhận ngàn vạn nhân khẩu cỡ lớn thành thị. Tiếp xuống, ngươi bắt đầu phân lượt qua lại Lam Tinh cùng Tiểu Thanh Vân giới, đem những nhân tộc này thuận lợi đưa đến Tiểu Thanh Vân giới lánh nạn. Ngươi hao tốn một số lớn linh thạch, tại Bạch Đế Thành xung quanh mua một mảnh đủ để xây dựng một quốc gia lãnh thổ. Như vậy, ba năm phía sau, ngươi đã đem Đại Hạ Quốc tuyệt đại bộ phận bình dân cùng chức nghiệp giả thuận lợi đưa đến Tiểu Thanh Vân Giới. Mô phỏng năm thứ 10, một năm này, Hồng Nguyệt cùng hai tôn thái ất kim tiên chiến đấu còn tại kéo dài. Vực sâu vô tận đã triệt để bị đánh nát. Khủng bố chiến đấu ba động nguy hiểm Lam Tinh. Ngươi thuận lợi đem cuối cùng một nhóm đại hạ quốc nhân tộc di chuyển phía sau, về tới Lam Tinh, muốn nhìn một chút kết quả của cuộc chiến đấu này. Năm thứ 15, đi qua sơ sơ 10 năm chiến đấu. Hai tôn thái ất kim tiên thuận lợi đem Hồng Nguyệt chém giết. Nhưng Hồng Nguyệt trước khi chết phản công cũng để cho trong đó một vị thái ất kim tiên tổn hại không ít. Càng làm cho hơn phân nửa Lam Tinh bị liên lụy, gây nên vạn trượng cao biển động, Lam Tinh nhân tộc số lượng giảm mạnh 90%. Nhưng cũng may, bởi vì ngươi tồn tại, thuận lợi cứu vớt tuyệt đại bộ phận đại hạ nhân tộc cùng một phần nhỏ quốc gia khác nhân tộc. Sao định Hồng Nguyệt đã triệt để chết đi phía sau, ngươi về tới Tiểu Thanh Vân Giới. Năm thứ 20, ngày nào đó, một tôn thái ất kim tiên tìm tới ngươi. Vị này thái ất kim tiên, chính là tại trên Lam Tinh tham chiến trong đó một vị. Hắn hiển nhiên là tại trên Lam Tinh biết chút gì, vừa ra khỏi miệng liền hỏi thăm ngươi La Thiên truyền thừa sự tình. Ngươi nghe xong chấn động trong lòng, cảm nhận được tôn thái ất kim tiên này khí thế vững vàng khóa chặt cùng ngươi, ngươi cơ hồ không có bất kỳ sức phản kháng. Đối mặt tôn thái ất kim tiên này, ngươi chỉ có thể lấy ra thanh vân tử thân truyền lệnh bài, biểu thị chính mình La Thiên Tông hai đời dòng chính đệ tử thân phận. Ngươi nói cho hắn biết, ngươi tiến về Lam Tinh, chính là Phụng Thanh Vân Tử mệnh lệnh, tiến đến điều tra La Thiên truyền thừa. Nhưng La Thiên truyền thừa đã đánh rơi, ngươi may mắn tìm được một bộ phận, từ lâu cho sư tôn, Thanh Vân Tử. Nghe được ngươi phía sau, vị này thái ất kim tiên sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Hắn mặc dù là trong ba ngàn thế giới, cất cứ một phương đại năng bá chủ cấp tu sĩ, nhưng còn không tới có khả năng coi thường Thanh Vân Tông tình trạng. Cân nhắc lợi hại phía dưới, vị này thái ất kim tiên vẫn là rời đi người may mắn bảo trụ tính mạng nhưng cũng trong lòng biết cái này cuối cùng chỉ là hoang ngôn e rằng chỉ có thể lừa từng bị nhất thời bởi vậy Ngươi quyết định mau chóng liên hệ đến thanh vân tông tìm kiếm che chở thế giới hiện thực tô tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng a à, tiền tài động nhân tâm à la thiên truyền thừa cho dù là chính đạo thái ất kim tiên đều sẽ đưa đến giết người đoạt bảo tâm tư may mắn ta có thể cáo mượn oai hùng giả thoáng một thương lấy thanh vân tông đè lại vị này thái ất kim tiên. Tô tỉnh suy nghĩ một phen, hắn thân mang la thiên kính, cái này dù sao cũng là sự thật. Nhưng cũng may thần vật trí bảo từ mờ, thái ất kim tiên có lẽ còn nhìn không ra lý lẽ gì tới. Nhưng vẫn là muốn liên hệ thanh vân tông, bảo đảm bản thân an toàn. Trừ đó ra, lần này mô phỏng, chém giết hồng nguyệt mục tiêu, xem như mượn tay người khác hoàn thành. Tô tỉnh khẽ gật đầu, hai tôn thái ất kim tiên, tiêu phí 10 năm thời gian, mới chém loại trừ cái này hồng nguyệt tà thần mà trả ra đại giới tự nhiên cũng là đau đớn bất quá cũng may xem như giải quyết tiểu thanh vân giới tương lai nguy cơ hơn nữa lam tinh tổn thất cũng là có thể tiếp nhận nếu muốn không trả giá thật lớn mau sớm đánh giết hồng nguyệt e rằng cũng không dễ dàng trừ phi biết hồng nguyệt mệnh môn chỗ tồn tại hơn nữa nắm giữ thái ất kim tiên bên trong đều cực mạnh thực lực mới có khả năng mau chóng đem nó chém giết tô tỉnh như có điều suy nghĩ thái ất kim tiên ở giữa, cho dù thực lực trên lệch khá lớn, thắng bại nơi nơi cũng cần mấy năm thậm chí nhiều hơn 10 năm mới có khả năng phân ra. Đối với những cái này thọ nguyên ngàn vạn, thọ cùng trời đất đại năng tu sĩ. Một trận chiến mấy chục năm, bất quá như người thường một chiếc đánh vài phút đồng dạng. Như thế tiếp xuống, đi thanh vân tông, thu hoạch lá trà ngộ đạo à. Tô tình nghĩ như vậy nói, ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Bị tôn thái ất kim tiên này để mắt tới phía sau, trong lòng ngươi rất là bất an thế là ngươi liên hệ lên thiên cơ các cũng mượn cái này tìm được tử lăng tiên tử tại tử lăng tiên tử dẫn dắt tới ngươi đi tới tam tiên phong cũng nhìn thấy thanh vân tử thuận lợi cùng đạt thành giao dịch sau khi làm xong tất cả những thứ này ngươi về tới tiểu thanh vân giới chuẩn bị an trí một phen lam tinh di chuyển người tới tộc những lam tinh này người tới tộc tại tiểu thanh vân giới bên trong thực lực liền người thường cũng không bằng cho dù là chức nghiệp giả cũng không bằng cấp thấp tu sĩ nếu không có ngươi bảo vệ bọn hắn cực kỳ khó tại nơi này sinh tồn được bởi vậy, ngươi dự định nghĩ biện pháp, trợ giúp bọn hắn thu hoạch đủ để tự vệ lực lượng. Như vậy, thời gian 3 năm đi qua. Năm thứ 25, ngày nào đó ngươi lâu lâu biết được, Lam Tinh mà đến trong nhân tộc, sinh ra một chút nắm giữ linh căn tư chất tu hành hài nhi. Cái này khiến ngươi vô cùng chấn kinh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy ánh mắt này ngưng lại. Căn cứ quan sát của hắn, trên Lam Tinh, hoàn toàn chính xác có một số người nắm giữ tu tiên tư chất. Nhưng vấn đề là Lam Tinh vài vạn năm tới đều không có linh khí, cái này làm cho phàm nhân sinh ra linh căn xác suất cực nhỏ, mặc dù có cũng là một phần một triệu xác suất, hơn nữa đản sinh ra xác suất lớn là ngụy linh căn, liền ngũ hành tạp linh căn cũng không bằng. nguyên cớ sau khi đến tiểu thanh vân giới, bởi vì có linh khí tẩm bổ, làm cho đại hạ nhân tộc hậu duệ bên trong nắm giữ tư chất tu hành, cũng hoặc là bởi vì trong lam tinh hồng nguyệt phong tỏa, làm cho lam tinh nhân tộc tu tiên tư chất mất đi. tô tỉnh khẽ gật đầu, trước mắt có khả năng giải thích cũng chỉ có hai điểm này nhưng vô luận như thế nào, Lam tinh nhân tộc có khả năng tu hành, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Tối thiểu tương lai nhân tộc nắm giữ sức tự vệ nhất định. Bất quá, trước mắt quan trọng nhất vẫn là ta bản thân trưởng thành, đối với Lam tinh nhân tộc, chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ. Tô tỉnh không có ý định đem quá nhiều tinh lực đặt ở bảo vệ Lam tinh nhân tộc bên trên, trước mắt vẫn là muốn lấy thực lực bản thân tăng trưởng làm trọng. Như thế tiếp xuống, tiếp tục tiền tuyến chém giết, tu hành kiếm đạo. Người tiêu mấy năm thời gian, từng bước biết rõ lam tinh nhân tộc biến hóa trên người ngươi phát hiện những nhân tộc này đi tới tiểu thanh vân giới phía sau không ít cũng bắt đầu lục tục sinh ra linh căn thậm chí trong đó còn sinh ra chân linh căn tu sĩ tựa như là nguyên bản liền nên thuộc về lực lượng của bọn hắn bị phong ấn đồng dạng mà bây giờ phong ấn này triệt để mở ra càng làm cho ngươi giật mình là không vảnh vẹn tân sinh hài nhi sẽ sinh ra linh căn liền theo lam tinh mà đến nhóm thứ nhất cư dân cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện linh căn trong đó tuyệt đại bộ phận đều là không có chức nghiệp người thường. Cũng có một phần nhỏ chức nghiệp giả, có khả năng hấp thu linh khí, đi vào con đường tu tiên. Thế là ngươi truyền cho bọn hắn một chút cơ sở phương pháp tu hành, cũng tại trong đại hạ quốc mở tu tiên học phủ, trợ giúp những người bình thường này lớn mạnh thực lực, có thể tại trong ba ngàn thế giới tự vệ. Như vậy, thời gian 15 năm đi qua, năm thứ 40, thu xếp tốt đại hạ nhân tộc công việc phía sau, ngươi đem càng nhiều tinh lực, đặt ở bản thân trên tu hành. Ngươi mỗi ngày tu hành chính nhất phục khí quyết, Bảo đảm luyện thể tu vi tăng trưởng, định kỳ cung cấp pháp lực cho La Thiên Kính, đồng thời, ngươi cũng có thể theo La Thiên Kính bên trong mang ra không ít linh dược tài nguyên, cung ứng bản thân tu hành. Như vậy, lại là 10 năm thời gian trôi qua, năm thứ 50, ngươi mai danh ẩn tích gia nhập Thiên Ma thành tiền tuyến, ngắn ngủi 10 năm thời gian, trở thành Thiên Ma thành tiền tuyến tướng quân. Ngươi thành lập Thiên Uyên quân, cũng bắt đầu tuyển nhận trong 3000 thế giới các lộ tu sĩ, bởi vì La Thiên Kính tồn tại, ngươi có khả năng thu được đại lượng tụ linh hoa vô số thần thông công pháp, những công pháp này đối tán tu nắm giữ trí mạng lực hấp dẫn. Bởi vậy, gia nhập thiên uyên quân tu sĩ càng ngày càng nhiều. Năm thứ 75, ngươi ở tiền tuyến giết địch, một bên ma luyện kiếm thuật, một bên tu hành đại vu đoán thể quyết, thực lực bộc phát tăng trưởng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy điểm ấy đầu nói. Đúng à, nếu nói trong ba ngàn thế giới, tán tu khát vọng nhất là cái gì? Vậy nhất định không phải linh dịch cùng linh thạch, mà là công pháp à? Cao thâm công pháp và thần thông, đây chính là chân chính bảo tàng. Tô tỉnh thế nhưng rõ ràng nhớ đến, hắn tại tu hành ban đầu, làm một bộ đê giai trường xuân công mà bôn ba liều mạng thời gian. Thẳng đến đằng sau đạt được tiên võ thời đại trong phó bản mấy cái tông môn công pháp. Lại đến kế thừa la thiên tông công pháp, tô tỉnh mới triệt để thoát khỏi làm công pháp mà lo nghĩ thời gian. Có thể cũng không phải mỗi một vị tu sĩ, đều như là tô tỉnh như vậy may mắn. Tại trong ba ngàn thế giới, những cái kia phổ thông công pháp có lẽ dễ dàng thu được, nhưng cao thâm công pháp đều là mỗi đại tông môn áp đáy hòm truyền thừa tuyệt đối sẽ không dễ dàng gặp người có thể tô tỉnh hiện tại sở hữu toàn bộ la thiên tông truyền thừa la thiên kính trong tàng kinh các vô số công pháp thần thông đều về tô tỉnh tất cả không khoa trương trong la thiên tông tàng kinh các tầng bốn trở lên tùy tiện lấy ra một bản công pháp thần thông đều đủ để tại tiểu thanh vân giới thậm chí là thanh nguyên trong vực nhấc lên gió tanh mưa máu những cái kia thiên giai công pháp vô thượng bí pháp đừng nói là tu sĩ tầm thường, coi như là tiên nhân, thiên tiên, chân tiên cảnh đều bon chen. Bạch Đế Lâu là ba ngàn thế giới lớn nhất tán tu tổ chức, sở dĩ có thể cùng mỗi đại đỉnh tiêm tông môn sánh vai tề khu. Loại trừ nó lâu chủ Bạch Đế cường hãn bên ngoài. Trong Bạch Đế Lâu hoàn chỉnh thưởng phạt cơ chế, có khả năng làm những cái này phổ thông tán tu cung cấp đầy đủ công pháp, thần thông thu hoạch. Tô tỉnh trong lòng nghĩ như vậy nói. Những cái kia đại tông môn, đối với tán tu lớn nhất hấp dẫn, liền là nó truyền thừa đầy đủ nhưng đại tông môn tương đối mà nói ràng buộc khá nhiều mà tán tu đại bộ phận truy cầu tự do bởi vậy không ít tán tu không nguyện gia nhập đại tông môn bên trong mà là lùi lại mà cầu việc khác gia nhập tương đối rộng rãi bạch đế lâu không tệ chờ tiến về tiểu thanh vân giới phía sau tiện tay lấy ra mấy bộ thần thông bán thành tiền đều có thể đủ kiếm được cự nhiều tài phú tô tỉnh trong lòng có chút chờ mong theo sau nghiêm sắc mặt nói chẳng qua trước mắt vẫn là tiếp tục làm từng bước tăng lên kiếm đạo cảm ngộ à. Sử dụng kiểu đắm chìm mô phỏng, thời gian duy trì 75 năm. Đinh, ngài thành công sử dụng kiểu đắm chìm mô phỏng. Tiêu phí năng lượng 27.375 điểm, còn thừa năng lượng 139.9377 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, tô tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Mô phỏng tuyến thời gian bên trong, tô tỉnh chậm chậm mở mắt ra, xuất hiện lần nữa tại thiên ma thành tiền tuyến trên chiến trường. Bên tai truyền đến thuộc hạ Tướng lĩnh báo cáo. "Tô Tướng quân, hướng tây bắc 8000 dặm bên ngoài, có một tôn cường đại thần lực dị tộc thần linh hiện thân." Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, nói, "Gần nhất 10 năm thời gian, ngươi thu thập nhiều một chút dị tộc thần linh tình báo, cùng nhau giao phó cùng ta đi. Sau 10 năm, ta tự sẽ xuất thủ, giải quyết bọn hắn." Tô Tỉnh dứt lời, trở lại trong động phủ, yên tĩnh chờ đợi. Thoáng chớp mắt, thời gian 2 năm đi qua. Mô phỏng năm thứ 77 một năm này, Tô Tỉnh tuổi tròn trăm tuổi, có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú phát động. Thế là Tô Tỉnh ngâm tốt ngộ đạo trà, bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo. Hùng hậu kiếm đạo tại Tô Tỉnh bên cạnh không ngừng lấp lóe, tại ngộ đạo trà trợ giúp tới, Tô Tỉnh trong lòng đối với kiếm đạo cảm ngộ từng bước tăng trưởng. Trong nháy mắt, lại là 9 năm trôi qua. Mô phòng thứ 86 năm, Tô Tỉnh chậm chậm mở to mắt, theo ngộ đạo trạng thái bên trong thoát thân, cảm thụ được bản thân kiếm đạo cảm ngộ, gật đầu nói, không tệ, khoảng cách kiếm đạo để tam cảnh chỉ kém một bước cuối cùng như thế tiếp xuống liền là thực chiến tô tỉnh phân phó thủ hạ lấy tới gần nhất 10 năm thu thập tình báo trong đó mấy trăm vị dị tộc thần linh vị trí nhất thanh nhị sở rõ ràng trong đó không thiếu một chút sánh ngang chân tiên thiên tiên cảnh dị tộc thần linh tô tỉnh đem các tình báo này toàn bộ ký ức xuống tới tiếp lấy uống vào một ngụ ngộ đạo trà cầm trong tay linh kiếm mặc băng bước ra một bước liền xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm rất nhanh Tô Tỉnh liền đi tới con thứ nhất cường đại thần lực dị tộc thần linh phụ cận. Không có quá nhiều rông dài, đại chiến hết sức căng thẳng. Tiếp xuống, Tô Tỉnh tiêu thời gian 6 năm, quét sạch mấy trăm đầu dị tộc thần linh. Trong lúc này, Tô Tỉnh đối với kiếm đạo cảm ngộ, không ngừng tăng trưởng. Kiểu đám chìm mô phỏng năm thứ 18, ngày nào đó Tô Tỉnh lòng có cảm giác, chỉ cảm thấy đến chính mình chém ra kiếm khí càng khủng bố hơn. Tiện tay vung ra kiếm khí, thậm chí đủ để miểu sát một tôn dị tộc chân thần. Tô tỉnh tỉ mỉ thể ngộ lấy biến hóa trong cơ thể, sau một lát mặt lộ vẻ vui mừng nói, trong lồng ngực kiếm ý liên miên bất tuyệt, kiếm khí ngang dọc vạn trượng không thôi. Kiếm đạo đệ tam cảnh, cuối cùng thuận lợi đạt tới. Kiếm đạo bước vào đệ tam cảnh, đây đối với Tô tỉnh tới nói, lại tương đương với bước vào một vùng trời mới. Rõ ràng nhất biến hóa là hộ thể kiếm cương uy lực hạn mức cao nhất đem thêm một bước tăng trưởng. 3600 đạo hộ thể kiếm cương, xa không phải bây giờ Tô Tỉnh hạn mức cao nhất. Hô, như thế tiếp xuống liền đem hộ thể kiếm cương cũng tu luyện tới cực hạn à tô tỉnh đem cuối cùng vài đầu dị tộc thần linh chém giết phía sau lần nữa trở lại thiên ma thành lĩnh hội hộ thể kiếm cương thoáng chớp mắt thời gian 9 năm đi qua kiểu đắm chỉ mô phỏng năm thứ 27, tô tỉnh tu luyện kết thúc cảm thụ được hộ thể kiếm cương thần thông tinh tiến vừa ý gật đầu nói không tệ 4,200 đạo hộ thể kiếm cương uy lực so trước đó tăng lên tối thiểu gấp đôi nếu là toàn lực phóng thích hộ thể kiếm cương phối hợp không nói võ đức thiên phú, đủ để chém giết huyền tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tô tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cần biết, chém giết huyền tiên cảnh tu sĩ, cùng trọng thương đánh bại, khác biệt có thể quá lớn. Trên huyền tiên tiên nhân, đều được xưng tụng là đại năng, sẽ không tùy tiện tử vong. Cho dù là huyền tiên trung kỳ đối chiến huyền tiên sơ kỳ, muốn đánh giết cũng cực kỳ khó khăn. Kiếm đạo đệ tam cảnh, trước mắt mà nói đã đủ dùng. Như thế tiếp xuống, chính là muốn biện pháp chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa nhưng tại chữa trị phía trước tinh thần nhật nguyệt toa còn cần tăng tiến chính mình trận đạo cùng luyện khí chi đạo tô tỉnh suy tư một phen luyện khí trận đạo chính hắn cảm ngộ tự nhiên cũng có thể nhưng nếu là có danh sư chỉ điểm cái kia đem làm ít công to nếu là đã từng ta chắc chắn sẽ chọn đi trong thanh vân tông lựa chọn dùng tông môn cống hiến mời danh sư chỉ điểm nhưng bây giờ ta lại có biện pháp tốt hơn chỉ thấy tô tỉnh trong lòng hơi động xuất hiện tại La Thiên Cảnh bên trong. La Thiên Cảnh bên trong, thần nông hữu điền mang theo vài trăm vị sở trường sinh linh chi đạo tu sĩ ngay tại làm tô tỉnh làm ruộng. Nhìn thấy tô tỉnh sau khi đến, thần nông hữu điền dừng lại trong tay sự tỉnh, đối tô tỉnh thi lễ một cái nói, tôn thượng, lần này tới trước không biết có gì phân phó. Tô tỉnh đi thẳng vào vấn đề, nói, không biết ta trong La Thiên Tông nhưng có sở trường luyện khí tiền bối tại cái này. Thần nông hữu điền nghe xong gật đầu nói, tự nhiên là có La Thiên Tông nhị đại đệ tử La Khí, là mấy cái nguyên hội phía trước kim tiên tu sĩ. Tuy là tu vi chỉ có kim tiên cảnh đỉnh phong, nhưng tại trên con đường luyện khí cảm ngộ, liền một chút sở trường con đường luyện khí thái ất kim tiên cũng kém xa hắn. La Khí sư huynh, tại trên con đường luyện khí cảm ngộ, nên đã vượt qua luyện khí đại tông sư nhất cảnh. Nó tại mấy cái nguyên hội phía trước trong chiến đấu, cơ hồ chết đi, nhưng còn có một chút anh linh bị La Thiên kính bảo trụ. Dừng một chút, Thần Nông Hữu Điển nói: nếu là tôn thượng nguyện ý trả giá một bộ phận pháp lực để đánh đổi nên có khả năng đánh thức la khí sư huynh tô tỉnh nghe xong hai mắt tỏa sáng trong mô phỏng hắn pháp lực mất đi một chút cũng không có đại giới nhưng nếu là có thể có được một vị siêu việt luyện khí đại tông sư tiên nhân chỉ điểm vậy coi như kiếm lợi lớn thế là tô tỉnh rèn sắt khi còn nóng hỏi cái kia không biết phải chăng là còn có chuyên về bày trận tiền bối tại cái này thần nông hữu điền gật đầu nói tự nhiên là có Tô Tỉnh đi theo thần nông Hữu Điền, đi tới La Thiên Đại hội trong sân, nơi này mỗi một vị tiên nhân, tu sĩ, thần nông Hữu Điền đều biết. Tại thần nông Hữu Điền chỉ dẫn xuống, Tô Tỉnh thuận lợi phục sinh hai tôn kim tiên. Tất nhiên, đó cũng không phải chân chính phục sinh, chỉ là mượn La Thiên cảnh lực lượng để bọn hắn ngắn ngủi nắm giữ tự do ý chí. Mà Tô Tỉnh trả ra đại giới, ước chừng là 50 năm tu vi. Phía trước 50 năm, Tô Tỉnh khổ tu luyện khí tu vi, trực tiếp liền không có cái này khiến tô tỉnh sông chân tiên cảnh tầng một trung kỳ trực tiếp rơi xuống tới chân tiên cảnh tầng một sơ kỳ hô ngược lại lần này mô phỏng cũng không mang ra luyện khí tu vi rớt liền rớt à tô tỉnh cũng không thèm để ý những cái này hứa đại giới mà là hướng về trước người hai người hỏi không biết hai vị tiền bối chỗ tự ý như thế nào chi đạo vì sao một vị hình thể hơi tráng trên mình sinh ra khối cơ thịt tu sĩ lên trước một bước nói tôn thượng tiền bối không dám nhận tại hạ sở trường con đường luyện khí thường dùng thập bát ban binh khí đều sẽ luyện chế, cũng hoặc là tranh lệch ám khí tại hạ cũng có chỗ xem qua. Nhưng tại hạ am hiểu nhất, chính là luyện chế cỡ lớn tiên bảo. Từng luyện chế ra vài kiện cực phẩm hậu thiên trí bảo, còn có một cái thượng phẩm hậu thiên trí bảo, tên là tinh thần nhật nguyệt toa, đứng hàng trí bảo bảng thứ 78 vị. Tại hạ một đời tổng luyện chế tiên bảo 7 hơn 800 kiện, kiện kiện tinh phẩm. Tô tỉnh nghe xong sừng sốt một chút, theo sau mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Khá lắm, không ngờ như thế tinh thần Nhật Nguyệt toa, liền là trước mắt lão đầu này luyện chế à. Tô Tỉnh gọi thẳng vẫn khí tốt, nếu là có lão đầu này trợ giúp, hắn còn buồn phía sau không sửa được tinh thần Nhật Nguyệt toa. Không tệ không tệ. Tô Tỉnh vừa ý gật đầu một cái, vừa nhìn về phía một bên hình thể gầy cao tu sĩ, hỏi: "Vị tiền bối này, ngươi am hiểu liền là trận đạo rồi. Không biết sở trường loại nào loại hình trận đạo?" Vị này trận đạo tiên nhân, do dự một chút, trầm trước nói: "Lão phu sở trường chi đạo" Theo Liễm Tức ẩn nấp, lại đến tụ linh sát phạt trận đạo các loại, tổng cộng mấy chục loại đông đúc. Nhưng lão phu khổ tâm nghiên cứu trận đạo mấy chục vạn năm, nếu nói am hiểu nhất, vẫn là phòng ngự cùng ẩn nấp loại hình trận đạo. Bên cạnh lão đầu này năm đó luyện chế tinh thần nhật nguyệt toa, tiên chu bên trên trận đạo, liền là lão phu luyện chế. Tô Tỉnh nghe xong trận đạo này tiên nhân lời nói phía sau, càng là cười đến không ngậm miệng được. Rất tốt, rất tốt à. Quả thật là được đến không mất chút công phu. Tô Tỉnh muốn chữa trị tinh thần Nhật Nguyệt Toa, khiếm khuyết liền là trận đạo cùng luyện khí chi đạo. Bây giờ hai vị này năm đó luyện chế tinh thần Nhật Nguyệt Toa đại sư ngay tại trước mắt, Tô Tỉnh còn sợ chữa trị không tốt. Thế là Tô Tỉnh vội vàng nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền hai vị tiếp xuống dạy tại hạ liên quan tới tinh thần Nhật Nguyệt Toa luyện chế, chữa trị chi đạo. Hai vị này nghe xong từ không gì không thể, thế là lập tức làm Tô Tỉnh giảng giải. Mà Tô Tỉnh dẫn xuống một cái ngộ đạo trà, ngộ tính tăng lên cực lớn, hai vị này giảng giải nội dung. Tô tỉnh ngay tại chỗ liền có thể tiêu hóa cái một hai thành, chỉ cảm thấy chính mình trận đạo cùng luyện khí chi đạo cảm ngộ nhanh chóng tăng trưởng. Phía sau chưa tiêu hóa nội dung, tô tỉnh phía sau tỉ mỉ suy nghĩ, cũng có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Thế là tô tỉnh theo luyện khí yếu điểm, trận đạo tầng 3 hạch tâm. Lại đến tinh thần nhật nguyệt toa nguồn động lực, phần ngoài phòng hộ trận pháp bố trí cùng chữa trị, hai vị tiên nhân đều cho tô tỉnh giảng giải rõ ràng. Thoáng chớp mắt, thời gian 20 năm đi qua. Cái này thời gian 20 năm, Tô Tỉnh trận đạo cảm ngộ cùng luyện khí cảm ngộ không ngừng tăng tiến. Thời gian đi tới kiểu đám chỉ mô phỏng năm thứ 50, hai vị này tiên nhân phục sinh thời gian đã đến, thế là ý thức lần nữa tiêu tán. Mà Tô Tỉnh cũng rời đi la thiên cảnh, lần nữa về tới tiểu thanh vân giới. Không tệ, có hai vị này chỉ điểm, quả nhiên là tiết kiệm một nhóm lớn thời gian à. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Bây giờ trong tay của ta còn thừa lại một ly ngộ đạo trà, tổng cộng 18 năm lĩnh hội thời gian chưa sử dụng, cũng không thể lãng phí. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, trước mắt hắn cần tinh tiến, chính là không gian chi đạo. Mà lĩnh hội không gian chi đạo tốt nhất địa điểm, tự nhiên là cái kia tầng 9 thiên vực. Thế là Tô Tỉnh tiêu phí mấy năm thời gian, đi tới Cửu Trọng Thiên, cũng thuận lợi leo lên tầng thứ 3. 3 năm sau, tầng thứ 3, trong bí cảnh nào đó, Tô Tỉnh đánh chết trước mắt một đầu chân tiên cảnh đỉnh phong hư không kỳ thú, vừa ý gật đầu nói, vận may thiên phú, coi là thật đến à đi tới cái này cửu trọng thiên vẻn vẹn thời gian một năm liền gặp được ba đầu hư không kỳ thú lại đánh giết vài đầu lĩnh hội không gian chi đạo bảo vật cũng đầy đủ tô tỉnh bước ra một bước rời đi chỗ này bí cảnh lại đi đến chỗ tiếp theo bí cảnh thăm dò kiểu đắm chỉ mô phỏng kết thúc tô tỉnh lần nữa trở lại thế giới hiện thực chậm chậm mở hai mắt ra thi triển ký ức thần thông không tệ phối hợp hư không kỳ thú kết sỏi tu hành thật là làm ít công to dựa theo cái tốc độ này ước chừng ba năm lần kiểu đắm chỉ mô phỏng liền có thể thuận lợi đem không gian chi đạo bước vào đệ tứ cảnh dừng một chút tô tỉnh nói tiếp còn có nghe đạo đan luyện chế lần này tổng luyện chế lâu lò nghe đạo đan thành đan bảy lò hơn nữa trong đó sáu cái là bình thường phẩm chất ta phục dụng cái này bảy cái nghe đạo đan cảm ngộ không gian chi đạo tiến triển càng nhanh chóng à tô tỉnh trong lòng rất là vừa ý nếu là không gian chi đạo tiến hơn một bước lại mang ra tinh thần nhật nguyệt toa sau này tô tỉnh lui tới lam tinh cùng tiểu thanh vân giới có lẽ có thể rút ngắn tuyệt đại bộ phận thời gian thậm chí tô tỉnh chỉ dùng thời gian một tuần liền có thể trở về lam tinh lần này kiểu đám chìm mô phỏng thời gian đã sử dụng hết như thế tiếp xuống liền là tiếp tục tăng lên luyện thể tu vi mặt khác nghĩ biện pháp chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa cũng là cực kỳ trọng yếu tô tỉnh trong lòng hơi động ánh mắt lần nữa nhìn về phía bảng mô phỏng thứ 150 năm trải qua vài mười năm lĩnh hội ngươi đối không gian trì đạo rất có tiến triển. Tiếp xuống, ngươi dự định tiến về thanh mộc giới, tìm tới hư hao tinh thần nhật nguyệt toa, tiện đường mua sắm một chút chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa vật liệu. Mà thanh mộc giới khoảng cách thanh vân giới cực xa, cho dù là ngươi, cũng cần tiêu phí hơn 100 năm thời gian mới có thể đến. Mà trong lúc này bên trong, ngươi đương nhiên sẽ không buông lỏng tu hành. Thứ 151 năm, chuẩn bị một phen phía sau, ngươi khống chế tinh thần nhật nguyệt toa, chính thức tiến về thanh mộc giới. Thứ 180 năm, hư không đi bên trong, ngươi luyện thể tu vi có chút tinh tiến. Năm thứ 200, hư không đi bên trong, tu vi của ngươi thuận lợi đột phá tới chân tiên cảnh tầng 2. Thứ 230 năm, hư không đi. Thứ 280 năm, ngươi luyện thể tu vi tiến hơn một bước, khoảng cách đại vu đoán thể quyết tầng thứ ba viên mãn càng ngày càng gần. Năm thứ 300, đi qua hơn 150 năm hư không đi, ngươi xuyên qua vài trăm tiểu thiên thế giới, thuận lợi đến thanh mộc giới. Ngươi xuôi theo trong ký ức địa điểm, tìm được tinh thần nhật nguyệt toa. Tiếp xuống, ngươi một bên tu hành, một bên chữa trị tinh thần nhật nguyệt tòa. Nhưng hậu thiên trí bảo chữa trị có chút khó khăn, cho dù đạt được hai vị kim tiên giáo dục, vẫn như cũ cần tiêu phí thời gian rất lâu. Thứ 350 năm, ngươi luyện thể tu vi thuận lợi bước vào tầng thứ ba viên mãn. Ngươi bắt đầu tìm kiếm đột phá đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư phương pháp. Thế giới hiện thực, tô tỉnh nhìn thấy trên mặt này vui vẻ. Khổ tu 300 nhiều năm năm, đại vu đoán thể quyết tầng thứ ba, cuối cùng viên mãn. Đại vu đoán thể quyết tầng thứ ba, nắm giữ pháp thiên tượng địa, dẫn động tinh thần chi lực. Thân cao có thể đến vạn trượng, có hủy tinh diệt thế năng lực. Nhưng đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư tu hành, chỉ sẽ càng khó khăn. Tô tỉnh nhớ lại trong đầu ký ức. Đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư, nhục thân có thể thật sự tiên cảnh tu sĩ, có thể đoạn chi trọng sinh, chỉ cần không phải thương tới trái tim. Đầu chờ bộ vị yếu hại, liền có thể hao phí nhất định nguyên lực cùng tinh huyết để tứ chi nhanh chóng mọc ra. Cần biết, tiên nhân nhục thân đều là dễ hỏng vô cùng. Một khi có tổn thất, muốn chữa trị đó là muôn vàn khó khăn. Không ít tiên nhân, liền là bởi vì tại đấu pháp thời điểm, bị đối phương chặt đứt thân thể, trả giá cực lớn đại giới, tìm kiếm thiên tài địa bảo đều khó mà chữa trị. Cuối cùng chỉ có thể lưu lại không thể ma diệt vết thương, ảnh hưởng căn cơ. Nhưng đại vu đoán thể quyết nếu là tu luyện đến tầng thứ tư, liền hoàn toàn có thể coi thường cái này một nguy hiểm. Chật chật, đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư còn chỉ là đoạn chi trọng sinh nhưng nghe nói nếu là tu đến đằng sau mấy tầng thậm chí có khả năng làm đến tích huyết trọng sinh thân hồn bất diệt thì vĩnh viễn bất tử bất diệt tô tỉnh tâm hướng hướng về mà đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư tu hành cũng cần linh dược tiến hành phụ trợ tu hành linh dược này tên là bổ thiên hoa tương truyền chính là thượng cổ oa thần bổ thiên thời gian rơi xuống nước mắt chỗ dẫn vào trì hoa có bù đủ tiên thiên thiếu hụt chữa trị thân thể chỗ tô tỉnh nhớ lại trong đầu ký ức cái này bổ thiên hoa tự nhiên là nhất đẳng tiên dược, hơn nữa đã diệt tuyệt. Nếu là muốn tại ở trong bí cảnh thu hoạch, thậm chí ủy thác thiên cơ các mua, vậy cũng là muôn vàn khó khăn. Nhưng la thiên cảnh bên trong là có bổ thiên hoa tồn tại. Chỉ cần để thần nông hữu điền giúp ta gieo trồng bổ thiên hoa. Tu tới đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư phụ trợ đồ vật cũng đầy đủ. Tô tỉnh càng ngày càng cảm giác được la thiên kính chỗ cường đại. Ở trong đó lấy mãi không hết, đủ loại thất truyền bảo vật thần thông, đều là tô tỉnh tương lai con đường căn cơ à. Như thế trước mắt, cũng chỉ còn lại mục tiêu cuối cùng, chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa. Chỉ cần chữa trị cái này toa, ta còn lại năng lượng, có lẽ đủ để mang ra à. Tô tỉnh trong lòng chờ mong, ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Tu luyện tới đại vu đoán thể quyết tầng thứ ba viên mãn phía sau, ngươi đem nhiều thời gian hơn, dùng tới chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa. Mà tại chữa trị trong quá trình, ngươi luyện khí, trận đạo cảnh giới cũng tại không ngừng tăng trưởng. 30 năm thời gian, thoáng chớp mắt đi qua. Thứ 380 năm, ngươi đối trong ngoài tinh thần Nhật Nguyệt toa bộ cấu tạo rõ ràng trong lòng, phối hợp chính mình trận đạo, khí đạo cảm ngộ, chữa trị công trình tuy là to lớn, nhưng cũng tại vững bước đẩy tới lấy. Một năm này, ngươi đã đem cái này tinh thần Nhật Nguyệt toa chữa trị hơn phân nửa, chỉ còn dư lại cuối cùng mấy chục đạo trận pháp cùng phần ngoài thân thuyền tái tạo, liền có thể triệt để hoàn thành. Những năm này, ngươi không ngừng thu thập chữa trị tinh thần Nhật Nguyệt toa sử dụng vật liệu, chữa trị làm việc vững bước đẩy tới. Thoáng chớp mắt lại là thời gian 20 năm đi qua, năm thứ 400, đi qua ngươi mấy chục năm cố gắng, chiếc này dài vạn trượng, nhiều nhất có thể tiếp nhận mấy vạn người tiên chu, cuối cùng bị ngươi thuận lợi chữa trị. Mà ngươi cũng thấy được chiếc này thượng phẩm hậu thiên chí bảo chỗ cường đại. Vô luận là nó nội bộ trận pháp trình độ phức tạp, sử dụng tài liệu chân quý, cũng hoặc là nó cho thấy đi tốc độ, đều xa không phải Lưu Vân Kim Quang Chu có khả năng sánh ngang. Ngươi chữa trị tốt tinh thần Nhật Nguyệt toa phía sau, trước tiên Liên thể nghiệm một tôn này tác phẩm nghệ thuật đồng dạng tiên bảo. Ngươi tiến vào ghế tài xế trong phòng, thôi động tiên lực, đem tinh thần nhật nguyệt toa hóa thành 10 trượng dài hình thái, loại hình thái này phía dưới, tinh thần nhật nguyệt toa chạy tốc độ nhanh nhất. Giống như là Lưu Vân Kim Quang Chu, tinh thần nhật nguyệt toa cũng nắm giữ tự do biến hóa kích thước năng lực, kẻ hèn này một tấc dài mà lớn có thể vạn trượng. Càng làm cho ngươi cảm thấy vừa ý chính là tinh thần nhật nguyệt toa động lực cùng phòng hộ trận pháp cường đại. Nó phòng hộ trận pháp mỗi một lần khởi động thậm chí có khả năng ngăn cản được chân tiên cảnh hư không kỳ thú tập kích. Nó càng là nắm giữ ba ngăn động lực, một cấp động lực ngày đi nghìn vạn dặm, là tiết kiệm năng lượng hình thức, sử dụng linh thạch liền có thể thôi động, thích hợp khoảng cách dài đi. Hai ngăn động lực, cao nhất có thể ngày đi ba ngàn vạn dặm, ở trong hư không đi tốc độ gấp mấy lần tại Lưu Vân Kim Quang Chu, nhưng cần tiêu hao đại lượng linh thạch. Ba ngăn động lực, cao nhất có thể ngày đi ức vạn dặm, cần truyền vào đại lượng pháp lực duy trì, không phải vàng tiên cảnh tu sĩ, khó mà khống chế lấy ngươi trước mắt tu vi pháp lực, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi động hai ngăn động lực, bảo trì hai ngàn vạn dặm một ngày đi tốc độ. Ngươi thử nghiệm khống chế tinh thần nhật nguyệt toa, theo thanh mộc giới xuất phát, ngắn ngủi 10 năm thời gian, liền xuyên qua mấy chục cái tiểu thiên thế giới, ngao du tại hoàn vũ bên trong, tiêu diêu tự tại. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhịn không được cao hứng chắp tay trước ngực. Khá lắm, có cái này tinh thần nhật nguyệt toa, quả nhiên là súng hơi đổi pháo à. Lưu Vân Kim Quang Chu, cho dù toàn lực thôi động, ngày đi bất quá nghìn vạn dặm mà có tinh thần nhật nguyệt toa trực tiếp tốc độ gấp bội à liền tương đương với nguyên bản ta tới một chuyến tiểu thanh vân giới cần 22 ngày tả hữu thời gian kế tiếp trở về cũng chỉ cần tiêu phí 11 ngày tả hữu thời gian trọn vẹn tiết kiệm một nửa thời gian mà đợi đến ta tu vi càng cường đại phía sau tốc độ này sẽ còn càng nhanh dừng một chút tô tỉnh nói tiếp quan trọng hơn chính là tinh thần nhật nguyệt toa nắm giữ lâu dài khoảng cách đi năng lực nắm giữ cái này tiên chu phía sau, ta vượt qua vô tận hải vực ghép hình đã hoàn thành 2 phần 3. Chỉ chờ tu vi phá vỡ mà vào huyền tiên cảnh phía sau, liền có thể thử. Tô tỉnh trong lòng xúc động. Cần biết vô tận hải vực, liền là kim tiên đại năng cũng không dám tùy tiện vượt qua. Mà tô tỉnh nắm giữ bí mật đường thủy đồ, tinh thần nhật nguyệt toa. Lại thêm hắn pháp lực hùng hậu, thực lực cường đại tại cùng cảnh giới tu sĩ mới dám thử nghiệm một phen. Không tệ, tinh thần nhật nguyệt toa sửa lại thành công phía sau, Lần này mô phỏng mục tiêu cũng coi như hoàn thành. Chỉ là không biết, cái này mang ra tinh thần Nhật Nguyệt toa cần bao nhiêu năng lượng. Tô Tỉnh còn không biết, hắn dự định chờ lần này mô phỏng sau khi kết thúc thăm dò một phen. Bất quá bây giờ, còn có một việc cần thử nghiệm một phen. Đó chính là để La Thiên cảnh bên trong tu sĩ hỗ trợ trồng bổ thiên hoa. Hoa này quan hệ đến ta đột phá đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư mấu chốt, cũng không thể lười biếng. Nghĩ như vậy nói, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Thứ 410 năm, ngươi khống chế Lưu Vân Kim Quang Chu, đi tới một chỗ xa xôi tiểu giới. Cái này vô danh tiểu giới thậm chí không tính là tiểu thiên thế giới, trong thế giới tối cường người, cũng bất quá nắm giữ hợp thể kỳ thực lực. Ngươi quyết định lưu tại giới này bên trong, an ổn nghiên cứu bổ thiên hoa trồng chi pháp. Ngươi tiến vào La Thiên cảnh, cũng hỏi thăm thần nông hữu điền liên quan tới bổ thiên hoa trồng công việc. Thần nông hữu điền cáo chi ngươi, bổ thiên hoa hoàn toàn chính xác đã kể bên diệt tuyệt, nhưng trong La Thiên tông còn có một chút bổ thiên hoa hạt giống nếu là ngươi có nhu cầu thần nông hữu điền có lòng tin tại trong vòng trăm năm bồi dưỡng ra thành thục bổ thiên hoa ngươi nghe xong trong lòng vui vẻ thế là lập tức đem kế hoạch này giao cho thần nông hữu điền đi chấp hành hắn sinh linh chi thuật cũng không tại giới ngươi có trợ giúp của hắn có thể vì ngươi tiết kiệm rất nhiều thời gian thế là tiếp xuống ngươi một bên chờ đợi thần nông hữu điền tin tức một bên tăng lên tu vi của mình trong nháy mắt lại là 40 năm đi qua thứ 450 năm đi qua 200 năm khổ tu tu vi của ngươi khoảng cách chân tiên cảnh tầng 3, cách chỉ một bước. Nhưng chân tiên cảnh phía sau, mỗi một bước tu vi tăng lên đều biến đến vô cùng khó khăn, cho dù ngươi có đầy đủ linh dịch mỗi ngày tu hành, vẫn như cũ khó mà bảo trì lúc trước thần tốc tiến triển. Thứ 460 năm, tu vi của ngươi cuối cùng tiến hơn một bước, đạt tới chân tiên cảnh tầng 3. Thứ 463 năm, ngày nào đó ngươi tâm thần không yên, su cát tị hung thiên phú điên cuồng truyền đến dự cảnh. Ngươi trong lòng biết là thanh vân tử tìm tới ngươi tại thanh vân tử tìm tới phía trước ngươi ngươi hỏi thăm một phen thần nông hữu điền bổ thiên hoa bồi dưỡng tiến độ hàn cáo chi ngươi bổ thiên hoa đã thuận lợi trồng chỉ cần tiếp qua không đến 50 năm liền có thể thành thục ngươi nghe xong vừa ý gật đầu một cái theo sau yên tĩnh chờ đợi thanh vân tử đến ba ngày sau thanh vân tử tới hắn giờ phút này đã bị ác thi thôn phệ mất đi tuyệt đại bộ phận thần trí nhưng ngươi vẫn như cũ tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng ngươi thừa nhận chính mình kế thừa la thiên truyền thừa đồng thời trí bảo kia la thiên kính ngay tại trên người của ngươi. Nghe được ngươi phía sau, thanh vân tử ác thi lộ ra vẻ kinh ngạc, ngưng đối ngươi siêu hồn. Ngươi thừa cơ đưa ra, nguyện ý giao ra la thiên kính, chỉ cần bảo toàn tính mạng. Dứt lời, ngươi thử nghiệm thôi động thức hải, đem la thiên kính bản thể triệu hồi ra tới. Cưỡng ép triệu hồi ra la thiên kính, đã để ngươi tu vi căn cơ bị tổn thương không nhỏ. Nhưng thanh vân tử đối nó thật là vừa ý, hắn hóa thành một đạo hắc quang, tiến vào la thiên cảnh bên trong, tựa như phải tiếp nhận la thiên cảnh khảo nghiệm sau một lát thanh vân tử sắc mặt khó coi trở lại đến trước người ngươi không chút do dự hướng ngươi phát động tập sát ngươi đã biết được phát sinh cái gì lấy thanh vân tử thiên tư dĩ nhiên cũng vẻn vẹn chỉ có thể thu được nhất đảng quyền hạn thậm chí còn tại quyền hạn của ngươi phía dưới mà cái này hiển nhiên là thanh vân tử không thể tiếp nhận đối mặt một tôn bán thánh xuất thủ ngươi không có chút nào sức chống cự ngươi chết đinh lần này mô phỏng kết thúc mô phỏng kết thúc về sau Tô Tỉnh thở dài một tiếng. A, à, quả nhiên, vẫn là chết bởi trong tay Thanh Vân Tử. Tô Tỉnh biết được, Thanh Vân Tử bị ác thi sau khi thôn phệ, La Thiên truyền thừa đã trở thành trong lòng hắn chấp niệm. Bởi vậy, Tô Tỉnh là có dự định buông tha La Thiên Kính, từ đó thu được thời gian dài hơn mô phỏng. Cuối cùng, đây chỉ là trong mô phỏng buông tha, tiếp một lần mô phỏng thời gian, Tô Tỉnh lại có thể thu được. Nhưng để Tô Tỉnh không nghĩ tới chính là cho dù hắn chuẩn bị buông tha La Thiên Kính, lại như cũ khó thoát từ kiếp à. La Thiên Kính có thể nhiều lần nhận chủ, nhưng siêu đẳng quyền hạn cuối cùng chỉ có một cái. Cho dù La Thiên Kính nhận chủ thanh vân tử, cũng vẻn vẹn chỉ có nhất đẳng quyền hạn. Thậm chí, ta có thể tùy thời tước đoạt thanh vân tử quyền hạn. Như vậy thanh vân tử làm sao có thể đủ chứa đến phía dưới ta? Tô Tỉnh thở dài một tiếng, hắn là không nghĩ tới, đường đường đại la kim tiên thậm chí bán thánh, đều thu hoạch không được La Thiên Kính siêu đẳng quyền hạn cái này la thiên kính đối tư chất yêu cầu đến tột cùng cao bao nhiêu chật chật tại trong mắt la thiên kính chỉ sợ ta liền là nhất đẳng thiên kiêu theo hỗn độn sơ khai đến nay e rằng đều không có tư chất so với ta tốt à tô tỉnh tự nhiên biết rõ hắn tư chất là có lượng nước cuối cùng hắn tu hành thời gian cũng không chỉ chỉ là ngàn năm coi là mỗi lần mô phỏng thời gian dài hắn tu hành còn chưa hết vạn năm tại trong ba ngàn thế giới e rằng thật có tư chất so với ta tốt thiên kiêu nhưng ngang nhau cảnh giới bên trong, tuổi của ta tuyệt đối là nhỏ nhất. Cũng liền là một điểm này, để La Thiên Kính xuất hiện phán sai à. Tô Tỉnh hơi có chút bất đắc dĩ, như là đã thu được La Thiên Kính, cũng thuận lợi để nó nhận chủ. Cái kia Tô Tỉnh liền khó mà thoát khỏi thanh vân tử ác thi dây dưa, hoặc trốn xa tới cái khác đại vực, hoặc giải quyết đi thanh vân tử ác thi vấn đề. Trước mắt nhìn tới, vẫn là trốn xa cái khác đại vực, càng có hy vọng một chút. Tô Tỉnh chỉ cần tu vi chậm rãi đẩy tới, tin tưởng rất nhanh liền có thể nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa. a à, cũng được. Dứt khoát lần này mô phỏng mục tiêu đã hoàn thành, vậy liền nhìn một chút mô phỏng ban thưởng à. Tô tỉnh trong lòng hơi động, nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng danh sách. Lấy huyết tế khí, màu vàng kim thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu đoán thể quyết tầng thứ 3 viên mãn, truyền thừa từ thượng cổ vu tộc luyện thể chi pháp, đã tu tới tầng thứ 3 viên mãn. Nắm giữ có thể so thiên tiên cảnh viên mãn nhục thân lực lượng, có thể thi triển thiên địa pháp tướng, thiên cương thần thông vạn tượng thiên lôi dẫn, giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên. Chân tiên cảnh tầng 3 tu vi, vượt qua tiên nhân tam tai, thành tựu chân tiên, đại đạo khả kỳ, thọ tới nhất nguyên sẽ lâu dài, giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên. Tinh thần nhật nguyệt toa, loại không gian hậu thiên trí bảo, kẻ hèn này một tấc như trong tay toa, lớn có thể ngàn trượng, tiếp nhận mấy vạn người, có khả năng ở trong hư không đi. Tùy tiện xuyên qua vài trăm cái hư không tiết điểm, kim tiên cảnh mới có thể phát huy nó toàn bộ tác dụng, nó tốc độ cao nhất đi, trong hư không có thể so thái ất kim tiên. Trước mắt đã bị triệt để chữa trị, cần kim tiên cảnh mới có thể phát huy ra nó toàn bộ công hiệu, giá bán 70 vạn năng lượng bản nguyên. Lấy huyết tế khí thiên phú, mặc dù là màu vàng kim thiên phú, nhưng tạm thời dường như không dùng được, nếu là phía sau cần luyện khí thời điểm, cũng có thể ngắn ngủi sử dụng. Cuối cùng nó tác dụng phụ e rằng không nhỏ. Tô tỉnh suy tư một phen, không do dự, quả quyết nói ta lựa chọn mang ra đại vu đoán thể quyết tầng thứ ba viên mãn tu vi cùng tinh thần nhật nguyệt toa vừa nghĩ tới tinh thần nhật nguyệt toa mang tới đủ loại chỗ tốt tô tỉnh một trận tâm hướng hướng về có cái này tinh thần nguyệt toa một vòng bên trong liền có thể đến tiểu thanh vân giới tô tỉnh nghĩ như vậy nói chúc mừng ngài thuận lợi mang ra tinh thần nhật nguyệt toa tiêu phí 70 vạn điểm năng lượng bản nguyên còn thừa năng lượng bản nguyên 69 vạn 9.377 điểm chúc mừng ngài thuận lợi mang ra đại vu đoán thể quyết tầng thứ ba viên mãn tu vi tiêu phí 30 vạn điểm năng lượng bản nguyên còn thừa năng lượng bản nguyên 39 vạn 9377 điểm liên tiếp hai thanh âm nhắc nhở rơi xuống tô tỉnh năng lượng bản nguyên nhanh chóng ngâm nước sau một lát cũng chỉ còn lại không đến 40 vạn điểm tô tỉnh nhìn xem tiêu xài năng lượng bản nguyên trong lòng một trận thịt đau nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi mình nói đây hết thảy đều là đáng giá tiếng nói vừa ra một đạo năng lượng tràn vào tô tỉnh thể nội. Tô tỉnh nhục thân tu vi, tại trong chốc lát nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng một lần hành động đột phá tới tầng thứ ba viên mãn. Giờ phút này, tô tỉnh thuần túy nhục thân lực lượng, đủ để thoải mái đánh giết chân tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Chật chật, đại vu đoán thể quyết, quả nhiên huyền diệu à. Nếu là ta toàn lực vận chuyển, dẫn tinh thần chi lực nhập thể. E rằng đợi đến đi vào tầng thứ tư phía sau, không hẳn so huyền tiên cảnh kém hơn bao nhiêu. Tô Tỉnh vừa ý gật đầu một cái. Nhưng để cho Tô Tỉnh ngạc nhiên, không phải đại vu đoán thể quyết tiến triển, mà là trong tay nhiều hơn cái kia lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ hình mẫu. Hậu Thiên Chí Bảo, tinh thần nhật nguyệt toa. Tô Tỉnh cẩn thận ngắm nghía, trong tay cái này một tấc kích thước hình mẫu tán thưởng sự tinh mỹ đồng thời, càng cảm nhận được nó nặng tựa vạn cân. Chậc chậc, xứng đáng là thượng phẩm Hậu Thiên Chí Bảo à. Cái này tinh thần nhật nguyệt toa vẻn vẹn theo ở bề ngoài nhìn, bức cách đều cao hơn Lưu Vân Kim Quang Chu ra quá nhiều. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thoát ly Lưu Vân Kim Quang Chu, theo sau đem Lưu Vân Kim Quang Chu biến hóa thành lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ, thu vào. Ngay sau đó, Tô Tỉnh nhẹ nhàng ném đi, cái này tinh thần Nhật Nguyệt toa liền hóa thành 10 trưởng kích thước tiên châu, xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người. Cái này hình giọt nước thân thuyền, màu đen như mực bề ngoài, nhìn qua liền bá khí vô cùng. Mà trên thân thuyền, khắc dấu Nhật Nguyệt đồ án, cùng Nhật Nguyệt phía dưới một đôi trắng tinh như ngọc tay. Giống như khẽ vươn tay, liền có thể nắm chặt tất cả nhật nguyệt tinh thần đồng dạng. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi tiến vào trong tinh thần nhật nguyệt toa, hơi quen thuộc một thoáng thao túng trận pháp phía sau, liền đôi nó yêu thích không buông tay. Ngay sau đó, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi thể nghiệm một phen điều khiển khoái cảm. Động lực trận pháp thôi động cái cấp thứ hai vị. Chỉ thấy tinh thần nhật nguyệt toa hóa thành một mai lưu tinh, hướng về cố định đường thủy phi tốc lái đi. Tô Tỉnh cảm thụ được tinh thần nhật nguyệt toa cái kia 10 phần động lực, qua lại trong hư không khoái cảm, không khỏi đến cảm thán nói chực chực cái này tinh thần nhật nguyệt toa cùng lưu vân kim quang chu khoảng cách tựa như là pháp sắc cùng dâu phổ à lưu vân kim quang chu nói nguyên cớ thích sẽ biến mất có đúng hay không tô tỉnh khống chế lấy tinh thần nhật nguyệt toa hướng về tiểu thanh vân giới phương hướng nhanh chóng chạy tới nguyên bản còn cần nửa tháng đi thời gian tại ngắn ngủi một vòng bên trong liền siêu mong chờ hoàn thành kỷ nguyên mới 2026 năm ngày 24 tháng 2 thời gian chính ngọ làm phiến kia thúy thế giới màu xanh lục tiết điểm xuất hiện tại tô tỉnh thần thức cảm ứng bên trong thời gian tô tỉnh vội vã ngồi dậy xuyên thấu qua phía trước tinh thần nhật nguyệt toa lưu ly bảo hộ tô tỉnh nhìn thấy ngoài vạn dặm tiểu thanh vân giới cuối cùng đến à tô tỉnh hít sâu một hơi trong lòng vô cùng kích động gần tại tu tiên thế giới trước mắt cuối cùng muốn lần đầu tiên tiếp xúc đến mô phỏng bên trong tô tỉnh từng hàng chục hàng trăm lần đi tới qua giới này nhưng cũng chỉ là mô phỏng thôi bây giờ Tô tỉnh đích thân đến nơi này, tự nhiên là trong lòng vạn phần xúc động, loại cảm giác đó là không giống nhau. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, tiểu thanh vân giới khoảng cách tô tỉnh khoảng cách liền càng tới càng gần. Tô tỉnh thấy thế, khởi động tinh thần nhật nguyệt toa ẩn nạc trận pháp. Chỉ thấy tinh thần nhật nguyệt toa trong khoảnh khắc liền biến mất ở trong hư không, liền khí tức, cũng triệt để ẩn nấp đi. Đây cũng là tinh thần nhật nguyệt toa bên trên, ẩn nạc trận pháp chỗ cường đại. Liền là kim tiên cảnh tu sĩ, cũng khó có thể cảm giác được tinh thần nhật nguyệt toa tồn tại. Tô tỉnh lái tinh thần nhật nguyệt toa, phủ xuống tại thập vạn đại sơn bắc bộ, xác định xung quanh trong ngàn dặm. Không có tu sĩ cùng cao gia yêu tu tồn tại phía sau, tô tỉnh an toàn lục, cũng đem tinh thần nhật nguyệt toa thu vào. Nhẹ nhàng nhảy một cái, tô tỉnh hai chân chạm đến tiểu thanh vân giới, thập vạn đại sơn đất đai bên trên. Cảm thụ được trong không khí chảy xuôi yếu kém linh khí, Tô Tỉnh kích động nói, nơi này liền là tiểu thanh vân giới ư. Dương mắt nhìn lên, tiểu thanh vân dưới bầu trời lam có chút phát sáng mà xa xa thanh thúy tươi tốt cao tới trăm trượng đại thụ che trời cũng là tại lam tinh bên trong không có khả năng nhìn thấy cảm thụ một hồi tiểu thanh vân dưới linh khí tô tỉnh hơi hơi lắc đầu nói quả nhiên linh khí suy kiệt hoàn cảnh lớn bên dưới nơi này linh khí vẫn là so linh điền động thiên kém quá nhiều dừng một chút tô tỉnh ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng nói nơi đó liền là tiểu thanh vân thành à nhưng trước khi đến phía trước tiểu thanh vân thành, vẫn là cần dịch dung liễm tức một phen. Tô Tỉnh nói xong, thi triển thuật dịch dung, bắt đầu làm chính mình thay đổi dáng dấp. Tô Tỉnh sở học cái này thuật dịch dung, cũng không phải là tạm thời biến hóa dáng dấp, mà là phối hợp luyện thể chi pháp chân chính làm đến thay đổi thể nội xương cốt, dung mạo. Như vậy Tô Tỉnh cốt tướng liền hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ dáng, chỉ có ngũ quan cùng phía trước có ba phần tương tự. Sau một lát, Tô Tỉnh theo một vị thân cao 1m8 hết lần này tới lần khác Mỹ Nam Tử, biến hóa thành một vị thân cao 2m3, vóc dáng cường tráng đại hán vạm vỡ. Như thế, liền bí danh làm Tô Diệp à. Ân, tinh tu luyện thể cùng kiếm đạo địa tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đem tu vi của mình khí tức điều chỉnh tới địa tiên cảnh đỉnh phong. Địa tiên cảnh đỉnh phong tu vi, tại tiểu thanh vân giới bên trong, liền đã đủ dùng. Loại trừ một phần nhỏ nhất thiên tiên cùng chân tiên bên ngoài, không có tu sĩ gì dám chọc cấp độ này tiên nhân. Nếu là trực tiếp bộc lộ ra chân tiên cảnh tu vi, khó tránh khỏi có chút cao điệu, dễ dàng gây nên không cần thiết quan tâm. Nhưng ta tiếp xuống giao dịch, cũng cần tu vi nhất định tới chấn nhiếp người ngoài để tránh bị một chút người dòng ngó dò xét. Tô tình nghĩ như vậy nói, theo sau thi triển không gian chi lực, vừa xảy bước ra liền xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm. Nguyên cớ không dụng thần thông túng địa kim quang, tự nhiên là sợ bị có lòng nhân sĩ phát hiện đầu mối. Chỉ một lát thần phía sau, Tô Tỉnh liền xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm ngàn dạm Bạch Đế Thành bên ngoài. Bạch Đế Thành bên ngoài, Tô Tỉnh đánh giá một phen tòa này rộng lớn thành trì. Chậc chậc, xứng đáng là tiên nhân thành trì, quả nhiên xa không phải trấn yêu quan có khả năng so sánh. Tô Tỉnh thầm than một tiếng, theo sau nghênh ngang đi vào trong thành. Giờ phút này, Tiểu Thanh Vân Thành bên trong tu sĩ lui tới nối liền không dứt, đại đa số tu sĩ người mặc đạo bào, rất có tiên nhân tư thế. Cho dù tuyệt đại đa số tu sĩ đều chỉ là kim đan, nguyên anh kỳ tiểu tiên, nhưng tư thế vẫn là rất đủ mới vừa vào thành tô tỉnh liền gặp được mấy vị cấp thấp tu sĩ ngăn ở trước người vị này thượng tiên nhìn lên nhìn không quen mặt à lần đầu tiên tới bạch đế thành à tô tỉnh nhìn xem trước người mấy cái cấp thấp tu sĩ bất quá trúc cơ kim đan kỳ mà thôi tô tỉnh nháy mắt biết được những cái này cấp thấp tu sĩ lai lịch trong bạch đế thành bách hiểu sinh nhóm tất nhiên cái này bách hiểu sinh chỉ là những cái này cấp thấp tu sĩ bản thân tiếng khen đại đa số tu sĩ càng muốn xưng hô bọn họ là chân chạy nói tóm lại những tu sĩ này đại bộ phận tại dưới nguyên anh kỳ bọn hắn mỗi ngày dựa vào là liền là làm từ bên ngoài đến tu sĩ dẫn đường cung cấp tin tức từ đó kiếm lấy một chút tiền trả nước tỷ như trong bạch đế thành nhà nào tiệm bán thuốc linh dược hàng đẹp giá rẻ nhà nào luyện khí phường binh khí pháp bảo thượng thừa những cái này bách hiểu sinh nhóm đều có thể nói ra cái bảy tám phần tới thậm chí nhà nào thanh lâu tiên tử mỹ mạo nhà nào đạo lữ cùng tu sĩ khác tư thông. Những cái này bát quái bọn hắn đều rõ ràng. Tô tỉnh tự nhiên không phải lần đầu tiên tới Bạch Đế Thành, hắn đối với nơi này quen thuộc, cũng không so những cái này bách hiểu sinh nhóm kém. Nhưng trong hiện thực, Tô tỉnh chính là lần đầu tiên tới, làm tốt hơn phù hợp hắn hiện tại Tô Diệp Mã giáp thân phận. Tô tỉnh quyết định thuê những cái này bách hiểu sinh. Thế là chỉ thấy Tô tỉnh ngang tàng vung tay lên, chỉ chỉ trước người ba vị bách hiểu sinh, nói, ngươi ngươi, còn có ngươi, ba người các ngươi mang theo bản tôn dạo chơi cái này bạch đế thành. Bản tôn nếu là cao hứng, không thể thiếu mấy người các ngươi hạt bụi. Nói xong, tô tỉnh tiện tay ném đi qua bảy tám mai hạ phẩm linh thạch. Cái này ba cái đê dai tiểu tu, nhìn thấy tô tỉnh bộ này ngang tàng dáng dấp phía sau, lập tức hai mắt tỏa sáng, trong lòng không hẹn mà gặp dâng lên một cái ý nghĩ. Tới đơn hàng lớn, như là cái này ba cái tiểu tu, bách hiểu sinh, xem như bạch đế thành tầng dưới cho tu sĩ bọn hắn thân không một kỹ năng dài chỉ là tại bạch đế thành bên trong chờ đến lâu chút ít bởi vậy đối bạch đế thành tình huống hiểu khá rõ nhưng bạch đế thành cũng không phải là mỗi ngày đều có rất nhiều khuôn mặt mới tu sĩ tới trước cho dù có lạ lẫm tu sĩ tới trước cũng không nhất định cần bách hiểu sinh trợ giúp coi như cần trợ giúp cũng không nhất định đến phiên bọn hắn bởi vậy bọn hắn quanh năm suốt tháng giá thị trường tốt thời điểm có khả năng miễn cưỡng kiếm lời cái hai ba mươi khối hạ phẩm linh thạch nhưng cũng đại bộ phận làm hao mòn tại tây thành phường các tiểu nương bì trên bụng như là tô tỉnh như vậy ngang tàng tu sĩ bọn hắn lại là lần đầu tiên gặp được đúng vậy vị này thượng tiên có gì phân phó ta ba ca tại trong bạch đế thành thế nhưng không gì không biết ba vị này tiểu tu vội vã theo tô tỉnh bên cạnh tả hữu một bộ chó săn giáng dấp cửa thành còn lại bách hiểu sinh nhóm lập tức sinh lòng ý hối hận bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra tô tỉnh vị này lạ lẫm tu sĩ khí độ bất phàm thậm chí nhìn không ra tô tỉnh tu vi. Nhưng tô tỉnh dịch dung bộ dáng này, thực tế không giống dễ tiếp xúc hạng người, bởi vậy bọn hắn trần chờ một phen, cũng không dám lên phía trước, cũng liền bỏ qua cơ hội lần này. Thượng tiên, ngài đánh nơi nào đến? Khó trách hôm nay tại hạ, buổi sáng ra ngoài, liền nghe thấy cửa ra vào chim khách tại gọi. Nguyên lai like là gặp được thượng tiên à. Mấy vị này tiểu tu một đường nịnh nọt, nói tô tỉnh cũng nhịn không được mặt mò đỏ ửng. Thế là vung tay lên, lại là hơn 10 mai hạ phẩm linh thạch ném qua. Đi theo mấy vị này tiểu tu đi một hồi, Tô Tỉnh mới mở miệng nói, khụ khụ, bản tôn, lão phu mới tới Bạch Đế Thành vì mua sắm một nhóm đê dài khoáng thạch. Không biết, các ngươi có thể biết, trong Bạch Đế Thành này, nhà nào phường thị khoáng thạch hàng đẹp giá rẻ. Tô Tỉnh hỏi lời này thời điểm, trong lòng tự nhiên đã sớm biết Bạch Đế Thành cửa hàng phường thị tình huống. Không chỉ nhà nào phường thị khoáng thạch bán tiện nghi, thậm chí ngay cả phường thị lão bản họ gì, Tô Tỉnh nhất thanh nhị sở rõ ràng. Nhưng làm càng phù hợp hắn hiện tại thân phận Tô Tỉnh chỉ có thể theo mấy vị này trong miệng Bách Hiểu Sinh, đạt được tin tức, như vậy mới không chê vào đâu được. Quả nhiên, nghe được Tô Tỉnh tra hỏi phía sau, ba cái tiểu tu nhìn nhau, tranh nhau chèn lần nói, khởi bẩm thượng tiên, đông thành chân bảo các bên trong, đủ loại khoáng thạch phẩm loại nhất đầy đủ. Tại toàn bộ tiểu thanh vân giới cũng là nhất đẳng tốt chỗ ngồi. Thượng tiên, Tây Thành trong phường thị đồ vật hàng đẹp giá rẻ. Hơn nữa hắc hắc, tiểu tu tại trong chợ đen có đầu đường giá cả so ngoại giới thấp không xuống ba thành đây thượng tiên tại hạ cho rằng vạn kim các khoáng thạch bán danh tiếng tốt nhất hơn nữa nhà kia lão bản nương sóng cả mãnh liệt rất là động lòng người lạc tô tỉnh nghe xong không có nói chuyện trong lòng suy xét một phen cái này ba cái tiểu tu nói chỗ ngồi tô tỉnh đều đi qua đích thật là trong bạch đế thành mua khoáng thạch nơi để đi hơn nữa tô tỉnh lượng nhu cầu cực lớn một nhà phường thị e rằng khó mà cung ứng chắc chắn là mỗi nhà đều muốn đi thế là tô tỉnh giả bộ như cười hắc hắc nói đã như vậy vậy liền trước đi vạn kim các bên trong xem xét à nghe được tô tỉnh lời nói phía sau ba cái tiểu tu liếc nhau không hẹn mà cùng hiểu ý cười một tiếng rất nhanh tô tỉnh đi tới vạn kim các bên trong hoàn toàn chính xác như ba cái tiểu tu nói vạn kim các chính là bạch đế thành bên trong đặc biệt bán đủ loại quý hiếm khoáng thạch yêu thú tài liệu cửa hàng đủ các loại tô tỉnh mới vừa vào cửa liên thấy trong cửa hàng không ít mua sắm tu sĩ tại trên kệ hàng chọn lựa thượng tiên tại hạ muốn hỏi một chút ngài lần này mua sắm dự toán có bao nhiêu hắc hắc thượng tiên biết đến loại cửa hàng này chịu tiêu tiền đó chính là đại giả ba cái tiểu tu bên trong bên trong một cái hơi có vẻ lanh lợi tiểu tu lên trước tại tô tỉnh bên tai nhỏ giọng nghe nói tô tỉnh nghe xong nhếch miệng lên chậm chậm phun ra mấy chữ dự toán đi bên trên không mức cao nhất bạch đế thành còn con này bên trong còn không có bản tôn mua không nổi đồ vật. Tô Tỉnh cố tình nói như vậy, làm liền là chế tạo hắn muốn người thiết lập. Thực lực mạnh mẽ, không rõ lai lịch, nhưng có tiền tu sĩ. Quả nhiên, nghe được Tô Tỉnh lời nói phía sau, chung quanh mấy cái khách hàng liên tiếp ghé mắt, bọn hắn rất ít nhìn thấy, giống như cái này khẩu khí tu sĩ. Mà có Tô Tỉnh hứa hẹn, cái này ba cái dẫn đường tiểu tu càng thêm có lực lượng. Bên trong một cái tiểu tu xuyên qua đám người, muốn đi hậu đường trực tiếp tìm vạn kim các người phụ trách chỉ chốc lát một vị người mặc hoa bào lương đeo ngọc bội phú quý trung niên nhân đi lại nhẹ nhàng đi tới tô tỉnh chỉ là hơi hơi ghé mắt liền liếc mắt xem thấu tu vi của hắn ân hóa thần hậu kỳ tu vi nhưng một thân tu vi phù phiếm nên lấy dược vật trồng chất mà tới tô tỉnh chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái liền không có để ở trong lòng tiếp tục chuyên chú nghiên cứu trên kệ hàng đủ loại linh khoáng kỳ thạch mỗi một mai kỳ thạch đi qua tô tỉnh trong tay thời điểm Tô Tỉnh đều có thể lập tức biết được nó năng lượng ẩn chứa bản nguyên dồi dào như thế nào. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, liên tiếp nhìn mấy chục loại đá, nó năng lượng ẩn chứa bản nguyên hoặc ít đến thương cảm, hoặc giá cả đắt đỏ, không thích hợp đại lượng mua sắm, tính giá so không cao. Vị này vạn kim các người phụ trách ngoại hiệu Kim lão lục, tại Bạch Đế thành bên trong cũng coi là có chút danh tiếng, không phải tu vi rất cao, mà là hắn đến từ phía sau vạn kim các kim gia, xem như dòng chính đệ tử. Kim lão lục nguyên bản ngay tại hậu đường hưởng dụng mỹ thiếp phục thị, lại bị bỗng nhiên xông vào dẫn đường tiểu tu quét nhã hứng, bởi vậy vốn là trong lòng không thích. Nguyên bản hắn cho là sẽ có cái gì lớn khách hàng tới, nhưng hôm nay vừa thấy mặt, gặp Tô Tỉnh mặc đơn giản, nhìn xem mặt xinh, trong lòng đã có nghi hoặc. Lại thấy Tô Tỉnh đứng tại chỗ, phảng phất không thấy hắn đồng dạng, trong lòng lập tức càng không thích. Nha, Tam lại tử, ngươi nói lớn khách hàng là vị nào à? Kim lão lục quang một chút dẫn đường tiểu tu, đứng ở tô tỉnh nam thước bên ngoài ngôn ngữ châm chọc nói xem như vạn kim các người phụ trách hắn tự nhiên là nhận thức nhóm này tại trong thành hoạt động bách hiểu sinh biết bọn hắn chẳng những tu vi thấp tầm mắt càng là thấp bởi vậy trong lòng đối tô tỉnh càng là coi thường ba phần nghe được cái này kim lão lục lời nói phía sau tô tỉnh vẫn không có động tĩnh chỉ là đang chuyên tâm nhìn xem trên kệ hàng vật phẩm mà một màn này đặt ở trong mắt kim lão lục nhưng là càng chọc giận hắn kim lão lục thân phận gì đường đường hóa thần đỉnh phong đại tu vạn kim các người phụ trách, dù cho là một chút hợp thể kỳ đại tu sĩ, nhìn thấy hắn cũng sẽ cung kính ba phần. Thế là trên mặt kim lão lục nụ cười dần dần cứng ngắc, ngữ khí châm chọc nói, tam lại tử à, chúng ta vạn kim các cũng không phải cái gì khách nhân đều tiếp đãi. Có chút người mắt cao hơn đầu, trong tay lại không mấy cái linh thạch, cũng muốn tới ta vạn kim các giết sát uy gió. Kim lão lục hơi phóng xuất ra hóa thần kỳ tu sĩ uy áp, vị này trúc cơ kỳ dẫn đường tiểu tu, Liên hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi dưới đất nói không ra lời. Tô Tỉnh thấy thế khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, cái này Kim lão lục lại trước tiên chất vấn, "Vị khách nhân này, ngươi tới ta Vạn Kim Các là tới mua đồ sao?" Như không phải, còn mời chớ tại bản các bên trong lưu lại, để tránh ảnh hưởng cái khác khách hàng. Trong lúc vừa nói Kim lão lục mang theo một chút lãnh ý, muốn lấy cái này thăm dò Tô Tỉnh nội tình. Tô Tỉnh nghe xong, nháy mắt bị cái này có chút tức giận, chỉ là hóa thần kỳ sâu kiến dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Ngay sau đó, Tô Tỉnh lên trước một bước, cũng không thấy bất kỳ động tác gì, chỉ là chỉ là một ánh mắt. Liền đem kim lão lục hù dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, vàng bạc đồ vật chảy đầy đất, trong miệng run rẩy nói không ra lời. Cái này một ánh mắt, Tô Tỉnh thậm chí vô dụng sát ý, chỉ là nhiều năm trên chiến trường chém giết mang tới khí thế, liền đem cái này kim lão lục hù dọa đến kém chút một mệnh ô hồ. Nhưng mà, đúng lúc này, thanh âm dễ nghe vang lên. Tiểu lục tử, ngươi chính là như vậy tiếp đãi chúng ta vạn kim các khách quý. Đối đãi khách nhân, không có nửa điểm lễ phép. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần tại vạn kim các bên trong làm việc. Nói chuyện chính là một vị tư thái thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, nhìn lên ba mươi mấy tuổi, rất có phong tình thiếu phụ. Người này chính là vạn kim các sau lưng lão bản, kim tam nương. Kim tam nương một bộ hoa y, đi lại nhẹ nhàng đi xuống lầu, nàng hôm nay vừa vặn tới vạn kim các thị sát, lại gặp được sự tình này tình. Tô Tỉnh gặp Kim Tam Nương đi tới, cũng chỉ là hơi ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp lấy liền tiếp tục đánh giá đến trong các khoáng thạch. Tô Tỉnh sớm tại vào cửa thời điểm, liền cảm ứng được cái này Kim Tam Nương tồn tại. Một vị độ kiếp kỳ nữ tiên, tư chất coi như không tệ. Nhưng có thể tại cái này to như vậy bạch đế thành bên trong mở một gian vạn kim các, e rằng sau lưng còn có đại nhân vật dựa vào. Nhưng Tô Tỉnh phỏng chừng, nó sau lưng đại nhân vật, đỉnh trời cũng liền là một vị địa tiên cảnh tu sĩ. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, trong toàn bộ tiểu thanh vân giới đều không có mấy người có thể vào pháp nhãn của hắn kim tam nương đứng ở tô tỉnh ba thước có hơn đầu tiên là cho tô tỉnh thi lễ một cái ngữ khí ấy này nói tại hạ kim tam nương là cái này vạn kim các lão bản hôm nay có thể có thượng tiên quang lâm thật sự là chúng ta vạn kim các vinh hạnh như thượng tiên có cần thiết cầu bản các nguyện ý cung cấp lớn nhất giảm giá dừng một chút kim tam nương nói vạn kim các bên trong hết thảy thương phẩm đều lấy 50% giá cả bán ra tại Thượng Tiên, coi như xin lỗi, như thế nào. Nghe được Kim Tam Nương nhận tội ngữ khí phía sau, xung quanh xem náo nhiệt các tu sĩ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu là nói Kim Lão Lục bất quá là kéo một cái lấy ra hổ hồ ly, cái kia Kim Tam Nương, tại trong bạch đế thành này, đều là có mấy phần phân lượng. Kim Tam Nương, bản thân liền là rừng ở độ kiếp kỳ thật lâu tu sĩ, áp đảo tuyệt đại bộ phận tu sĩ bên trên. Càng có truyền văn nói, nàng chính là một vị nào đó địa tiên cảnh tu sĩ tình nhân, cho nên mới có khả năng tại Bạch Đế Thành bên trong, thành lập ra rất có danh khí vạn kim các. Hô hô, vị này từ bên ngoài đến tu sĩ đến cùng là lai lịch gì? Liền Kim Tam Nương đều nhận tội. Ai biết được, từ bên ngoài đến hòa thượng tốt niệm kinh A à có lẽ. Tu sĩ này nhìn lên liền cực kỳ hung, không dễ chọc. Mấy vị khách hàng tại chỗ không xa truyền âm, nghị luận ẩm ý. Mà Kim Tam Nương, giờ phút này tuy là trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong bóng tối sớm đã mồ hôi đầm đìa. Giờ phút này, nàng hận không thể đem kim lão lục người đường đệ này trực tiếp phế bỏ đi. Ngày bình thường treo lên vạn kim các tên tuổi làm sằng làm bậy còn chưa tính, liền hôm nay rõ ràng còn chọc phải như vậy đại nhân vật. Đúng vậy, kim tam nương tuy là không biết rõ tô tỉnh tu vi thật sự, nhưng lấy tầm mắt của nàng cùng thần thức, rõ ràng hoàn toàn không cách nào xem thấu tô tỉnh tu vi. Vẹn vẹn một điểm này cũng đủ để nói rõ rất nhiều chuyện. Ồ, ta hôm nay mua vật phẩm, đều 50% bán ra. Tô tỉnh cười cười, nhìn một vòng chung quanh khách hàng, cũng không nói nhiều. Kim Tam Nương lập tức tâm linh thần hội, hắng giọng một cái, ngữ khí lưu loát nói, khụ khụ, hôm nay Tam Nương muốn tiếp đãi một vị khách quý. Tất cả khách nhân, trong tay các ngươi đồ vật đều giảm 20% bán ra. Bất quá còn mời mọi người mau rời khỏi vạn kim các, vạn kim các hôm nay đóng cửa. Nghe được Kim Tam Nương lời nói phía sau, trong cửa hàng mấy trăm khách nhân cũng nhộn nhịp thức thời rời đi. Chỉ để lại tô tỉnh cùng sau lưng ba vị dẫn đường tiểu tu. Kim Tam Nương đối sau lưng nha hoàn liếc mắt ra hiệu, lại quay đầu đối ba cái dẫn đường tiểu tu nói. Ba vị bách hiểu sinh đã chuẩn bị tốt linh quả trà thơm, không biết có thể rời bước phòng khách quý nghỉ chân một hồi. Mắt thấy Kim Tam Nương khách khí như thế, cái này ba cái dẫn đường tiểu tu kinh hãi cầm đều nhanh mất. Kim Tam Nương nhân vật bậc nào? Đường đường độ kiếp kỳ đại tu. Vạn Kim các chủ nhân. Hôm nay, rõ ràng đối bọn hắn ba cái dẫn đường, liền chỉ là Kim Đan Kỳ cũng chưa tới tiểu tu cung kính như thế. Mà đây hết thảy, tự nhiên là bởi vì Tô Tỉnh. Nghĩ đến cái này, ba cái dẫn đường tiểu tu, nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt, đã kính như thần linh. Tất nhiên, đối với những cái này cấp thấp tu sĩ mà nói, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác cùng thần linh không khác. Sau một lát, Tô Tỉnh bị Kim Tam Nương đơn độc mời vào một chỗ khách quý bao xương. Phái đẩy tà hữu nha hoàn phía sau, Kim Tam Nương trước tiên ngồi xuống, lộ ra uyển chuyển dáng người, làm Tô Tỉnh pha một bình trà, nói, không biết thượng tiên tới ta vạn kim các, chỗ mua vật gì à? Nói xong, Kim Tam Nương vô tình hay cố ý hướng về Tô Tỉnh tới gần ba phần, trên mình mùi thơm, trước người khai rãnh, Tô Tỉnh đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tô Tỉnh không động thần sắc nhìn một chút Kim Tam Nương, nhưng trong lòng có chút tán thưởng. Cái này Kim Tam Nương xứng đáng là nổi tiếng bạch đế thành phong vận nữ tử, có thể bị địa tiên cảnh tu sĩ trung ý, tư thái này dung mạo, tại tiên tử bên trong cũng là nhất đẳng tồn tại. Như không phải Tô Tỉnh nhìn nhiều cận tòng tuyết, lạc sư ảnh thậm chí là từ lang tiên tử loại này ba ngàn thế giới khó tìm nữ tử, e rằng thật nhịn không được trong lòng xúc động. Tô Tỉnh ý niệm trong lòng chợt lóe lên, theo sau lộ ra một vòng nụ cười, thò tay đem Kim Tam Nương ôm vào lòng, dùng sức bóp nhẹ mấy cái phía sau, ha ha cười nói, ta Tô Diệp lần này tới trước, tự nhiên là có làm ăn lớn muốn cùng ngươi làm. Loại này làm ăn lớn, chỉ sợ ngươi vạn kim các một nhà ăn không vô. Kim Tam Nương gặp Tô Tỉnh như vậy thô bạo, mày liễu nhíu lại, nhưng nghe xong Tô Tỉnh có làm ăn lớn lập tức ngừng mờ ám lại hướng phía trước gần sát ba phần thổ khí như lan hỏi không biết thượng tiên có cái gì làm ăn lớn muốn làm à để thiếp thân thật là chờ mong đây tô tỉnh gặp phía sau nhích lại gần kim tam nương lỗ tai thần thần bí bí nói ta muốn tới mua thiết tinh hỏa đồng cùng linh thiết cái này ba loại khoáng thạch kim tam nương nguyên bản còn khuôn mặt tươi cười trong suốt có thể nghe được tô tỉnh lời nói phía sau sắc mặt đen hơn phân nửa khóe miệng co quắp một thoáng hỏi ha ha thượng tiên hẳn là cầm thiếp thân nói đùa đây. Ngài nói làm ăn lớn, liền là chỉ cái này ba loại khoáng thạch kim loại. Tô tỉnh cười tủm tỉm gật đầu một cái, mà trên mặt của kim tam nương đã lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lập tức kim tam nương sắp sửa đứng dậy, tô tỉnh lại nói, ha ha, cái kia tam nương cho rằng, một trăm vạn, thậm chí một ngàn vạn linh thạch sinh ý có tính hay không làm ăn lớn đây. Kim Tam Nương nghe được Tô Tỉnh lời nói phía sau, sừng sốt một chút, dừng lại đứng dậy động tác, lại dán càng gần chút ít, xác nhận nói. Tô Lang, ngươi mới vừa nói là một ngàn vạn hạ phẩm linh thạch sinh ý. Tô Tỉnh nghe xong lắc đầu, nói, không, là một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe được Tô Tỉnh lời nói phía sau, Kim Tam Nương mở to hai mắt nhìn, thân thể đã có chút phát run. Một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, thanh này toàn bộ vạn kim các bán đi, chỉ sợ cũng giá trị không được nhiều tiền như vậy. Một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, đừng nói là nàng cái độ kiếp kỳ này tu sĩ, liền là tuyệt đại bộ phận địa tiên cảnh tu sĩ đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Tô tỉnh kế thừa linh tộc trong tổ địa tất cả truyền thừa, trên mình thượng phẩm linh thạch số lượng gộp lại, ước chừng cũng chỉ có 800 vạn mai. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa tô tỉnh không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch, cho dù không bán tụ linh hoa. Tô tỉnh cũng có thể thông qua bán ra một bộ phận tình báo, đi thiên cơ các đổi lấy linh thạch. Một chút mấu chốt tình báo không tốt bán ra, nhưng liên quan tới hàng lâm giáo tình báo, tô tỉnh cũng có thể bán đi. Kim Tam Nương chợt nghe xong ngàn vạn thượng phẩm linh thạch đếm một lần lượng, kinh hãi nửa ngày nói không ra lời. Như nàng rất nhanh phản ứng lại, bằng nàng nho nhỏ vạn kim các, e rằng còn ăn không vô lớn như vậy một bút đơn đặt hàng. Thế là Kim Tam Nương cân nhắc nói, Tô Lang, một mai thiết tinh, giá thị trường ước chừng là 15 mai hạ phẩm linh thạch. Ngài có lẽ cũng biết, ta mặc dù là vạn kim các sau màn lão bản, nhưng lớn như vậy một cuộc làm ăn, cũng không thể chọn vẹn làm chủ. Ta phỏng chừng, một mai thiết tinh, ta có thể đưa ra giá thấp nhất, ước chừng là 8 mai hạ phẩm linh thạch. Mà hỏa đồng thì ước chừng là 15 mai hạ phẩm linh thạch một mai. Linh thiết thì là 20 mai hạ phẩm linh thạch một mai. Tô tỉnh nghe được Kim Tam Nương lời nói phía sau khẽ gật đầu, giá tiền này, so hắn tại trong máy mô phỏng mua, nhưng muốn tiện nghi quá nhiều. Tối thiểu, có khả năng làm Tô tỉnh tiết kiệm mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Cũng không ủng công Tô tỉnh dùng một phen thủ đoạn. Tô tỉnh suy nghĩ một chút, hỏi, Tam Nương, cũng không biết ngươi vạn kim cắp một lần có thể bán ra bao nhiêu thiết tinh hỏa đồng cùng linh thiết kim tam nương nghe xong suy tư một phen nói cái này ba loại kim loại đều là tiểu thanh vân giới thường thấy hơn nữa lượng nhu cầu cực lớn cũng không ít tu sĩ một lần mua hàng trăm hàng ngàn thậm chí vạn mai cũng đã là lớn đơn đặt hàng bởi vậy ta trong vạn kim cắp cái này ba loại kim loại tổng lượng còn có không ít dừng một chút kim tam nương nói trước mắt ta vạn kim các trong khố phòng ước chừng có thiết tinh 500 vạn mai, hỏa đồng 300 vạn mai, linh thiết trăm vạn khối. Cái này đã là ta vạn kim các toàn bộ tồn kho. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày, số lượng này so hắn dự đoán vẫn là thấp quá nhiều. 500 vạn mai thiết tinh, giá cả 4000 vạn hạ phẩm linh thạch. Cũng liền là 40 vạn thượng phẩm linh thạch 300 vạn mai hỏa đồng, giá cả 45 vạn thượng phẩm linh thạch. Triệu viên linh thiết, giá cả 20 vạn thượng phẩm linh thạch mà cái này ba loại kim loại tổng cộng gộp lại, giá trị cũng bất quá 14 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Điểm ấy năng lượng bản nguyên, đối Tô Tỉnh nhu cầu tới nói, vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Thế là Tô Tỉnh lắc đầu nói, chưa đủ, xa xa chưa đủ. Cái này ba loại kim loại, số lượng càng nhiều càng tốt. Ngươi lấy ra bao nhiêu, ta liền có thể ăn bao nhiêu, chỉ cần ngươi có. Ta mong chờ là thiết tinh 100 triệu mai, hỏa đồng 5.000 vạn mai, linh thiết ngàn vạn mai đây là ta thu mua danh giới cuối cùng. Tô tỉnh xem chừng, nếu là có thể cung cấp như vậy số lượng, ước chừng giá trị 230 vạn năng lượng bản nguyên, tô tỉnh mới tính không có đi không được gì chuyến này. Nghe được tô tỉnh lời nói phía sau, Kim Tam Nương lộ ra vẻ làm khó, giải thích nói. Tô Lang, lớn như vậy đơn đặt hàng, đừng nói là ta vạn kim các, cho dù là toàn bộ bạch đế thành tất cả thương gia, e rằng đều ăn không vô tới à. Ta phỏng chừng, toàn bộ bạch đế thành gộp lại, có khả năng cung cấp ngươi sở cầu những kim loại này một phần ba, cũng đã là cực hạn. Kim tam nương thời khắc này xác thực khó xử, cái này đã không liên quan tới giá cả, mà là nắm giữ ngàn vạn tu sĩ bạch đế thành, hoàn toàn chính xác cung cấp không được nhiều như vậy khoáng thạch. Như vậy lớn đơn đặt hàng, giá trị mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Nàng vạn kim các lấy được lợi nhuận, e rằng không dưới mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu là có thể cung ứng, kim tam nương thế nào sẽ không bán. Nhưng tô tỉnh lại nói, Bạch Đế Thành gom góp không đến, vậy liền đi liên hệ những thành trì khác. Toàn bộ tiểu thanh vân giới. Ngươi cũng có thể liên hệ, chỉ cần thương gia nguyện ý cùng ngươi hợp tác, ngươi cũng có thể thu mua tới đang bán cho ta. Nói xong, tô tỉnh tiện tay ném đi một cái túi đựng đồ đi qua, nói. Trong túi chữ vật này, chứa lấy 200 vạn mai thượng phẩm linh thạch, coi như là tiền đặt cọc. Ngươi có khả năng lấy tới bao nhiêu cái này ba loại kim loại liền tới bao nhiêu, càng nhanh càng tốt. Kim Tam Nương nghe xong đem túi chữ vật cầm lấy, thần thức dò vào trong đó nhìn thấy trong đó trồng chất như núi thượng phẩm linh thạch lập tức hít thở đều biến đến dồn dập kim tam nương đem cái này túi linh thạch thu vào theo sau vỗ ngực phía trước sung mãn bảo đảm nói thượng tiên tam nương nhất định hết sức nhưng ta phòng chừng cho dù nhanh nhất một vòng bên trong chỉ sợ cũng chỉ có thể gom góp một nửa nhưng chỉ cần cho tam nương thời gian ba tháng ta chắc chắn có thể gom góp đến so ngươi yêu cầu càng nhiều cái này ba loại khoáng thạch tiểu thanh vân giới bên trong cái này ba loại khoáng thạch cũng không thiếu. Không ít cấp thấp tu sĩ đều lấy đào mỏ mưu sinh. Nhưng dĩ vãng lượng nhu cầu nhưng không có nhiều như vậy. Bây giờ tô tỉnh đột nhiên mang đến như vậy lớn nhu cầu, kim tam nương cho dù thuê cấp thấp tu sĩ ngày đêm đào mỏ, chỉ sợ cũng cần một chút thời gian. Thời gian ba tháng à. Tô tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày, lắc đầu nói. Ba tháng quá lâu, ta cho người hai tháng rưỡi thời gian, ta chuẩn bị năm ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, có khả năng ăn bao nhiêu, liền nhìn người. Nói xong, Tô Tỉnh đẩy ra Kim Tam Nương, rời đi bao gian phía trước, Tô Tỉnh nói, ta liền ở tại trong thành khách sạn, ngươi nếu là có cái gì nhu cầu, có thể tùy thời liên hệ ta. Chờ Tô Tỉnh sau khi đi, Kim Tam Nương sửng sốt nửa ngày, mới lấy lại tinh thần, đầu tiên là lấy ra một mai truyền âm ngọc giản, liên hệ sau lưng nàng tôn này chỗ dựa. Đạt được vị kia địa tiên cảnh tu sĩ sau khi đồng ý, Kim Tam Nương lập tức mệnh lệnh vạn kim các trên dưới tất cả mọi người, toàn lực thu thập cái này ba loại khoáng thạch cũng tại trong thành tuyên bố cáo thị triệu tập cấp thấp tu sĩ tiến về thập vạn đại sơn bên trong toàn lực đào lấy khoáng thạch một bên khác tô tỉnh rời đi vạn kim các tiêu mấy cái linh thạch trong thành thuê một gian tốt nhất khách phòng bố trí mấy đạo phòng hộ trận pháp phía sau tô tỉnh quay người tiến vào linh điền động thiên linh điền động thiên bên trong một vòng mới máy mô phỏng sẽ đã làm lạnh hoàn tất tô tỉnh lẩm bẩm nói hạt giống đã gieo xuống cũng không biết lần thu hoạch này như thế nào chỉ hy vọng đừng để ta đi một chuyến ủng công à. Nói xong, Tô Tỉnh lầm nhầm nói, bắt đầu mô phỏng. Thứ 127 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 39 vạn 9377 điểm, còn thừa mô phỏng số lần không. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra truyền thuyết màu vàng thiên phú tiêu phí một điểm năng lượng bản nguyên, phải chăng rút ra. Xác nhận rút ra. Đinh, chúc mừng ngài thu được màu tím thiên phú mộc chi thể. Lần sau rút ra màu vàng kim thiên phú xác suất là 80%. Mộc chi thể, màu tím thiên phú, ngươi đối với mộc linh khí nắm giữ không tầm thường cảm ứng mức độ, đối mộc chi đại đạo cảm ứng nhạy bén. Ân, cái rút được màu tím thiên phú à. Tô Tỉnh hơi hơi lắc đầu, tính một lần, hắn đã liên tục 7 8 lần rút ra đến màu vàng kim thiên phú. Mà Tô Tỉnh khí vận loại thiên phú cũng sẽ không đối máy mô phỏng có hiệu lực. 80% xác suất cũng là thời điểm xuất hiện màu tím thiên phú. Ân, như thế lần này mô phỏng, liền nhìn một chút lần giao dịch này có thể hay không thuận lợi thi hành à. Còn có, luyện thể tu vi, cũng là thời điểm đột phá tới đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư. Tô tỉnh trong lòng đã có kế hoạch. Kỷ nguyên mới 2026 năm ngày 24 tháng 2, Tô tỉnh bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Linh điền động thiên bên trong, ngươi ý thức được chính mình ngay tại mô phỏng. Ngươi nhích người xuất phát, đi đến trong bạch đế thành thiên cơ các phân bộ, nhìn thấy vị kia thiên cơ các thiếu nữ ngươi cùng thiên cơ các thiếu nữ tiến hành một phen giao dịch thông qua bán tiểu thanh vân giới bên trong hàng lâm giao mỗi cái phân bộ tình báo ngươi đạt được 300 vạn mai thượng phẩm linh thạch ban thưởng ngay sau đó ngươi đưa ra cùng thiên cơ các giao dịch ngươi lấy ra hơn ngàn gốc tụ linh hoa cũng hy vọng lấy nhóm này tụ linh hoa đổi lấy một bộ phận linh thạch thiên cơ các thiếu nữ gặp phía sau chỉ là làm sơ kinh ngạc liền đưa ra dùng 200 vạn thượng phẩm linh thạch thu mua cái này một nhóm tụ linh hoa ngươi gật đầu đồng ý cùng thiên cơ các thuận lợi giao dịch ngay sau đó ngươi rời đi thiên cơ các đi đến bạch đế lâu phân bộ thế giới hiện thực tô tỉnh nhìn thấy điểm ấy đầu nói bạch đế lâu xem như tiểu thanh vân giới đỉnh tiêm tam đại thế lực một trong thiên cơ các không hỏi thế sự chỉ có bạch đế lâu thiên ma ngục cùng thanh vân tông cái này tam đại thế lực nắm giữ không tầm thường lực ảnh hưởng mà trong đó lại lấy bạch đế lâu ràng buộc ít nhất thông tin của ta thân phận có lẽ tại trong đó có khả năng đạt được không tầm thường địa vị tại tô tỉnh kế hoạch bên trong Tiểu Thanh Vân Giới tuyệt đối là một chỗ trọng yếu cứ điểm. Mà Tô Tỉnh mới đến, tại Tiểu Thanh Vân Giới bên trong chỉ có thực lực lấy ra được, vậy dĩ nhiên muốn trước tạm thời đầu nhập vào một phương thế lực. Tương đối mà nói, Bạch Đế Lâu là trước mắt thích hợp nhất Tô Tỉnh thế lực. Địa tiên cảnh đỉnh phong tu vi, tại Bạch Đế Lâu phân bộ bên trong, đủ để trở thành nhất đảng khách khanh trưởng lão. liền đủ để phối hợp ta kế hoạch tiếp theo. Tô Tỉnh nghĩ như vậy nói, ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Đi tới Bạch Đế Lâu phía sau, ngươi thể hiện ra địa tiên cảnh đỉnh phong tu vi trong chớp nhoáng này đưa tới trong bạch đế lâu coi trọng đi qua trùng điệp hạch nghiệm phía sau bạch đế lâu phân lâu chủ một vị chân tiên đích thân tiếp kiến ngươi ba ngày sau ngươi thuận lợi trở thành bạch đế lâu nhất đảng khách khanh trưởng lão bạch đế lâu khách khanh trưởng lão không hỏi xuất thân chỉ cần không phải tà đạo tu sĩ đều có thể đảm đường đồng thời ngươi cũng nắm giữ tại trong bạch đế thành mua sắm động phủ tư cách làm che giấu tai mắt người cũng vì càng phối hợp thân phận của ngươi ngươi tại trung tâm bạch đế thành tiêu phí trăm vạn hạ phẩm linh thạch cho thuê một chỗ hạ phẩm động thiên 10 năm thời điểm lâu dài sau 7 ngày ngươi lần nữa đi đến vạn kim các kim tam nương không hổ là bạch đế thành bên trong rất có danh khí thương nhân ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian nàng vượt mức hoàn thành nhiệm vụ phía trước ngươi yêu cầu ba loại khoáng thạch kim loại nàng đã gom góp đến một nửa đồng thời kim tam nương nói cho ngươi phía sau nàng chỗ dựa muốn gặp ngươi một mặt ngươi nghe xong suy tư một phen nếu muốn tại trong bạch đế thành nắm giữ nhất định thế lực minh hữu tự nhiên không thể thiếu mà phía sau kim tam nương cái vị kia địa tiên hiển nhiên là cái lựa chọn tốt thế là ngươi đáp ứng kim tam nương cùng sau lưng chỗ dựa chạm mặt chính như ngươi đoán trước phía sau kim tam nương chỗ dựa cùng ngươi đồng dạng là bạch đế lâu nhất đảng khách khanh trưởng lão kỳ danh bạch tuyên là địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ tại bạch đế thành bên trong đã phát triển vạn năm lâu dài thế lực thâm căn cố đế tài lực cùng thực lực tại địa tiên cảnh bên trong đều cực kỳ không tầm thường mà Kim Tam Nương sở dĩ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tìm tới nhiều như vậy khoáng thạch, nó sau lưng vị này Bạch Tuyên e rằng xuất lực không ít. Ngươi cùng Bạch Tuyên đàm phán rất là hòa hợp, ngươi nguyện ý tăng cao nửa thành giá thu mua, mà Bạch Tuyên thì bảo đảm chính mình sẽ vận dụng nhân mạch. Không chỉ trong Bạch Đế thành, còn có tiểu thanh vân giới Bắc Bộ mấy chục tòa tu sĩ trong thành trì, hắn đều có thể vì ngươi thu thập khoáng thạch. Từ đó tất cả đều vui vẻ, ngươi cùng Vạn Kim các đạt thành cả hai cùng có lợi cục diện. Như vậy, lại là hai tháng thời gian trôi qua. Vạn kim các đúng hẹn vì ngươi mang đến số lớn ba loại kim loại, số lượng thậm chí là ngươi dự tính gấp hai. Ngươi phòng trừng, vạn kim các mang tới ba loại dị kim loại. Nó tổng giá trị đến gần 500 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong mắt một sợi tinh quang nở rộ. Chật chật, đây chính là 500 vạn điểm năng lượng bản nguyên à. Như vậy lớn ngạch số, trọn vẹn đầy đủ ta đột phá tới huyền tiên cảnh cần thiết. Tô tỉnh trong lòng thật là thích thú, chỉ dựa vào cái này 500 vạn điểm năng lượng bản nguyên, liền không ủng công hắn tới một chuyến tiểu thanh vân giới. Hơn nữa, một khi đầu này thương lộ đạt thành, hiệu triệu trong bạch đế thành tán tu, không ngừng vì tô tỉnh đào lấy cái này ba loại kim loại. Có khả năng mang tới lợi nhuận, sẽ là liên tục không ngừng. Như thế, hiện tại vấn đề duy nhất là nhiều như vậy ba loại kim loại, e rằng giá cả không thua kém 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Lấy trong tay ta tài lực hình như còn không cách nào ăn tô tỉnh khẽ nhíu mày tin tốt lành là tô tỉnh năng lượng bản nguyên có rơi xuống tin tức xấu là tô tỉnh tay trung linh thạch không đủ không mua nổi trong tay ta linh thạch đổi thành thượng phẩm linh thạch ước chừng cũng liền ngàn vạn mai tả hữu mà tụ linh hoa cũng không thích hợp đại lượng bán ra sự tình có chút khó làm à tô tỉnh suy tư một phen nếu như thuần túy bán ra tụ linh hoa muốn bù đắp cái này hai ngàn vạn mai thượng phẩm linh thạch lỗ thủng tối thiểu muốn bán ra vạn gốc tụ linh hoa. Mà như vậy toàn số lượng tụ linh hoa, hiển nhiên không phải tô tỉnh cái này nho nhỏ địa tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể có được, thế tất sẽ dẫn tới người hữu tâm quan tâm. Để bày ra thực lực cùng của cải của chính mình phối hợp, mới có khả năng tránh hạng giá áo túi cơm dòng ngó giò xét à. Tô tỉnh suy tư một phen, tụ linh hoa quan hệ trọng đại, nếu là một lần bạo lộ quá nhiều, tin tức một khi truyền ra, chỉ sợ sẽ có thế giới khác huyền tiên cảnh tu sĩ tìm tới cửa. Mà cái này, hiển nhiên không phải Tô Tỉnh muốn nhìn thấy. Nguyên cớ, cái này 2.000 vạn mai thượng phẩm linh thạch lỗ thủng, nhất định cần muốn từng nhóm bổ khuyết. Trong đó một bộ phận có thể bán ra 3.000 gốc tụ linh hoa, vấn đề không lớn. Còn lại còn có thể bán ra một bộ phận thần thông công pháp. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, còn có, tiểu thanh vân giới khoảng cách hắc thủy giới khoảng cách, hình như không xà. Trong đó cách nhau bất quá 3-4 cái hư không tiết điểm. Nếu là khống chế tinh thần nhật nguyệt toa, gần hai tháng không đến, liền có thể đến. Tô tỉnh xem chừng muốn hay không muốn đi một chuyến hắc thủy giới, cuối cùng nơi đó cũng có một bộ phận la thiên truyền thừa chờ lấy tô tỉnh. Nhưng cân nhắc một phen phía sau, tô tỉnh vẫn là buông tha quyết định này. Đi một chuyến hắc thủy giới, qua lại tối thiểu cần 5 tháng thời gian. Làm cái kia mấy trăm vạn giọt thượng phẩm linh dịch. Ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, hình như còn không đáng đến. Có lẽ, chờ ta không gian chi đạo bước vào đệ tứ cảnh, liền có thể tiến về hắc thủy giới. Tô tình nghĩ như vậy nói, ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía bảng mô phỏng. Phía sau, ngươi lại tại tiểu thanh vân giới bên trong đợi hai tháng thời gian, xác định lần này giao dịch không có bất cứ vấn đề gì phía sau, liền khống chế tinh thần nhật nguyệt toa, quay trở về Lam Tinh. Lần này trở về Lam Tinh, ngươi chỉ dùng 10 ngày tả hữu thời gian. Trở về Lam Tinh phía sau, ngươi bắt đầu diệt trừ hàng lâm giáo hành động. Lần hành động này, không có bất kỳ kế hoạch. vẻn vẹn bằng vào ngươi siêu tuyệt thực lực, nghiền ép kiểu chu diệt long lão cầu cùng một đám cao tầng hàng lâm giáo về phần những hàng lâm giáo kia giáo chúng cùng trung tầng cán bộ thì bị ngươi sử dụng thành công học đại sư thiên phú thuận lợi lắc lư ngươi lấy xét đánh không kịp bưng tai xu thế quét sạch toàn bộ hàng lâm giáo theo sau vơ vét hàng lâm giáo bảo khố ngươi phái thủ hạ khôi lỗi kiểm lại hàng lâm giáo trong bảo khố tài nguyên nó trong bảo khố có tài nguyên vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi ngươi không chút khách khí đem những tư nguyên này bỏ vào trong túi thú vị một chuyến huyết ma giới quét sạch còn sót lại tà tu. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, ngươi khống chế tinh thần nhật nguyệt toa về tới tiểu thanh vân giới, đem hồng nguyệt tình báo cáo chi thiên cơ các, cũng thỉnh động thái ất kim tiên xuất sơn. Ngươi mang theo hai vị thái ất kim tiên tiến về lam tinh, chuẩn bị tiêu diệt hồng nguyệt. Đem hai vị thái ất kim tiên mời vào vực sâu vô tận phía sau, ngươi liền bắt đầu chủ tính lam tinh nhân tộc di chuyển sự tình. Trong nháy mắt, 8 năm thời gian trôi qua. Năm thứ 8, ngươi thuận lợi đem tuyệt đại bộ phận đại hạ nhân tộc cùng một phần nhỏ quốc gia khác người di chuyển đến tiểu thanh vân giới sau khi làm xong tất cả những thứ này ngươi lập tức liên hệ thiên cơ các cũng trực tiếp ngả bài chính mình thanh vân tông đệ tử thân phận ngươi nhìn thấy tử lăng tiên tử cũng tại tử lăng tiên tử dẫn dắt tới đi đến tam tiên phòng ngươi cùng thanh vân tử đạt thành giao dịch thuận lợi đạt được hai ly ngộ đạo trà năm thứ 10, hồng nguyệt vẫn lạc tin tức truyền đến hai vị thái ất kim tiên một vị trọng thương một vị vết thương nhẹ trở về nhưng bọn hắn biết được ngươi thanh vân tử thân truyền đệ tử thân phận bởi vậy cũng không tìm ngươi phiền toái. Ngươi thuận lợi tránh thoát một kiếp, phía sau tiêu thời gian 3 năm, làm lam tinh nhân tộc xây dựng tu tiên học phủ, cung cấp tu tiên tài nguyên. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, trong lòng ngươi tích tụ tiêu giảm, tâm cảnh tăng lên không ít. Thế giới hiện thực, tô tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Tiền kỳ công tác chuẩn bị cũng làm không sai biệt lắm. Như thế lần này mô phỏng thời gian kế tiếp, cái kia thật tốt tu luyện. Tô tỉnh suy nghĩ một phen, hắn luyện thể tu vi, tất yếu đột phá tới tầng thứ tư. Còn có không gian trí đạo, cũng cần tăng thêm một bước. Tô tỉnh tương lai khó tránh khỏi muốn lưu lạc tại mỗi cái tiểu thiên thế giới bên trong, tìm tới la thiên truyền thừa. Nhưng nếu muốn mau chóng đến thế giới khác nhau, nhất định phải tăng lên chính mình tốc độ bay. Bất luận cái gì đại đạo cảm ngộ, đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh đều có khác nhau một trời một vực à. Không gian đại đạo đệ tứ cảnh, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Tô tỉnh lầm bẩm nói. Có thể ngay sau đó, Tô Tỉnh lại có chút bất đắc dĩ. Luyện khí tu vi nên phải vào một bước tăng lên, nhưng muốn tăng lên tầng 2 cảnh giới, liền cần tiêu phí 60 vạn năng lượng bản nguyên. Lấy ta hiện tại thu hoạch năng lượng bản nguyên tốc độ, muốn chữa hàng năng lượng bản nguyên là tuyệt đối không thể nào sự tình. Tô Tỉnh hơi hơi lắc đầu, hắn là có dự định tăng lên một đợt luyện khí tu vi, nhưng như vậy, cần có năng lượng bản nguyên có lẽ sẽ không đủ. Vô luận như thế nào, tu vi tăng lên không thể lười biếng. Bây giờ thời khác chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tô Tỉnh nghĩ như vậy nói, ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Năm thứ 15, ngươi rời đi Tiểu Thanh Vân giới, khống chế tinh thần Nhật Nguyệt toa, đi đến trên chín tầng trời. Năm thứ 20, ngươi thuận lợi đến Cửu Trọng Thiên, bắt đầu vơ vét cái này Cửu Trọng Thiên bên trong bí cảnh. Đúng vậy, đối với tu sĩ khác, mấy chục năm dạo chơi, đều khó mà tìm tới một chỗ bí cảnh, một mai bảo vật, nhưng đối với nắm giữ vận may thiên phú ngươi mà nói, cơ hồ mỗi tháng đều có thể gặp được bí cảnh, thu hoạch bảo vật, chỉ bất quá bảo vật cấp bậc đều có không đều. Ngươi vẻn vẹn mất thời gian 3 năm, liền đến tầng thứ 3, lấy thực lực của ngươi, tại tầng thứ 3 bên trong thăm dò bí cảnh, thích hợp nhất. Ngươi mục tiêu chủ yếu là thu thập đủ nhiều mảnh vỡ đại đạo, phụ trợ tu hành, đồng thời săn giết hư không kỳ thú, làm tương lai lĩnh ngộ không gian chi đạo làm chuẩn bị. Trong nháy mắt, thời gian 20 năm đi qua, năm thứ 40, cái này thời gian 20 năm, ngươi săn giết hư không kỳ thú không dưới 10 đầu trong đó có ba đầu chân tiên cảnh bên trên thực lực vì ngươi cung cấp không ít cảm ngộ không gian trì đạo kết sỏi đồng thời ngươi cũng thu hoạch một chút những bảo vật khác tỉ như nào đó mảnh cực kỳ đơn giản dễ dàng lông vũ ẩn chứa trong đó nhanh chi đạo một mai lớn chừng bàn tay lại nặng như núi lớn đá ẩn chứa trong đó lực trì đại đạo thân mang vận may thiên phú ngươi tại tầng thứ ba bên trong bộc phát như cá gặp nước có khả năng tùy tiện thu hoạch không ít bảo vật phụ trợ tu hành như vậy lại là 37 năm thời gian đi qua Năm thứ 77, ngươi tại tầng thứ ba bên trong tìm được một chỗ tương đối an toàn bí cảnh, bắt đầu kiểm kê những năm gần đây lấy được bảo vật. Ngắn ngủi hơn 60 năm thời gian, ngươi tổng chém giết hư không kỳ thú vượt qua 20 con. Thu được hư không kỳ thú kết sỏi vượt qua 50 mai, những cái này kết sỏi đều là lĩnh ngộ không gian trì đạo trí bảo. Trừ đó ra, ngươi còn mặt khác thu hoạch đủ loại đạo ẩn bảo vật một số, đủ để cung cấp ngươi tương lai tu hành. Thế giới hiện thực, tô tỉnh nhìn thấy chút này gật đầu nói, không tệ, những cái này thu hoạch đến tài nguyên, đầy đủ ta tiếp xuống tìm hiểu. Tô Tỉnh đã quyết định ưu tiên lĩnh hội không gian chi đạo, vậy dĩ nhiên muốn nhiều thu hoạch hư không kỳ thú sản xuất kết sỏi, như vậy mới thuận tiện ngày khác phía sau tu hành. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh lầm nhầm nói, sử dụng kiểu đắm chìm mô phỏng, thời gian duy trì 75 năm. Đinh, ngài thành công sử dụng kiểu đắm chìm mô phỏng, tiêu phí năng lượng bản nguyên 27.375 điểm, còn thừa năng lượng bản nguyên 37 một điểm mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống tô tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới tại một chỗ chim hót hoa nở ở trong bí cảnh tô tỉnh chậm chậm mở to mắt kiểm tra một phen trong chữ vật không gian vật phẩm gật đầu nói không tệ tiếp xuống liền nên lĩnh ngộ không gian chi đạo tô tỉnh trong lòng hơi động lấy ra ngộ đạo trà bắt đầu pha trà sau một lát một ly tươi mát nước trà xuất hiện tại tô tỉnh trong tay tô tỉnh tiểu ẩm một cái phía sau cảm thụ được ngộ tính cực lớn tăng trưởng lấy ra mấy mai hư không kỳ thú kết sỏi, bắt đầu lĩnh hội không gian chi đạo. Trong nháy mắt, 9 năm thời gian trôi qua. Ngày nay, Tô Tỉnh chậm chậm mở to mắt, theo trong tham ngộ tỉnh lại, cảm thụ được không gian chi đạo tiến triển, khẽ gật đầu. Không tệ, có bảo vật phụ trợ lĩnh hội, quả nhiên làm ít công to. Dựa theo cái tốc độ này, ước chừng vạn năm thời gian, liền có thể thuận lợi bước vào không gian chi đạo tầng thứ tư. Tô Tỉnh nói vạn năm thời gian là tại không mượn ngộ đạo trà, đại trí nhược ngu, có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú ra chỉ xuống. Nếu là đem ba cái này tất cả coi là nhiều nhất 170 dư niên, Tô Tỉnh liền có thể thuận lợi bước vào không gian chi đạo đệ tứ cảnh. Tính đến tới, nhiều nhất lại đến ba lần kiểu đám chìm mô phỏng. Liền có thể bước vào không gian chi đạo đệ tứ cảnh. Đến lúc đó, ta trong hư không đi tốc độ, tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Tỉnh thật là vừa ý, tiếp lấy bắt đầu tìm hiểu không gian chi đạo. Đầu chuyển tinh di, ngày tháng thoi đưa. Trong nháy mắt, lại là 45 cái năm tháng đi qua. Cái này đã là tô tỉnh kiểu đắm chìm mô phỏng thứ 54 năm. Ba chén ngộ đạo trà triệt để uống cạn, đối với người tu tiên, một giáp thời gian, bất quá một cái búng tay thôi. Một giáp ngộ đạo, không gian chi đạo cảm ngộ, tăng lên rất nhiều à. Tô tỉnh theo lĩnh hội trạng thái bên trong tỉnh lại, cảm thụ được bản thân không gian đại đạo tiến triển, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Tuy là không bước vào không gian chi đạo đệ tứ cảnh, nhưng so trước đó lại tiến bộ quá nhiều nếu là bây giờ lại vượt qua hư không, theo Tiểu Thanh Vân giới trở về Lam Tinh, e rằng nhiều nhất chỉ cần 8 ngày thời gian. Tô Tỉnh trong lòng thích thú, không gian chi đạo tăng thêm, so hắn trong tưởng tượng càng lớn. Nếu là ngày nào đó, Tô Tỉnh không gian chi đạo đủ cường đại, lui tới Tiểu Thanh Vân giới cùng Lam Tinh e rằng chỉ cần trong vòng một ngày. Đến lúc đó, ba 000 thế giới lớn, Tô Tỉnh nơi nào đi không được. E rằng hướng biển xanh mà mộ thương ngô đều khó mà hình dung à. 54 năm kiểu đắm chìm mô phỏng, ba chén ngộ đạo trà đã hao hết, như thế tiếp xuống, cái kia luyện chế nghe đạo đan. Tô Tỉnh lấy ra một mai Khải Linh đan, cùng bốn rúng gió lá trà ngộ đạo, bắt đầu luyện chế nghe đạo đan. Bây giờ, Tô Tỉnh đối nghe đạo đan luyện chế kỹ nghệ đã đạt tới tiểu thành chi cảnh, tỷ lệ luyện chế thành công cao tới 8 thành, cho dù luyện chế thất bại, tối thiểu cũng có thể luyện ra thứ phẩm đan dược. Nhưng khoảng cách đại thành cấp luyện chế kỹ nghệ còn có không ít khoảng cách. Thế là tiếp xuống 2 tháng thời gian, Tô Tỉnh tổng luyện chế 9 cái nghe đạo đan, trong đó thành đan 8 cái, đều là bình thường phẩm chất. Còn có một mai thứ phẩm nghe đạo đan bị Tô Tỉnh sử dụng. Tầng thứ 3 trong bí cảnh, Tô Tỉnh nhìn xem trong tay 8 cái nghe đạo đan, lẩm bẩm nói: "Cái này 8 cái đan dược, bù đắp được 800 năm khổ tu, tương đương với hơn phân nửa ly ngộ đạo trà hiệu quả." Nhưng tiếp xuống, lại không nên tiếp tục lĩnh ngộ không gian chi đạo. So với tiếp tục tham ngộ không gian chi đạo, Tô Tỉnh có tốt hơn quyết định chỉ thấy tô tỉnh trong lòng hơi động lấy ra một mảnh nhẹ nhàng lông vũ trắng tinh trên lông vũ này quấn quanh lấy từng tia từng tia tốc độ chi đạo ẩn cực kỳ không tầm thường cái này nên nào đó cường đại giống chim yêu thú lông vũ xuất hiện tại cái này cửu trọng thiên bên trong sợ rằng sẽ là thượng cổ thần thú lông vũ à tô tỉnh không biết cái này lông vũ chủ nhân là ai nhưng biết được mảnh lông vũ này đối với hắn lĩnh hội tốc độ chi đạo rất có ích lợi tính ra tốc độ của ta cùng lực lượng chi đạo còn lưu lại tại bản nguyên giai đoạn vừa vặn thừa cơ hội này một lần hành động đột phá tới đại đạo hình thức ban đầu giai đoạn ngay sau đó tô tỉnh ăn vào mai thứ nhất nghe đạo đan đem mảnh lông vũ này cầm trong tay bắt đầu lĩnh hội tốc độ chi đạo tiếp xuống 3 tháng thời gian tô tỉnh lần lượt lại ăn vào ba cái nghe đạo đan bốn cái nghe đạo đan vào bụng 4 tháng thời gian tô tỉnh tương đương với 400 năm lĩnh hội mà cái này cũng cuối cùng để tô tỉnh đối nhanh chi đạo cảm ngộ bước vào đệ nhất cảnh đại đạo hình thức ban đầu cảnh giới ở trong bí cảnh, Tô Tỉnh chậm chậm mở to mắt, cảm thụ được tốc độ chi đạo bước vào đệ nhất cảnh phía sau mang tới gia trì, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thì ra là thế, tốc độ chi đạo mới là tốc độ bay hạch tâm à. Tô Tỉnh lập tức cảm thấy có chút nhất cả trứng, phía trước hắn chỉ chú trọng không gian chi đạo cảm ngộ, nhưng không để mắt đến trọng yếu giống vậy nhanh chi đạo. Nhanh chi đạo bước vào đệ nhất cảnh, ta thần thông túng địa kim quang, tối thiểu tốc độ nhanh ba thành có thừa. Hơn nữa, Nhanh chi đạo hình như còn có thể gia trì tại tiên chu bên trên, để tiên chu đi tốc độ càng nhanh à. Tô tỉnh hít sâu một hơi, cái này đích xác là hắn sơ sẩy. Bây giờ nhìn tới, không gian chi đạo càng nhiều là ứng đối trong hư không đủ loại nguy hiểm hoàn cảnh, cũng hoặc là đang tiến hành cự ly ngắn thuấn di. Nhưng nếu là thời gian dài ở trong hư không đi, chẳng những muốn tinh thông không gian chi đạo, nhanh chi đạo cũng không thể bỏ qua. Chật chật, nhanh chi đạo bước vào đệ nhất cảnh, nếu là gia trì tại trên tinh thần nhật nguyệt toa, e rằng thời gian một tuần liền có thể thuận lợi trở về Lam Tinh. Tô Tỉnh trong lòng có chút cảm khái, như vậy nhìn tới, hắn tại tốc độ bay một đạo bên trên, còn có cực lớn tiềm lực trưởng thành. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn à. Tô Tỉnh chật chật lưỡi, theo sau lại lấy ra mai kia toàn thân tảng đá đen kịt. Tảng đá này, vẹn vẹn chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng ẩn chứa trọng lượng, thậm chí không thua kém một tòa núi lớn. Tô Tỉnh xem chừng, cái này một mai đá chừng mấy chục ức tấn. Cho dù là hắn, cầm trong tay cũng cảm giác được có chút phân lượng. Tảng đá kia hẳn là trong truyền thuyết Chu Sơn Thạch. Tô Tỉnh từng nghe nói, viễn cổ thời kỳ có tên núi nói không chu đáo, núi này cao tuyệt đối trượng, hơn nữa núi đá cực kỳ kiên cố, nặng như vạn tấn. Mà trong núi này núi đá lại xưng là Chu Sơn Thạch, chính là luyện chế tiên bảo phiên sơn ấn chủ yếu vật liệu. Phiên sơn ấn lớn chừng bàn tay, nhưng lấy lúc đối địch, mỗi một kích nện ở địch nhân trên mình không dưới sơn hà chi lực. Nguyên cớ như vậy, chính là bởi vì trong đó nắm giữ chu sơn thạch loại này khoáng thạch gia nhập. Chật chật, khối đá này sớm tại viễn cổ thời kỳ, vu tộc giận đụng bất chu sơn phía sau liền đã cơ hồ diệt tuyệt. Không nghĩ tới vẫn là bị ta tại trên 9 tầng trời tìm tới, vận khí quả nhiên là tốt. Tô tỉnh yên lặng nhớ kỹ phía trước phát hiện những bảo vật này địa điểm, phía sau mô phỏng, tô tỉnh có khả năng thoải mái đạt được. Khối đá này nặng như vậy, chính là lĩnh hội lực lượng chi đạo trí bảo. Tô tỉnh lầm bẩm nói, theo sau ăn vào một mai nghe đạo đan, bắt đầu bắt đầu tìm hiểu lực chi đạo. Trong nháy mắt, lại là 4 tháng thời gian trôi qua. Tô Tỉnh thuận lợi đem lực chi đạo cảm ngộ, cũng đẩy vào đại đạo hình thức ban đầu chi cảnh. Đến tận đây, Tô Tỉnh thân mang ngũ hành chi đạo, không gian chi đạo, vận mệnh nhân quả chi đạo, lôi chi đạo, nhanh lực chi đạo, sát chi đạo, kiếm chi đạo. Tổng cộng 8 loại đại đạo đều bước vào đại đạo chi cảnh. Hô, tuy nói là 8 loại đại đạo, nhưng cuối cùng ngũ hành chi đạo hợp nhất nếu là mở ra để tính, ta lĩnh ngộ đại đạo, tổng cộng có 13 chủng. Tô Tỉnh nghĩ như vậy nói, tám loại đại đạo, mỗi loại đều cực kỳ không tầm thường, để Tô Tỉnh cơ hồ không có nhược điểm. Phía sau, ví như không phải đỉnh tiêm đại đạo, liền không cần tốn tâm tư đi tìm hiểu. Tô Tỉnh hơi hơi lắc đầu, cho dù hắn thân mang máy mô phỏng, đồng thời lĩnh hội tám loại đại đạo liền đã cảm thấy cực kỳ khó nhọc. Sau này, như không phải thời gian sinh tử, loại này đỉnh tiêm đại đạo Tô Tỉnh đã không cần thiết tốn tâm tư đi tìm hiểu. Hiện hữu đại đạo đã đầy đủ Tô Tỉnh sử dụng. Bất quá, trước mắt tám loại đại đạo, vẫn là không cách nào chọn vẹn phát huy ra cái kia có uy lực à. Tô Tỉnh biết được, nếu muốn chọn vẹn phát huy ra đại đạo cường thế, chính yếu nhất vẫn là muốn mượn linh vực. Mà Tô Tỉnh đã thật lâu không có tu hành linh vực. Phía sau, cũng nên mau chóng tu hành linh vực. Mới vào tiên nhân cảnh thời gian, linh vực vẫn là ta sở trường. Nhưng theo lấy tu vi tăng trưởng, bây giờ linh vực chi đạo đã theo không kịp à. Nhưng cũng may, cơ sở kiên cố, muốn phía sau đuổi cũng không khó khăn. Mô phỏng thứ 152 năm, kiểu đám chỉ mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Thi triển ký ức thần thông phía sau, Tô Tỉnh ký ức từng bước hồi phục, trong mắt thư thái, nhìn về phía bảng mô phỏng. Thứ 152 năm, ngươi tại tầng thứ 3 bí cảnh, khổ tu 75 năm, đại đạo cảm ngộ thêm một bước phát sinh thuế biến. Thế là ngươi lựa chọn trở lại Thanh Vân Tông, Chuyên chú tăng cao tu vi, thứ 155 năm, ngươi trở lại Thanh Vân Tông, trước tiên tiến vào La Thiên Cảnh, hỏi thăm Bổ Thiên Hoa trồng tiến triển. Sớm tại hơn 100 năm trước, ngươi liền đã thi hành Bổ Thiên Hoa trồng kế hoạch, cũng để bao gồm thần nông hữu điền tại bên trong hơn 10 vị La Thiên Tông môn nhân, vì ngươi bồi dưỡng Bổ Thiên Hoa. Bây giờ trăm năm đi qua, cái kia đến ngắt lấy quả thời khắc. Thế là ngươi tiến vào La Thiên Cảnh bên trong, hỏi thăm thần nông hữu điền đám người, Bổ Thiên Hoa bồi dưỡng kế hoạch tiến triển thân là ba ngàn thế giới còn sót lại sinh linh chi đạo đạt tới vô thượng cảnh giới tiên nhân thần nông hữu điền cũng không để cho ngươi thất vọng ngắn ngủi trăm năm ở giữa hắn thuận lợi bồi dưỡng ra hơn 50 gốc bổ thiên hoa đầy đủ ngươi tương lai tu hành cần thiết trong lòng ngươi thích thú đem bổ thiên hoa thuận lợi đạt được phía sau bắt đầu chuẩn bị đột phá đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư công việc thế giới hiện thực tô tỉnh nhìn thấy cái này nhếch miệng lên thần nông hữu điền quả nhiên không để ta thất vọng à ngắn ngủi trăm năm thời gian liền để bổ thiên hoa thuận lợi bồi dưỡng đi già. Tô tỉnh gọi thẳng chính mình may mắn. Cần biết bổ thiên hoa chính là thượng cổ thời kỳ tiên dược, hôm nay đã sớm trải qua biến mất. Như tô tỉnh muốn tại bây giờ trong ba ngàn thế giới, tìm tới hoa này, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Như la thiên cảnh, hoàn mỹ sao chép mấy cái nguyên hội phía trước la thiên giới, ẩn chứa trong đó nhiều đã biến mất pháp bảo linh dược. Cái này mới để tô tỉnh thu được bổ thiên hoa. Bằng không, Tô Tỉnh muốn chính mình tìm kiếm, còn không biết phải bỏ ra bao nhiêu thời gian. Lùi một vạn bước nói, cho dù Tô Tỉnh tìm tới, cũng cần tiêu tốn trăm năm thời gian, chính mình bồi dưỡng. Mà thần nông hữu điền, không thể nghi ngờ làm Tô Tỉnh đã giảm bớt đi nhiều thời gian. Chật chật, như vậy nhìn tới, la thiên kính quả thật là trí bảo à. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng, đồng thời trong lòng có chút chờ mong, lần này mô phỏng, có thể hay không thuận lợi bước vào đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Thu được hơn 50 gốc bổ thiên hoa phía sau, trong lòng ngươi đại hỉ, bắt đầu thử nghiệm đột phá đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư. Ngươi đi đến Thanh Vân Tông, trong động phủ yên tâm đột phá, đi qua 3 tháng tu chỉnh, ngươi đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, phục dụng mảnh thứ nhất bổ thiên hoa. Bổ thiên hoa toàn thân màu trắng, chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ, nó bông hoa hình dáng phổ thông, lại ẩn chứa cực kỳ bất phàm khí tức, cùng làm cho người kinh hãi sinh mệnh khí tức. Ngươi không do dự, đem nửa cây bổ thiên hoa nuốt vào phần bụng. Lập tức, một cỗ nồng đậm dòng nước ấm từ bụng của ngươi phun trào ra, nhanh chóng khuếch tán tới toàn thân. Ngươi có khả năng tinh tường cảm giác được nhục thân bên trong mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái khung xương, mỗi một giọt máu tựa hồ cũng đang run rẩy, phát ra từng trận khẽ kêu. Vẹn vẹn trong tích tắc, trong cơ thể ngươi khí huyết liền giống như mãnh liệt giang hà, không ngừng cọ rửa, rèn luyện, nó mang tới biến hóa to lớn, thậm chí không thua kém thăng cảnh thời điểm tăng trưởng. Nhưng mà, Bổ thiên hoa vì ngươi mang tới, không chỉ là khí huyết biến hóa, càng nhiều, là một loại sinh mệnh lực tăng trưởng. Loại cảm giác này, tựa như là cây khô gặp mùa xuân khôi phục, để sinh mệnh lực của ngươi nhanh chóng hoàn thành thuế biến, ngươi thậm chí có thể cảm nhận được chính mình tế bào tại cỗ lực lượng này phía dưới, biến đến càng bền bỉ, phảng phất mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa vô hạn sinh mệnh lực. Nhưng loại biến hóa này, cũng không phải là không có chút nào đại giới. Tại kèm theo kịch liệt biến hóa đồng thời, ngươi cũng tinh tưởng cảm thụ ở thể nội ngũ tạng mỗi một cái khung xương khổ sở. Loại thống khổ này, tới vô cùng rõ ràng mà cường liệt, để ngươi cũng nhịn không được kêu rên lên tiếng, gân xanh nổi lên. Nhưng ngươi, trung quy là cắn răng kiên trì ở, không biết qua bao lâu, làm ngươi lần nữa lấy lại tinh thần, cảm nhận được thể nội khổ sở rút đi, thân thể của ngươi vô cùng thoải mái. Ngươi bấm ngón tay tính toán, phát hiện lần này tiểu bế quan, rõ ràng kéo dài sơ sơ thời gian một năm. Mà tại một năm này thời gian bên trong, nhục thể của ngươi tăng lên tối thiểu ba thành có thừa. Mà cái này, chỉ là nửa cây bổ thiên hoa mang tới tăng trưởng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi. Nửa cây bổ thiên hoa, để ta nhục thân tăng trưởng trọn vẹn ba thành. Không, bổ thiên hoa bản thân hẳn không có như vậy yêu nghiệt. Quan trọng hơn, hẳn là bổ thiên hoa phù hợp đại vu đoán thể quyết, để ta khoảng cách tầng thứ tư càng ngày càng gần. Tô Tỉnh nhịn không được trong lòng thích thú. Luyện thể tu vi, lúc trước một mực là vượt qua Tô Tỉnh luyện khí tu vi. Nhưng hiện giai đoạn lại có chút lạc hậu có thể tô tỉnh lớn nhất át chủ bài hộ thể kiếm cương còn cần dựa vào luyện thể tu vi mới có khả năng phát huy ra toàn bộ uy lực bởi vậy luyện thể tu vi tăng lên không thể bỏ qua như thế tiếp xuống thừa thế xông lên đem đại vu đoán thể quyết đẩy vào tầng thứ tư à tô tỉnh trong lòng xúc động ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng cảm nhận được bổ thiên hoa mang tới kinh người tăng thêm phía sau trong lòng ngươi kinh hỉ theo sau không chút do dự ăn vào còn lại nửa cây tụ linh hoa trước sau như một bổ thiên hoa dược hiệu điên cuồng tẩy lễ lấy nhục thể của ngươi để nhục thể của ngươi thêm một bước tăng trưởng đồng thời ngươi cũng trong lúc mơ hồ phát giác được đại vu đoán thể quyết tại hướng về tầng thứ tư vững bước đẩy tới quấy nhiễu ngươi trăm năm luyện thể bình cảnh vào giờ khác này giải quyết dễ dàng chỉ chớp mắt 10 năm thời gian trôi qua 10 năm này ở giữa ngươi lần lượt phục dụng bốn cây bổ thiên hoa mà nhục thể của ngươi cũng không ngừng tăng trưởng khoảng cách đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư cách chỉ một bước cuối cùng mô phỏng thứ 166 năm. Ngày nào đó, ngươi cảm giác được chính mình trên nhục thân, đạo kia vô hình gông xiềng, tại trong khoảnh khắc phá vỡ. Ngay sau đó, ngươi cảm giác chính mình đột phá quấy nhiễu thật lâu bình cảnh, nhục thân chi lực điên cuồng tăng trưởng, liền như là nguyên bản thiên, bị chống đến cao hơn. Ngươi luyện thể tu vi, cũng có thể tiếp tục tăng lên. Chúc mừng ngươi, thuận lợi đột phá tới đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư. Thế giới hiện thực, tô tỉnh nhìn thấy cái này song quyền nhị không được nắm chặt. Cuối cùng, Đại Vu đoán thể quyết bước vào tầng thứ tư. Có thể thật sự tiên cảnh nhục thân, lại thêm vượt qua phong tai tăng thêm, ta giờ phút này thuần túy nhục thân chi lực, huyền tiên cảnh phía dưới, có lẽ khó kiếm địch thủ à. Thực lực tăng trưởng, không thể nghi ngờ mang cho Tô Tỉnh cực lớn cảm giác an toàn. Nhất là luyện thể tu vi loại này đột phá cảnh giới mang tới to lớn thoải mái cảm giác, để Tô Tỉnh kích động toàn thân run rẩy. Hồi lâu sau, Tô Tỉnh mới tỉnh táo lại. Luyện thể tu vi, thuận lợi bước vào tầng thứ tư ta thực lực tổng hợp tăng thêm một bước. Như thế tiếp xuống, liền muốn toàn thể đột phá luyện khí tu vi. Tô tỉnh trước mắt tu vi, vẻn vẹn chân tiên cảnh tầng 1, còn không quá củng cố. Chủ yếu là la thiên kính đối tô tỉnh pháp lực nhu cầu, làm cho trong thế giới hiện thực, tô tỉnh luyện khí tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Bởi vậy, tô tỉnh nhất định cần tăng lên một đợt luyện khí tu vi mới có khả năng làm cho tu vi cảnh giới của mình sẽ không rơi xuống. Bằng không hơn 2 tháng sau, la thiên kính lần thứ hai hấp thụ pháp lực, thậm chí có khả năng có thể để Tô Tỉnh lần nữa rơi xuống tới thiên tiên cảnh. Ân, tăng lên tới chân tiên cảnh tầng 3, hẳn là cũng không sai biệt lắm à. Tô Tỉnh suy tư một phen, rất nhanh quyết định mục tiêu, ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Thuận lợi đột phá tới đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư phía sau, trong lòng ngươi cảm giác an toàn càng lớn, lấy ngươi thời khắc này tu vi, huyền tiên cảnh bên trong có khả năng đối ngươi tạo thành uy hiếp không nhiều, nhưng ngươi càng biết rõ hơn, vẻn vẹn huyền tiên tu vi còn xa thiếu xa nhìn, ngươi cần biến đến càng mạnh mạnh đến đủ để thay đổi vận mệnh của mình thay đổi mảnh thế giới này vận mệnh thế là ngươi bắt đầu tu hành chính nhất phục khí quyết tăng lên chính mình luyện khí tu vi nhưng đối với một tên chân tiên mỗi một tầng tiểu cảnh giới đột phá đều cần mấy ngàn năm thời gian lắng động không chỉ là tích lũy tu vi càng phải tích lũy đầy đủ tài nguyên cũng may ngươi giờ phút này trong đầu nắm giữ nhiều mật tàng vị trí có khả năng tùy tiện đem những cái kia mật tàng thu hoạch mà ngươi chạm thứ nhất tự nhiên là hoàng sa giới Hoàng Sa giới bên trong, Hoàng Sa đạo nhân lưu lại truyền thừa, cái kia mấy trăm triệu linh dịch, đủ để chống đỡ ngươi tương đối dài một đoạn thời gian tu hành. Thế là ngươi lấy Hoàng Sa đạo nhân truyền thừa, lưu tại Hoàng Sa giới bên trong, tiến vào linh điền động thiên, bắt đầu tu hành. Vận chuyển chính nhất phục khí quyết, vô số linh khí tràn vào trong cơ thể của ngươi, chuyển hóa làm tinh thuần tu vi, cảnh giới của ngươi cũng tại từng giờ từng phút hướng về chân tiên cảnh tầng hai bước vào. Trong nháy mắt 10 năm thời gian trôi qua, trong 10 năm, ngươi mỗi ngày hao phí hơn phẩm linh dịch đâu chỉ vạn giọt, nhưng cũng may to lớn tiêu phí, để tu vi của ngươi cũng tăng trưởng nhanh chóng. Thứ 180 năm, ngươi luyện khí tu vi tăng lên tới chân tiên tầng 1 hậu kỳ. Ngươi tiếp tục cố gắng tu hành, hướng về chân tiên cảnh tầng 2 xông vào. Mà loại trừ mỗi ngày tu hành chính nhất phục khí quyết, ngươi cũng sẽ bắt đầu tu luyện đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư, khí huyết ngày càng dồi dào. Trong nháy mắt, lại là 50 năm đi qua. Thứ 230 năm, tu vi của ngươi tăng lên tới chân tiên cảnh tầng một đỉnh phong, Ngươi bắt đầu hướng về Chân Tiên tầng 2 xông vào. Lần này bế quan, kéo dài sơ sơ 10 năm, thứ 240 năm, tu vi của ngươi tăng lên tới Chân Tiên cảnh tầng 2. Chân Tiên cảnh bên trong, vẻn vẹn tầng 1 tu vi thăng cấp, liền để ngươi cảm thấy biến hóa cực lớn, thể nội nguyên bản lao nhanh như sông tiên lực càng hùng hậu, nhưng ngươi như thế vẫn còn chưa đủ, vì vậy tiếp tục khổ tu. Tu hành không tuế nguyệt, ngươi tại La Thiên Tông bên trong khổ tu, trong nháy mắt trăm năm thời gian trôi qua, thứ 340 năm, một năm này tu vi của ngươi thuận lợi thăng cấp chân tiên cảnh tầng 2 hậu kỳ. Trăm năm khổ tu, để tu vi của ngươi tăng trưởng cực lớn, nhưng tiêu hao tài nguyên cũng là rất nhiều. Hoàng Sa đạo nhân lưu lại linh dịch đã tiêu hao gần nửa. Vì để tránh cho tương lai linh dịch thiếu khuyết, ngươi quyết định một bên tu hành, đi một bên thế giới khác tìm kiếm La Thiên di tàng. Một năm này, ngươi rời đi Thanh Vân Tông, bắt đầu ở Thanh Nguyên trong vực du lịch. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Hoàng Sa đạo nhân lưu lại di tàng tuy là đầy đủ, nhưng cũng chỉ có thể cung ứng tiên nhân bình thường tu tới chân tiên cảnh đỉnh phong. Với ta mà nói, vẫn là quá là ít ỏi. Nếu là không khai nguyên, linh dịch không đủ, tu vi kia cũng chỉ có thể trì trệ không tiến. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá lần này mô phỏng mục tiêu đã hoàn thành, tiếp xuống liền là tu hành thời gian. Loại trừ thăng cấp tới chân tiên cảnh tầng 3 bên ngoài, luyện thể tu vi cũng không thể coi nhẹ. Tô Tỉnh nghĩ như vậy nói, ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Những năm này loại trừ luyện khí tu hành bên ngoài, luyện thể tu vi tăng lên ngươi cũng không có coi nhẹ. Mỗi ngày rèn luyện thể phách, phục dụng bổ thiên hoa tu hành, tuy là khoảng cách đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư tiểu thành trên lệch rất xa, nhưng nhục thể của ngươi cũng tại từng bước tăng trưởng. Như vậy, lại là 60 năm thời gian trôi qua. Năm thứ 400, ngươi đi tới tới gần vô tận hải vực một chỗ tiểu thiên thế giới, cũng tại thế giới này bên trong an ổn tu hành. Nơi này khoảng cách thanh vân tông cực xa, cho dù là thanh vân tử muốn tìm được ngươi, cũng cần tiêu chút ít thời gian. Một năm này, tu vi của ngươi đi tới chân tiên cảnh tầng 2 đỉnh phong, ngươi bắt đầu bắt tay vào làm đột phá tới chân tiên tầng 3. Trong nháy mắt, 10 năm thời gian trôi qua, thứ 410 năm, lần này đột phá ngươi tiêu sơ sơ 10 năm thời gian, cuối cùng thành công. Chúc mừng ngươi, đột phá tới chân tiên cảnh tầng 3. Thăng cấp chân tiên cảnh tầng 3 phía sau, trong cơ thể ngươi pháp lực bộc phát hùng hậu, nhưng ngươi trong lòng biết, không ra thời gian mấy chục năm, Thanh Vân tử chắc chắn sẽ tìm được ngươi thế là ngươi dự định tại cuối cùng trong vòng mấy chục năm, toàn lực tu hành. Chỉ chớp mắt, 60 năm đi qua. Thứ 470 năm, một năm này ngươi luyện khí tu vi đạt tới chân tiên cảnh tầng 3 trung kỳ. Cùng năm, ngươi luyện thể tu vi cũng tăng lên không cạn, khoảng cách đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư tiểu thành cũng không phải xa không thể chạm. Ngày nào đó, ngươi bói toán đến mạng mình bên trong kiếp nạn sắp tới, su cát tị hung thiên phú cũng điên cuồng truyền đến dự cảnh. Ngày kế tiếp, thanh vân tử tìm tới cửa, ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc, hô, mô phỏng 470 năm, như đoán trước à? Tô tỉnh lẩm bẩm nói, bất quá, lần này mô phỏng mục tiêu cũng coi như thuận lợi đạt thành. Loại trừ tu vi cùng cảm ngộ tăng trưởng bên ngoài, tối thiểu cùng vạn kim các giao dịch cũng không quá lớn nguy hiểm. Tô tỉnh nghĩ như vậy nói, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng danh sách. Mộc chi thể, màu tím thiên phú, giá bán một điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư nhập môn, viễn cổ vu tộc luyện thể chi pháp luyện tới tầng thứ tư có thể đoạn chi trọng sinh thể nội khí huyết liên tục không ngừng kháng lực tăng lên cực lớn giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên chân tiên cảnh tầng 3 tu vi vượt qua tiên nhân tam tai thành tựu chân tiên đại đạo khả kỳ thọ tới nhất nguyên sẽ lâu dài giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên chu sơn thạch viễn cổ thần sơn bất chu sơn núi đá nhất thạch nặng có thể so sơn hà là luyện chế phiên thiên ấn tuyệt hảo vật liệu cũng là lực lĩnh ngộ đại đạo cùng thổ chi đại đạo tuyệt hảo đạo ẩn chi bảo, giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên. Thanh loan lông đuôi, tương truyền thanh loan điều chính là viễn cổ thời kỳ một vị nào đó đại năng truyền tin sứ giả, tốc độ cực nhanh, nó lông vũ bên trên ẩn chứa đối nhanh chi đạo cảm ngộ, giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn trước mắt ban thưởng danh sách, chớp chớp lông mày. Khá lắm, Chu Sơn Thạch, Thanh loan lông đuôi, hai thứ này vật phẩm, phải tầm thường à? Tô Tỉnh không nghĩ tới chính mình tại cửu trọng thiên bên trong lấy được rõ ràng như như vậy chi bảo chu sơn thạch tô tỉnh là nhận thức nhưng cái này thanh loan lông đuôi tô tỉnh cũng là không biết nhìn tới cửu trọng thiên bên trong thật có đại bí mật là thượng cổ thời kỳ chiến trường khả năng cực lớn tô tỉnh nghĩ như vậy nói bất quá so với thanh loan điểu chu sơn thạch hấp dẫn hơn tô tỉnh hứng thú lớn chừng bàn tay một khối chu sơn thạch liền giá trị 20 vạn năng lượng bản nguyên cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Chu Sơn Thạch là ta một mực đang tìm, tuyệt hảo năng lượng ẩn chứa vật chất. Mang ra một mai lớn chừng bàn tay Chu Sơn Thạch, cần 20 vạn năng lượng bản nguyên. Chuyện này ý nghĩa là Tô Tỉnh bán ra một mai Chu Sơn Thạch, ước chừng có khả năng thu hoạch 2 vạn năng lượng bản nguyên. Cái giá tiền này, không thể bảo là không cao. Mấu chốt nhất là bất Chu Sơn, cao tuyệt đối trượng. Ở trong đó, ẩn chứa bao nhiêu Chu Sơn Thạch, cái này sẽ là khủng bố. Nhưng chợt, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Chỉ tiếc, Bất Chu Sơn đã hoàn toàn biến mất tại trong ba ngàn thế giới. Nếu là có thể tìm tới Bất Chu Sơn liền tốt. Tô Tỉnh trong lòng có chút khát vọng, nếu là có thể tìm tới Bất Chu Sơn, vậy hắn sau đó e rằng không cần tiếp tục phải làm năng lượng bản nguyên mà lo lắng. Lấy mãi không hết năng lượng, tại chờ lấy Tô Tỉnh. A, à, vẫn là trước không muốn cái này nói chuyện không đâu sự tình à. Lần này mô phỏng, khẳng định là muốn mang ra luyện thể, luyện khí hai loại tu vi. Hai loại ban thưởng gộp lại, cần 80 vạn năng lượng bản nguyên. Mà trong tay của ta, chỉ có chỉ là 40 vạn không đến. Nhìn tới, hy vọng chỉ có thể ký thác vào vạn kim các bên kia. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp. Bất quá đại vu đoán thể quyết tăng lên cần thiết năng lượng, hình như so ta tưởng tượng bên trong ít không ít à. Đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư, đối ứng chân tiên cảnh tu vi. Nó nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn tứ trọng cảnh giới, lại phân biệt đối ứng chân tiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, Hậu kỳ đã viên mãn tứ cảnh. Theo lý mà nói, mỗi một tiểu cảnh giới tăng lên cần 90 vạn năng lượng bản nguyên. Nhưng dựa theo bây giờ tới nhìn, tựa hồ chỉ cần 60 vạn. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Theo Thiên Tiên cảnh đỉnh phong, đến Chân Tiên cảnh tầng 1 cần thiết 30 vạn năng lượng bản nguyên. Mà Đại Vu đoán thể quyết theo tầng thứ 3 viên mãn đến tầng thứ 4 nhập môn, chỉ cần 20 vạn năng lượng bản nguyên. Cực kỳ hiển nhiên, ưu tiên tăng lên luyện thể tu vi tính giá so càng cao nhất là đối với hiện tại tô tỉnh khuyết thiếu năng lượng dưới tình huống luyện thể tu vi tăng lên đồng dạng có thể để thực lực của ta tiến bộ nhanh chóng hơn nữa còn càng tiết kiệm năng lượng bản nguyên nhìn tới tiếp xuống muốn lực tu hành đại vu đoán thể quyết tô tỉnh suy tư một phen lại nói bất quá trước mắt năng lượng bản nguyên còn chưa đủ ta nên đi nghĩ biện pháp bán ra một chút công pháp thần thông tô tỉnh trong lòng hơi động theo pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra mấy quyển thiên giai công pháp mấy bản này thiên giai công pháp đều là từ linh tộc trong tổ địa thu hoạch, cũng không phải là La Thiên Tông hạch tâm công pháp, nhưng cũng không phải trên thị trường nát phố lớn phổ thông công pháp. Tổng cộng 7 bản đỉnh tiêm thiên giai công pháp, một bản 100 vạn thượng phẩm linh thạch, không biết rõ có thể hay không bán đi. Chân chính cần công pháp tu hành, phần lớn là độ kiếp kỳ, cùng nhân tiên cảnh cùng bộ phận địa tiên cảnh tu sĩ. Cái này ba cái cảnh giới tu sĩ, ở vào công pháp không người kế tục giai đoạn, nếu là gặp được thích hợp công pháp, ra giá cao mua cũng không phải không có khả năng nhất là Tô Tỉnh lấy ra mấy bản này công pháp, tại đồng loại công pháp bên trong, tuyệt đối là cực kỳ ưu tú tồn tại. Về phần thiên tiên, chân tiên cảnh tiên nhân, đã có con đường của mình, trừ phi là đỉnh tiêm công pháp thần thông, bằng không sẽ không dễ dàng mua. Tô Tỉnh mong chờ là bảy bản công pháp, bán đi 700 vạn thượng phẩm linh thạch, coi như không thua thiệt. Cuối cùng, loại công pháp này, Tô Tỉnh trong tay không có một vạn cũng có 8.000 bản. Hơn nữa Tô Tỉnh bán vẫn là sao chép phiên bản, đối tô tỉnh tới nói cũng không có tổn thất gì. Bất quá, tại bán ra phía trước công pháp, còn muốn trước đi một chuyến thiên cơ các ả. À. Thầm nghĩ trong thiên cơ các cái vị kia thiếu nữ, tô tỉnh trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ. Cho dù hắn bây giờ nắm giữ chân tiên cảnh tu vi, vẫn như cũ không cách nào xem thấu thiếu nữ kia nội tình. Bất quá, theo trong mô phỏng tình huống tới nhìn. Thiếu nữ kia đối ta có lẽ cũng không ác ý, coi là có thể gặp một lần. Tô tỉnh suy nghĩ một chút, lại lại trên người mình mua thêm mấy đạo ngăn che thiên cơ, khí tức thuật pháp mới an tâm đi đến thiên cơ các. Xuyên qua phồn hoa bạch đế thành, tô tỉnh một đường hướng về thiên cơ các vị trí đi đến. Rất nhanh, tô tỉnh tại một gian xưa cũ cửa hàng trước mặt dừng lại. Đánh giá một phen thiên cơ các phân các, tô tỉnh rõ ràng cảm giác được nơi này không giống bình thường. Tầng này tầng trận pháp, còn có bố trí không gian chuyển đổi chi đạo. Tô tỉnh phòng trừng không có huyền tiên cảnh tu vi căn bản đều bố trí không ra. Thiên cơ các nội tình à, coi là thật khủng bố. Tô tỉnh thấp giọng nói, theo sau đẩy ra cửa, tiến vào thiên cơ các trong cửa hàng. Mới vừa vào cửa, tô tỉnh liền thấy nằm ở trên bàn ngủ gà ngủ gật thiếu nữ. Thiên cơ các phân cấp bên trong, ước chừng chỉ có 3 40 bình, cũng không quá nhiều trang trí, nhìn lên cũng như là một cái nào đó gần đóng cửa dịch trạm. Phối hợp cái này uể oải trưởng quỹ thiếu nữ vậy thì càng như. Mắt thấy tô tỉnh đi tới, thiếu nữ này cũng chỉ là hình thức ân cần thăm hỏi nói. Vị đạo hữu này, là mua tình báo vẫn là bán ra tình báo à? Tô Tỉnh đối cái này sớm đã thành thói quen, bởi vậy lặng lẽ nói, ta là tới bán ra tình báo, nơi này có một phần liên quan tới Hàng Lâm giáo tình báo, ngươi lại đánh giá cái giá cả. Tô Tỉnh dứt lời, đem một mai ngọc giản đưa tới. Trong mai ngọc giản này, tự nhiên chứa lấy tiểu thanh vân giới, mỗi đại Hàng Lâm giáo phân bộ địa điểm, đã cái kia thập đại nhân gian gia tộc tình báo. Thiếu nữ nghe được Tô Tỉnh nói Hàng Lâm giáo tình báo thời gian, lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Theo sau thần thức dò vào trong ngọc giản, tỉ mỉ đọc một phen phía sau, sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng. "Ngươi có khả năng bảo đảm tình báo này tính chân thực à?" Thiếu nữ nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt đã có chút coi trọng. Tô Tỉnh quả quyết gật đầu, nói: "Tình báo này tự nhiên có khả năng bảo đảm tính chân thực. Về phần tình báo nguồn gốc, tạm không thể nói." Thiếu nữ nghe được Tô Tỉnh sau khi trả lời khẽ gật đầu, theo sau tỉ mỉ suy tư một phen. Một lúc lâu sau, nó đối Tô Tỉnh nói, nếu là ngày trước, loại này không đi qua xác minh tình báo, chúng ta sẽ không dễ dàng thu mua. Nhưng ngươi tình báo này quá trọng yếu, có lẽ tả hữu tiểu thanh vân giới tình thế. Hơn nữa, ngươi cung cấp tình báo cực kỳ cạn kẽ, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nghiệm chứng. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, nói, dựa theo chúng ta thiên cơ các ước định, ngươi tình báo này, giá trị cực lớn khoảng 800 vạn thượng phẩm linh thạch. Trong đó 300 vạn, ta hiện tại liền có thể cho ngươi nhưng còn lại, ngươi cần đợi đến sau nửa tháng, báo xác định không có vấn đề lại tới tìm ta. Tô tỉnh nghe xong gật đầu một cái, nói, có thể. Thiếu nữ nghe xong, quăng ra một cái túi chữ vật, nói, đã như vậy, vậy ngươi kiểm lại một chút à. Tô tỉnh nghe xong, thần thức đảo qua, xác định trong đó ngạch số không có vấn đề phía sau, liền thu vào. Hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất phía sau, tô tỉnh cũng không có vội vã rời đi, mà là tiếp lấy hướng thiếu nữ hỏi, các ngươi thiên cơ các, có thu hay không mua bảo vật. Nghe được Tô Tỉnh lời nói phía sau, thiếu nữ vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng quỷ thần suy khiến đổi đề tài nói. Thiên cơ các, tự nhiên là mua bán tình báo địa phương. Bất quá đi. Nếu là ngươi trong tay thật có ta quan tâm bảo bối, ta ngược lại có thể mua lại. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Hắn tất nhiên là biết được, thiên cơ các chỉ mua bán tình báo về phần vật phẩm khác giao dịch, đồng dạng không đề cập tới. Trừ phi, cái này mua bán đồ vật, chính là cực kỳ chân quý hiếm thấy bảo vật. Mà tô tỉnh tụ linh hoa trong tay là ba ngàn thế giới tu sĩ sở cầu, tuyệt đối được xưng tụng quý giá. Kết quả là tô tỉnh lấy ra một mai nhẫn chữ vật, vuốt nhẹ một phen phía sau, nhìn xem thiếu nữ nói. Ta từng ngộ nhập qua một chỗ thượng cổ bí cảnh. Trong bí cảnh kia, có mấy ngàn cây tụ linh hoa. Tụ linh hoa bảo quý, chắc hẳn ta không nói, các hạ cũng biết. Nhưng cũng tiếc chính là lão phu đi là luyện thể nhất mạch, tụ linh hoa đối ta cũng không tác dụng lớn bởi vậy chỉ hy vọng có thể bán ra cái giá tốt nghe được tô tỉnh lời nói phía sau thiếu nữ cũng không nghi ngờ tụ linh hoa tại bây giờ hoàn toàn chính xác đã diệt tuyệt cơ hồ không có tu sĩ có khả năng thuận lợi trồng ra nhưng thượng cổ thời kỳ ở trong bí cảnh cũng thật có tụ linh hoa sản xuất mỗi cái bên trên một chút năm cũng sẽ có may mắn thăm dò bí cảnh thời gian bất ngờ thu hoạch đại lượng tụ linh hoa nhưng không hề nghi ngờ những cái này may mắn tu sĩ sẽ không dễ dàng bán ra đại bộ phận giữ lại cải tạo động phủ cung cấp chính mình tu hành cuối cùng linh khí suy kiệt thời đại tu sĩ tầm thường muốn dựa trong thiên địa này ít ỏi linh khí tu hành thực tế khó như lên trời mà có tụ linh hoa động phủ hoàn cảnh sẽ từ từ cải tạo thậm chí có tụ linh hoa còn có thể ổn định sản xuất linh dịch đối với tu sĩ tới nói tương đương với ổn định thu được tài nguyên là kiếm bộn không lỗ mua bán nguyên nhân chính là như vậy một khi trên đấu giá hội xuất hiện tụ linh hoa cho dù giá cả hơi cao cũng sẽ bị quét sạch sành xanh. Nghe được Tô Tỉnh muốn bán ra tụ linh hoa phía sau, thiếu nữ trong ánh mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, nghi ngờ nói: "Tụ linh hoa cực kỳ chân quý, hơn nữa chưa từng khiếm khuyết thị trường. Các hạ chọn vẹn có thể gửi ở phòng đấu giá giao dịch, có thể so sánh bán cho ta thiên cơ các có thể nhiều kiếm lời không ít linh thạch." Tô Tỉnh nghe xong khoát tay áo nói: "Ta gần nhất cần dùng gấp tiền, nguyên cơ muốn bán tụ linh hoa. Số lượng có chút nhiều, tổng cộng có hơn 2000 gốc, không biết ngươi có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch đến mua. Thiếu nữ nghe xong suy tư một phen, hai ngàn gốc tụ linh hoa, hoàn toàn chính xác không ít. Đồng dạng thượng cổ bí cảnh mở ra, tìm tới hơn trăm gốc tụ linh hoa xem như thường thấy. Có thể có ngàn cây trở lên, coi là đặc biệt may mắn. Nhưng hơn hai ngàn gốc tụ linh hoa còn tại khả năng trong phạm vi. Bởi vậy, thiếu nữ suy tư một phen phía sau, nói, đơn gốc tụ linh hoa, tại trong phòng đấu giá giá cả đồng dạng là 20 vạn hạ phẩm linh thạch nếu là gặp được cạnh tranh quyết liệt, bán đi 30 vạn hạ phẩm linh thạch cũng không đủ. Nhưng ta chỗ này chỉ có thể theo giá thị trường đến cho ngươi, 2.000 gốc tụ linh hoa, định giá 400 vạn thượng phẩm linh thạch bán cho ta, như thế nào? Tô tỉnh nghe xong bất động thanh sắc, ngàn cây tụ linh hoa định giá 200 vạn thượng phẩm linh thạch, cái này xác thực cùng trong mô phỏng giá bán đồng dạng. Nhưng tô tỉnh lại không vội vã đồng ý, mà là lắc đầu nói, các hạ thật cho là ta không thông hành tình à, tụ linh hoa cùng hắn bảo vật khác biệt, số lượng càng nhiều, càng chân quý. Hơn 2000 gốc tụ linh hoa, nếu là tập trung gieo trồng, đủ để sinh ra một chỗ phúc địa. E rằng không ít địa tiên, thiên tiên cảnh tu sĩ đều sẽ bon chen. Nguyên cớ trong ý nghĩ của ta, giá thấp nhất là 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe được Tô Tỉnh có kè mặc cả, thiếu nữ này cũng không có cự tuyệt, trực tiếp gật đầu nói, vậy liền theo ngươi nói, 500 vạn thượng phẩm linh thạch là được. Nói xong, thiếu nữ lại đưa tới một túi linh thạch tô tỉnh thần thức dò vào trong túi chữ vật kiểm kê một phen phía sau gật đầu một cái chắp tay nói đã giao dịch đã đạt thành cái kia tại hạ liền cáo tử chậm đã ngay tại tô tỉnh lúc chuẩn bị rời đi sau lưng truyền đến thiếu nữ thanh âm chỉ thấy nó ném tới một mai truyền âm ngọc giản nói liên quan tới tình báo bán ra sau này còn có 500 vạn thượng phẩm linh thạch số dư nếu là tình báo là thật ta sẽ liên hệ người tô tỉnh nghe xong cũng không cự tuyệt tiếp nhận truyền âm ngọc giản, rồi đi thiên cơ các. Chờ Tô Tỉnh sau khi đi, thiếu nữ này nghiêng nghiêng đầu, làm trầm tư suy nghĩ bộ dáng, một lúc lâu sau lẩm bẩm nói: "Hôm nay bói toán, như có khí vận chi nhân xuất hiện, chẳng lẽ, liền là người này? Chỉ là kỳ quái, trên người người này nhân quả có chút mơ hồ, ta hình như tính toán không rõ ràng." Thiếu nữ này suy nghĩ một chút, ngón tay bấm đốt ngón tay một phen, trên mình nhấp nhóang từng đạo bạch quang, một cái thiên nhãn từ nó mi tâm xuất hiện lại là bói toán một fan phía sau chỉ thấy nó lấy ra mấy cái ngọc giản suy nghĩ sau một hồi nói người này hình như che giấu tu vi tu vi thật sự e rằng không chỉ địa tiên cảnh về phần lai lịch hắn tô diệp hư hư thực thực một vị nào đó bế quan ngàn năm lâu dài luyện thể tu sĩ xuất thủ xa xỉ có chút háo sắc tại bạch đế thành bên trong thu mua đại lượng đê giai kim loại dừng một chút thiếu nữ nói người này thu mua nhiều như vậy đê giai khoáng thạch làm gì là đến từ một cái nào đó ẩn thế tông môn. Làm tông môn mua sắm, hoặc là tu hành cần thiết công pháp, cần đại lượng đê dai kim loại. Thiếu nữ suy tư một phen phía sau, cũng không biết cái nguyên do. Ba ngàn thế giới đất rộng của nhiều, có chút kỳ lạ công pháp, hấp thu kim loại chuyển hóa làm tu vi cũng không đủ là lạ. Về phần những cái kia ẩn thế tông môn, số lượng càng là không biết bao nhiêu. Không ít tông môn tao ngộ biến cố, đóng cửa vạn năm không ra. Ngoại giới chỉ coi là trên dưới tông môn bị diệt, nhưng qua vạn năm nhân gia tông môn có lẽ lại lần nữa xuất hiện trong tu tiên giới cũng không đủ là lạ người này hình như có chút thú thiếu nữ nghiêng nghiêng đầu suy tư một phen phía sau liền lần nữa hóa thành bộ kia mặt ủ mày trao dáng dấp gục xuống bàn ngủ gật một bên khác tô tỉnh rời đi thiên cơ các phía sau phát giác được một chút nhìn trộm trí ân là cái kia thiên cơ các thiếu nữ bói toán à nó bói toán chi đạo quả nhiên không tầm thường nhưng cũng may ta cũng hơi có đề cập tới hẳn không có lộ tẩy hà. Tô tình tự cảm thấy mình trên đường đi làm vẫn tính bí mật, cho dù cái kia thiên cơ các thiếu nữ tính tới một chút, hẳn không phải là mấu chốt. Mô phòng bên trong, ta chỉ xuất bán hơn ngàn gốc tụ linh hoa, nhưng trong hiện thực lại bán ra hơn 2.000 gốc, hơn nữa bán giá cả cao hơn. Cuối cùng, mô phỏng cũng chỉ là lần tránh nguy hiểm. Trong hiện thực như thế nào, còn cần căn cứ tình huống thực tế ứng biến. Tô tình tính toán một thoáng, trước mắt trong tay hắn thượng phẩm linh thạch đã đến gần 2.000 vạn mai nhưng khoảng cách 3.000 vạn còn có chút khoảng cách. Như thế, tiếp xuống thiếu hụt, nhất định phải dựa vào bán ra thần thông công pháp tới đền bù. Ân, tiếp xuống, nên đi một chuyến bạch đế lâu. Tô tỉnh muốn cùng vạn kim các giao dịch, tự nhiên tránh không khỏi nó sau lưng dựa vào người, cũng liền là vị kia bạch đế lâu địa tiên cảnh tán tu. Tại song phương triệt để đạt thành hợp tác phía trước, tô tỉnh muốn thể hiện ra nhất định tiền vốn. Loại trừ trong tay linh thạch bên ngoài, tu vi, tự nhiên là tốt nhất tiền vốn nghĩ như vậy nói tô tỉnh xuôi theo trong đầu ký ức hướng về trung tâm bạch đế thành đi đến bạch đế thành chia làm đông nam tây bắc trung tâm năm cái nội thành trung tâm nội thành hoàn toàn là bạch đế lâu phạm vi loại trừ một chút bạch đế lâu kiến trúc cửa hàng bên ngoài nhiều nhất liền là mỗi đại khách khanh trưởng lão cung phụng bế quan động phủ tô tỉnh một đường hướng đi trung tâm nội thành bạch đế lâu nhìn thấy tòa kia cao chừng trăm trượng tạo hình xưa cũ lầu cát nơi đây liền là bạch đế lâu Tại Bạch Đế lâu bên ngoài, nhất tiêu chí công trình kiến trúc, tự nhiên là cái kia 10 trượng cao điêu khắc. Điêu khắc khắc họa một vị người mặc sức lực phục cầm kiếm nam tử, tướng mạo đường đường, rất có kiếm tiên phong vận. Chính là Bạch Đế lâu lâu chủ, Đại La Kim tiên Bạch Đế. Tô Tỉnh tại điêu này nặn phía dưới đứng lặng một hồi, chiêm ngưỡng một phen đại La kiếm tiên phong thái, theo sau trực tiếp thẳng hướng lấy Bạch Đế lâu đi đến. Bước qua trăm bước bậc thang, Tô Tỉnh đi tới cửa Bạch Đế lâu, bị hai tôn giữ cửa hộ vệ tu sĩ ngăn lại. Vị đạo hữu này, nhìn lên nhìn không quen mặt, không biết tới ta bạch đế lâu có gì muốn làm. Tô tỉnh đánh giá một phen hai vị này hộ vệ, ước trường hợp thể kỳ tu vi, thái độ vẫn tính có thể. Thế là tô tỉnh nói, nghe bạch đế lâu tuyển nhận tán tu khách khanh, lão phu cảm thấy chính mình tu vi còn có thể, thế là có lẽ thử nghiệm một phen. Nghe được tô tỉnh lời nói phía sau, hai cái hộ vệ liếc nhau, trong đó một vị hộ vệ hướng về hậu đường đi đến. Một cái khác thì khách khí đối tô tỉnh nói, vị đạo hữu này, trên độ kiếp kỳ mới có tư cách trở thành khách khanh, về phần dưới độ kiếp kỳ chỉ là đệ tử. Tô Tỉnh nghe xong cười cười, đây là bị coi thường à? Nhưng Tô Tỉnh cũng không để ý, liền như vậy đứng tại chỗ yên tĩnh chờ lấy. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian, một vị tướng mạo không tầm thường trung niên tu sĩ đi tới. Tô Tỉnh vèn vẹn liếc mắt liền nhìn ra tu sĩ này tu vi nhân tiên cảnh trung kỳ. Người này hẳn là Bạch Đế lâu chiêu thu đệ tử cung phụng trưởng lão. Tô Tỉnh thầm nghĩ nói: Người tới nhìn thấy Tô Tỉnh phía sau, đánh giá trên dưới một phen, mắt thấy nhìn không thấu Tô Tỉnh tu vi nội tình, thế là thái độ cực kỳ cung kính nói: "Vị đạo hữu này, không biết từ đâu mà tới, là tu vi thế nào, là muốn gia nhập Ta Bạch Đế lâu à?" Chỉ là mấy cái thông thường vấn đề, Tô Tỉnh dứt khoát hồi đáp: "Lão phu bế quan ngàn năm, bây giờ vừa mới xuất quan, muốn tìm một thế lực đầu nhập vào, thuận tiện sau này tu hành. Cái này to như vậy tiểu thanh vân giới, cũng liền Bạch Đế lâu hợp ta tâm ý." về phần lão phu tu vi khổ tu hơn một vạn năm khó khăn lắm địa tiên cảnh đỉnh phong thôi không đáng giá nhắc tới nói xong tô tỉnh trên mình cố tình hiển lộ ra địa tiên cảnh đỉnh phong khí thế tu vi vị này chiêu thu đệ tử trưởng lão lập tức biến sắc mặt thái độ bộc phát cung kính nguyên lai là địa tiên cảnh thượng tiên giá lâm mau mau cho mời nói xong vị trưởng lão này mang theo tô tỉnh đi đến trong bạch đế lâu phòng khách quý lại đối thủ hạ thấp giọng nói vài câu địa tiên cảnh tu sĩ gia nhập bạch đế lâu đây cũng không phải là chuyện nhỏ cho dù là tiểu thanh vân giới bạch đế lâu trung bình trăm năm cũng chưa chắc sẽ có một tôn địa tiên cảnh tu sĩ gia nhập nhất là tô tỉnh tu vi đã đạt tới địa tiên cảnh đỉnh phong lúc nào cũng có thể thăng cấp thiên tiên cái này tự nhiên càng gây nên bạch đế lâu coi trọng tô tỉnh tại trong bạch đế lâu chờ đợi nửa ngày liền nhìn thấy bạch đế lâu phân lâu lâu chủ vị kia chân tiên cảnh tu sĩ cái này chân tiên cảnh tu sĩ tên là lê kiếm sinh một bộ dâu trắng bạch mi rất có kiếm tiên phong phạm. Cái này lê lâu chủ đối Tô Tỉnh thái độ cũng là vô cùng tốt, nghiệm minh Tô Tỉnh thực lực, xác định Tô Tỉnh không phải tà tu phía sau, liền trực tiếp cho Tô Tỉnh nhất đẳng khách khanh trưởng lão thân phận. Nhất đẳng khách khanh trưởng lão, toàn bộ Bạch Đế lâu phân bộ, cũng không cao hơn hai tay số lượng. Mà Tô Tỉnh lại tốn một vạn thượng phẩm linh thạch, lấy giá ưu đãi, cho thuê một chỗ động thiên động phủ 10 năm thời gian. Ngày kế tiếp, địa tiên Tô Diệp gia nhập Bạch Đế lâu, trở thành nhất đẳng khách khanh sự tình, truyền khắp toàn bộ Bạch Đế Thành. Trong lúc nhất thời, trong Bạch Đế Thành không ít thế lực đều tại thảo luận vị này tân tấn địa tiên tính cách như thế nào, phải chăng tốt ở chung. Cũng không ít tầng dưới cho tu sĩ cảm thấy vui mừng. Một vị địa tiên gia nhập, không thể nghi ngờ để Bạch Đế Thành càng thêm an toàn. Tô tỉnh gia nhập Bạch Đế lâu, ngắn ngủi một hai ngày thời gian, liền có không ít tu sĩ đến cửa tới trước tặng lễ. Cho tới độ kiếp tu sĩ, lên tới địa tiên tu sĩ đều có những cái này lễ gặp mặt đại bộ phận là một chút khoáng thạch linh quả các loại giá trị gộp lại bất quá mấy vạn thượng phẩm linh thạch nhưng dù sao cũng là phân tâm ý tiếp xuống ba ngày tô tỉnh liền như vậy tại chính mình thuê trong động phủ tu hành đồng thời bố trí không ít trận pháp phòng ngừa bị ngoại nhân nhìn trộm thẳng đến ba ngày sau đó tô tỉnh mới chờ đến mình muốn tin tức vạn kim các các chủ kim tam nương cho mời tô tỉnh nói là phía sau nàng người muốn gặp tô tỉnh một mặt trong động phủ của bạch đế thành Tô Tỉnh ngắt truyền âm ngọc giản, gật đầu nói, cuối cùng chờ đến, tiếp xuống có thể hay không thuận lợi đạt thành giao dịch, liền nhìn lần này. Nói xong, Tô Tỉnh đi bộ nhàn nhã rời đi động phủ, hướng về Vạn Kim các phương hướng đi đến. Vạn Kim các một chỗ tư mật trong bao gian, Tô Tỉnh chậm chậm đẩy cửa phòng, đối diện truyền đến Kim Tam Nương kiều mị âm thanh. Tô Lang, ngươi thế nào mới đến à? Nhân gia cùng tiền bối có thể chờ vội muốn chết. Nói xong, Kim Tam Nương kéo lấy Tô Tỉnh tay, tìm một chỗ ghế dài ngồi xuống. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh bên tai truyền đến một thanh âm. Ha ha ha, Tô Lão Ca, gần nhất hai ngày ngươi tại Bạch Đế thành danh tiếng cũng không nhỏ à. Sau đó, Lão Đệ còn cần Lão Ca chiếu cố nhiều hơn à. Tô Tỉnh nghe vậy nhìn tới, chỉ thấy một vị người mặc trường sam, mắt vòng mang theo vành mắt đen. Một bộ phong túng dục vọng quá mức dáng dấp lão giả đi lên phía trước, đối Tô Tỉnh thân thiết ân cần thăm hỏi. Tô Tỉnh vèn vẹn một chút, liền nhìn ra lão đầu này bước chân phù phiếm, căn cơ bất ổn tuy là địa tiên cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng một thân chiến lược e rằng chỉ có địa tiên cảnh sơ kỳ. Nhìn tới, người này liền là Bạch Đế lâu khách khanh, vạn kim các chân chính lão bản, Bạch Tuyên. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng, mặt ngoài lại một bộ cười hì hì dáng dấp, nói: "Bạch lão ca, tại hạ mới đến, sau đó còn mời chiếu cố nhiều hơn à?" Nói xong, Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyên thân thiết hàn huyên lên, phảng phất nhiều năm không thấy lão hữu đồng dạng. Hai người không hẹn mà cùng không để mắt đến Kim Tam Nương, mà Kim Tam Nương cũng thức thời lui ra. Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyên hai người, mặt ngoài đều cười ha hả trò chuyện. Nhưng kỳ thật, xem như tu hành nhiều năm lão hồ ly, trong lòng hai người đều như sáng như gương. Tại Bạch Tuyên nhìn tới, Tô Tỉnh thực lực cao cường, địa tiên cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể thăng cấp thành thiên tiên cảnh tu sĩ. Hơn nữa vừa tới Bạch Đế Thành, căn cơ còn kém, chính là tạo mối quan hệ tốt nhất thời khắc. Mà tại Tô Tỉnh nhìn tới, Bạch Tuyên tuy là tu vi không được, nhưng tại Bạch Đế Thành kinh doanh nhiều năm, nhân mạch tài lực đều không tầm thường. Tô Tỉnh mới tới Tiểu Thanh Vân giới, chính giữa cần tiểu quỷ mở đường. Nguyên cớ hai người không mưu mà hợp. Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyên nói chuyện khí thế ngất trời, sau một lát Bạch Tuyên mới hỏi đến chính sự. Tô lão ca, ngươi mới tới Bạch Đế Thành, còn không gia nhập Bạch Đế lâu thời gian lại tìm lão đệ. Hai ta cũng coi như hữu duyên à. Không nói những cái khác. Ngươi mua đê dài khoáng thạch, tìm lão đệ vậy liền đúng rồi lão đệ dám cam đoan trong toàn bộ bạch đế thành có khả năng cung cấp ngươi cần thiết hàng hóa tu sĩ không cao hơn ba vị mà lão đệ chính là một cái trong số đó tô tỉnh nghe xong cười tủm tỉm gật đầu một cái nói đúng thế vạn kim các danh khí ta vẫn tin tưởng bạch lão ca à hai chúng ta tâm sự liên quan tới hàng hóa mua sự tình thôi nghe được tô tỉnh lời nói phía sau bạch tuyên lấy ra một mai nhẫn chữ vật đặt ở trước mắt trên bàn nói tô lão ca trong nhẫn chữ vật này chưa lấy thiết tinh ba ngàn vạn khối, hỏa đồng hai ngàn vạn mai, còn có ba trăm vạn mai tinh thiết. hắc hắc biết được là lão ca thu mua đê dai kim loại phía sau, lão đệ lập tức vận dụng nhân mạch. bây giờ toàn bộ bạch đế thành ba loại kim loại đều bị lão đệ thu mua tới. tô tỉnh nghe xong hai mắt tỏa sáng, cái này bạch tuyên cũng thật là dễ nói. tối thiểu cái này thu mua dị kim loại, bớt đi tô tỉnh không ít khí lực. tô tỉnh đem nhẫn chữ vật tiếp nhận, trong lòng hơi động bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa đại lượng năng lượng bản nguyên vật chất. Tổng giá trị năng lượng bản nguyên 79 vạn điểm, phải chăng hấp thu. Được. Tô tỉnh nghe xong không do dự, trực tiếp hấp thu. Theo sau, lại lấy ra một túi linh thạch, trong đó thượng phẩm linh thạch ước chừng ngàn vạn mai, đem cái này túi linh thạch đưa cho Bạch Tuyên phía sau, Tô tỉnh nói. Bạch lão ca, phía sau những kim loại này thu mua, liền nhờ người hả. À. Yên tâm, lão ca ngươi phát huy chính mình hết thảy nhân mạch tài nguyên thu mua cái này ba loại khoáng thạch về phần linh thạch không là vấn đề nghe được tô tỉnh lời nói phía sau bạch tuyên cười tủm tỉm tiếp nhận túi chữ vật chỉ là cái kia run rẩy hai tay vẫn là biểu lộ nội tâm hắn xúc động đây chính là ngàn vạn mai thượng phẩm linh thạch à dù cho là đối với bạch tuyên loại này địa tiên mà nói cũng là một phen phát tài tiếp nhận linh thạch phía sau bạch tuyên vỗ lấy ngực bảo đảm nói tô lão ca ngươi yên tâm đi ta đã vận dụng nhân mạch từ chung quanh mấy chục tòa trong thành trì thu mua ba loại kim loại cũng triệu tập bạch đế thành tán tu để bọn hắn tiến về thập vạn đại sơn bên trong khai thác nhiều nhất một tháng thời gian còn lại những cái kia khoáng thạch liền có thể toàn bộ cho người tô tỉnh nghe xong gật đầu một cái nhìn tới cái này bạch tuyên thật là dự định xuất lực một tháng thời gian so tô tỉnh dự tính còn nhanh hơn không ít thế là tô tỉnh nói tiếp bạch lão ca cái này khoáng thạch giao dịch cũng không phải là một sớm một chiều à tương lai trong 10 năm, ta đều dự định thu mua cái này ba loại khoáng thạch, về phần giá cả, cùng phía trước chúng ta thương lượng đồng dạng, như thế nào. Nghe được Tô Tỉnh lời nói phía sau, Bạch Tuyên sửng sốt một chút, theo sau khó mà che giấu kích động trong lòng. Ai ra, liên tục thu mua 10 năm. Cái này đến kiếm lời bao nhiêu thượng phẩm linh thạch à, hẳn là muốn lên ức. Bạch Tuyên mặc dù nói không có lợi nhuận, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều à. Coi như mỗi một mai khoáng thạch hắn cái kiếm lấy một phần 10 lợi nhuận, một lần kia giao dịch, đều muốn kiếm lấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Như vậy thoải mái thu hoạch linh thạch, đừng nói là địa tiên, coi như là thiên tiên cũng muốn tâm động. Thế là Bạch Tuyên liên tục gật đầu nói, "Ha ha ha, Tô lão ca coi là thật hào phóng à. Xem ngày sau phía sau hai chúng ta phải nhiều hơn hợp tác." Tô tỉnh cùng Bạch Tuyên lại hàn huyên một lúc sau, suy nghĩ một chút, theo pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra hai bản công pháp, nói, "Bạch lão ca, phía trước ta đi bí cảnh thăm dò thời gian." bất ngờ thu được mấy quyển thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống công pháp tất cả không tầm thường không biết lão ca nhưng có con đường bán ra bạch tuyên nghe xong theo tô tỉnh trong tay tiếp nhận công pháp nhìn mấy lần phía sau lập tức hai mắt tỏa sáng liên tục gật đầu nói tô lão ca ngươi đây đều là đồ tốt à mấy môn công pháp này dù cho là đồng dạng địa tiên cảnh tu sĩ đều không gặp đến có giá trị tuyệt đối tiền tô tỉnh tự nhiên biết rõ hắn những công pháp này là đáng tiền nhất là tại bạch đế lâu mảnh khu vực này tán tu rất nhiều, lượng nhu cầu lớn, cũng liền càng đáng giá tiền. Thế là Tô Tỉnh cũng không chơi liều, trực tiếp đem phía trước chuẩn bị tốt thần thông toàn bộ lấy ra, nói, Bạch Lão Ca, ta cái này tổng cộng 7 bản công pháp, sách vở tinh phẩm, tổng cộng định giá ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, không biết ngươi có hứng thú hay không thu mua. Nghe được Tô Tỉnh lời nói phía sau, Bạch Tuyên con ngươi đi lòng vòng, trong lòng hiện lên mấy đạo ý niệm, hô hô, cái này 7 bản công pháp, đều không tầm thường à. Cho dù là ta, cũng có chút tâm động. Nếu là gặp được người thích hợp, một bản bán lấy 200 vạn thượng phẩm linh thạch cũng có thể. Việc này, có thể kiếm lời. Nghĩ như vậy nói, Bạch Tuyên lại đem còn không che nóng một túi linh thạch đưa trả lại cho Tô Tình, trong mắt còn hiện lên vẻ nhức nhối, nói, nếu là Tô Lão ca chỗ nhờ cậy sự tình, tự nhiên có thể. Như thế tiểu đệ liền đem cái này bảy bản công pháp mua lại. Nhìn sau này có thể hay không tìm tới người hữu duyên à. Bạch Tuyên trong miệng một bộ cực kỳ thua thiệt ngữ khí, nhưng động tác cũng là nhanh chóng, phi tốc đem thất môn công pháp thu vào, cũng đem trang bị linh thạch túi chữ vật nhét vào tô tỉnh trong ngực. Tô tỉnh thấy thế cũng không ngừng phá. Hắn tự nhiên biết rõ, nếu là con đường thích hợp, cái này thất môn công pháp khẳng định có lợi nhuận, hơn nữa lợi nhuận không nhỏ. Nhưng loại công pháp này, tô tỉnh nhiều vô số kể, hắn cũng lười đến tìm con đường từng cái xuất thủ, không bằng giao cho bạch tuyên ra bán, cũng coi là bớt đi phen công phu. Huống chi, Tô Tỉnh dự định đem Bạch Tuyên bồi dưỡng làm giao dịch lâu dài đối tượng, điểm ấy tiểu ích lợi vẫn là muốn cho. Tiếp xuống, Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyên lại thương nghị một phen giao dịch tỉ mỉ, Tô Tỉnh liền lần nữa trở lại trong động phủ. Tô Tỉnh tiến vào động phủ, xác định không có người dòng ngó dò xét hắn phía sau, quay người lại tiến vào linh điền động thiên. Nhìn xem trên mặt còn lại 116 vạn 2001 điểm năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh trong lòng cũng đã có lực lượng, thế là lẩm nhẩm nói: ta lựa chọn mang ra đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư nhập môn tu vi, cùng chân tiên cảnh tầng 3 tu vi. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư nhập môn tu vi, tiêu phí 20 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 96 vạn 2001 điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra chân tiên cảnh tầng 3 tu vi. Tiêu phí 60 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 36 vạn 2001 điểm. Liên tiếp hai thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh mới lấy được năng lượng bản nguyên chợt giảm nhưng cùng lúc đó tô tỉnh toàn thân khí thế bắt đầu tăng vọt đầu tiên là luyện thể tu vi tô tỉnh trực tiếp theo đại vu đoán thể quyết tầng thứ ba viên mãn phá vỡ mà vào đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư ngắn ngủi chốc lát tô tỉnh cũng cảm giác chính mình khí huyết dồi dào gấp mấy lần trong thân thể hình như có kỳ dị nào đó năng lượng bắt đầu sinh ra cái này làm cho tô tỉnh sức khôi phục cùng sinh mệnh lực tăng lên rất nhiều đây là đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư đoạn chi trọng sinh mang tới tăng thêm nguyên bản xem như vết thương nhẹ thương thế e rằng không ra một canh giờ liền có thể khôi phục. Mà cho dù là trọng thương, Tô Tỉnh tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, chỉ sợ cũng có thể khôi phục hơn phân nửa. Tô Tỉnh hì hì cảm ứng một hồi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không tệ, đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư. Phối hợp thêm mộc chi đại đạo tái sinh, viễn cổ vu thể, đánh không chết tiểu cường thiên phú đủ loại gia trì. Bây giờ kim tiên cảnh phía dưới, muốn giết chết ta e rằng không dễ à. Tô Tỉnh trong lòng có chút thích thú. Hắn nguyên bản sức chiến đấu tại trong huyền tiên liền đã không kém. Mà đại vu đoán thể quyết bước vào tầng thứ tư, càng làm cho Tô Tỉnh sức chịu đòn tăng cường rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn đoạn chi trọng sinh, mang ý nghĩa Tô Tỉnh chỉ cần tránh thoát bộ vị yếu hại, hoàn toàn có thể áp dụng lấy thương đổi thương thủ đoạn, cùng địch nhân liều mạng, sức chiến đấu tuyệt đối tăng lên không nhỏ. Loại trừ đoạn chi sống lại bên ngoài, ta khí lực cùng nhục thân chi lực cũng tăng lên không chỉ gấp 2. Tô Tỉnh cảm thụ được thể nội giống như thần linh lực lượng xem chừng nói. Bây giờ, ta nếu là toàn lực một quyền đánh xuống đi. E rằng toàn bộ đại lục bản khối đều muốn nứt ra, luân hãm vào trong hải dương à. Thậm chí mượn đại đạo chi lực, hủy diệt một cái thế giới, cũng không phải không khả năng sự tình. Tô tỉnh hít sâu một hơi, Lam Tinh nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, lớn nhỏ đã cùng tiểu thiên thế giới không sai biệt lắm. Mà huyền tiên cảnh tu sĩ, liền đã nắm giữ hủy diệt một tòa tiểu thiên thế giới thực lực. Về phần phổ thông tiểu thế giới, bởi vì nó không gian yếu ớt, e rằng chân tiên cảnh tu sĩ liền có thể phá hủy. Ngay tại Tô Tỉnh đắm chìm tại bạo tăng thực lực bên trong thời gian, lại cảm thấy đến lực lượng mới xuất hiện tại thể nội. Luyện khí tu vi tăng lên, tới chân tiên cảnh tầng 1, chân tiên cảnh tầng 2, chân tiên cảnh tầng 3. Tô Tỉnh tu vi, một mực bạo tăng đến chân tiên cảnh tầng 3 trung kỳ, mới cuối cùng dừng lại. Cảm nhận được trên mình tăng vọt khí thế, thể nội lao nhanh pháp lực, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ kích động theo chân tiên cảnh tầng 1 đến tầng 3 trung kỳ. Trong cơ thể ta pháp lực hùng hậu mức độ, tối thiểu tăng lên trọn vẹn 4 thành. Quả nhiên, càng về sau, cảnh giới ở giữa khoảng cách càng lớn à. Như không phải tô tỉnh nền móng chắc củng cố, đạt được đủ loại kỳ ngộ, muốn tại chân tiên cảnh thời gian vượt cấp nắm giữ huyền tiên cảnh chiến lực, không khác nào người si nói mộng. Cuối cùng, tu vi mới là hết thảy căn cơ. Tô tỉnh thích ứng một phen thể nội bạo tăng pháp lực phía sau, vừa ý gật đầu một cái chân tiên cảnh tầng 3 tu vi, tạm thời cũng đủ dùng. Tối thiểu, sau này làm la thiên kính cung ứng pháp lực thời điểm. Không cần lo lắng cảnh giới rơi xuống nguy hiểm. Lần này mô phỏng phía sau, tô tỉnh luyện thể, luyện khí tu vi tất cả tăng lên, thực lực tổng hợp lần nữa đi trên một cái bậc thang nhỏ. Như thế, cũng nên làm tiếp xuống mô phỏng, kế hoạch một phen. Tô tỉnh như có điều suy nghĩ. Tiếp xuống, hắn chuẩn bị toàn lực tăng lên luyện thể tu vi. Theo đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư nhập môn, đến đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư viên mãn chính giữa kém ba cái bình cảnh mà đại vu đoán thể quyết mỗi một tầng cần thiết năng lượng bản nguyên làm 60 vạn điểm tăng lên tới viên mãn tổng cần 180 vạn năng lượng bản nguyên so tăng lên luyện khí tu vi muốn tiện nghi chọn vẹn 90 vạn điểm năng lượng bản nguyên bởi vậy tô tỉnh quyết định ưu tiên tăng lên luyện thể tu vi bất quá cho dù là 180 vạn năng lượng bản nguyên với ta mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ à tô tỉnh có chút bất đắc dĩ theo lấy hắn tu vi càng ngày càng cao, mỗi một tầng cảnh giới cần thiết năng lượng đều sẽ bạo tăng. Nhưng Tô Tỉnh thu được năng lượng bản nguyên tốc độ, lại đối lập giật gấu vá vai. Trước mắt, trong tay ta năng lượng bản nguyên ước chừng 36 vạn điểm, khoảng cách 180 vạn còn có trọn vẹn có 150 vạn điểm khoảng cách. Cái này 150 vạn năng lượng bản nguyên. Tiếp xuống thời gian một tháng bên trong, vạn kim các bên kia ngược lại có thể thừa sức cung cấp. Nhưng cũng chỉ là bảo đảm luyện thể tu vi tăng lên thôi nếu là muốn tuyển lựa những phần thưởng khác, lại nên làm gì là tốt. Mặc dù có những năng lượng này bản nguyên, tương lai huyền tiên cảnh năng lượng lại nên làm gì cung cấp. Tô tỉnh trong lòng có chút lo lắng, một khi năng lượng cung ứng không đủ, hắn tương lai thực lực tăng lên tốc độ tất nhiên sẽ nhanh chóng trượt xuống, điều này hiển nhiên không phải tô tỉnh muốn nhìn thấy. Khổ tư sau một hồi lâu, tô tỉnh thở dài một tiếng nói, kế sách hiện nay chỉ có thể thử nghiệm tìm một chút cái khác ẩn chứa đại lượng năng lượng vật chất, cũng nghĩ biện pháp kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Tô Tỉnh trong lòng kế hoạch một phen phía sau, bắt đầu dịch dung liễm tức. Sau một lát, Tô Tỉnh hóa thành một vị thư sinh kiếm khách dáng dấp, nhìn qua ba mươi mấy tuổi, lưng đeo bạch ngọc, trường kiếm, khí chất có chút không tầm thường. Ân, loại trừ bên ngoài Tô Diệp, còn cần nó mã giáp của hắn. Cái thân phận này, liền bí danh Diệp Thiên. Về phần bày ra tu vi, thiên tiên cảnh sơ kỳ, hình như cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tô Tỉnh bước ra một bước, thi triển không gian chi lực hít thở ở giữa liền xuất hiện tại bên ngoài mấy ngàn dặm ngay sau đó tô tỉnh lại lấy ra một chuôi cực phẩm tiên bảo trường kiếm chân đạp phi kiếm hướng về tiểu thanh vân thành phương hướng bay đi không sai tô tỉnh mục tiêu chính là thanh vân thành thanh vân thành khoảng cách bạch đế thành tương đối xa đâu chỉ mấy ngàn vạn dặm bởi vậy bạch đế thành cùng tiểu thanh vân thành thương nghiệp đối lập độc lập địa tiên bạch tuyên lực ảnh hưởng cũng bức xạ không đến nơi này nhưng thanh vân thành xem như tiểu thanh vân giới phồn hoa nhất tu sĩ thành trì một trong trong đó hàng hóa chắc chắn không ít. Tô Tỉnh chuẩn bị đi Thanh Vân Thành bên trong mua một phen, nhìn có thể hay không tìm được cái khác thay thế kim loại. Lấy bây giờ Tô Tỉnh tốc độ bay, tại ẩn giấu thực lực điều kiện tiên quyết, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền có thể đến Thanh Vân Thành. 3 ngày sau, ngày 27 tháng 2 ngày này, Tô Tỉnh thuận lợi đến Thanh Vân Thành. Tại Thanh Vân Thành bên ngoài, Tô Tỉnh thu hồi phi kiếm, chậm rãi tiến vào trong thành. Trong Thanh Vân Thành cảnh tượng, cùng Bạch Đế Thành lại có chút khác biệt. Bạch Đế thành là tán tu nơi tụ tập, bởi vậy đa số phóng khoáng, truy cầu tự do tu sĩ, thỉnh thoảng cũng có giữa các tu sĩ đấu hung ác, loạn tượng phát sinh. Nhưng Thanh Vân thành vô cùng khác biệt. Trong thành này tu sĩ, hoặc là Thanh Vân tông ngoại môn đệ tử, hoặc là ngoại môn đệ tử hoặc là một cái nào đó đệ tử gia tộc. Cũng hoặc là Thanh Vân tông tại trong thành này sản nghiệp người phụ trách cùng với gia tộc. Tóm lại, bao nhiêu đều cùng Thanh Vân tông có quan hệ thân thích, cho dù xa nhất quan hệ đó cũng là muốn bái nhập Thanh Vân Tông tán tu, tại trong thành này sinh hoạt, tham gia cách mỗi mấy năm Thanh Vân Tông nhập môn khảo hạch. Bởi vậy, nơi đây tu sĩ tương đối quy củ, ràng buộc, nơi nơi không tranh đấu, nhưng một chút tu hành tài nguyên, tại Thanh Vân thành bên trong giá cả có chút không thấp. Tô Tỉnh tại trong thành đi dạo một hồi, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Kỳ quái, cái này Thanh Vân thành rõ ràng như vậy phồn hoa, tựa như so Bạch Đế thành tu sĩ số lượng nhiều ra không chỉ một lần à. Tô Tỉnh tiếng nói vừa ra, bên tai truyền đến một vị hàng rong tiểu thương nói tiếp âm thanh. Vị đạo hữu này là nơi khác tới à. Mấy năm một lần Thanh Vân Tông đại hội chiêu sinh sắp mở ra. Nguyên cớ tới không ít tán tu, nhân tài nhiều lạc. Tô tỉnh nghe vậy quay đầu, nhìn về phía nói chuyện tiểu thương. Hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi, trên gian hàng trưng bày không ít yêu thú vật liệu, linh thực linh dược. Tựa hồ là chuẩn bị bái nhập Thanh Vân Tông tán tu. Thuận tiện tại nơi đây kinh doanh, kiếm lời chút ít tu hành tài nguyên. Tô tỉnh đối nó thiện ý gật đầu một cái, lại hỏi. Vị đạo hữu này không biết rõ muốn mua vật tư ở nơi nào tương đối thích hợp. Cái này tán tu nghe xong nói. Trong Thanh Vân Thành, lớn nhất cửa hàng tự nhiên là Thanh Vân Các. Nơi đó chẳng những có thể mua được bình thường tu hành đồ vật, thậm chí thỉnh thoảng còn có Thanh Vân giới đến đúng lúc đồ vật lạc. Tất nhiên, trong Thanh Vân Các vật giá hơi cao, các hạ nếu là có kiên nhẫn, nhưng tại chung quanh nơi này trong phường thị dạo chơi. Không ít tán tu đều tại đây bày sạp, có lẽ các hạ có khả năng vét đến vật trong lòng. Tô Tỉnh nghe vậy nhìn một chút xung quanh. Đá xanh đường dài hai bên, tất cả là bày sạp tiểu thương, liên biên e rằng không dưới dài 10 dặm. Tô Tỉnh xem chừng, tối thiểu có mấy vạn tên tán tu tại nơi đây bày sạp. Ừm. Vị này tán tu lời nói, ngược lại nhắc nhở Tô Tỉnh. Đúng à, không hẳn muốn đi đại thương hội thu mua. Những cái này gian hàng nhỏ bên trong, có lẽ cũng không ít giá trị xa xỉ bảo vật. Cùng đại thương hội giao dịch phía sau, tại nơi đây mua một phen, có lẽ cũng có thể kiếm được không ít năng lượng. Tô Tỉnh ôm lấy ý nghĩ như vậy, lấy thần thức quét mắt bạn hàng chung quanh. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh không ngừng mà giám sát lấy những cái này thương phẩm năng lượng, từng chuỗi số liệu theo Tô Tỉnh trước mắt xẹt qua. Sau một lát, Tô Tỉnh còn thật phát hiện mấy cái đồ tốt. Tô Tỉnh đi tới vừa mới mở miệng nhắc nhở hắn tiểu thương trước mặt, tiện tay chọn lựa mấy cái vật phẩm. Một khối toàn thân tảng đá đen kịt, nửa mai tổn hại ngọc điệp, một chuôi đã có chút hư hao cây quạt nhỏ. Tô tỉnh thuận miệng hỏi, vị đạo hữu này, cái này ba món đồ, giá trị bao nhiêu? Cái này hóa thần bán hàng rong liếc một cái, thuận miệng nói, tảng đá kia 10 mai trung phẩm linh thạch, ngọc điệp 30 khối trung phẩm linh thạch, quạt 38 khối trung phẩm linh thạch. Ngươi như một chỗ muốn, ta thu ngươi 70 mai trung phẩm linh thạch là đủ. Cái này hóa thần bán hàng rong hiển nhiên là xem thấu tô tỉnh tâm tư, dưới đất bày ra mua những cái này rách dưới đạo cụ, chẳng phải nghe liền là theo như đồn đại kiếm tiền người. Luôn có như thế một chút người, cho rằng chính mình sinh ra bất phàm, là khí vận chi tử, tiện tay tại trên gian hàng mua mấy món rách dưới, đều cho rằng là cái gì thượng cổ bảo vật. Lại hoặc là bảo vật bên trong gửi lại lấy cái gì khí linh, lão ra ra các loại. Tâm tư như vậy người, cái này hóa thần bán hàng do ngàn năm ở giữa gặp quá nhiều. Bởi vậy, hắn cũng không có vạch trần, giá cả cũng chỉ là hư cao một điểm, cũng không có ôm lấy hung ác mổ tô tỉnh một bút ý tứ. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, ba kiện vật phẩm, định giá 70 mai trung phẩm linh thạch, cũng là không tính quý. Thế là Tô Tỉnh tiện tay vứt xuống bảy cái thượng phẩm linh thạch phía sau, rồi đi gian hàng, hướng về chỗ tiếp theo gian hàng đi đến. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở, "Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa năng lượng vật chất, giá trị 312 điểm năng lượng bản nguyên, phải chăng hấp thu." "Được." Tô Tỉnh quả quyết nói. "Chậc chậc, bảy cái thượng phẩm linh thạch" kiếm được 300 điểm năng lượng bản nguyên, quả nhiên là kiếm lời lật à. Tô tỉnh tâm tình cực kỳ tốt, loại này kiếm lấy năng lượng lợi nhuận, có thể so sánh hắn mua đê dai dị kim loại cao quá nhiều. Duy nhất có chút ít đáng tiếc là tô tỉnh không cách nào đại lượng ổn định thu hoạch năng lượng. Tại những cái này chủ quầy hàng trong tay mua, cuối cùng số lượng tới ít, hơn nữa tương đối dườm già. Dù vậy, tô tỉnh vẫn là không muốn buông tha cái này kiếm lấy thu nhập thêm cơ hội. Tiếp xuống 4 ngày thời gian. Tô Tỉnh một mực tại Thanh Vân Thành bên trong càn quét, du lịch tại mỗi cái bán hàng rong ở giữa. Nhưng mà, để Tô Tỉnh không nghĩ tới chính là cử động này, cho hắn thật mang đến xa xỉ năng lượng bản nguyên. Thời gian đi tới kỷ nguyên mới 2026 năm ngày mùng 3 tháng 3. Cái này vốn nên là Tô Tỉnh mô phỏng thời gian, nhưng lần này Tô Tỉnh cũng không lựa chọn lập tức mô phỏng, mà là tiếp tục tại Thanh Vân Thành bên trong thu mua lấy hàng hóa. Ngày nay, Tô Tỉnh nhìn về phía bảng mô phỏng bên trên năng lượng bản nguyên. 50 vạn 3768 điểm năng lượng bản nguyên, ngắn ngủi 4 ngày thời gian, trọn vẹn thu hoạch hơn 14 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn xem bảng mô phỏng bên trên năng lượng, trong lúc nhất thời còn có chút khó có thể tin. Chậc chậc, ta vận khí này, không khỏi cũng quá tốt. Không, phải nói, vận may thiên phú, thật hắn nha nghịch thiên. Tô Tỉnh hơi tính toán một chút. Cái này ngắn ngủi 4 ngày thời gian bên trong Tô tỉnh trung bình một ngày liền có thể phát hiện vài trăm kiện ẩn chứa năng lượng bản nguyên hàng hóa. Ít đến một kiện giá trị hơn 10 điểm năng lượng, nhiều tới mấy ngàn điểm không chờ. Bốn ngày thời gian bên trong, tô tỉnh nhặt qua lớn nhất dò là lấy 10 khối thượng phẩm linh thạch, mua một khối giá trị 8 ngàn điểm năng lượng bản nguyên tổn hại ngọc bội. Miếng ngọc bội kia hoàn toàn chính xác cực kỳ bất phàm, tô tỉnh xem chừng chỉ sợ là cái nào đó thượng phẩm tiên bảo còn sót lại bộ phận, nội bộ còn ẩn chứa một cái nào đó còn sót lại ý thức nhưng loại bảo vật này còn vào không được tô tỉnh pháp nhãn. Tô tỉnh lại lười đến chữa trị, dứt khoát trực tiếp chuyển hóa làm năng lượng bản nguyên. Chật chật, 4 ngày thời gian, tổng cộng tiêu phí không đến một vạn khối thượng phẩm linh thạch, lại thu hoạch 14 vạn năng lượng bản nguyên, quả nhiên là kiếm lời lật à. Tô tỉnh tâm tình rất không tệ, lẩm bẩm nói, cái kia 10 dặm phường thị, ta cái đi dạo không đến 1 phần 5, nếu là toàn bộ đi dạo xong, chẳng phải là có thể đoạt tới tay trăm vạn năng lượng. Tô tỉnh trong lòng tính toán, nụ cười bộc phát không che giấu được. Khí vận thiên phú, quả nhiên vẫn là nổi tiếng à. Tô tỉnh chật chật lưỡi, hôm nay hắn không có ý định mô phỏng, mà là chuẩn bị tồn đến hai ba vòng phía sau, có thể số lượng lớn đủ sau lại mô phỏng. Đồng thời, Tô tỉnh cũng chuẩn bị đi một chuyến thanh vân các. Thanh vân các, phòng trừng cũng không ít ẩn chứa năng lượng tài nguyên. Cho dù tính giá so không bằng cái kia ba loại khoáng thạch, cũng là có giá trị mua. Tô tỉnh nghĩ như vậy nói, theo sau hướng về thanh vân các phương hướng đi đến. Tiến vào thanh vân các phía sau, Tô Tỉnh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lấy giá trị năng lượng xa xỉ vật phẩm. Đến cuối cùng, con thật bị Tô Tỉnh tìm được hai loại. Một loại tên là vàng đen đặc thù kim loại, lớn chừng quả đấm một khối, giá bán 100 thượng phẩm linh thạch, nhưng trọn vẹn ẩn chứa 10 điểm năng lượng bản nguyên. Còn có một loại tên là Tam Dương đá kim loại, một khối giá bán 300 thượng phẩm linh thạch, ẩn chứa 20 điểm năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh trực tiếp tiêu 500 vạn thượng phẩm linh thạch theo Thanh Vân các bên trong mua một vạn khối tam dương đá cùng hai vạn khối vàng đen. đen nó đổi thành năng lượng bản nguyên phía sau, Tô Tỉnh Tính gộp lại kiếm lấy 40 vạn năng lượng bản nguyên. Tất nhiên, trong Thanh Vân các hai loại khoáng thạch kim loại cũng cơ bản bị Tô Tỉnh thu mua hoàn tất. Đồng thời, Tô Tỉnh còn bán ra 2000 gốc tụ linh hoa, 3 bản kiếm thuật phương diện thần thông cho Thanh Vân các. Kiếm lấy 1000 vạn thượng phẩm linh thạch dùng để cung cấp phía sau tiêu xài. Tô Tỉnh mỗi một bước đều là thiết kế tỉ mỉ qua hắn bí danh Diệp Thiên nắm giữ thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Lấy thiên tiên cảnh tu vi, một lần giao dịch ngàn vạn thượng phẩm linh thạch cũng sẽ không bị kẻ xấu để mắt tới. Cuối cùng thiên tiên cảnh tu vi đủ để che chở loại này tài phú. Giao dịch kết thúc về sau, Tô Tỉnh năng lượng trong tay bản nguyên đạt tới trọn vẹn 90 vạn xuất đầu. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có vội vã mô phỏng, mà là tiếp tục tại Thanh Vân Thành trong phường thị nhặt chỗ tốt, mỗi ngày tại trong gian hàng mua một chút đồ chơi nhỏ, kiếm lấy năng lượng bản nguyên. Trung bình mỗi ngày, tô tỉnh cơ bản đều có thể vét đến vài trăm kiện ẩn chứa năng lượng vật chất, giá trị vượt qua 3 vạn năng lượng bản nguyên. Thoáng chớp mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Thời gian đi tới ngày 17 tháng 3 ngày này. Tô tỉnh nhìn xem bảng mô phỏng bên trên năng lượng bản nguyên, khóe miệng nhịn không được dương lên. Gần 150 vạn năng lượng bản nguyên. Không ủng công ta cái này tiểu nhất tháng tới vất vả à. Tô tỉnh chừng mắt nhìn, cái này hơn nửa tháng tới, hắn cơ hồ chạy một lượt 10 dặm phường thị mỗi cái gian hàng. Có thể nói, cơ hồ tất cả ẩn chứa năng lượng vật phẩm đều vào tô tỉnh trong tay. Hao tốn ước chừng hơn 20 vạn thượng phẩm linh thạch, liền đã nắm giữ như vậy xa xỉ thu hoạch. Chậc chậc, góp nhặt năng lượng bản nguyên không sai biệt lắm, tính toán thời gian. Bạch Đế Thành bên kia hẳn là cũng sưu tập không ít hàng hóa à? Tô Tỉnh xem chừng, nếu là coi là Bạch Đế Thành hàng hóa, hắn năng lượng trong tay bản nguyên đem vượt qua 300 vạn. Khổng lồ như thế ngạch số khoản lớn, đầy đủ Tô Tỉnh một lần mua phòng mấy lần. Trước mắt trong tay ta đã góp nhặt 3 lần máy mô phỏng sẽ. Tiếp một lần máy mô phỏng lại là tại ngày 24 tháng 3 ngày này, nhất định cần tại một ngày kia phía trước chạy trở về, sớm mô phỏng, bằng không liền lãng phí. Tô tỉnh lưu luyến không rời nhìn một chút sau lưng người dặm phường thị, lẩm bẩm nói. Thanh Vân Tông còn có không đến 3 tháng liền muốn chiêu sinh. Tiếp xuống trong phường thị còn sẽ tới rất nhiều tiểu thương. Chờ một hai tháng sau lại tới một lần, có lẽ còn có thể thu hoạch một đợt năng lượng. Nghĩ như vậy nói, Tô Tỉnh vừa ý rời đi Thanh Vân Thành, hướng về Bạch Đế Thành phương hướng tiến đến. Lại là ba ngày thời gian trôi qua. Thời gian đi tới ngày 20 tháng 3 ngày này, Tô Tỉnh thuận lợi về tới Bạch Đế Thành. Trong lúc đó, Tô Tỉnh đổi thân phận, lần nữa khôi phục thành Tô Diệp Giáng dấp. Theo sau, Tô Tỉnh đi đến Vạn Kim Các, tìm được đối tác Bạch Tuyên. Quả nhiên, đi qua đến gần thời gian một tháng, Bạch Tuyên đã thu mua nhiều ba loại kim loại. Vạn Kim Các bên trong, Bạch Tuyên vẫn là bộ kia thận hư dáng dấp, cười tủm tỉm nói. Tô lão ca, khoảng thời gian này lão đệ chân đều chạy mau đoạn à. Ta vận dụng trong tay tất cả nhân mạch. Chủ tập phương viên trăm vạn dặm bên trong, mấy chục tòa thành trì tất cả thiết tinh, hỏa đồng cùng linh thiết. Lần này số lượng, ngươi tuyệt đối vừa ý. Nói xong, Bạch Tuyên đem bên hông cái túi nhỏ lấy ra, tán lạc trên bàn, chứa lấy hơn 10 mai nhẫn chữ vật. Tô tỉnh thấy thế hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, yên tâm đi, Bạch lão ca. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu, linh thạch không thể thiếu ngươi. Nói xong, Tô Tỉnh thần thức dò vào trong nhẫn chữ vật, bắt đầu kiểm hàng. Tuy là đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn thấy số lượng hàng hóa phía sau, Tô Tỉnh vẫn là lấy làm kinh hãi. Hơn 10 mai trong nhẫn chữ vật, tổng cộng trang bị vượt qua 100 triệu thiết tinh, hơn 50 triệu mai hỏa đồng, đến gần ngàn vạn mai linh thiết. Như vậy số lượng, tự nhiên không phải ngắn ngủi một tháng chỉ thấy có khả năng đào ra. Chắc là những thành trì khác mấy trăm năm qua chữ hàng hàng hóa, thật bị bạch tuyên lão tiểu tử này một hơi thu mua mà tới. Thế là tô tỉnh lại thanh toán xong một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch tiền đặt cọc cùng trên lệch giá, mới đưa ba loại kim loại theo trong tay bạch tuyên toàn bộ thu mua xuống tới. Tô tỉnh trong lòng hơi động, bên tai chuyển đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng ẩn chứa năng lượng vật chất, tổng giá trị 248 vạn 3657 điểm năng lượng bản nguyên, phải chăng hấp thu. Tô tỉnh quả quyết lầm nhầm nói. Được theo lấy lượng lớn ba loại kim loại biến mất không thấy gì nữa, tô tỉnh năng lượng bản nguyên cũng theo đó tăng vọt đến hơn 400 vạn điểm. Hô hô, 400 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Đầy đủ ta đại vu đoán thể quyết bước vào tầng thứ 5 à. Tô tỉnh trong lòng khó tránh khỏi xúc động, chuyến này tiểu thanh vân giới hành trình, coi là thật có giá trị. Ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, liền để tô tỉnh đã kiếm được 4-500 vạn năng lượng bản nguyên. Tô tỉnh nhếch miệng lên, đối trước người Bạch Tuyên nói, Bạch Lão ca à, chúng ta phía trước ước định vẫn như cũ giữ lời. Phía sau cái này ba loại khoáng thạch, có bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Lão để khoảng thời gian này muốn bế quan tu luyện một phen. Về phần trên giao dịch sự tình liền làm phiền ngươi à. Nói xong, Tô Tỉnh lại lấy ra 500 vạn mai thượng phẩm linh thạch xem như tiền đặt cọc, giao cho Bạch Tuyên. Bạch Tuyên tự nhiên là tâm hoa nộ phóng, hắn cái này ngắn ngủi một tháng qua cùng Tô Tỉnh giao dịch, kiếm lấy linh thạch, bù đắp được hắn hơn 100 năm khổ tâm kinh doanh. Thế là Bạch Tuyên cười lấy gật đầu nói Ha ha ha, tô lão ca Dễ nói dễ nói à Cùng Bạch Tuyên lại gặp dịp thì chơi một phen phía sau Tô tỉnh về tới trong động phủ Xác định chính mình cấm chế không có bị động qua Tô tỉnh yên tâm tiến vào linh điền động thiên Chuẩn bị bắt đầu mô phỏng Linh điền động thiên bên trong Tô tỉnh cho chính mình pha ấm trà Vui thích mà nói Chật chật, trọn vẹn tích lũy ba lần máy mô phỏng biết Bốn ngày sau đó Còn có một lần máy mô phỏng biết Như thế tiếp xuống chính là ta tu vi tăng vọt thời điểm. Tô tỉnh trong lòng hơi động, lầm nhầm nói, bắt đầu mô phỏng. Thứ 128 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 401 vạn 4399 điểm, còn thừa mô phỏng số lần 2 lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra truyền thuyết màu vàng thiên phú tiêu phí một điểm năng lượng bản nguyên, phải chăng rút ra. Tô tỉnh suy nghĩ một phen, cũng không có lựa chọn rút ra thiên phú mới, mà là lựa chọn phía trước chính mình đã từng rút qua một cái thiên phú màu vàng kim thiên phú lấy huyết tế khí tiêu vài điểm năng lượng bản nguyên tô tỉnh đem cái này màu vàng kim thiên phú theo hồ rút thưởng bên trong thuận lợi rút ra theo sau tô tỉnh chuẩn bị bắt đầu mô phỏng đinh chúc mừng ngài thu được màu vàng kim thiên phú lấy huyết tế khí mô phỏng bắt đầu linh điền động thiên bên trong ngươi ý thức được chính mình ngay tại mô phỏng tại tiểu thanh vân giới đợi thời gian nửa tháng phía sau ngươi lựa chọn đem lam tinh cùng hồng nguyệt tình báo bán ra cho thiên cơ các Thiên cơ các biết được cái này một tình báo phía sau, để ngươi yên tâm chờ đợi, bọn hắn đem nghiệm minh tình báo thật giả. Mà trong đoạn thời gian này, ngươi trước tiên về tới Lam Tinh, đem hàng lâm giáo chu sát tiêu diệt, cũng cướp đoạt hàng lâm giáo bảo khố. Phía sau, ngươi bắt đầu ở linh điền động thiên bên trong xây dựng động phủ, chuẩn bị Lam Tinh nhân tộc di chuyển sự tình. Chỉ chớp mắt, thời gian hai năm đi qua, trong lúc đó ngươi mấy chục lần lui tới tại Lam Tinh cùng tiểu thanh vân giới đem đại hạ quốc bên trong tuyệt đại bộ phận người thường cùng bộ phận chức nghiệp giả di chuyển đến bạch đế thành phủ cận năm thứ ba ngươi nhận được thiên cơ các đưa tin chuẩn bị mang theo hai tôn thái ất kim tiên tiến về lam tinh ngươi đem hai tôn thái ất kim tiên đưa đến vực sâu vô tận phía sau liền tiếp tục cố gắng di chuyển lam tinh nhân khẩu năm thứ năm đại hạ quốc cùng trên lam tinh bộ phận quốc gia khác bình dân thuận lợi hoàn thành di chuyển tại tiểu thanh vân giới trung lập đổi mới hoàn toàn nước cũng lấy hạ đặt tên về sau mấy năm ngươi truyền thụ một chút công pháp cũng đưa cho một chút tài nguyên cho đại hạ quốc bình dân sau khi làm xong tất cả những thứ này, ngươi không có chút nào ái náy tìm được tử lăng tiên tử, cũng thông qua nó tiến vào thanh vân tông. Tam tiên phong bên trên, ngươi cùng thanh vân tử thuận lợi giao dịch. Thu được ngộ đạo trà phía sau, ngươi không do dự, trực tiếp đi đến tầng 9 thiên vực. Thế giới hiện thực, tô tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Như thế tiếp xuống, liền là thu thập hư không kỳ thú kết sỏi, lĩnh ngộ đủ loại đại đạo. Lần này mô phỏng, trọng tâm đặt ở luyện thể tu vi tăng lên bên trên tranh thủ tại ba lần máy mô phỏng sẽ bên trong đem luyện thể tu vi tăng lên tới đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư đỉnh phong dừng một chút tô tỉnh nói tiếp còn có tiên bảo luyện chế cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng nửa bước hậu thiên trí bảo mặc dù không tệ nhưng tại huyền tiên cảnh bên trong đã không có ưu thế gì nếu là có thể một lần hành động luyện chế ra hậu thiên trí bảo liền đủ tô tỉnh nguyên cớ lựa chọn thiên phú lấy huyết tế khí tự nhiên là muốn đem mặc băng kiếm lại tế luyện một phen lấy tô tỉnh trước mắt kỹ nghệ nếu là tìm được thích hợp vật liệu chưa chắc không thể để cho mặc băng kiếm sau khi tấn thăng thiên trí bảo tầng cấp đến lúc đó tô tỉnh chiến lực sẽ tăng thêm một bước bất quá trước đó vẫn là trước tại cửu trọng thiên bên trong thu thập bảo vật à tô tỉnh trong lòng có chút chờ mong phía trước vận may thiên phú thế nhưng tìm được không ít trí bảo hy vọng lần này không nên để cho tô tỉnh thất vọng nghĩ như vậy nói tô tỉnh ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng làm sơ chuẩn bị phía sau ngươi tiêu thời gian 2 năm rưỡi đến tầng 9 thiên vực tầng thứ ba. Trước đây, ngươi từng tại cái này tầng một bên trong thu được không ít bảo vật, bao gồm hư không kỳ thú kết sỏi, cùng chu sơn thạch cùng thanh loan lông đuôi các loại bảo vật. Mà ngươi từng cái đem bọn hắn vị trí ghi nhớ, lần này đến tầng thứ ba phía sau, ngươi trước tiên đi đến những bí cảnh kia. Vẹn vẹn mất 10 năm thời gian, ngươi liền đem những bảo vật kia toàn bộ bỏ vào trong túi. Hơn trăm mai hư không kỳ thú kết sỏi, cùng chu sơn thạch cùng thanh loan lông đuôi. Năm thứ 18, ngươi tiếp tục thăm dò tầng thứ ba bên trong bí cảnh bằng vào vận may thiên phú ngươi cơ hồ cách mỗi một năm trước nửa năm đều sẽ có thu hoạch hoặc là phát hiện hư không kỳ thú xào huyệt hoặc là tìm tới một cái nào đó có chút không tệ thượng cổ bảo vật thu hoạch tương đối khá trong nháy mắt lại là 32 năm qua đi năm thứ 50, đi qua hơn 30 năm thăm dò ngươi lại lần nữa tìm hai ba mươi bí cảnh thu hoạch không ít đạo ẩn pháp bảo trong đó cũng không ít thích hợp luyện khí vật liệu nhưng để ngươi có chút bất đắc dĩ là tầng thứ ba bên trong bảo vật hạn mức cao nhất cuối cùng không cao, cũng không có phát hiện loại kia để ngươi có chút động tâm bảo vật, mà ngươi muốn tìm kiếm thích hợp tế luyện mặc băng kiếm vật liệu, cũng hạn chế tại phẩm cấp không đủ, khó mà luyện chế thành chân chính hậu thiên chí bảo. Thế là nhiều lần sau khi tự hỏi, ngươi quyết định tiến về tầng thứ 4 thăm dò một phen. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Tầng thứ 4, vẫn như cũ là huyền tiên cảnh tu sĩ, cùng một chút huyền tiên cảnh yêu thú sân chính. Nhưng có khả năng tiến vào tầng thứ 4, thực lực càng không tầm thường. Tối thiểu muốn nắm giữ huyền tiên cảnh trung hậu kỳ thực lực mới có khả năng tại trong đó miễn cưỡng giữ được tính mạng. Tô tỉnh trong đầu nhớ lại cửu trọng thiên tình báo. Thứ nhất, thứ hai cùng tầng thứ ba, được xưng là phía dưới tầng ba, tương đối mà nói tương đối an toàn. Nhưng bước vào tầng thứ bốn, vậy liên thuộc về ba tầng giữa thiên phạm vi. Cùng phía dưới tầng ba khác biệt chính là ba tầng giữa thiên, có hư không cương phong tồn tại. Hư không cương phong, là một loại so hư không loạn lưu càng khủng bố hơn dị tượng. Chỉ có tại huyền tiên cảnh bên trong đám chìm hồi lâu, cũng nhục thân cũng không tầm thường người, mới có thể bước vào tầng thứ bốn. Mà lấy tô tỉnh bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể đạt tới. Như thế, liền đi tầng thứ bốn bên trong thăm dò một phen à. Nói không chắc, có khả năng tìm tới tế luyện mặc băng kiếm cần thiết vật liệu. Tô tỉnh nghĩ như vậy nói, ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Ngươi chống lên hộ thể kiếm cương, đem bản thân vững vàng bảo vệ, theo sau một bước phóng ra, xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, hướng về tầng thứ bốn phương hướng dặm đi. Ngươi thi triển thần thông túng địa kim quang, hóa thành một vệt kim quang, chỉ dùng mấy tháng thời gian, liền đến thứ ba cùng tầng thứ bốn biên giới. Tại nơi này, có khiến tiên nhân nghe tin đã sợ mất mật hư không cương phong. Cái này cương phong có thể ăn mòn nhục thân thần hồn, nhanh chóng làm hao mòn pháp lực. Nếu là nội tình không đủ thâm hậu người, không có huyền tiên cảnh trung kỳ trở lên thực lực, là tuyệt đối không xuyên qua được ngươi tuy là tu vi chỉ có chân tiên cảnh nhưng nhục thân chi lực cực kỳ không tầm thường tại hộ thể kiếm cương bảo vệ lấy ngược lại có khả năng miễn cưỡng kháng trụ hư không cương phong trước mắt vô số lợi kiếm cương phong điên cuồng đụng chạm lấy hộ thể kiếm cương cơ hồ mỗi một lần va chạm liền có mấy đạo hộ thể kiếm cương bị hủy ngươi thấy một màn này phía sau không khỏi đến có chút hãi hùng khiếp vía nếu là không có hộ thể kiếm cương cho dù ngươi đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư nhục thân chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu bất quá cũng may ngươi cuối cùng hữu kinh vô hiểm xuyên qua hư không cương phong thuận lợi đến tầng thứ bốn mới bước vào tầng thứ bốn ngươi liền rõ ràng cảm giác được nơi này đạo ẩn càng dồi dào mà xung quanh cũng tràn ngập nhiều nguy hiểm hơn không thể phỏng đoán hư không cương phong theo trước người ngươi 10 mét lướt qua ngươi khẽ nhíu mày tại tầng thứ bốn bên trong loại trừ muốn ứng đối trong bí cảnh yêu thú hư không kỳ thú cùng bên ngoài mê vụ cái này khủng bố hư không cương phong cũng là một đại uy hiếp tuy là thực lực ngươi không tầm thường nhưng tại tầng thứ 4 bên trong vẫn là muốn hành sự cẩn thận, tận lực cẩn thận một chút, chỉ chớp mắt, thời gian 5 năm đi qua, ngươi tiêu thời gian 5 năm, từng bước quen thuộc tầng thứ 4 nguy hiểm, cũng xác định một chút bí cảnh vị trí, làm xong chu đáo chuẩn bị phía sau, ngươi bắt đầu thử nghiệm bí cảnh thăm dò, ngươi tiến vào chỗ thứ nhất ở trong bí cảnh, mới bước vào bí cảnh, mi tâm của ngươi liền truyền đến đau nhói cảm giác, quả nhiên, tại ngươi trong nhận biết của thần thức, chỗ này trong bí cảnh nắm giữ có thể so huyền tiên cảnh trung kỳ hư không kỳ thú. Tuy là nan giải, nhưng ngươi cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Nhưng huyền tiên cảnh ở giữa giao thủ, hơi một tí kéo dài một năm nửa năm, tại cái này nguy hiểm tầng thứ bốn bên trong, cái này cũng không phù hợp ích lợi của ngươi. Bởi vậy, ngươi quyết định tạm thời không động thủ, bằng không cho dù chiến thắng đầu hư không này kỳ thú, khả năng cũng cần đánh đổi khá nhiều. Thừa dịp hư không kỳ thú ngủ gà ngủ gật thời gian, ngươi bắt đầu tìm kiếm trong bí cảnh bảo vật. Như vậy, tại tiếp xuống hơn 10 năm thời gian bên trong, ngươi thăm dò mấy cái bí cảnh, thu hoạch vượt qua tưởng tượng. Trong đó, để cho ngươi kích động là ngươi tìm được một mai kiếm ngân thạch. Kiếm ngân thạch là hậu thiên chí bảo, khả dụng lấy rèn đúc hậu thiên chí bảo cấp tiên kiếm. Có mai này kiếm ngân thạch, ngươi có lòng tin thuận lợi để mặc băng kiếm bước vào hậu thiên chí bảo tầng cấp. Thu được kiếm ngân thạch phía sau, ngươi trước sau như một tại tầng thứ 4 bên trong thăm dò, lại liên tiếp thu được vài kiện chí bảo. Trong nháy mắt, lại là mười mấy năm qua đi, năm thứ 77, ngươi tìm được một chỗ tương đối an toàn bí cảnh, cũng quyết định tại bí cảnh này bên trong bắt đầu bế quan đột phá. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy trên mặt này mang theo nụ cười. Vận khí cũng thật là không tệ à. Kiếm ngân thạch loại bảo vật này đều bị ta tìm được. Quả nhiên, tầng 9 thiên vực tuy là nguy hiểm tứ phía. Nhưng càng lên cao, ẩn chứa trí bảo cùng bí cảnh cũng càng nhiều, càng chân quý. Tô Tỉnh đây quả thực là đem tầng 9 thiên vực trở thành soát đạo cụ bảo vật phó bản. Mà sở dĩ có thể như vậy, tự nhiên là bởi vì vận may thiên phú gia trì nếu là tu sĩ tầm thường cho dù là huyền tiên kim tiên nhưng nếu khí vận không đủ tại cái này tầng chín thiên vực bên trong chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có vô tận nguy hiểm thôi không tệ không tệ luyện chế mặc băng kiếm kiếm ngân thạch cũng tìm được lần này mặc băng kiếm có hoàn toàn chắc chắn có khả năng sau khi tấn thăng thiên trí bảo cấp bậc thậm chí mượn lấy huyết tế khí thiên phú có một khả năng nhỏ nhoi tính thăng cấp tới trung phẩm hậu thiên trí bảo cấp tô tỉnh suy tư một phen bất quá trước mắt vẫn là muốn tiếp tục tăng lên đại đạo cảm ngộ mới tốt. Tô tỉnh trong lòng hơi động, lầm nhầm nói, sử dụng kiểu đắm chìm mô phỏng, thời gian duy trì 63 năm. Đinh, ngài thành công sử dụng kiểu đắm chìm mô phỏng, tiêu phí năng lượng bản nguyên 22.995 điểm, còn thừa năng lượng bản nguyên 399 vạn 1402 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, tô tỉnh tiến vào mô phỏng thế giới. Tầng thứ 4, một chỗ trong bí cảnh, tô tỉnh mở ra một chỗ động phủ, bố trí xuống tầng tầng cấm chế, bắt đầu lĩnh hội đại đạo. Lần này mô phỏng vẫn như cũ là chủ yếu lĩnh hội không gian chi đạo. Nhưng đồng thời, nhanh chi đạo cũng cần tăng thêm một bước, tốt nhất có thể tiến hơn một bước. Đối với Tô Tỉnh bây giờ tới nói, loại trừ thực lực tăng lên bên ngoài, quan trọng nhất không gì bằng tính cơ động tăng lên. Mà không gian chi đạo cùng nhanh chi đạo tăng lên có thể làm cho Tô Tỉnh nắm giữ cao hơn tốc độ bay. Từ đó để Tô Tỉnh có khả năng tiến về càng xa thế giới, giảm mạnh thời gian, thu hoạch càng nhiều năng lượng. Đối với Tô Tỉnh tới nói, thời gian cùng năng lượng liền là hết thảy. Nghĩ như vậy nói, Tô Tỉnh lấy ra ấm trà, bắt đầu pha trà. Sau một lát, chén thứ nhất ngộ đạo trà ngâm hoàn tất. Tô Tỉnh uống vào một ngụm, cầm trong tay mấy cái hư không kỳ thú kết sỏi, bắt đầu lĩnh hội không gian chi đạo. Tu hành không tuế nguyệt, trong nháy mắt 18 năm thời gian trôi qua, chén thứ nhất ngộ đạo trà hao hết. Tô Tỉnh theo lĩnh hội trạng thái thoát thân, lộ ra vẻ hài lòng. Không tệ, không gian chi đạo khoảng cách đệ tứ cảnh càng ngày càng gần. Như thế tiếp xuống, liền tiếp tục lĩnh hội không gian chi đạo à. Tô tỉnh đã quyết định đem có ngộ đạo trà, đều quay con thoi tại không gian chi đạo cảm ngộ bên trong. Quay con thoi là một loại trí tuệ. Như vậy 36 năm thời gian trôi qua. Đi tới mô phỏng thứ 131 năm, tô tỉnh lần nữa theo ngộ đạo trạng thái thoát khỏi, thể ngộ một phen không gian chi đạo tiến bộ phía sau, tô tỉnh gật đầu nói. Sơ sơ 54 năm thời gian, Ba chén ngộ đạo trà hao hết, tương đương với mấy ngàn năm tìm hiểu. Nhưng khoảng cách không gian chi đạo đệ tứ cảnh vẫn còn có chút khoảng cách à? Tô Tỉnh trong lòng cảm thán đại đạo đệ tứ cảnh lĩnh hội độ khó lớn. Đừng nói bình thường huyền tiên cảnh tu sĩ, liền là huyền tiên cảnh đỉnh phong muốn bước vào đệ tứ cảnh cũng cực kỳ khó khăn. Cuối cùng đại đạo đệ tứ cảnh dung hội quán thông chính là kim tiên đại năng mới có thể có năng lực. Chật chật, tuy là tiêu phí thời gian nhiều chút ít nhưng nếu là không gian chi đạo bước vào đệ tứ cảnh, ta cũng coi là có sánh ngang kim tiên đại năng thủ đoạn. Tuy là đối ta trực tiếp chiến lực tăng lên cũng không lớn, nhưng mang tới chỗ tốt chính xác liên tục không ngừng. Tô tỉnh xem chừng, chậm nhất tiếp một lần kiểu đắm chỉ mô phỏng phía sau, hắn đối không gian chi đạo cảm ngộ, liền có thể thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh. Bất quá trước mắt, cũng vẫn có nghe đạo đan cũng không phục dụng. Tô tỉnh không do dự, bắt đầu luyện chế ngộ đạo đan. Theo lấy tô tỉnh luyện chế ký ức càng ngày càng thuần thục, tuy là chưa có khả năng luyện chế ra cực phẩm ngộ đạo đan, nhưng tỷ lệ thành đan đã đi tới hơn 9 thành, đều là bình thường phẩm chất. Lần này kiểu đám chỉ mô phỏng, Tô Tỉnh cung cấp luyện chế 9 cái nghe đạo đan, dùng hết một mai phía sau, còn thừa 8 cái. Tô Tỉnh nhìn xem trong tay 8 cái nghe đạo đan, lẩm bẩm nói, cái này 8 cái đan dược đều dùng tại nhanh đại đạo lĩnh ngộ bên trên, hy vọng có thể thuận lợi bước vào đại đạo đệ nhị cảnh à. Dứt lời, Tô Tỉnh lấy ra thanh loan lông đuôi, mượn nhờ đạo ẩn bảo vật, Bắt đầu lĩnh ngộ nhanh đại đạo. Trong nháy mắt, thời gian 8 tháng đi qua. Tại nghe đạo đan gia chỉ xuống, 8 tháng cảm ngộ, tương đương với 800 năm tìm hiểu. Mà nhanh đại đạo cũng không phải là cái gì cao thâm đại đạo pháp tắc, Tô Tỉnh thuận lợi bước vào đại đạo đệ nhị cảnh, sơ khuy môn kính. Kiểu đắm chìm mô phỏng rất nhanh kết thúc, Tô Tỉnh lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Thi triển ký ức thần thông, Tô Tỉnh ngủ say ký ức bắt đầu giải phong Sau một lát, Tô Tỉnh vừa ý gật đầu một cái, không tệ nhanh chi đạo thuận lợi bước vào đệ nhị cảnh. Ta tốc độ bay tăng thêm một bước. Lấy ta bây giờ tốc độ bay, nếu là toàn lực đi đường, mượn nhờ không gian chi đạo cùng nhanh chi đạo, có lẽ có thể đạt tới ngày đi năm 000 vạn bên trong. Chuyện này ý nghĩa là tô tỉnh bản thân đi đường tốc độ, liền đã có thể so tinh thần nhật nguyệt toa loại này hậu thiên chí bảo. Nói là có một không hai chân tiên cảnh, sánh ngang huyền tiên hậu kỳ cũng không đủ. Nhưng trong hư không đi, cùng tại đại thiên thế giới bên trong đi đường cuối cùng khác biệt, Tô Tỉnh nếu là tìm đường chết trong hư không toàn lực thi triển tốc độ bay, e rằng khó mà duy trì hồi lâu, một khi pháp lực tiêu hao quá nhiều, được không bù mất. Dài đến mấy năm thậm chí mấy chục năm đường dài đi, vẫn là cần tiên chu tương đối đáng tin. Túng Địa Kim Quang thần thông, khoảng cách Viên Mãn chi cảnh còn kém xa lắm. Có lẽ cần không gian chi đạo cùng nhanh chi đạo đều bước vào đệ tứ cảnh, mới có thể hoàn mỹ phát huy ra. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, lấy hắn bây giờ tốc độ bay nhanh chi đạo cùng không gian chi đạo ra chỉ xuống khống chế tinh thần nhật nguyệt toa theo tiểu thanh vân giới trở về lam tinh e rằng chỉ cần năm sáu ngày thời gian à không tệ chờ tốc độ bay tăng thêm một bước có lẽ ta cũng có thể đi thăm dò một đợt thế giới khác tô tình nghĩ như vậy nói ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng thứ một trăm bốn mươi năm ngươi ngộ đạo kết thúc thu hoạch tương đối khá nhưng ngươi lần này cũng không tính rời đi tầng chín thiên vực mà là chuẩn bị chính là ở đây tu hành Ngươi lấy ra sớm đã để Thần nông hữu điền bồi dưỡng tốt Bổ Thiên Hoa, bắt đầu tu hành Đại Vu đoán thể quyết, tu hành Không Tuế Nguyệt, trong nháy mắt một giáp thời gian trôi qua. Năm thứ 200, tuy là ngươi mỗi ngày cái tiêu phí một canh giờ luyện khí, nhưng tại chính nhất phục khí quyết ảnh hưởng, tu vi của ngươi vẫn như cũ bước vào chân tiên tầng 3 đỉnh phong, tiến bộ càng lớn, là ngươi luyện thể tu vi. Tại Bổ Thiên Hoa thẩm thấu vào, ngươi khí huyết càng dồi dào, loại kia khủng bố đến cực hạn sức hồi phục từng bước từ bên ngoài thân tứ chi hướng thể nội ngũ tạng khuếch tán. Chuyện này ý nghĩa là ngươi chẳng những nhục thân phòng ngự vô song, có khả năng nhanh chóng khôi phục bên ngoài thân thương thế, liền nội tạng bị tổn thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư tu vi buồn tẻ mà khó khăn. Tuy là cách mỗi hơn mấy năm ngươi liền phục dụng một gốc bổ thiên hoa, nhưng khoảng cách tầng thứ tư tiểu thành vẫn như cũ xa xa khó vời. Nhưng cũng may, tầng 9 thiên vực tầng thứ 4 bên trong, tu sĩ ít, hơn nữa có một loại năng lượng kỳ dị, hình như có khả năng ngăn che thiên cơ. Ngươi quyết định tiếp tục lưu lại nơi đây tu hành, muốn thử xem tầng 9 thiên vực có thể hay không ngăn cản Thanh Vân Tử nhìn trộm. Trong nháy mắt, lại là 30 năm trôi qua. Thứ 230 năm, ngươi thuận lợi đột phá tới chân tiên tầng 4, trở thành chân tiên trung kỳ tiên nhân. Trong cơ thể ngươi pháp lực càng hùng hậu, liên miên không dứt giống như Giang Hải. Năm thứ 300, một năm này ngươi luyện thể tu vi lại lần nữa đi trên một bậc thang, khoảng cách tầng thứ tư tiểu thành càng ngày càng gần. Cùng năm, loại trừ bảo đảm luyện thể tu hành bên ngoài, ngươi đem nhiều thời gian hơn tiêu vào thu thập tế luyện mặc băng kiếm trên vật liệu. Như vậy, lại là 50 năm ở giữa đi qua, thứ 350 năm, ngươi đại vu đoán thể quyết chính thức bước vào tầng thứ tư tiểu thành. Lấy ngươi bây giờ khôi phục chi lực, cho dù bị chém đứt tứ chi, cũng có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày nhanh chóng khôi phục. Cùng năm, ngươi chính thức bắt đầu mặc băng kiếm tế luyện. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư tiểu thành, như thế cái thứ nhất mục tiêu nhỏ đã đạt thành. Như thế tiếp xuống, chỉ còn lại Mặc Băng kiếm luyện chế ra. Tô Tỉnh bảo thủ mục tiêu là đem Mặc Băng kiếm luyện thành hạ phẩm Hậu Thiên Chí Bảo. Ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Thứ 351 năm, ngươi mở lò lại tế luyện Mặc Băng kiếm, lấy ngươi bây giờ luyện khí tạo nghệ đã đủ để luyện chế Hậu Thiên Chí Bảo, nhưng cái này dù sao cũng là ngươi lần đầu luyện chế, bởi vậy đặc biệt cẩn thận, chỉ là Mặc Băng kiếm đúc lại quá trình ngươi liền xài sơ sơ thời gian 3 năm. Theo sau, ngươi lại tốn thời gian 3 năm, đem như là kiếm ngân thạch các loại tài liệu đúc, cũng đem nó gia nhập trong mọc băng kiếm. Trong nháy mắt, mấy năm thời gian đi qua, thứ 360 năm, ngươi cuối cùng hoàn thành tế luyện mọc băng kiếm bước đầu tiên. Gia nhập kiếm ngân thạch chờ trí bảo phía sau, mọc băng kiếm chất liệu hiển nhiên thêm gần một bước, đạt tới hậu thiên trí bảo tầng cấp. Nhưng phía sau cần thiết đánh bóng, mài rũa, nuôi kiếm chờ trình tự, vẫn như cũ cần rất nhiều thời gian thế là ngươi lại tốn 3 năm mài rũa, đánh bóng mặc băng kiếm. Đến tận đây, mặc băng kiếm đã đúc lại hoàn tất, có khả năng phát huy ra hậu thiên trí bảo uy lực. Nhưng giờ phút này còn cần một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất, nuôi kiếm. Chỉ có lấy ngươi tinh khí thần, bản thân kiếm ý, nguyên lực ẩn dưỡng kiếm mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, triệt để để mặc băng kiếm khai phòng. Nuôi kiếm cũng là tốn thời gian nhất trình tự. Ngươi mỗi ngày lấy bản thân tinh khí thần, nguyên lực, pháp lực ổn dưỡng mặc băng kiếm, một giáp thời gian trôi qua, thứ 420 năm, Mặc Băng Kiếm triệt để tế luyện hoàn tất, tại hạ phẩm Hậu Thiên Chí Bảo bên trong đã không tầm thường. Nhưng giờ phút này, ngươi còn kém một bước cuối cùng. Lấy huyết tế kiếm. Ngươi hít sâu một hơi, lấy ra bản thân tinh huyết, hóa thành một đầu dòng nhỏ hướng về Mặc Băng Kiếm tế tự mà đi. Theo lấy máu tươi của ngươi chạm đến Mặc Băng Kiếm, lưỡi kiếm của Mặc Băng Kiếm phát ra từng trận kêu khẽ. Đây là lấy huyết tế kiếm thiên phú phát huy tác dụng. Theo lấy tinh huyết truyền vào, Ngươi có khả năng rõ ràng cảm giác được mọc băng kiếm ngay tại thăng hoa, nhưng theo đó, ngươi cũng phát hiện chính mình không để mắt đến tinh huyết trôi qua tác dụng phụ. Vô luận đối loại cảnh giới nào tu sĩ mà nói, tinh huyết đều là cực kỳ trọng yếu, trôi qua tinh huyết, nhẹ thì tinh khí thần bị tổn thương, cần điều dưỡng hồi lâu. Nặng thì cảnh giới rơi xuống, thậm chí có hại căn cơ. Mà lấy huyết tế kiếm, cần số lượng máu tươi hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Ngươi luyện khí tu vi, một đường theo chân tiên tầng 4 đỉnh phong, rơi xuống tới tầng 4 trung kỳ. Cuối cùng lần nữa rơi xuống tới chân tiên tầng 3 đỉnh phong. Mà ngay tại ngươi sắp sửa không kiên trì nổi thời gian, Mạc Băng kiếm phát ra một trận thở nhẹ. Cùng lúc đó, Mạc Băng kiếm phẩm chất trực tiếp bước một cái phẩm giai. Chúc mừng ngươi, luyện chế thành công ra trung phẩm hậu thiên chí bảo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Hơn 10 năm cố gắng, chung quy là không có uổng phí à. Trung phẩm hậu thiên chí bảo, loại bảo vật này, e rằng chỉ có kim tiên mới có tư cách nắm giữ ả à. tô tỉnh cảm thấy có mặc băng kiếm tối thiểu tại phía trước thái ất kim tiên phát bảo trên vũ khí sẽ không lâm vào thế yếu nhưng lập tức tô tỉnh lại thở dài một tiếng có thể cái này lấy huyết tế khí tác dụng phụ không khỏi cũng quá lớn rõ ràng trọn vẹn rớt xuống nguyên một nặng cảnh giới theo chân tiên trung kỳ rơi xuống tới chân tiên sơ kỳ tô tỉnh chật chật lưỡi cũng may hắn lần này mô phỏng cũng không dự định mang ra luyện khí tu vi chỉ muốn mang xuất mặc băng kiếm bốn bỏ năm lên, tương đương chơi không một cái hậu thiên trí bảo à. Trừ đó ra, mãi cho đến 420 năm, Thanh Vân Tử cũng chưa từng tới tìm ta, nhìn tới cái này tầng 9 thiên vực, cũng có ngăn che thiên cơ năng lực. Tô tỉnh như có điều suy nghĩ. Tầng 9 thiên vực la lịch bí ẩn, nó cao nhất cái kia hai tầng, cho dù là đại la kim tiên cũng không dám tùy tiện chen chân. Nhìn tới, phía sau có thể thử nghiệm trốn ở tầng 9 thiên vực bên trong, có lẽ cũng có thể tránh né Thanh Vân Tử truy sát. Tô Tình ôm lấy ý nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Thành công tế luyện mặc băng kiếm tới hậu thiên chí bảo phía sau, nguyên nguyên khí tổn hao nhiều, tu vi rơi xuống, bất đắc dĩ bắt đầu điều tức dưỡng thương. Tiếp xuống 30 năm thời gian, ngươi trốn ở ở trong bí cảnh, mỗi ngày điều tức, cũng mượn La Thiên Kính, gieo trồng một chút bổ dưỡng linh dược, làm chính mình điều dưỡng thân thể. Thứ 450 năm, năm đó tinh huyết trôi qua tác dụng phụ đã khôi phục hơn phân nửa, mà tu vi của ngươi cũng lần nữa khôi phục tới chân tiên cảnh tầng 4 vẹn vẹn 30 năm thời gian, huyết tế tác dụng phụ liền đã loại trừ rất nhiều, cái này cùng ngươi thiên phú và thể chất thoát không ra quan hệ. Nếu là bình thường chân tiên gặp kiếp nạn này, e rằng mấy ngàn năm đều khó mà khôi phục nguyên khí, nhưng trong cơ thể ngươi nồng đậm sinh cơ, để ngươi có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bù đắp hao tổn, lại thêm đầy đủ vật đại bổ, để ngươi nhanh chóng khôi phục. Huyết tế di chứng khôi phục hơn phân nửa phía sau, ngươi tiếp tục trốn ở tầng thứ 4 trong bí cảnh tu hành. Ngươi luyện đại vu đoán thể quyết ngày càng tinh tiến, trong nháy mắt lại là 50 năm đi qua. Năm thứ 500, ngày nào đó thiên phú của ngươi su cát tị hung chuyển đến dự cảnh. Ngày kế tiếp, Thanh Vân Tử tìm tới ngươi. Thanh Vân Tử lúc này đã bị ác thi thôn phệ, trên mặt hắn nhe răng cười lấy thực lực ngươi quá thấp. Cái núp ở tầng thứ 4, nếu là lại hướng lên trốn mấy tầng thiên, có lẽ hắn thật tìm không thấy ngươi. Thanh Vân Tử đối ngươi tiến hành siêu hồn, ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, tô tỉnh trên mặt hiện lên khác thường vẫn là bị Thanh Vân tử tìm được à, chỉ bất quá lần này rõ ràng mô phỏng 500 năm, lại một lần nữa đánh vỡ ghi chép. Cần biết, tầng 9 thiên vực khoảng cách Thanh Vân giới thế nhưng rất gần. Tô Tỉnh phía trước dài nhất mô phỏng thời gian, bất quá chỉ là 470 năm, mà cái kia đã là Tô Tỉnh chạy đến vài trăm cái bên ngoài thế giới ẩn núp vị trí. Có thể tầng 9 thiên vực khoảng cách Thanh Vân giới rất gần, theo lý mà nói hẳn là biết bị Thanh Vân tử rất mau tìm đến mới đúng. Có thể hiện thực là thanh vân tử năm thứ 500 mới tìm được tô tỉnh Điều này nói rõ Tầng chín thiên vực ngăn che thiên cơ năng lực So ta tưởng tượng bên trong càng mạnh à Cũng là tầng chín thiên vực hư hư thực thực thượng cổ chiến trường Tương truyền tính cả toàn bộ ba ngàn thế giới Như vậy năng lực cũng không kỳ quái Bất quá Càng làm cho tô tỉnh vui mừng chính là thanh vân tử giết phía trước hắn nói câu nói kia Nếu là trốn đến cao hơn cửu trọng thiên Nói không chắc thanh vân tử liền không tìm được Nghĩ như vậy nói Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, chờ ta thực lực càng mạnh một chút, nên đi tầng thứ 5 nhìn một chút. Loại trừ tiến về bên ngoài thiên cơ vực, Cửu Trọng Thiên cũng sẽ là một cái không tệ ẩn nút địa điểm. Chỉ là tầng 9 thiên vực bên trong nguy hiểm trùng điệp, nếu là sơ ý một chút, sợ rằng sẽ chết bởi nguy hiểm trong đó à. Dừng một chút, Tô Tỉnh chỉ cảm thấy đến chính mình nghĩ quá nhiều, vì vậy nói, bất quá trước mắt, quan trọng nhất vẫn là muốn nhìn một chút lần này mô phỏng ban thưởng. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng danh sách. Lấy huyết tế khí, màu vàng kim thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Đại Vu đoán thể quyết tầng thứ tư tiểu thành, viễn cổ vu tộc luyện thể chi pháp, luyện tới tầng thứ tư có thể đoạn chi trọng sinh, thể nội khí huyết liên tục không ngừng, kháng lực tăng lên cực lớn, tầng thứ tư tiểu thành có thể thật sự trong tiên cảnh thời điểm tu vi, giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên. Chân tiên cảnh tầng 4 tu vi, vượt qua tiên nhân tam tai, thành tựu chân tiên, đại đạo khả kỳ, thọ tới nhất nguyên sẽ lâu dài. Giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên. Chu sơn thạch, viễn cổ thần sơn bất chu sơn núi đá, nhất thạch nặng có thể so sơn hà, là luyện chế phiên thiên ấn tuyệt hảo vật liệu. Cũng là lực lĩnh ngộ đại đạo cùng thủ chi đại đạo tuyệt hảo đạo ẩn chi bảo, giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên. Mặc băng kiếm, từ tu sĩ tô tỉnh chế tạo mà thành bản mệnh nguyên khí, trải qua vài lần đúc lại. Có thể so trung phẩm hậu thiên chí bảo, đã nắm giữ khiêu chiến chí bảo bảng tiềm lực, giá bán 50 vạn năng lượng bản nguyên lần này mô phỏng, làm từng bước. Mặc dù không có thăm dò quá nhiều địa điểm, nhưng Tô Tỉnh lấy được ban thưởng nhưng cũng không ít. Loại trừ đã mang ra đại đạo cảm ngộ bên ngoài, Tô Tỉnh luyện thể luyện khí tu vi đều có tăng lên, cùng Tô Tỉnh mong đợi nhất, mặc Băng kiếm tế luyện làm trung phẩm hậu thiên chí bảo. Chậc chậc, mặc Băng kiếm đã nắm giữ trèo lên chí bảo bảng tiềm lực à. Tô Tỉnh trong lòng kinh hỉ. Chính như phía trước nâng lên, thiên cơ các loại trừ mở bên ngoài thiên kiêu bảng cũng có chí bảo bảng trong đó tiên thiên, hậu thiên trí bảo bảng là thiên địa dựng dục mà ra, đơn độc lập bảng. Mà tất cả binh khí, pháp bảo, chỉ cần là tu sĩ rèn đúc đi ra, đều mặt khác lập vừa tới bảo bảng, bảng đơn lấy xếp hạng 300. Tất cả trèo lên trí bảo bảng vũ khí, kém nhất cũng phải có hậu thiên trí bảo tầng cấp, hơn nữa cần tại người sử dụng trong tay lập xuống hiển hách công tích. Ân, lấy trước mắt mặc băng kiếm phẩm chất, xếp vào trí bảo bảng xếp hạng 300, có lẽ có thể. Khiếm khuyết, bất quá là một cái để nó dương danh cơ hội thôi. Cái gọi dương danh cơ hội, tự nhiên là Tô Tỉnh đích thân xuất thủ, lấy mặc băng kiếm làm vũ khí, chém xuống cường địch, pháp bảo tự nhiên dương danh. Bất quá trước mắt, vẫn là trước tuyển lựa ban thưởng à. Tô Tỉnh không do dự. Luyện thể tu vi là hắn lần này mục tiêu, tự nhiên muốn mang ra. Mà mặc băng kiếm càng là hắn tiêu phí tâm lớn huyết tế luyện hoàn thành, 50 vạn năng lượng bản nguyên, tuy là đắt đỏ, nhưng Tô Tỉnh thế tại cần phải ta lựa chọn mang ra đại vu đoán thể quyết tầng 4 tu vi cùng mặc băng kiếm chúc mừng ngài thuận lợi mang ra đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư tiểu thành tu vi tiêu phí 60 vạn điểm năng lượng bản nguyên còn thừa năng lượng bản nguyên 339 vạn 1402 điểm chúc mừng ngài thuận lợi mang ra hậu thiên chí bảo mặc băng kiếm tiêu phí 50 vạn điểm năng lượng bản nguyên còn thừa năng lượng bản nguyên 289 vạn 1402 điểm. Trong nháy mắt hơn 100 vạn năng lượng bản nguyên tiêu xài, tô tỉnh trái tim đều đang chảy máu. Bất quá cũng may, đây hết thảy đều là đáng giá. Tô tỉnh đầu tiên cảm giác được, tự nhiên là tu vi biến hóa. Ngắn ngủi hít thở ở giữa, tô tỉnh nhục thân lực lượng, sức khôi phục thậm chí tại sinh mệnh khí huyết đều phát sinh bạo tăng. Theo đại vu đoán thể quyết tầng 4 nhập môn đến tiểu thành, tô tỉnh thuần túy nhục thân lực lượng e rằng đã tăng phúc gấp 3 tả hữu. Mà lực lượng tăng phúc chỉ là kèm theo, chân chính để tô tỉnh thu được to lớn tăng thêm là khí huyết cùng sức khôi phục tăng trưởng. Đại vu đoán thể quyết tiểu thành phía sau, có thể nói chỉ cần tô tỉnh không phải bị chặt xuống đầu bóp nát trái tim nhục thân liền sẽ không bị hủy dù cho bị chém tới tứ chi cũng có thể tại thời gian rất ngắn bên trong khôi phục lại chật chật bất quá cho dù nhục thân bị hủy lấy ta bây giờ thần hồn cũng sẽ không triệt để chết đi chỉ bất quá thần hồn xuất khiếu trạng thái thực lực chăm không tồn tại một tô tỉnh đánh giá một phen hắn bây giờ khí lực đã không thể dùng sơn hà để hình dung tuy là chỉ là đại vu đoán thể quyết tầng bốn tiểu thành nhưng tô tỉnh nội tình nện tăng thêm đại vu đoán thể quyết cao thầm. dù cho là bình thường luyện thể huyền tiên tu sĩ khí lực cũng không sánh bằng đến tô tỉnh chật chật nếu là dựa theo xuyên qua phía trước thế giới so sánh ta một quyền này oanh ra cái kia có toái tinh chi lực à tô tỉnh xem chừng lấy hắn bây giờ lực lượng nếu là đánh vào một chút tiểu hành tinh bên trên e rằng toàn bộ tinh cầu đều sẽ vỡ vụn ra bất quá ba ngàn thế giới cuối cùng cùng kiếp trước vũ trụ khác biệt bình thường tiểu hành tinh e rằng liền một cái thế giới cũng không tính, vẻn vẹn có thể coi là bán vị diện à. Tô tỉnh trong lòng làm một thoáng tương đối. Cầm hắn kiếp trước địa cầu tới nêu ví dụ, cùng xuyên qua mà đến hành tinh mẹ Lam Tinh khoảng cách y nguyên rất lớn. Địa cầu đường kính là không đến một vạn ba ngàn km, hợp ước chừng 25 ngàn dặm. Mà bây giờ Lam Tinh, đừng nói toàn bộ thế giới, cho dù là đại hạ quốc Nam Bắc Cương vực khoảng cách, làm sao dừng ba vạn dặm. Tô tỉnh xem chừng, nếu thật theo thế giới lớn nhỏ để tính, địa cầu chỉ có thể coi là mà đến tiểu thế giới cấp độ. Mà lam tinh đường kính là địa cầu mấy chục lần, thể tích càng là địa cầu gấp mấy vạn không thôi. Mới có thể miễn cưỡng coi là tiểu thiên thế giới à. Kim tiên đại năng, nắm giữ trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt tiểu thiên thế giới năng lực. Nhưng nếu là huyền tiên ở giữa chiến đấu, đánh đầy đủ lâu, cũng là đủ để cho tiểu thiên thế giới ma diệt. Tô tỉnh lầm bẩm nói, hắn thực lực hôm nay cũng coi là có hủy diệt thế giới năng lực. Nhưng đặt ở toàn bộ 3 thế giới, vẫn như cũ không đáng chú ý vô luận như thế nào thực lực tăng trưởng trung quy là tốt ngay tại lúc này tô tỉnh cảm giác được mặc băng kiếm dị động chỉ thấy nguyên bản yên lặng mặc băng kiếm tản mát ra hào quang trói sáng tạo hình biến hóa không lớn nhưng vào tay trọng lượng lại gia tăng thật lớn đồng thời thân kiếm cái kia mê người tâm hồn màu đen cũng để cho tô tỉnh có chút động dung hít thở ở giữa mặc băng kiếm đã hoàn thành tấn cấp theo nửa bước hậu thiên trí bảo nhảy một cái trở thành trung phẩm hậu thiên trí bảo. Loại này cấp bậc, tại toàn bộ 3.000 thế giới, đều là ít có tên bảo vật, đã khó mà dùng giá trị để cân nhắc. Tô tỉnh khẽ vút ve mặc băng kiếm trong tay, hình như cảm nhận được nó trên lưỡi kiếm rung động, an ủi, lại chờ một chút, rất nhanh ngươi liền nên đến xuất khiếu ngày đó. Tô tỉnh dứt lời, mặc băng kiếm chuyển đến thở nhẹ, tựa hồ là tại đáp lại tô tỉnh. Tiên kiếm có linh, mặc băng kiếm khí linh tuy là vừa mới sinh ra không lâu, nhưng y nguyên cấp độ cực cao, nội tình không thể so bình thường hậu thiên trí bảo yếu. Bây giờ tới nhìn, tuy là ta chỉ có chân tiên tu vi, nhưng thực lực tại huyền tiên bên trong cũng có thể miễn cưỡng xếp hàng đầu. Như thế tiếp xuống, liền có thể thử nghiệm một phen cái kia địa bảng tranh đoạt. Tô tỉnh phía trước cũng không tranh đoạt người kia bảng thứ tự thứ nhất. Cũng không phải là không có thực lực kia mà là suy nghĩ đến nguy hiểm. Gặp mặt thiên cơ các chủ, cái này khiến tô tỉnh có chút sợ hãi. Nếu như máy mô phỏng bị phát hiện, vậy hắn có thể gặp đại nạn nhưng đạt được la thiên kính phía sau tô tỉnh thay đổi ý nghĩ này la thiên kính như vậy trí bảo còn vị cách bị máy mô phỏng áp chế e rằng trong ba ngàn thế giới khó có tu sĩ phát hiện máy mô phỏng loại trí bảo này bởi vậy nguy hiểm bài trừ trừ đó ra nếu là có thể nhìn thấy thiên cơ các chủ có lẽ có thể giải trừ thanh vân tử nguy cơ cuối cùng vị kia thế nhưng danh xưng không chỗ không tính tô tỉnh xác định rõ mục tiêu đã muốn gặp thiên cơ các chủ vậy liền muốn đạt được địa bảng thứ nhất tên tuổi địa bảng tu sĩ, thu nạp chân tiên, huyền tiên. Tuy là như vậy, nhưng Tô Tỉnh xem chừng có thể trèo lên địa bảng tuyệt đại đa số cũng sẽ là huyền tiên. Có lẽ có như thế 3 năm cái chân tiên thiên phú dị bẩm, có khả năng đứng hàng địa bảng đuôi. Thậm chí, địa bảng khá cao mấy vị kia, e rằng nắm giữ kim tiên thực lực à. Dừng một chút, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vòng kiên định. Bất quá vô luận như thế nào, cái này địa bảng vị trí thứ nhất, cũng đến thử một lần. Tô Tỉnh rất nhanh làm ra kế hoạch. Trong tay hắn còn có hai lần máy mô phỏng sẽ không dùng, đủ để cho hắn thực lực tiến hơn một bước. Còn lại không đến 300 vạn năng lượng bản nguyên. Mục tiêu vẫn như cũ là tăng thêm một bước luyện thể tu vi, còn có không gian chỉ đạo là thời điểm bước vào đệ tứ cảnh. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, theo sau nhìn về phía bảng mô phỏng, lẩm nhẩm nói, bắt đầu mô phỏng. Thứ 129 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 289 vạn 1402 điểm còn thừa mô phỏng số lần một lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra truyền thuyết màu vàng thiên phú tiêu phí một điểm năng lượng bản nguyên, phải chăng rút ra. Được. Tô tỉnh không do dự. Đinh, chúc mừng ngài thu được màu vàng kim thiên phú tính tất yếu đốn ngộ. Lần sau rút ra màu vàng kim thiên phú xác suất là 80%. Ân, tính tất yếu đốn ngộ. Tô tỉnh sừng sốt một chút, hắn nhưng là nhớ đến, chính mình có một cái màu tím thiên phú, tính ngẫu nhiên đốn ngộ có thể làm cho tô tỉnh cách mỗi một đoạn thời gian nắm giữ đốn ngộ năng lực một lần đốn ngộ bù đắp được 10 năm khổ tu nhưng theo lấy tô tỉnh thu hoạch ngộ đạo trà nghe đạo đan phía sau tính ngẫu nhiên đốn ngộ đã không có quá lớn hiệu quả hơn nữa xác suất quá thấp nhưng hôm nay hắn rõ ràng thu được thiên phú mới tính tất yếu đốn ngộ cái này nghe xong liền là phía trước thiên phú thượng vị thay thế à tô tỉnh trong lòng vui vẻ ánh mắt nhìn về phía thiên phú này giới thiệu tính tất yếu đốn ngộ màu vàng kim thiên phú, mỗi lần mô phỏng thời gian, ngươi có thể tại cố định thời điểm phát động đốn ngộ. Đốn ngộ thời gian là vừa tới cửu thiên, xem vận khí mà định ra, mỗi một ngày đốn ngộ có thể bù đắp được trăm năm khổ tu. Cái kia đốn ngộ hiệu quả có thể cùng ký chủ bản thân ngộ tính cơ số liên quan, nhưng không thể cùng ngoại vật trồng chất. Thấy rõ thiên phú mới sau khi giới thiệu, tô tỉnh chớp chớp lông mày. Ân, thiên phú này hiệu quả, hình như không tệ à. Cái gì đều không cần làm, kém nhất cũng có thể thu được trăm năm cảm ngộ, cao nhất là tương đương với gần ngàn năm đốn ngộ. Chờ một chút, cái này ghi chú là đốn ngộ hiệu quả cùng ký chủ bản thân ngộ tính cơ số liên quan. Tô tỉnh suy nghĩ một phen, theo sau hai mắt tỏa sáng. Tuy là không cách nào thông qua ngoại vật trồng chất, nhưng hình như có thể cùng có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú trồng chất à. Chuyện này ý nghĩa là tại 77 năm sau đốn ngộ, giữ gốc cũng có 200 năm. Cao nhất tương đương với 1.800 năm. Hô hô, cái này đều bù đắp được một ly ngộ đạo trà hiệu quả tô tỉnh gọi thẳng thỏa nguyện thiên phú này có lẽ có thể mang đến cho hắn không tưởng tượng được thu hoạch à nghĩ như vậy nói tô tỉnh tràn ngập mong đợi nhìn về phía bảng mô phỏng linh điền động thiên bên trong ngươi ý thức được chính mình ngay tại mô phỏng ngươi rời đi động phủ đi đến thiên cơ các ngươi cáo chi thiên cơ các liên quan tới hồng nguyệt sự tình thiên cơ các rất nhanh bài xuất thủ hạ điều tra tình báo điều tra hồng nguyệt một chuyện mà ngươi cũng chuẩn bị mau chóng trở về lam tinh ngươi khống chế tinh thần nhật nguyệt toa toàn lực thi triển nhanh chi đạo vẻn vẹn năm ngày nửa thời gian liền quay trở về lam tinh trở về lam tinh phía sau ngươi làm chuyện thứ nhất chính là chuẩn bị dẫn dắt toàn bộ đại hạ quốc người di chuyển ngươi tiêu sơ sơ thời gian ba năm đem đại hạ quốc cùng bộ phận quốc gia khác người thuận lợi di chuyển tới tiểu thanh vân giới cũng kiến quốc đại hạ năm thứ tư ngươi mang theo hai tôn thái ất kim tiên đi đến vực sâu vô tận ngươi biết được bọn hắn đủ để giải quyết hồng nguyệt thế là chuẩn bị tiến về thanh vân tông thu hoạch ngộ đạo trà ngươi thuận lợi theo trong tay thanh vân tử thu được ngộ đạo trà năm thứ năm ngươi chuẩn bị nhích người tiến về tầng 9 thiên vực ngươi tiêu ước chừng thời gian 2 năm rưỡi đến tầng thứ ba cũng bắt đầu tìm kiếm trong ký ức bí cảnh bảo vật cái này tiêu ngươi ước chừng thời gian 7 năm năm thứ 15, ngươi nhích người đi đến tầng thứ 4, bắt đầu ở tầng thứ 4 bên trong thăm dò đem so với phía trước thực lực của ngươi tăng lên không nhỏ tầng thứ 4 bên trong hơn phân nửa bí cảnh Ngươi cũng có thể thuận lợi thăm dò. Lần này thăm dò, tiêu ngươi sơ sơ một giáp thời gian, một giáp ở giữa, ngươi thu hoạch rất nhiều bảo vật, chỉ là huyền tiên cảnh hư không kỳ thú, ngươi liền đánh chết vài đầu. Càng có nhiều những bảo vật khác, có khả năng cung cấp ngươi lĩnh hội đại đạo, bảo đảm bản thân tu hành. Đồng thời, tại thăm dò bí cảnh trong quá trình, ngươi cũng không có coi nhẹ luyện thể tu vi tăng lên. Năm thứ 77, ngươi tìm được một chỗ tương đối an toàn bí cảnh, bắt đầu cảm ngộ. Thế giới hiện thực Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm nhẩm nói, sử dụng kiểu đắm chìm mô phỏng, thời gian duy trì 63 năm. Đinh, ngài thành công sử dụng kiểu đắm chìm mô phỏng, tiêu phí năng lượng 22.995 điểm, còn thừa năng lượng 286 vạn 8407 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh xuất hiện tại mô phỏng thế giới. Ngay sau đó, Tô Tỉnh trước tiên cũng không có uống ngộ đạo trà, mà là kích hoạt lên tính tất yếu đốn ngộ thiên phú. Ta ngược lại muốn xem xem, cái này tính tức yếu thiên phú hiệu quả như thế nào tô tỉnh trong lòng hơi động chỉ cảm thấy chính mình lâm vào một loại trạng thái huyền diệu loại trạng thái này gia trì so ngộ đạo trà cùng nghe đạo đan cao hơn quá nhiều tô tỉnh cũng không có lãng phí cái này khó được gia trì quả quyết lựa chọn bắt đầu bắt đầu tìm hiểu không gian đại đạo từng mai từng mai hư không kỳ thú kết sỏi tại tô tỉnh trong tay nhanh chóng làm hao mòn trong ngày thường cần một năm nửa năm mới có thể tiêu hao hết một khối ngắn ngủi một hai canh giờ liền đã sử dụng hết mà cùng lúc đó, Tô Tỉnh đối với không gian đại đạo cảm ngộ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Làm Tô Tỉnh lần nữa lấy lại tinh thần thời gian, khoảng cách bước vào không gian đại đạo đệ tứ cảnh đã không xa. Tô Tỉnh cảm thụ được thể nội dâng lên muốn ra đạo ẩn, mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, lần này đốn ngộ, đến tột cùng kéo dài bao lâu. Tô Tỉnh bấm ngón tay tính toán, sừng sốt một chút nói, rõ ràng kéo dài sơ sơ 9 ngày thời gian, tương đương với 1.800 năm cảm ngộ. Ê, vận khí này còn thật tốt. Chờ một chút. Không đúng. Hẳn là vận may thiên phú có hiệu lực. Tô tỉnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo sau mừng tít mắt. Đúng à. Nếu là lập tức một đến chín thiên đốn ngộ, đó chính là xem vận khí. Mà tô tỉnh nắm giữ vận may thiên phú, khí vận có thể nói khủng bố, chẳng phải là mỗi lần đều nắm giữ chín năm. Cũng liền mang ý nghĩa, tô tỉnh mỗi lần mô phỏng, đều có thể đủ chơi không 1.800 năm đốn ngộ thời gian. Như vậy tô tỉnh đại đạo cảm ngộ tiến độ đem thật to tăng nhanh à chật chật, thêm dầu vào lửa, không gian đại đạo muốn bước vào đệ tứ cảnh. Tô tỉnh không do dự, quả quyết bắt đầu ngâm ngộ đạo trà. Trong nháy mắt, 36 năm thời gian trôi qua, làm tô tỉnh đem hai ly ngộ đạo trà triệt để tiêu hóa hoàn tất phía sau, đối với không gian chi đạo cảm ngộ, cuối cùng bước vào đệ tứ cảnh. Không gian chi đạo đệ tứ cảnh, cùng đệ tam cảnh, đó là hoàn toàn khác biệt tầng hai cảnh giới. Làm tô tỉnh bước vào đệ tứ cảnh phía sau, chỉ cảm thấy chính mình không gian chi đạo cảm ngộ tăng nhiều, gấp mấy lần tại ngày trước. Không gian chung quanh, Tô Tỉnh tựa hồ cũng có khả năng tùy tâm sử dụng thao túng. Tô Tỉnh chậm chậm mở to mắt, trong lòng có chút động dung. T, không gian chi đạo tầng thứ 4, tựa hồ có chút mạnh à. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, biến mất tại trong bí cảnh, xuất hiện tại tầng thứ 4. Theo sau Tô Tỉnh một bước phóng ra, chỉ thấy chung quanh không gian nhanh chóng xoay chuyển, Tô Tỉnh trực tiếp xuất hiện tại ngoài vạn dặm một chỗ. Ân, xa nhất khoảng cách, một bước có khả năng phóng ra vạn giảm xa à. Hơn nữa, hao tổn hình như chưa đủ lớn. Loại này cực hạn sử dụng, một ngày tối thiểu có thể có hơn trăm lần. Tô tỉnh theo sau lại thử nghiệm thần thông của mình túng địa kim quang. Quả nhiên, túng địa kim quang tốc độ cũng gấp đôi tại ngày trước. Ba ngày sau, tô tỉnh lần nữa trở lại ở trong bí cảnh, trên mặt mang theo vui mừng. Không gian chi đạo bước vào đệ tứ cảnh bên trong, tốc độ của ta rõ ràng tăng lên nhiều như thế. Nếu là tốc độ cao nhất mở ra phía dưới, ngày đi ước vạn dặm có lẽ cũng có thể, chỉ bất quá nhiều nhất kéo dài một hai ngày chỉ sợ cũng khó khăn. Nhưng nếu là bảo trì năm ngàn vạn bên trong một ngày tốc độ hẳn là cũng đã đủ rồi. Tô Tỉnh bây giờ tốc độ đã cơ bản vượt qua tinh thần nhật nguyệt toa, chỉ bất quá trong hư không đi đường vẫn không có tinh thần nhật nguyệt toa ổn định kéo dài. Không tệ, không gian chi đạo thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh, ta tại tốc độ bay bên trên có lẽ cũng không thể so kim tiên cảnh kém bao nhiêu. Tô Tỉnh vừa ý gật đầu một cái. Hắn bây giờ còn có nghe đạo đan cùng ngộ đạo trà chưa phục dụng. Như thế còn lại nghe đạo đan cùng ngộ đạo trà, cái kia dùng tới cảm ngộ cái khác. Tô Tỉnh tỉ mỉ suy tư một phen, quyết định trước lĩnh hội linh vực. Tô Tỉnh từng nghe nói, linh vực tu luyện tới cực hạn mới có thể để đại đạo quy tắc uy lực phát huy đến cực hạn. Cũng có thể để đại đạo chi lực tốt hơn dung hợp lại cùng nhau. Ta từng nghe nói, linh vực tu đến cực hạn, có lẽ có thể tại trong phạm vi nhất định ngôn xuất pháp tùy, giống như thánh nhân đạo tổ tồn tại. Tô Tỉnh trong mắt có chút hừng hực. Hắn bây giờ linh vực hình thức ban đầu cũng liền bao trùm phương viên trăm trượng, khoảng cách vẫn là quá nhỏ. Thế là Tô Tỉnh uống vào một ngụ ngộ đạo trà, bắt đầu bắt đầu tìm hiểu linh vực. Chỉ chớp mắt, 3 năm thời gian trôi qua. Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra, cảm nhận được chính mình linh vực tiến triển. Linh vực phạm vi theo phương viên trăm trượng trực tiếp mở rộng đến 200 triệu, tiến bộ nổi bật. Tại cái này 200 triệu trong phạm vi, Tô Tỉnh thông tại ngũ hành, chấp trưởng không gian, nghịch chuyển nhân quả, có thể nói không gì làm không được. Nhưng tỉ mỉ thể ngộ một phen linh vực phía sau, tô tỉnh ngây ngẩn cả người. Ân, linh vực, hình như không chỉ là cảm ngộ loại à. Linh vực bản chất, tựa hồ là đem bản thân pháp lực cùng đại đạo cảm ngộ tốt hơn kết hợp với nhau. Bởi vậy, không chỉ là cảm ngộ loại hình, kiểu đắm chỉ mô phỏng hình như không cách nào mang ra à. Tô tỉnh hơi hơi lắc đầu, trong lòng có chút tiếc hận. Như thế, vậy hắn linh vực cũng chỉ có thể theo ban thưởng bên trong mang ra thôi được đã linh vực không cách nào mang ra tu hành thành quả vậy liền tu hành cái khác đại đạo à tô tỉnh cũng không giàu gì trực tiếp bắt đầu tu luyện đến nhanh đại đạo đối với bây giờ tô tỉnh mà nói tốc độ bay tự nhiên là càng nhanh càng tốt tiếp xuống tô tỉnh đem ngộ đạo trà uống cạn lại luyện chế ra nghe đạo đan phục dụng kiểu đắm chìm mô phỏng rất nhanh kết thúc tô tỉnh lần nữa trở lại thế giới hiện thực không tệ nhanh đại đạo cảm ngộ khoảng cách đại đạo đệ tam cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Tô Tỉnh tràn đầy chờ mong, bây giờ hắn tốc độ bay càng lúc càng nhanh, tính an toàn tăng lên cực lớn. Lấy ta bây giờ tốc độ bay, kim tiên phía dưới, cho dù không địch lại, hẳn là cũng không có người nào có thể giết chết ta đi. Còn muốn, tốc độ điều độ chi đạo bước vào đệ tam cảnh phía sau, chỉ sợ ta trở lại lam tinh tốc độ chỉ cần ngắn ngủi ba ngày thời gian. Tô Tỉnh vừa ý gật đầu một cái, lui tới tại tiểu thanh vân giới cùng lam tinh tốc độ càng nhanh càng tốt. Cuối cùng tại tô tỉnh kế hoạch bên trong, tương lai đem tính cả lưỡng giới, trở thành tô tỉnh thu hoạch năng lượng bản nguyên đại bản doanh. Phía sau, tô tỉnh sẽ còn từng bước mở rộng phạm vi, tại khác biệt trong thế giới tiến hành mậu dịch, lấy cái này thu hoạch càng nhiều năng lượng bản nguyên, bảo đảm tu hành cần thiết. Tính toán thời gian, ta theo lam tinh rời đi là ngày mùng 8 tháng 2, bây giờ đã ngày 20 tháng 3, sơ sơ 42 ngày, không có trở về. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, tuy là hắn là cao quý chân tiên, nhưng tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong, cuối cùng không có gì lòng trung thành. Tại nơi này, hắn cuối cùng không bằng hữu không hữu, chỉ có một ít làm lợi ích giao dịch hợp tác đồng bạn. Bất quá, thực lực hôm nay tăng lên còn chưa đủ. Chờ thêm đoạn thời gian, đem còn lại máy mô phỏng sẽ sau khi dùng xong, tại Tiểu Thanh Vân giới còn muốn lưu hơn nửa tháng thời gian, lại trở về đi. Tô Tỉnh còn có một việc chuẩn bị làm, nhưng cũng không kịp hắn dự định chờ sự kiện kia sau khi hoàn thành, lại trở lại Lam Tinh. Như thế tiếp xuống, toàn lực xông vào đến đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư viên mãn. Chờ đại vu đoán thể quyết thuận lợi bước vào địa ngũ cảnh phía sau. Ta có lẽ liền nắm giữ tranh đoạt thiên kiêu bảng địa bảng thực lực. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp. Về phần lưu tại tầng thứ bốn, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. 500 năm mô phỏng thời gian, tạm thời cũng đủ dùng. Chờ thực lực càng mạnh phía sau, lại đi tầng cao hơn thử xem. Tô tỉnh nghĩ như vậy nói, ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Mô phỏng thứ 140 năm, ngươi đối nhanh chi đạo cảm ngộ tăng nhiều, khoảng cách nhanh chi đạo đệ tam cảnh đã không xa. Mà ngươi đối không gian chi đạo cảm ngộ càng là kinh người, đại đạo đệ tứ cảnh, đó là kim tiên mới có thể có thủ đoạn. Tiếp xuống, ngươi lựa chọn tiếp tục lưu lại tầng thứ 4 bên trong tu hành. Trong nháy mắt, một giáp thời gian trôi qua. Năm thứ 200, ngươi luyện khí tu vi, tăng lên tới chân tiên tầng 4. Năm thứ 300, ngươi luyện khí tu vi tăng lên tới chân tiên tầng 4 hậu kỳ. Năm thứ 400, tu vi của ngươi thuận lợi phá vỡ mà vào chân tiên tầng 5. Mà loại trừ luyện khí tu vi tăng lên bên ngoài, ngươi luyện thể tu vi tăng lên càng nhanh chóng, ngắn ngủi hơn 200 năm khổ tu, phối hợp bổ thiên hoa, ngươi khoảng cách đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư đại thành đã không xa. Thế là ngươi vừa khổ tu 30 năm, hướng về tầng thứ tư đại thành phát động cuối cùng xông vào. Cuối cùng, thứ 430 năm, ngươi thuận lợi bước vào đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư đại thành đột phá tới đại thành phía sau, ngươi không có lười biếng, dùng còn lại bổ thiên hoa tiếp tục tu hành, ma luyện thể phách. Trong nháy mắt, thời gian mấy chục năm đi qua, năm thứ 500, ngày nào đó thiên phú của ngươi su cát tị hung truyền đến dự cảnh. Ngày kế tiếp, thanh vân tử tìm tới ngươi, ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, tô tỉnh khẽ gật đầu, hài lòng nói, không tệ, đại vu đoán thể quyết khoảng cách tầng thứ tư viên mãn cũng đã không xa ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Tính tất yếu đốn ngộ, màu vàng kim thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư đại thành, viễn cổ vu tộc luyện thể chi pháp, luyện tới tầng thứ tư có thể đoạn chi trọng sinh. Thể nội khí huyết liên tục không ngừng, kháng lực tăng lên cực lớn, giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên. Chân tiên cảnh tầng 5 tu vi, vượt qua tiên nhân tam tai, thành tựu chân tiên, đại đạo khả kỳ, thọ tới nhất nguyên sẽ lâu dài, giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên linh vực cảm ngộ lựa chọn phía sau đối với linh vực cảm ngộ biên độ nhỏ tăng lên giá bán 3 vạn năng lượng bản nguyên tô tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng ban thưởng cũng không có quá nhiều dầu gì linh vực thành quả tu luyện không cách nào thông qua kiểu đắm chỉ mô phỏng mang ra đây là tô tỉnh không ngờ tới nhưng cũng may lần này tô tỉnh mục tiêu chủ yếu tại luyện thể tu vi tăng lên bên trên đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư đại thành đã phù hợp tô tỉnh mong chờ thế là tô tỉnh lầm nhầm nói ta lựa chọn mang ra màu vàng kim thiên phú tính tức yếu đốn ngộ cùng đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư đại thành chúc mừng ngài thuận lợi mang ra đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư đại thành tu vi tiêu phí 60 vạn điểm năng lượng bản nguyên còn thừa năng lượng bản nguyên 226 vạn 8407 điểm đinh kiểm tra đo lường đến ngài nắm giữ màu tím hạ vị thiên phú tính ngẫu nhiên đốn ngộ thiên phú thay thế bên trong chúc mừng ngài thuận lợi mang ra màu vàng kim thiên phú tính tất yếu đốn ngộ tiêu phí 10 điểm năng lượng bản nguyên còn thừa năng lượng bản nguyên 226 vạn 8397 điểm. Theo lấy thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hai đạo huyền diệu năng lượng rơi vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh luyện thể tu vi, trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tăng vọt một đoạn dài, bản thân khí huyết, khí lực, sức hồi phục đều tăng lên rất nhiều. Cảm ứng đến thể nội bạo tăng năng lượng phía sau, Tô Tỉnh híp mắt mắt lẩm bẩm nói, thực lực mạnh lên cảm giác, trước sau như một mỹ diệu à. Bất quá đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư bên trong tăng lên, cuối cùng sẽ không xuất hiện biến chất. Chỉ có đột phá tới tầng thứ 5 mới sẽ để ta thực lực tổng hợp đi trên giai đoạn mới. Tô tỉnh nghĩ như vậy nói. Hắn bây giờ thủ đoạn tối cường, đã không thể thông qua tu vi để cân nhắc. Đủ loại thiên phú gia trì, thần thông công pháp, đại đạo cảm ngộ, thậm chí là phong hỏa lôi tam tai tẩy lễ mới là tô tỉnh chiến lực mạnh như thế bản nguyên. Cho dù đại vu đoán thể quyết thăng cấp tới tầng 4 viên mãn, cũng chỉ là tại trong huyền tiên gia tăng sức tự vệ. Gặp được kim tiên cường giả, còn kém xa lắm con đường tu hành mênh mông đường đường huyền tiên kim tiên cường giả vài vạn năm đều khó mà phóng ra một bước mà ta cơ hồ mỗi một lần mô phỏng thực lực đều sẽ có biến hóa mới tuy là khó mà một bước lên trời nhưng như vậy tô tỉnh đã cái kia thỏa mãn tô tỉnh lẩm bẩm nói một bước lên trời ảo ảnh nhiều loại hoa tự nhiên là không có từng bước một cước đạp thực địa thận trọng từng bước tăng trưởng tới an tâm nếu muốn cùng kim tiên cường giả vịn vịn lại thủ đoạn e rằng luyện thể luyện khí tu vi đều cần lại đi trên một cái giai đoạn mới mới được tô tỉnh cũng không nhất thời vội vã thực lực cuối cùng sẽ chậm rãi trưởng thành hắn còn có rất nhiều thời gian hắn hiện tại thời gian còn cực kỳ đầy đủ những cái kia bây giờ cần ngửa mặt trông lên thái ất đại la kim tiên tương lai cũng chưa chắc không thể đuổi kịp tô tỉnh hiện tại chú trọng chính là làm chắc cơ sở bảo đảm con đường của chính mình tận khả năng đi lâu dài đến chân tiên một bước này đã coi như là như dẫm trên băng mỏng. Nếu là một cái sơ sẩy, đạo cơ không đủ, sau này muốn bù đắp muôn vàn khó khăn. Tô tỉnh phía trước hao tốn nhiều ý nghĩ như vậy làm chắc căn cơ, tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Tu tiên giả, căn cơ bắt nguồn từ nơi nào. Theo ban đầu bước vào tu tiên cửa luyện khí sĩ, tư chất, thọ nguyên, nền móng. Lại đến bây giờ pháp lực, đan điền, thần hồn, thần thông công pháp. Thậm chí là đại đạo cảm ngộ, đây hết thảy, mới là so sánh tu sĩ thực lực căn bản. Mạnh như thanh vân tử cũng không phải dựa một bộ nhất khí hóa tam thanh liền ăn khắp ba ngàn thế giới. Đại la kim tiên, ai không mấy môn áp đáy hỏm thần thông. Bọn hắn liều, là nội tình. Lại như la thiên tổ sư, ba ngàn thế giới linh vực người thứ nhất, cuối cùng không phải cũng dẫn đến thân tử đạo tiêu kết quả. Nào đó một đạo đi cực hạn, có thể xưng bá một phương, bát phương đến chầu. Nhưng nếu thật muốn chấn áp vạn cổ, làm cái này ngàn vạn thế giới đệ nhất nhân, bằng cũng không phải nào đó một đạo đi đến cuối cùng à. Ba ngàn thế giới, những cái kia có danh tiếng cường giả, cái nào không phải tại chính mình đạo bên trong đi tới cực hạn. Ngũ hành chi đạo, kiếm tiên, cũng hoặc là đan điền biển, luyện thể, biến hóa chi thuật. Nhưng đại năng ở giữa cũng có khoảng cách, kém liền không chỉ là đạo cao thấp, càng là đạo nhiều ít. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, tương lai một ngày nào đó, ta cũng sẽ bước lên cuối cùng phiến kia hành trình, cùng những thái ất kia đại la kim tiên cùng sân khấu thi đấu. Mà bọn hắn sống đủ lâu, chỗ thông chi thuật ngàn vạn. Ta dựa vào cái gì cùng bọn hắn tranh? Chẳng lẽ là máy mô phỏng? Ngạch, đương nhiên là con đường của chính mình nội tình. Tô tỉnh nghĩ như vậy nói. Tô tỉnh nếu là chỉ muốn tu vi cảnh giới, không cầu con đường căn cơ, cái kia có thể quá đơn giản. Một lần mô phỏng 500 năm, tô tỉnh mô phỏng 10 lần, trăm lần. Đó chính là 5.000 năm, 5 vạn năm tu hành cho dù không có bất kỳ trưởng thành, cũng có thể đem tu vi của mình đắp lên trí kim tiên thậm chí cảnh giới cao hơn. Nhưng Tô Tỉnh hiện tại ưu thế, tư chất càng về sau, khoảng cách càng nhỏ. Chỉ là tu vi cao thâm một chút, thủ đoạn theo không kịp có cái gì dùng. Bất quá tại kim tiên bên trong phai mờ tại mọi người. Lại như thế nào tranh kia thiên bảng, địa bảng. Có thể thành tựu kim tiên người, đều là ức vạn dạm chọn một tuyệt đại thiên kiêu, một cái đại thiên thế giới, ngàn năm vạn năm mới có thể ra một người liền không được những người này cái nào không phải đỉnh cấp linh căn thân mang thần thể thánh thể đối mặt huyền tiên kim tiên tu sĩ hơi một tí vài vạn năm mới có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới thoải mái chậm tu sĩ đường dài tô tỉnh còn có thể bảo đảm chính mình trong khoảng thời gian ngắn tu vi phi tốc tăng trưởng ư loại này một lần mô phỏng tăng lên mấy tầng tiểu cảnh giới ưu thế tại huyền tiên kim tiên phía sau có lẽ liền muốn chậm rãi rút đi đến lúc đó tô tỉnh liều chỉ có nội tình nguyên cớ hiện tại muốn làm là một bên tích xúc nội tình, một bên đem luyện thể cùng luyện khí tu vi song song tăng lên tới huyền tiên cảnh cấp độ. Tô Tỉnh trong lòng đã có quyết định, khi triệt để thích ứng thể nội bạo tăng nhục thân chi lực phía sau, nhìn hướng bảng mô phỏng. Còn sót lại một lần máy mô phỏng biết, là nên một lần hành động đột phá tới tầng thứ tư viên mãn. Tô Tỉnh không do dự, lẩm nhẩm nói, bắt đầu mô phỏng. Thứ 130 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 226 vạn 8.397 điểm, còn thừa mô phỏng số lần không lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra truyền thuyết màu vàng thiên phú tiêu phí một điểm năng lượng bản nguyên, phải chăng rút ra. Được. Tô tỉnh đánh giá một phen, nếu là có thể lại rút ra như là tính tất yếu đốn ngộ cái kia cường lực thiên phú nhưng là kiếm lợi lớn. Đinh, chúc mừng ngài thu được màu vàng kim thiên phú huyền âm chi thể. Lần sau rút ra màu vàng kim thiên phú xác suất là 80%, huyền âm chi thể, màu vàng kim thiên phú là thế gian hiếm thấy trăm đại thần thể một trong, thanh tâm quả dục đồng thời đạo tâm kiên định, nắm giữ cao hơn tốc độ tu luyện, thêm ra hiện tại trên người nữ tử, nam giới nắm giữ phía sau sẽ mất đi bộ phận năng lực. Ân, huyền âm chi thể. Tô Tỉnh giật giật khóe miệng, thiên phú này tựa hồ là Tử Lăng tiên tử huyền âm thánh thể hạ vị thiên phú, có khả năng kiên định đạo tâm, tăng cao tu hành tốc độ. Tuy là không bằng huyền âm thánh thể, nhưng có lẽ cũng cực kỳ không tầm thường. Như nhìn thấy cái này huyền âm chi thể tác dụng phụ phía sau, tô tỉnh quả quyết bỏ đi mang ra thiên phú ý niệm mất đi bộ phận công năng ngạch cái này cái nào nam chịu được à tô tỉnh quả quyết lắc đầu thôi được nhìn tới lần này mô phỏng thiên phú là không cần mang ra đã như vậy cái kia mục tiêu liền là luyện thể tu vi cùng lĩnh ngộ lĩnh vực tô tỉnh trong lòng đã có dự định đã đi vô địch con đường hắn liền muốn làm đến tốt nhất tu đến tối cường có máy mô phỏng tại tay hắn có cái lực lượng này nghĩ như vậy nói Tô tỉnh ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Linh điền động thiên bên trong, ngươi ý thức được chính mình ngay tại mô phỏng. Ngươi chuẩn bị một phen, rời đi bạch đế thành, hướng về thiên ma thành phương hướng tiến đến. Ngày kế tiếp, ngươi trèo non lội suối mấy ngàn vạn dặm, thuận lợi đến thiên ma thành bên ngoài. Đến thiên ma thành bên ngoài phía sau, ngươi dịch dung liễm tức, biến hóa thân phận mình. Ngươi cho thấy chân tiên sơ kỳ thực lực, tự xưng là dạo chơi tại thanh nguyên vực tán tu, muốn gia nhập thiên ma thành, chống lại dị tộc. Nghiệm Minh ngươi cũng không phải là tà tu phía sau, ngươi rất nhanh đạt được thiên ma thành nhiệt tình khoản đãi. Phía sau, ngươi trở thành thiên ma thành một vị tướng quân, được hưởng đặc thù quyền lợi, có thể tự mình tuyển nhận nhân thủ, sĩ tốt, ở tiền tuyến bên trong chống lại dị tộc. Ngươi tại thiên ma thành đợi một năm lâu dài, quen thuộc thiên ma thành tiền tuyến bố trí, cùng dị tộc bố trí, cũng giết không ít dị tộc thần linh, lấy nó huyết nhục tinh hoa cùng thần tính. Năm thứ hai, ngươi tạm thời xin nghỉ, rời đi thiên ma thành, cũng đi đến bạch đế thành thiên cơ các, cáo chi hồng nguyệt sự tình. Thiên cơ các nhanh chóng làm ra phản ứng, mà ngươi cũng trở lại Lam Tinh sớm chuẩn bị. Năm thứ năm, ngươi đem trên Lam Tinh nhân tộc di chuyển đến tiểu thanh vân giới, cũng bảo đảm bọn hắn an toàn. Năm thứ sáu, thiên cơ các liên hệ ngươi, để ngươi dẫn dắt hai tôn thái ất, tìm kiếm hồng nguyệt cất giấu địa phương ngươi dẫn dắt hai vị thái ất kim tiên tiến về phía sau liền về tới tiểu thanh vân giới năm thứ bảy ngươi thuận lợi liên hệ đến tử lâm tiên tử trèo lên tam tiên phong cũng cùng thanh vân tử hoàn thành giao dịch năm thứ mười Ngươi đến tầng chín thiên vực tầng thứ ba, bắt đầu thu thập trong bí cảnh bảo vật thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Tiến về thiên ma thành, mở ra cái thứ ba mã giáp, chính là ta kế hoạch tiếp theo. Người tại tu tiên giới mã giáp, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn phía trước hắn biến hóa thân Tô Diệp, Diệp Thiên hai cái mã giáp phân biệt thể hiện ra địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh thực lực. Vì chính mình giao dịch thu hoạch càng nhiều năng lượng bản nguyên bởi vậy thực lực không cần quá cao hơi điệu thấp một chút cũng đi nhưng bây giờ tô tỉnh sáng lập cái thứ ba mã giáp thể hiện ra chân tiên cảnh tu vi đây chỉ là sơ bộ kế hoạch theo lấy tô tỉnh thực lực tăng cao cái này một bộ mã giáp sẽ thể hiện ra cao hơn tu vi cùng thực lực bởi vì tô tỉnh tiến về thiên ma thành mục đích là thành lập thế lực của mình nếu muốn chống lại dị tộc chỉ dựa vào sức một mình vẫn là quá khó khăn biện pháp tốt nhất tự nhiên là thành lập thuộc về mình thế lực Liên hợp thế lực khác, thành lập chống lại dị tộc liên minh. Mà việc này nên sớm không thích hợp muộn, càng nhanh bắt đầu càng tốt. Tô Tỉnh từng tại trong mô phỏng thành lập Thiên Uyên Quân, trợ giúp tiểu thanh vân giới chống lại dị tộc, hiệu quả còn không tệ. Bởi vậy, tại trong hiện thực, Tô Tỉnh cũng dự định đi đầu này lối cũ. Thứ nhất, Tô Tỉnh thành lập Thiên Uyên Quân, có khả năng gia tăng chính mình thực lực, chống lại dị tộc. Thứ yếu, đánh giết dị tộc phía sau, cái kia dị tộc thần tính, huyết nhục tinh hoa các loại đều là không tầm thường năng lượng nguồn gốc, có thể trở thành tô tỉnh năng lượng nguồn gốc một trong. Như thế, tương lai muốn thành lập thế lực, liền liền gọi thiên uyên quân à. Tại tô tỉnh mục tiêu bên trong, thiên uyên quân không chú trọng số lượng, chỉ coi trọng chất lượng. Thu nạp chính là à 3 thế giới thiên kiêu, cũng hoặc là sở trường đấu pháp, chinh chiến tu sĩ. Về phần tu vi, cũng không cần định quá cao, trên hợp thể kỳ, tô tỉnh liền có thể dùng. Muốn nhanh chóng thành lập một chi quân đội thế lực, quan trọng nhất tự nhiên là lấy ra đầy đủ chỗ tốt. Đối tu sĩ quan trọng nhất, không thể nghi ngờ là tu hành vật tư. Linh dịch, ta sẽ không thiếu. Chỉ cần có đầy đủ tụ linh hoa, ta liền có thể theo la thiên kính bên trong liên tục không ngừng sản sinh ra linh dịch. Trừ đó ra, dị tộc huyết nhục cũng có thể luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Đây đối với luyện thể tu sĩ, tuyệt đối là trí mạng dụ hoặc. Tô tỉnh khóe miệng hơi hơi dương lên. Chỉ cần hắn xông ra danh tiếng của mình, lại bằng vào tay trái linh dịch, tay phải thoát thai hoán cốt đan, cái này hai đạo ban thưởng một chỗ, không sợ thành lập không tầm thường Thiên Uyên Quân. Bất quá, thành lập Thiên Uyên Quân không nhất thời vội vã. Trước đó, luyện thể tu vi tốt nhất có thể bước vào tầng thứ 5. Tô Tỉnh nghĩ như vậy nói, ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Năm thứ 15, người tiêu thời gian 5 năm, đem trong ký ức bí cảnh thăm dò hoàn tất phía sau, đi đến tầng thứ 4. Theo lấy thực lực tăng trưởng, tại tầng thứ 4 bên trong, ngươi cũng không cần như dĩ vãng cái kia cẩn thận cẩn thận, ngươi tiếp tục thăm dò bí cảnh thu thập đủ loại đối cảm ngộ có liên quan bảo vật. Mà tại thăm dò bí cảnh, thu thập bảo vật đồng thời, ngươi cũng không có buông tha tu hành. Loại trừ mỗi ngày nhất định luyện thể tu luyện bên ngoài, ngươi bắt đầu lĩnh hội linh vực. Ngươi linh vực hình thức ban đầu cơ sở vô cùng tốt, bởi vậy sau này lĩnh ngộ tương đối thoải mái, mỗi lần tu hành phía sau đều rất có tiến bộ. Trong nháy mắt, 60 năm thời gian trôi qua, năm thứ 77, ngươi tìm được đủ nhiều đạo ẩn trí bảo, bảo đảm chính mình phía sau cảm ngộ, thế là tại tầng thứ bốn bên trong tìm một chỗ bí cảnh bắt đầu lĩnh hội đại đạo thế giới hiện thực tô tỉnh nhìn thấy cái này lẩm nhẩm nói sử dụng kiểu đắm chìm mô phỏng thời gian duy trì 63 năm đinh ngài thành công sử dụng kiểu đắm chìm mô phỏng tiêu phí năng lượng 22.995 điểm còn thừa năng lượng 224 vạn một điểm thanh âm nhắc nhở rơi xuống tô tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới xuất hiện tại quen thuộc ở trong bí cảnh tô tỉnh không có quá nhiều do dự bắt đầu chuẩn bị lĩnh hội đại đạo. Trước mắt, ta nắm giữ đại đạo, chỉ có không gian chi đạo bước vào đệ tứ cảnh. Nhưng loại trừ không gian chi đạo bên ngoài, còn có không ít đại đạo cũng đều cần bù đủ. Trong đó, lại lấy nhân quả, vận mệnh, kiếm đạo, cùng ngũ hành chi đạo tương đối trọng yếu, bởi vậy cần mau chóng tăng lên. Tô tỉnh suy tư một phen phía sau, hắn bây giờ tại trong hiện thực không có quá lớn nguy hiểm, cần thiết không phải thực lực tăng lên, mà là an toàn của mình. Bởi vậy, tô tỉnh phía trước mới sẽ ưu tiên tăng lên tốc độ bay. Mà loại trừ tốc độ bay bên ngoài, còn có hai loại đại đạo, có thể để tô tỉnh càng thêm an toàn. Nhân quả, vận mệnh chi đạo, vẻn vẹn đệ nhị cảnh, vẫn còn có chút thấp. Như thế lần này, liên trước lĩnh hội nhân quả vận mệnh chi đạo à. Tô tỉnh không do dự, mở ra tính tất yếu đốn ngộ thiên phú, theo sau bắt đầu tu hành tiểu chu thiên quan tinh pháp. Tô tỉnh ý thức từng bước tiến vào hoàn vũ bên trong, xung quanh vô số tinh thần, lấy nào đó huyền diệu tổ hợp sắp xếp tại một chỗ, trong đó phảng phất tích chứa đại đạo trí lý. Tô Tỉnh liên tục không ngừng theo cái này vô số trong tinh thần, hấp thu liên quan tới nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ. Trong nháy mắt, 9 ngày thời gian đi qua. 9 ngày sau đó, Tô Tỉnh chậm chậm mở to mắt, trước người còn bao quanh liên quan tới nhân quả vận mệnh chi đạo ổn. 9 ngày thời gian tương đương với 1800 năm khổ tu. Tiểu Chu Thiên Quan tinh pháp, khoảng cách tiểu thành chi cảnh còn có chút khoảng cách, bất quá đã không xa. Nếu là có thể bước vào tiểu thành, nhân quả vận mệnh chi đạo bước vào đệ tam cảnh, không là vấn đề. Tô tỉnh trong mắt mang theo thần sắc mong đợi, theo sau bắt đầu uống ngộ đạo trà. Một ly ngộ đạo trà vào trong bụng, tô tỉnh chính thức bắt đầu lĩnh hội. Trong nháy mắt, 18 năm thời gian trôi qua. Làm tô tỉnh lần nữa theo lĩnh hội trạng thái sau khi rời đi, trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Cuối cùng, nhân quả vận mệnh chi đạo, thuận lợi bước vào đệ tam cảnh. Tô tỉnh trong lòng hơi động, chỉ tay một cái bầu trời, chỉ thấy nguyên bản sáng sủa bí cảnh, trong khoảnh khắc bắt đầu trời mưa, theo nguyên bản tí tách tí tách mưa nhỏ, lại từng bước đến mưa rào tầm tã. Tô tỉnh lại là chỉ tay một cái, trên bầu trời lập tức mặt trời chói trang, có thể hô hấp thời gian, lại bắt đầu hạ xuống lông ngỗng tuyết lớn. Lấy tiên chi lực, nghịch chuyển nhân quả, can thiệp hiện thực. Hô phong hoàn vũ, tháng sáu tuyết rơi, vào đông nóng bức, đều không tại lời nói phía dưới hà. Nhân quả chi lực, có thể thay đổi tự nhiên, sinh linh nhân quả cũng có thể nghịch chuyển sinh tử quả thật huyền diệu. Tô Tỉnh chật chật lưỡi cuối cùng minh bạch vì sao cái này nhân quả chi lực tại ba ngàn đại đạo bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm loại này sức mạnh huyền diệu ngô xuất pháp tùy thực tế để người mê muội nhưng nhân quả chi lực như thế nào vận dụng trong chiến đấu còn cần thêm một bước tăng cường. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ nhân quả chi lực mặc dù huyền diệu nhưng hình như chiến đấu thuộc tính cũng không mạnh còn cần linh hoạt vận dụng mới có thể tăng cường chiến lực mà vận mệnh chi lực. Đây càng là không chút nào yếu hơn nhân quả chi lực tồn tại. Tô tỉnh trong lúc mơ hồ phát hiện vận mệnh chi lực có một loại nghịch thiên công năng. Thay đổi vận mệnh con người. Thoạt đầu, tô tỉnh tại vận mệnh chi đạo bên trên cảm ngộ không đủ, chỉ có thể nông cạn thay đổi người thường vận mệnh. Để một ăn mày, trở thành đế vương cũng là không khó. Nhưng hôm nay, tô tỉnh thậm chí có khả năng thay đổi tu sĩ vận mệnh. Thậm chí, bây giờ ta hình như có thể trực tiếp giao cho người thường linh căn để thứ nhất vượt trở thành tu tiên giả. Chân linh căn, thiên linh căn loại này có lẽ khó mà giao cho. Nhưng nếu là phổ thông linh căn, thanh toán nhất định đại giới, có lẽ có khả năng làm đến. Nghĩ đến cái này, tô tỉnh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Giao cho người thường linh căn, đây là như thế nào vĩ lực à? Thay đổi nó vận mệnh, làm hắn ngưng kết linh căn, thứ này cũng ngang với đưa đối phương một đầu con đường thành tiên, đây là thiên đại ân tình. Cái gọi tiên phàm hai chữ cũng không phải dễ như vậy vượt qua dù cho là tu tiên giới một tiểu tu cũng so với nhân gian đế vương địa vị càng cao cái này liền là tiên phàm khác biệt có thơ nói tha rằng tiên giới một tiểu tu không làm phàm gian đế vương mộng chỉ bất quá giao cho người thường linh căn hình như cũng không phải dễ dàng như vậy cần trả giá thật lớn không nói tốt nhất vẫn là cần nhất định môi giới nếu là có thể tìm được giữa thiên địa ngụy linh căn có lẽ có thể ít trả giá rất nhiều đời giá tô tỉnh nghĩ như vậy nói nhân quả vận mệnh chi đạo bước vào đệ tam cảnh nhưng còn chưa đủ ta gần đối mặt là hồng nguyệt là đã từng đánh giết đại la kim tiên tồn tại một khi tại lam tinh bố cục bày ra ta nhất định như dẫm trên băng mỏng nguyên cớ nhất định cần tận khả năng tăng lên cái này hai cái đại đạo tô tỉnh không do dự đem tiếp tục tham ngộ nhân quả vận mệnh đại đạo trong nháy mắt thời gian mấy chục năm đi qua kiểu đám chỉ mô phỏng kết thúc thế giới hiện thực tô tỉnh từng bước khôi phục ký ức khẽ gật đầu nói còn lại 36 năm ngộ đạo trà cảm ngộ cũng đều dùng cho nhân quả vận mệnh chi đạo đệ tứ cảnh cảm ngộ bên trong. Bất quá còn kém là không ít à. Tô tỉnh đánh giá một phen, nhân quả vận mệnh chi đạo lĩnh hội càng khó với hơn không gian chi đạo. Hơn nữa ẩn chứa nhân quả vận mệnh chi đạo ẩn trí bảo cực ít, tô tỉnh tổng cộng cái tìm được mấy món, cực kỳ khó đảm bảo chứng một mực sử dụng đạo ẩn trí bảo phụ trợ tu hành. Cũng may, tô tỉnh có tiểu chu thiên quan tinh pháp thực tế không tầm thường, tô tỉnh chỉ cần làm từng bước. Đem pháp này thuận lợi tu luyện đến đại thành chi cảnh, bước vào nhân quả vận mệnh chi đạo đệ tứ cảnh không khó. Đã lần này mô phỏng cảm ngộ kết thúc, như thế tiếp xuống, liên toàn lực tu hành đại vu đoán thể quyết cùng linh vực à. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Thứ 140 năm, ở trong bí cảnh ngươi thuận lợi cảm ngộ đại đạo phía sau, bắt đầu thông thường tu hành. Mỗi ngày, loại trừ tu hành một canh giờ chính nhất phục khí quyết bên ngoài, ngươi đem phần lớn thời giờ đặt ở luyện thể trên tu hành, mà linh vực cảm ngộ cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy. Ngươi cái sở cầu, linh vực dung hợp nhân quả vận mệnh, nhanh lực, ngũ hành, lôi, không gian, kiếm đạo, cùng sát chi đại đạo. Nhưng ở trong đó, ngũ hành chi đạo cùng sát chi đại đạo cũng không phải là ban đầu thời gian liền cùng ngươi linh vực hòa làm một thể. Nếu muốn đem nó bù đắp, hoàn mỹ dung nhập linh vực bên trong, vô cùng khó khăn. Khó khăn nhất, liền là phải bảo đảm cái này tất cả đại đạo cân bằng. Vẹn vẹn một điểm này, ngươi liền xài 160 năm thời gian. Năm thứ 300, đi qua 160 dư niên cố gắng, ngươi thuận lợi đem sát chi đại đạo dung nhập bản thân linh vực bên trong. Sát chi đạo, vô hình lại là tính phụ trợ, tuy là nó tràn ngập giết chóc, nhưng cũng không cùng cái khác đại đạo và chạm chỗ, bởi vậy tương đối thoải mái. Nhưng chân chính khó khăn là ngũ hành đại đạo cùng linh vực triệt để dung nhập. Ngũ hành chi đạo, tự thành cân bằng, nếu là gia nhập một điểm nhân tố bên ngoài, rất dễ xáo trộn trong đó sinh sôi không ngừng trình tự. Nhưng cũng may, ngươi còn lưu lại đồng dạng át chủ bài, nghe đạo đan. Phía trước người luyện chế 9 cái nghe đạo đan, chỉ dùng trong đó 3 cái, còn lại 6 cái không dùng. Bây giờ, chính là đến sử dụng bọn chúng thời điểm. Thế là ngươi phục dụng mai thứ nhất nghe đạo đan, tiếp lấy ngộ tính tăng lên cực lớn, bắt đầu đem ngũ hành chi đạo hoàn chỉnh đưa vào bản thân linh vực bên trong. Một tháng lĩnh hội phía sau, trong lòng ngươi thu hoạch rất nhiều, thế là bắt đầu thử nghiệm. Tiếp xuống, mỗi khi gặp 10 năm, ngươi liền phục dụng một mai nghe đạo đan, ngay sau đó thử nghiệm tu hành linh vực, tiến triển có chút không tầm thường. Như vậy, làm sáu cái ngộ đạo đan dùng hết, đã là 60 năm phía sau. Thứ 360 năm, ngươi thuận lợi đem ngũ hành cùng nhân quả vận mệnh chi đạo, đưa vào bản thân linh vực bên trong. Nhưng ngươi cũng cảm giác được, theo lấy đưa vào đại đạo càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng thu nạp cái khác đại đạo. Thế là ngươi tạm thời buông tha thu nạp cái khác đại đạo ý nghĩ, mà là chuyên chú tu luyện khiêng linh cữu đi vực phẩm cấp. Ngày qua ngày tu hành, để ngươi linh vực phạm vi không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt, đi tới năm thứ 400. Một năm này, ngươi linh vực phạm vi, tăng trưởng đến 300 trượng. Tô tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Linh vực lĩnh ngộ, cũng thật là khó khăn à. 300 trượng linh vực, phạm vi thật là so trước đó khuếch trương gấp 10 lần không chỉ. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, vẫn như cũ vẻn vẹn lưu lại tại linh vực cấp độ thôi. Tô tỉnh hơi hơi lắc đầu. Lấy hắn bây giờ tu vi, tầm mắt, đối với linh vực sớm đã không xa lạ gì. Căn cứ tô tỉnh chỗ biết, linh vực bản chất liền là tu sĩ lấy bản thân chi lực khơi thông thiên địa đại đạo là đại đạo cụ tượng biểu hiện tập hợp ngàn vạn vĩ lực tại một thân cũng lấy pháp lực làm môi giới thi triển đủ loại huyền diệu bởi vậy linh vực trực quan nhất chính là biểu hiện liền là phạm vi phạm vi càng lớn linh vực cũng liền càng mạnh linh vực chia làm ba cái cấp bậc cấp thấp nhất liền gọi linh vực bao gồm linh vực hình thức ban đầu tại bên trong phạm vi mấy trượng tới vạn trượng không giống nhau lại hướng lên thì làm tiên vực. Tiên vực, phạm vi tối thiểu tại vạn trượng trở lên, lớn nhất thậm chí có khả năng bao trùm cả một cái tiểu thế giới. Mà cao nhất linh vực cảnh giới tối cao, được xưng là Tiên quốc. Lấy bản thân vĩ lực bao trùm tiếp nhận cả một cái tiểu thiên thế giới. Nó đối đại đạo cảm ngộ, tu sĩ yêu cầu cực cao. Có khả năng đạt tới tiên quốc cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là đại la kim tiên. Mà Tô Tỉnh biết được, tu tới tiên quốc cao thâm nhất cảnh giới đại năng, liền là La Thiên Tổ sư lấy ta bây giờ nội tình, tiên quốc còn quá xa xôi. Tiên vực cũng có tương đối dài một đoạn khoảng cách. Bây giờ mục tiêu là mau chóng đem linh vực phạm vi tăng lớn. Phạm vi càng lớn, năng lực càng mạnh, đại đạo phát huy ra uy lực, cũng càng sợ người. Tô tỉnh trong lòng đã có mục tiêu. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía bảng mô phỏng. Tiếp xuống mấy chục năm ở giữa, ngươi tiếp tục lưu lại tầng thứ bốn, tu hành linh vực, mỗi ngày kiên trì luyện thể, tu vi bộc phát củng cố. Thứ 450 năm, một năm này ngươi linh vực hình thức ban đầu đạt tới phương viên hơn 500 trượng, uy lực tăng thêm một bước. Thứ 470 năm, ngày nào đó ngươi cảm giác nhục thân của mình đột phá tầng một gông xiềng, khí lực cùng sinh mệnh lực cực lớn tăng trưởng. Chúc mừng ngươi, đại vu đoán thể quyết thuận lợi bước vào tầng thứ tư viên mãn. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Đại vu đoán thể quyết, cuối cùng bước vào tầng thứ tư viên mãn. Khoảng cách đạt tới tầng thứ năm, cũng cách chỉ một bước. Bất quá, khoảng cách năm thứ 500 kỳ hạn đã không xa, có lẽ cái kia thử nghiệm một phen. Tô Tỉnh lúc trước trong mô phỏng đánh giá ra, tầng 9 thiên vực, càng cao tầng, đối thiên cơ ngăn che càng mạnh. Tô Tỉnh ý nghĩ là thử nghiệm tiến vào tầng thứ 5, nhìn có thể hay không tránh thoát thanh vân tử bói toán. Tầng thứ 5, không phải vàng tiên cảnh không thể vào. Nơi đó hư không cương khí cực mạnh, như không phải kim tiên cường giả, huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, hoặc cũng có một chút hy vọng thuận lợi xuyên qua. Không biết, lấy ta thực lực hôm nay, có thể hay không thử một lần. Tô tỉnh có chút chờ mong, nếu có thể tiến vào tầng thứ năm, có lẽ có thể lại kéo dài mấy chục trên trăm năm mô phỏng thời gian dài. Nghĩ như vậy nói, tô tỉnh ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Thứ 473 năm, vững chắc đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư viên mãn tu vi phía sau, ngươi quyết định thử nghiệm tiến về tầng thứ năm. Ngươi phóng thích hộ thể kiếm cương, vận chuyển không gian chi đạo, vô cùng mạnh nhục thân chi lực, hướng về tầng thứ năm chạy tới. Trong nháy mắt, mấy năm thời gian đi qua, ngươi đến ngăn cách thứ tư, tầng thứ năm khủng bố hư không cương khí, uy lực này gấp mấy lần tại tầng thứ bốn. ngươi hít sâu một hơi, chống lên linh vực, lại vận chuyển hộ thể kiếm cương hướng về cái kia hư không cương khí phóng đi. vẹn vẹn vừa mới bước vào hư không cương khí bên trong, ngươi liền cảm nhận được nó lực tàn phá kinh khủng. ngươi toàn lực duy trì linh vực nhanh chóng giảm bớt sụp xuống, mỗi một đạo hư không cương khí đều không dưới huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ một kích. ngươi thấy thế vội vã thi triển ngũ hành đại đạo lấy ngũ hành tương sinh chi pháp tạo thành bình chướng một mực đem chính mình bảo vệ cùng lúc đó hộ thể kiếm cương đổ xuống mà ra vây quanh tại thân thể ngươi xung quanh nhưng cái này cương khí uy lực thực sự quá mức tại khủng bố ngươi vẻn vẹn đi đường một canh giờ không đến bản thân phòng hộ thủ đoạn liền đã tiêu tán hơn phần nửa trong lòng ngươi biết được thời gian còn lại tuyệt đối không đầy đủ ngươi thuận lợi đến tầng thứ năm kế trước mắt chỉ có lui lại trở lại tầng thứ 4. thế là ngươi dáng chống đỡ lấy hộ thể cương khí chịu đựng lấy trên nhục thân truyền đến đao cắt thịt cảm giác hướng về nơi đến con đường điên cuồng thối lui làm ngươi lần nữa trốn về tầng thứ bốn thời điểm đã mình đầy thương tích toàn bộ chân trái cùng cánh tay phải đều bị liên căn chặt đứt trước ngực thêm ra trăm đạo vết thương cả người cơ hồ hấp hối ngươi dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi tìm được một chỗ chỗ an toàn bắt đầu khôi phục thương thế cũng may ngươi bây giờ sinh mệnh lực đã mạnh đến làm người giận sôi đã bị chém đứt nhục thân ngắn ngủi trong chốc lát bên trong liền khôi phục như ban đầu, vết thương trên người cũng đang hô hấp ở giữa khỏi hẳn. Vì thế, ngươi hao phí nhiều chữa thương bảo vật cùng nguyên lực, nhưng trung quy, ngươi sống tiếp được. Ngươi biết được lấy ngươi thực lực hôm nay còn không đủ lấy tại tầng thứ 5 thăm dò, thế là thành thành thật thật lưu tại tầng thứ 4 tu hành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Hô, cuối cùng vẫn là quá gấp một chút à. Muốn vào tầng thứ 5, e rằng luyện thể tu vi cần tiến hơn một bước, đại vu đoán thể quyết tầng thứ 5, là nhất định. Trừ đó ra, còn cần mạnh hơn phòng hộ thủ đoạn. Bằng không cho dù tiến vào tầng thứ năm, cũng là nửa bước khó đi. Hộ thể kiếm cương, cũng là thời điểm tiến hơn một bước. Tô tỉnh trong lòng đã có ý nghĩ, ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Thứ 480 năm, ngươi lần nữa trở lại tầng thứ 4, chuẩn bị chính là ở đây tiếp tục tu hành. Như vậy, thời gian 20 năm thoáng chớp mắt đi qua. Năm thứ 500, một năm này ngươi linh vực đạt tới phương viên 600 trượng, uy lực càng lớn ngày trước. Cùng năm, Thanh Vân Tử tìm tới ngươi, ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nhìn tới, vẫn là kém một chút à. Bất quá chờ thực lực càng mạnh một chút phía sau, hẳn là có thể đủ tiến về tầng thứ năm. Nơi đó, tuyệt đối có càng quý giá bí cảnh. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Bất quá trước mắt, vẫn là xem trước một chút lần này mô phỏng ban thưởng à. Ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách huyền âm chi thể, màu vàng kim thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư viên mãn, viễn cổ vu tộc luyện thể chi pháp, luyện tới tầng thứ tư có thể đoạn chi trọng sinh. Thể nội khí huyết liên tục không ngừng, kháng lực tăng lên cực lớn, giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên. Chân tiên cảnh tầng 5 tu vi, vượt qua tiên nhân tam tai, thành tựu chân tiên, đại đạo khả kỳ, thọ tới nhất nguyên sẽ lâu dài, giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên. Linh vực tu hành thành quả, lựa chọn phía sau đối với linh vực cảm ngộ tăng lên trên diện rộng, có thể khống chế 600 trượng linh vực, giá bán 6 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh không do dự, trực tiếp lầm nhầm nói: "Ta lựa chọn mang ra đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư viên mãn, cùng linh vực tu hành thành quả. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư viên mãn tu vi, tiêu phí 60 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 184 vạn 5401 điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra linh vực tu hành thành quả. Tiêu phí 6 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 178 vạn 5401 điểm. Liên tiếp hai thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh khí tức trên thân bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tỉnh nhục thân liền tăng vọt đến chân tiên viên mãn cấp bậc, khí lực, sinh mệnh lực cả đám gia tăng thật lớn. Mà loại trừ bên ngoài đại vu đoán thể quyết, Tô Tỉnh cũng cảm giác được trong cơ thể mình một cỗ khác năng lượng cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Linh vực. Tô Tỉnh chậm chậm nhắm mắt, sau một lát lại lần nữa mở ra, chợt trong lòng hơi động, một cỗ huyền diệu năng lượng, trong khoảnh khắc bao phủ phương viên 600 trượng bên trong không gian. Linh vực, tu sĩ ở giữa đấu pháp trọng yếu một trong. Không tu linh vực có lẽ không phải là nhỏ yếu người, nhưng tất cả đại năng tu sĩ, tất nhiên tại linh vực chi đạo có lập nên. Đơn giản nhất một cái đạo lý. Hai vị tu sĩ đấu pháp, như một phương có linh vực, một phương khác không có, đây tuyệt đối là nghiền ép tính ưu thế. Bởi vì một khi không có linh vực đồng thời tiến vào đối phương linh vực bên trong, vậy thì đồng nghĩa với nói là mặc cho đối phương trần trừ. Chỉ có song phương đều có linh vực, không kém nhiều, mới có thể so sánh hơn thua. Linh vực chi đạo, còn kém xa lắm đây. Tô tỉnh hơi hơi lắc đầu, lẩm bẩm nói. Ba lần máy mô phỏng sẽ sử dụng hết, như thế cái kia tiến về cái địa phương kia. Sau ba ngày, tiểu thanh vân giới thiên ma thành. Đây là một tòa bao phủ tại túc sát cùng màu đen phía dưới thành trì. Tới gần thiên ma thành, hình như cả trên trời mây đều biến đến đen ba phần. Tô Tỉnh giờ phút này đã biến hóa một phen dáng dấp, biến thành một cái vóc người cường tráng, trên mặt giữ lại một vết sẹo trung niên tu sĩ. Đây là Tô Tỉnh cái thứ ba mã giáp, bí danh Khương Hạo. Tô Tỉnh đi tới Thiên Ma Thành bên trong đã trọn vẹn hai ngày rưỡi thời gian, hai ngày này giữa chừng, Tô Tỉnh đối Thiên Ma Thành cũng có nhất định hiểu. Bởi vậy, Tô Tỉnh chuẩn bị tại nơi đây bắt đầu thi hành kế hoạch của mình. Như thế, liền trước đi Thiên Ma Thành nghiệm minh thân phận, thu hoạch địa vị nhất định à? Tô tỉnh híp mắt mắt, nhìn phía xa một chỗ danh chướng. Không ít tu sĩ tại cái kia xếp hàng chờ đợi, mà cũng có một đội người mặc khải giáp tu sĩ ngay tại đăng ký lấy cái gì. Thiên ma thành, tiền tuyến tướng sĩ báo danh chỗ. Tô tỉnh không có lựa chọn xếp hàng, trực tiếp hướng về phía trước đội ngũ đi đến. Chờ đi đến phía trước nhất thời gian, tô tỉnh một cái kéo qua xếp hàng tu sĩ, đương nhiên đứng ở vị thứ nhất. Ta, Khương Hạo, báo danh tổng quân. Tô Tỉnh cố gắng duy trì lấy mã giáp của mình người thiết lập, tích chữ như vàng. Vị kia bị Tô Tỉnh một cái ném đi tu sĩ, trên mặt lộ ra giận tím mặt. Mới chuẩn bị đứng dậy phản kháng, nhưng nhìn thấy Tô Tỉnh cái kia cao lớn uy mãnh hình thể, còn có trong ánh mắt sát ý, lập tức cái cổ co rụt lại, xám xịt đến về tới phía sau cùng đội ngũ. Mà mấy vị kia đăng ký bách phu trưởng, nhìn thấy Tô Tỉnh kinh người như thế khí thế phía sau, cũng không có trách cứ Tô Tỉnh chen ngang mà là trước tiên đánh lượng một phen Tô Tỉnh, phát hiện nhì không thấu tô tỉnh tu vi phía sau, kinh dị nói, vị đạo hữu này, ngươi chẳng lẽ đã thành tiên. Lời này vừa nói ra, sau lưng trong đội ngũ các tu sĩ hỗn loạn một hồi. Nơi đây mặc dù là thiên ma thành quân doanh chiêu mộ, nhưng mà cực ít có tiên nhân tới trước tổng quân. Số ít có hợp thể, đại thừa kỳ tu sĩ, đã xem như khó gặp. Thậm chí, tiên nhân trọn vẹn không cần đi bình thường đăng ký con đường, mà là có khả năng trực tiếp thông qua chính mình quan hệ, trở thành trong quân sĩ quan. Tô Tỉnh hơi quăng một chút sau lưng, kinh dị các tu sĩ, khẽ gật đầu nói, lão phu thành tiên, đã vạn năm lâu dài. Ban đầu nghe Tô Tỉnh lời nói, hai vị này bách phu trưởng còn không phản ứng lại. Nhưng chợt, bọn hắn lấy lại tinh thần. Chờ một chút, thành tiên vạn năm lâu dài. Nhân tiên không sống qua hơn vạn tuổi, hơn nữa sống hơn một vạn năm, đây chẳng phải là sinh mệnh gần đi đến cuối cùng, một thân pháp lực hỗn loạn, khí huyết khô héo. Có thể nhìn một chút trước mắt vị này tu sĩ, thành tiên vạn năm, y nguyên ở vào tráng niên. Cái này, chẳng lẽ là một tôn địa tiên cảnh tu sĩ? Nghĩ đến cái này, hai vị này bách phu trưởng liếc nhau, trong lòng vạn phần xúc động. Địa tiên cảnh, vậy coi như là thiên ma thành thống soái cấp bậc nhân vật. Là chân chính đại nhân vật. Về phần cao hơn thiên tiên, bọn hắn không dám nghĩ. Thế là hai vị bách phu trưởng hướng về tô tỉnh cung kính thi lễ một cái, nói, vị tiền bối này còn mời tại loại này chờ chốc lát. Chúng ta sẽ tới sau. Chờ Tô Tỉnh gật đầu sau khi đồng ý, hai vị bách phu trưởng trực tiếp bỏ xuống sau lưng vài trăm cái xếp hàng tu sĩ, trực tiếp hướng về thành bên trong một cái hướng khác đi đến. Ước chừng một khắc đồng hồ phía sau, hai vị bách phu trưởng trở về, mà tại phía sau bọn họ, còn đi theo một vị người mặc ngân giáp thống soái. Thiên Ma thành thống soái, địa tiên cảnh thực lực. Tại trong toàn bộ Thiên Ma thành đều là được người tôn kính tồn tại. Vị này thống soái ăn nói có ý tứ, cẩn thận đánh giá một phen sau khi tỉnh dậy, ngây ngẩn cả người sau một lát hắn hỏi dò tiền bối ngài ngươi là một tôn thiên tiên cực kỳ hiển nhiên vị này địa tiên thống soái cũng chưa từng xem thấu tô tỉnh nội tình nghe được vị này thống soái lời nói phía sau sau lưng mấy vị kia bách phu trưởng còn có xếp hàng các tu sĩ càng sôi trào cái này thiên tiên rõ ràng là thiên tiên cảnh tiền bối ngoạ tàu lão tử sống hơn một ngàn tuổi còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên tiên à những nghị luận này rối rít âm thanh truyền vào tô tỉnh trong tai tô tỉnh nhếch miệng mỉm cười cũng không có thừa nhận cũng không có cự tuyệt mà cái này để vị kia địa tiên thống soái không bình tĩnh dựa theo tu tiên giới quy tắc hắn một vị địa tiên là không có cách nào hướng về thiên tiên tu sĩ trực tiếp đối thoại bằng không lộ ra không quá cung kính bởi vì tô tỉnh hiện tại là muốn muốn gia nhập thiên ma thành nếu là tô tỉnh là một vị thiên tiên mà thiên ma thành vẻn vẹn phái ra một vị địa tiên tới trước đối thoại đó là một loại miệt thị thế là vị này ngân giáp thống soái tháo xuống mũ giáp hướng về tô tỉnh bái một cái nói tiền bối chờ chút trong thành vừa vặn một vị tướng quân tại ta đi mời hắn tới trước một lần nói xong vị này ngân giáp thống soái vội vàng rời đi chỉ để lại tại trận sốc xếp mọi người tô tỉnh không có nói chuyện chỉ là đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi ước chừng lại qua nửa khắc đồng hồ phía sau một tôn thiên tiên tướng quân đến nơi đây chỉ thấy nó trên mình kèm theo uy nghiêm khí thế để sau lưng mấy vị thủ hạ đều không dám thở dốc Nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, hắn đầu tiên là đánh giá một phen, theo sau sắc mặt bắt đầu biến hóa. Sau một lát, ở giữa vị tướng quân này hỏi dò, "Tiền bối, ngài chẳng lẽ là một tôn chân tiên?" Lần này, Tô Tỉnh không có thừa nước đục thả câu, mà là gật đầu nói, "Không tệ, vài ngàn năm trước, lão phu liền đã đến chân tiên cảnh." Bây giờ một lần bế quan phía sau, lại không nghĩ rằng Tiểu Thanh Vân giới đã nguy như chồng trứng, bởi vậy, lão phu có lẽ thiên ma thành bên trong, ở thiên ma thành một chút sức lực nghe được tô tỉnh lời nói phía sau vị tướng quân này trên mặt lập tức đại hỉ vội vàng nói có tiền bối gia nhập chúng ta thiên ma thành chắc chắn có khả năng chống lại dị tộc đạt được lợi thế tô tỉnh nghe xong cười không nói mà vị tướng quân này dầu gì chỉ chốc lát phía sau nói tiền bối có thể hay không xin ngài cùng ta đi phủ thành chủ một chuyến không phải tại hạ vô lễ mà là tiền bối tu vi tô tỉnh tự nhiên biết rõ vị này thiên tiên ý tứ thiên ma thành loại trừ tôn này ẩn tàng thiên ma tướng phân thân bên ngoài cao nhất cũng bất quá liền một tôn chân tiên mà thiên ma tướng mặc kệ thế tục chỉ sẽ chặn lại dị tộc cùng đối thiên ma thành bất lợi kẻ địch mạnh mẽ đây cũng chính là nói chỉ có một vị chân tiên thành chủ tại mà thành chủ trăm công nghìn việc có lẽ còn đang bế quan bọn hắn cũng không tốt trực tiếp mời đi theo bởi vậy muốn tô tỉnh trước đi phủ thành chủ một lần tô tỉnh nghe xong gật đầu một cái đồng ý nói đã như vậy dẫn đường à nghe được tô tỉnh sau khi đồng ý vị này thiên tiên trên mặt đại hỷ thế là mang theo tô tỉnh tiến về phủ thành chủ mà mang tô tỉnh sau khi đi trên thao trường xếp hàng cùng ăn dưa các tu sĩ đều xôi trào chân tiên cảnh tu sĩ thiên ma thành lại thêm một vị chân tiên cảnh tu sĩ ha 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 như vậy tin tức vô cùng tốt ta muốn cáo chi thân hữu cử hành yến hội trước mắt trên thao trường vài trăm tu sĩ nhộn nhịp đem thiên ma thành nhiều hơn nữa ra một tôn chân tiên tin tức truyền khắp toàn bộ thiên ma thành mà cái này cũng chính là Tô Tỉnh mục tiêu. Tô Tỉnh làm ra, làm thu thập thiên uyên quân, bởi vậy tự nhiên muốn trước sông ra một mảnh danh khí. Mà thông thả miệng người, liền là tốt nhất truyền bá thủ đoạn. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Tỉnh tài cao điều một phen, vì chính là tương lai tốt hơn tuyển nhận nhân tài. Mà bây giờ, Tô Tỉnh kế hoạch đã trải qua bắt đầu áp dụng. Rất nhanh, Tô Tỉnh đi tới thiên ma thành trong phủ thành chủ, cũng nhìn được vị kia thiên ma thành chân tiên thành chủ vị này chân tiên thành chủ, vóc dáng cường tráng, khí thể song tu. Luyện khí tu vi chỉ có thiên tiên, nhưng luyện thể đã tu tới chân tiên cảnh hậu kỳ. Vị thành chủ này cẩn thận đánh giá một phen sau khi tỉnh dậy, hỏi dò, lão ca, tu vi của ngài cụ thể là. Tô tỉnh nghe xong suy nghĩ một chút, nói, lão phu ngàn năm trước, liền đã là chân tiên đỉnh phong luyện thể. Bây giờ, khoảng cách phá vỡ mà vào tiếp một cảnh, có lẽ đã không xa à. Nghe được tô tỉnh lời nói phía sau, Vị thành chủ này lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, trong miệng nhảy ra mấy chữ: "Tốt, tốt, tốt, tốt." "Ha ha ha ha, thiên phù hộ tiểu thanh vân giới à. Có lão ca gia nhập, chắc chắn có thể chống dị tộc tại bên ngoài tiểu thanh vân giới." Vị này chân tiên thành chủ là thực sự cao hứng. Một vị chân tiên cường giả tối đỉnh, trên chiến trường có khả năng phát huy tác dụng, có thể nghĩ mà biết. Thậm chí, nói là có khả năng bù đắp được hơn 10 tên thiên tiên cường giả cũng không đủ. Cao hứng một lát sau, Vị thành chủ này suy nghĩ một chút, nói, "Khương lão ca, cũng không phải là tại hạ vô lễ, mà là dựa theo quá trình, tiếp xuống đối ngươi còn cần có một lần khảo nghiệm." Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên biết thành chủ nói khảo hạch là cái gì. Đơn giản là kiểm tra đo lường Tô Tỉnh có phải hay không tà tu thôi. Mà loại này khảo nghiệm cũng không phức tạp. Chỉ thấy thành chủ này lấy ra một khối màu trắng đá, giao cho Tô Tỉnh trong tay. Mà Tô Tỉnh đưa tay đặt tại phía trên, sau một lát tảng đá kia bên trên xuất hiện một tia huyết sắc nhìn thấy cái này mấy sợi huyết sắc phía sau thành chủ nhẹ nhàng thở ra nụ cười trên mặt càng rực rỡ khối đá này có thể kiểm tra đo lường đến tu sĩ trên mình nghiệp lực giết chóc nếu chỉ là tu sĩ tầm thường ở giữa tranh đấu đánh giết chỉ cần nhân số sẽ không quá nhiều đó chính là chỉ sẽ xuất hiện mấy sợi huyết sắc nhưng nếu là xuất hiện màu đen đó chính là nghiệp lực cái gì gọi là nghiệp lực lạm sát kẻ vô tội người sinh ra nghiệp lực Thông tục tới nói, tu sĩ lấy bản thân tư dục, tùy ý diệt sát người thường, liền sẽ sinh ra nghiệp lực. Mà nghiệp lực quá nhiều, liền sẽ bị phán làm tà tu. Về phần tà tu chỗ đi, tự nhiên không cần nhiều lời. Hoặc bị hàng lâm giáo thu nạp, hoặc ẩn núp tại tán tu bên trong, chạy trốn đến tận đầu tận đầu. Thiên ma thành, tuyển nhận tướng quân, sĩ tốt, không nhìn ra thân. Chỉ cần là tu vi đầy đủ người, cũng không phải là nhân tộc phản đồ, liền có thể gia nhập thiên ma thành, tổng đánh dị tộc nhiệm minh tô tỉnh cũng không phải là tà tu phía sau cái này chân tiên thành chủ càng thêm nhiệt tình đối tô tỉnh nói khương lão ca ta thiên ma thành phó thành chủ một vị còn trống không không bằng ngươi tạm thời ủy khuất một thoáng đảm đương lúc này đưa thiên ma thành phó thành chủ vị trí tại thiên ma thành thậm chí toàn bộ tiểu thanh vân giới đều là đỉnh tiêm quyền thế nhân vật nhưng tô tỉnh nghe xong chỉ là cười không nói liền là nụ cười này để thiên ma thành chủ trong lòng có chút luống cuống chỉ thấy nó giàu gì chỉ chốc lát phía sau, cắn răng nói, Khương lão ca, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể làm thiên ma thành thành chủ à. Thiên ma thành bên trong, thực lực vi tôn, lão ca tu vi cao hơn ta, ta phải làm bộ này thành chủ chức vụ. Tô tỉnh nghe xong sừng sốt một chút, theo sau lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Tại hạ tới thiên ma thành, cũng không phải là lòng tham không đáy thành chủ này vị trí. Ta ý nghĩ là hy vọng có thể nắm giữ đơn độc hành động quyền lợi, tự chủ tuyển nhận tu sĩ tự thành một quân trợ giúp thiên ma thành tổng đánh dị tộc tất nhiên ta có điều kiện của ta bởi vì ta bế quan quá lâu tại tiểu thanh vân giới bên trong còn có một chút tục sự phải xử lý bởi vậy không thể một mực chờ tại thiên ma thành bên trong điểm ấy đến sớm nói chuyện nghe được tô tỉnh lời nói phía sau thiên ma thành chủ suy nghĩ một phen đang muốn trả lời tô tỉnh lại nói tất nhiên ta tự thành một quân tuy là thuộc về thiên ma thành phía dưới nhưng không nhận thiên ma thành trực tiếp chỉ huy, hoàn toàn chính xác có chút mạo muội. Bởi vậy, tại hạ đáp ứng thành chủ, mỗi 10 năm ở giữa, ta xuất lĩnh quân, đem chém giết đế cấp trở xuống dị tộc trăm vạn đầu, thành cấp dị tộc vạn cái. Thần cấp trở lên dị tộc, không thua kém ngàn tôn. Cái này, liền là điều kiện của ta. Nghe được tô tỉnh lời nói phía sau, thiên ma thành còn do dự cái gì đây? Đế cấp trở xuống dị tộc, chém giết trăm vạn khổng lồ. Vèn vẹn vẹn đến một lần lượng, cũng nhanh bắt kịp toàn bộ thiên ma thành giết địch đếm. Về phần ngàn tôn thần cấp dị tộc, toàn bộ thiên ma thành tiền tuyến có ngàn tôn thần cấp dị tộc à? Thành chủ này có chút hoài nghi. Nhưng Tô Tỉnh nói lên điều kiện, thực sự quá mức tại phong phú, bởi vậy thành chủ không do dự, nói thẳng, Khương lão ca nói, từ không gì không thể. Đã như vậy, bổn thành chủ đáp ứng. Không bao lâu, Tô Tỉnh cùng thiên ma thành thành chủ lời ghi chép phía dưới khế ước, mà Tô Tỉnh cũng nắm giữ tại trong thiên ma thành tự chủ tuyển nhận tu sĩ quyền hạn. Ngay kế tiếp, Chân Tiên Khương Hạo đi tới Thiên Ma Thành, thành lập Thiên Uyên Quân tuyển nhận sĩ tốt tin tức, truyền khắp toàn bộ Thiên Ma Thành. Không ít dựa vào thực lực tu vi không tệ tán tu, nhộn nhịp kích động. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Khương Hạo muốn trở thành trong Thiên Ma Thành tân quý, có khả năng nhóm thứ nhất gia nhập Chân Tiên thủ hạ, đó là như thế nào vinh hạnh. Bởi vậy, trong Thiên Ma Thành, mấy ngàn tên hóa thần bên trên tu sĩ đều dục dịch. Mà xem như quan tâm nhân vật chính Tô Tỉnh cũng không có vội vã chiêu mộ tu sĩ, mà là một thân một mình rời đi Thiên Ma Thành, tại Thiên Ma Thành bên ngoài 50 vạn dặm một chỗ trong núi lớn dừng lại. Thiên Ma Thành bên trong, cuối cùng có Thiên Ma tướng tồn tại. Nếu là ở nơi đó trực tiếp đột phá tới Đại Vu đoán thể quyết tầng thứ 5, khó tránh khỏi bị chú ý tới. Nguyên cớ, vẫn là tại nơi đây mô phỏng, tương đối an toàn. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, huống hồ, quan trọng nhất chính là bước kế tiếp kế hoạch có thể hay không thuận lợi hoàn thành cũng nên thử nghiệm một phen. Kỷ nguyên mới 2026 năm ngày 24 tháng 3, Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Thứ 131 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 178 và một điểm, còn thừa mô phỏng số lần không lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra truyền thuyết màu vàng thiên phú tiêu phí một điểm năng lượng bản nguyên, phải chăng rút ra. Được. Tô Tỉnh lầm nhầm nói. Đinh, chúc mừng ngài thu được màu vàng kim thiên phú bách hoa thần thể. Lần sau rút ra màu vàng kim thiên phú xác suất là 80%. Bách hoa thần thể, màu vàng kim thiên phú, trăm đại thần thể một trong, phái nữ chuyên môn, ngươi có khả năng thông qua gieo trồng bách hoa. Cũng hấp thu bách hoa bên trong linh tính, tăng cường bản thân tư chất cùng thiên phú, tăng lên tu hành tốc độ. Ngạch, thiên phú này. Tô tỉnh có chút bất đắc dĩ, mặc dù là trăm đại thần thể một trong, nhưng tô tỉnh không nghĩ tới cái này thế mà lại là cái phái nữ hạn định thiên phú có khả năng gia tăng tư chất cùng tu hành tốc độ nhưng tô tỉnh lại hoàn toàn không cách nào sử dụng ngạch thiên phú này nhìn tới phía sau chỉ có thể dùng tặng người hoa hồng tặng cho cho người khác tô tỉnh hơi hơi lắc đầu cũng không giàu gì mục tiêu lần này là đại vu đoán thể quyết chính thức bước vào tầng thứ năm đồng thời linh vực cùng đại đạo cảm ngộ cũng cần tăng thêm một bước nếu là đại vu đoán thể quyết thuận lợi bước vào tầng thứ năm tầng thứ năm hẳn là có thể đi thăm dò. Thậm chí vô tận hải vực cũng có thể thử nghiệm xuyên qua. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, chỉ bất quá đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại liên quan tới đại vu đoán thể quyết miêu tả. Đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm có thể so huyền tiên, có thể có được cực hạn tốc độ cùng lực lượng, đem bản thân khí huyết, sinh mệnh lực trọn vẹn nở rộ, từ đó tạo thành nào đó khí tràng. Đến trình độ này, đã có khả năng làm đến nhục thân vượt qua hư không, lại không bị ảnh hưởng sinh mệnh lực giống như cổ xưa nhất sinh mệnh tri thụ sừng sững không ngã cái này cũng mang ý nghĩa đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm là toàn bộ phương vị tăng cường một khi bước vào tầng thứ năm nhục thể của ta cường độ sợ rằng sẽ tăng lên gấp 10 lần không chỉ đến lúc đó ta đem chính thức có được trong huyền tiên nghiền ép tính ưu thế mà bước vào tầng thứ năm phía sau quanh thân hình thành khí tràng cũng có thể khiến ta coi thường trong hư không đối nhục thân từng bước xâm chiếm cho dù pháp lực hỗn loạn nhục thể của ta vẫn như cũ có thể trong hư không sống sót. Tô tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Có thể nói, chỉ cần đại vu đoán thể quyết bước vào tầng thứ năm, tô tỉnh liền nắm giữ vượt qua vô tận hải vực tư cách. Tầng thứ tư viên mãn, phá vỡ mà vào tầng thứ năm, bản thân khí huyết cùng nhục thân yêu cầu đạt tới trước mắt cực hạn. Như thế, liền chính thức bắt đầu đi. Tô tỉnh tràn ngập chờ mong, ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Linh điền động thiên bên trong, ngươi ý thức được chính mình ngay tại mô phỏng ngươi về tới thiên ma thành cũng lấy bản thân lực hiệu triệu cùng danh khí thành lập thiên uyên quân cũng bắt đầu thu thập thủ hạ cùng sĩ tốt giờ phút này thanh danh của ngươi còn vẻn vẹn hạn chế tại trong thiên ma thành dù vậy ngươi cũng tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong tại thiên ma thành tuyển nhận đến mấy trăm tên trên hợp thể kỳ tu sĩ trong đó thậm chí còn có độ kiếp đại thừa tu sĩ mười mấy tên cùng hai tôn nhân tiên ngươi lấy ra một bộ phận linh dịch dùng cho ban thưởng thủ hạ thu mua nhân tâm lại là ba ngày đi qua ngươi chuẩn bị bắt đầu thiên uyên quân lần đầu tiên hành động mục tiêu của ngươi là thiên ma thành hướng tây nam bên ngoài ba vạn dặm một chỗ dị tộc cứ điểm cứ điểm này bên trong có một tôn cường đại thần lực dị tộc tọa chấn thủ hạ còn đều biết mười đầu dị tộc thần linh cùng mấy ngàn thực lực không tầm thường dị tộc bản ý của ngươi là dẫn dắt thủ hạ thiên uyên quân cùng nhau đi tới tiêu diệt nhưng thiên uyên quân vừa mới thành lập thực lực xa xa không đủ thế là ngươi đem thiên uyên quân an trí ở chỗ này cứ điểm ngoài vạn dặm theo sau một thân một mình tiêu diệt nơi đây cứ điểm không ra bất ngờ ngươi rất nhẹ nhàng liền đem nơi đây cứ điểm tiêu diệt cũng đem cái này công lao ghi tạc thiên uyên quân trên mình quả nhiên nơi đây dị tộc cứ điểm hủy diệt tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên ma thành thiên uyên quân thanh danh càng hiển hách trong lúc nhất thời có nhiều hơn tán tu muốn gia nhập mà ngươi cũng bởi vì chém giết mấy ngàn con dị tộc thu hoạch rất nhiều huyết nhục tinh hoa có khả năng luyện chế thoát thai hoán cốt đan chỉ bất quá trước đó ngươi muốn trước đi một chuyến lam tinh ngươi dựa theo kế hoạch cáo chi thiên cơ các hồng nguyệt tình báo cũng tiêu ước chừng thời gian 5 năm đem lam tinh nhân tộc di chuyển tới tiểu thanh vân giới dẫn dắt hai tôn thái ất kim tiên đến vực sâu vô tận phía sau ngươi trở về tiểu thanh vân giới quan hệ song song buộc lên thanh vân tông tam tiên phong bên trên ngươi thuận lợi đạt được ngộ đạo trà ngươi đem thiên phú mới bách hoa thần thể tặng cho cận tòng tuyết ngắn ngủi thời gian 5 năm nàng đã thành tựu hóa thần tu vi khủng bố như thế tu hành tốc độ để ngươi hoài nghi cận tòng tuyết trên mình có lẽ cũng ẩn chứa nào đó thần thể nhưng ngươi trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra đầu mối dứt khoát không có suy nghĩ nhiều năm thứ sáu ngươi lần nữa khôi phục mã giáp của khương hạo đi một chuyến thiên ma thành muốn nhìn một chút lúc này thiên uyên quân thành lập tình huống bởi vì ngươi mấy năm qua này liên tục không ngừng cung cấp linh dịch cùng đan dược nhiều tu sĩ bon chèn ngắn ngủi thời gian 5 năm liền đều biết 10 vị tiên nhân gia nhập thiên uyên quân vài trăm vị độ kiếp tu sĩ đại thừa hợp thể tu sĩ càng là vượt qua hơn ba người như vậy số lượng đã có khả năng coi là tiểu thanh vân giới bên trong đỉnh tiêm chiến lực thế giới hiện thực tô tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu thiên uyên quân thành lập xem ra là không có vấn đề chỉ bất quá tốc độ vẫn là quá chậm à năm năm ta có thể đợi không được lâu như vậy tô tỉnh hơi hơi lắc đầu trong mô phỏng năm năm chỉ là một cái búng tay nhưng trong hiện thực năm năm sau tô tỉnh thực lực tu vi đã không biết rõ sẽ trưởng thành đến cảnh giới cỡ nào nguyên cớ thiên uyên quân đối tô tỉnh đến lúc đó trợ giúp sẽ có hạn bởi vậy tô tỉnh nhất định phải nhanh khai thác đến càng nhiều nhân tài tô tỉnh đầu tiên nghĩ đến liền là tinh thần giới chỉ cần tô tỉnh tặng cho tiểu chu thiên quan tinh pháp tinh thần giới bên trong số lớn tinh anh tu sĩ e rằng đều nguyện ý vì tô tỉnh làm việc gia nhập thiên uyên quân nhìn tới không lâu sau đó ta cũng muốn đi một chuyến tinh thần giới tô tỉnh nghĩ như vậy nói bất quá trước mắt mấu chốt nhất vẫn là đại vu đoán thể quyết muốn thuận lợi bước vào tầng thứ năm ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Tiếp xuống, ngươi đi một chuyến hoàng sa giới cùng tinh thần giới. Bằng vào tiểu chu thiên quan tinh pháp, ngươi thuận lợi thu được tinh thần giới tu sĩ ủng hộ, cùng sử dụng linh dịch làm lợi ích, tuyển nhận đến nhiều tu sĩ. Cái này thiên uyên quân, loại trừ hộ vệ thiên ma thành bên ngoài, cũng đã trở thành bảo vệ đại hạ nhân tộc một chi ẩn tại lực lượng, phòng ngừa ngươi không tại thời gian, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Làm xong chu đáo chuẩn bị phía sau, ngươi đi đến tầng 9 thiên vực. Năm thứ 10, ngươi đến tầng thứ ba cùng sử dụng thời gian 2 năm rưỡi, đem mỗi đại trong bí cảnh bảo vật vơ vét không còn gì. Năm thứ 13, ngươi thuận lợi đến tầng thứ 4, ngươi bắt đầu một bên tu hành, một bên vơ vét tầng thứ 4 bảo vật. Ngoại giới tu sĩ mấy ngàn năm khó gặp bí cảnh, ngươi đã nắm giữ trên trăm, mỗi một cái bảo vật vị trí đều rõ ràng tại ngực, có khả năng thoải mái thu được. Như vậy, trong nháy mắt 64 năm thời gian đi qua, năm thứ 77, đi qua một giáp nhiều khổ tu, thực lực của ngươi thêm một bước tăng trưởng. Đại vu đoán thể quyết, vẫn như cũ lưu lại tại tầng thứ tư viên mãn như ngươi khí huyết nhục thân một mực tại thay đổi một cách vô tri vô giác trưởng thành cái quá trình này ngươi không thể quen thuộc hơn được cái này liền là đánh vỡ cực hạn quá trình dựa theo đại vu đoán thể quyết tu hành chỉ dẫn tầng thứ năm tu hành không có phụ trợ tu hành đồ vật chỉ cần là tất cả có khả năng tăng cường khí huyết vật phẩm ngươi cũng có thể phục dụng một khi bước qua tầng thứ tư đến tầng thứ năm đó chính là nhục thân chi lực biến chất Thế là ngươi vì thế cũng chuẩn bị nhiều tăng cường nhục thân đồ vật, bao gồm bổ thiên hoa, dị tộc huyết nhục tinh hoa. Thậm chí theo trong bí cảnh tìm tới thiên tài địa bảo đều bị ngươi phục dụng. Nếu là bình thường luyện thể tu vi, muốn một mạch tiêu hóa nhiều như vậy năng lượng, chắc chắn không có khả năng, thậm chí có bạo thể mà chết nguy hiểm. Nhưng ngươi, nắm giữ thiên phú thôn thiên, thân mang vu tộc huyết mạch, bởi vậy thôn phệ thiên tài địa bảo, hấp thu năng lượng năng lực, viễn siêu tu sĩ tầm thường. Bởi vậy, tại bổ thiên hoa huyết nhục tinh hoa chờ trợ giúp phía dưới nhục thể của ngươi cực hạn không ngừng đánh vỡ đồng thời một năm này ngươi linh vực phạm vi cũng tăng trưởng đến hơn 700 trăm triệu đối với linh vực nắm giữ cũng thêm một bước tăng cường tính tất yếu đốn ngộ tại gấp đôi ra chỉ xuống 9 ngày thời gian tương đương với một tám năm lĩnh hội văn đạo đan mỗi một mai tương đương với 100 năm tu hành cảm ngộ nếu là luyện chế ra cực phẩm văn đạo đan có lẽ tương đương với 200 năm cảm ngộ mà văn đạo đan tổng cộng có 9 cái như vậy tính ra Tô Tỉnh mỗi lần kiểu đắm chìm mô phỏng, có khả năng thu hoạch cảm ngộ, cực hạn là 6,8405. Dựa theo nhân quả vận mệnh chi đạo thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh để tính, tối thiểu yêu cầu 4 lần mô phỏng. Thảm hại hơn chính là ta trước mắt còn không cách nào luyện chế ra cực phẩm ngộ đạo đan. Bởi vậy cho dù toàn bộ lĩnh hội nhân quả vận mệnh chi đạo, cũng cần ước chừng 5 lần mô phỏng trở lên thời gian. Nghĩ đến cái này, Tô Tỉnh hơi hơi lắc đầu. Lợi nhuận cùng trả giá nơi nơi là thành tỷ lệ, nhưng loại trừ lĩnh hội tiểu chu thiên quan tinh pháp bên ngoài, cái khác đại đạo, thậm chí tại linh vực cũng không thể coi nhẹ à. Tô tỉnh do dự một chút phía sau, quyết định tạm thời chỉ đem ngộ đạo trà tăng thêm dùng cho cảm ngộ nhân quả vận mệnh chi đạo. Về phần tính tất yếu đốn ngộ, cùng văn đạo đan hiệu quả, thì dùng cho phương diện khác. Ân, đã như vậy, như thế tiếp xuống, vẫn là trước lĩnh hội một phen tốc độ chi đạo. Tốc độ chi đạo, tính toán không được đỉnh tiêm đại đạo, bắt đầu tìm hiểu tới độ khó hơi thấp, bước vào đệ tứ cảnh, có lẽ không cần đến vạn năm thời gian à. Nghĩ như vậy nói, Tô Tỉnh khởi động tính tức yếu đốn ngộ, bắt đầu bắt đầu tìm hiểu nhanh chi đạo. Trong nháy mắt, 9 ngày thời gian đi qua, tính tức yếu đốn ngộ hiệu quả từng bước tiêu tán. Tô Tỉnh theo trạng thái đốn ngộ thoát thân, thể hội một thoáng nhanh đại đạo tiến bộ, khẽ gật đầu nói, không tệ, tốc độ chi đạo so ngày trước lại tiến bộ không ít. Như thế lần này kiểu đắm chìm mô phỏng nhiệm vụ, cũng coi như viên mãn hoàn thành. Tô Tỉnh tiếp xuống cũng không tính tiếp tục lưu lại tầng chín thiên vực. Hắn còn thừa lại chín mảnh ngộ đạo trà, cũng không luyện chế. Tiêu gần 2 tháng, Tô Tỉnh thuận lợi luyện chế được chín cái văn đạo đan. Theo lấy hàng chục hàng trăm lần luyện đan kinh nghiệm, lần này mô phỏng, Tô Tỉnh cuối cùng luyện chế được mai thứ nhất cực phẩm văn đạo đan. Cực phẩm văn đạo đan, một tháng lĩnh hội có thể bù đắp được 200 năm khổ tu. Hiệu quả là phổ thông văn đạo đan gấp 2. Chuyện này ý nghĩa là Tô Tỉnh luyện chế văn đạo đan kỹ nghệ triệt để đạt đến đại thành cảnh giới. Chậc chậc, đại thành cấp luyện chế kỹ nghệ, phía sau luyện chế ra cực phẩm văn đạo đan xác suất càng ngày càng cao. Thẳng đến cuối cùng có khả năng trăm phần trăm luyện chế ra hoàn mỹ văn đạo đan, ta tại một môn đan dược này bên trên cũng coi là bước vào viên mãn cấp bậc. Tô tỉnh nghĩ như vậy nói. Lúc này, có lẽ đã là mô phỏng thứ trăm hơn mươi năm. Là thời điểm rời đi tầng 9 thiên vực, đi tiểu thanh vân giới nhìn một chút. Tô tỉnh nghĩ như vậy nói, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, không có Hồng Nguyệt phía sau, Tiểu Thanh Vân giới tình huống như thế nào. Thế là Tô Tỉnh Tiêu thời gian một năm rưỡi, theo tầng 9 thiên vực tầng thứ 4, quay trở về Tiểu Thanh Vân giới. Đến Tiểu Thanh Vân giới phía sau, Tô Tỉnh hiện thực nhìn một chút đại hạ nhân tộc tình hình gần đây. Hơn 100 năm đi qua, đại hạ quốc người thường sớm đã thay đổi mấy lần. Để Tô Tỉnh có chút vui mừng chính là bây giờ đại hạ quốc bên trong sinh ra luyện khí sĩ xác suất cực cao, thậm chí so Tiểu Thanh Vân giới còn muốn cao cơ hồ mỗi 10 cái người bên trong, liền sẽ có một tên luyện khí sĩ. Thậm chí, Tô Tỉnh còn chứng kiến đến gần hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Đây là đại hạ quốc người thường hơn 100 năm tới sinh ra người mạnh nhất. Để Tô Tỉnh có chút kinh ngạc chính là vẻn vẹn hơn 100 năm không thấy, cận tông tuyết rõ ràng đã tăng lên tới hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi. Về phần Tô Tỉnh phụ mẫu thân bằng, cũng đã sớm bị Tô Tỉnh mỗi người giao cho linh căn, bước lên con đường tu tiên. Tô Tỉnh trong bóng tối nhìn xem đây hết thảy, cũng không hiện thân biết được bọn hắn bây giờ trải qua không tồi, liền đã thỏa mãn. Theo sau, Tô Tỉnh đi một chuyến Thiên Ma Thành tiền tuyến, nghe ngóng bây giờ trên chiến trường tình hình gần đây. Khương Hạo trở lại Thiên Ma Thành tin tức, rất nhanh đưa tới oanh động. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, Tô Tỉnh thủ hạ Thiên Uyên quân, số lượng liền tăng gấp 10 lần không chỉ. 10 vạn sĩ tốt, đều là hợp thể, trên đại thừa kỳ. Càng có mấy trăm vị tiên nhân cảnh giới cường giả đảm đương Thiên Phu trưởng, Vạn Phu trưởng chức vụ. Duy nhất để Tô Tỉnh có chút thất vọng là trừ hắn ra, Thiên Uyên Quân bên trong cũng chỉ có 3 vị thiên tiên, 9 vị địa tiên tọa trấn. Những cường giả này, đại bộ phận đều là Tô Tỉnh theo tinh thần giới bên trong mời tới. Bất quá cũng chính bởi vì Thiên Uyên Quân tồn tại, tiên tuyến trên chiến trường, dị tộc đã không cách nào cùng tu sĩ nhân tộc chống lại. Tiểu Thanh Vân giới trăm năm qua, đều mười phần yên ổn. Kiểu đám chìm mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh lần nữa trở lại hiện thực, khẽ gật đầu nói, Hồng Nguyệt, thật đã chết rồi à? hơn 100 năm, cũng chưa hiện thân. Tô tỉnh sơ sơ nhẹ nhàng thở ra, tiểu thanh vân giới bên trong, không có mắt đỏ dị tộc. Lại thêm tô tỉnh đối phương thế giới này tiến hành thay đổi, thiên uyên quân xuất hiện, hoàn toàn chính xác đủ để bảo vệ một phương thế giới này bình an. Nhưng trả ra đại giới, là lam tinh đến gần bị hủy. Tô tỉnh hơi hơi lắc đầu, cho dù hắn cực kỳ cố gắng cứu vãn lam tinh nhân tộc tính mạng, loại trừ bên ngoài đại hạ. Quốc gia khác người, cũng có vượt qua 80% nhân tộc chết tại cái kia một chàng trong kiếp nạn. Thôi được, lần này mô phỏng còn không quản được nhiều như vậy. Mau chóng đột phá tới đại vu đoán thể quyết tầng thứ 5, linh vực tu hành cũng không thể lười biếng. Nghĩ như vậy nói, tô tỉnh ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Nhiều lần sau khi tự hỏi, ngươi quyết định lưu tại Lam Tinh, dị tộc thần linh huyết nhục tinh hoa là cực gia luyện thể đồ vật, hơn nữa số lượng đầy đủ, ngươi quyết định dùng cái này đến giúp đỡ chính mình thuận lợi phá vỡ mà vào đại vu đoán thể quyết thứ năm thế là tiếp xuống ngươi mỗi ngày tu hành đại vu đoán thể quyết tăng cường nhục thân đánh vỡ cực hạn đồng thời càng cố gắng lĩnh ngộ linh vực trong nháy mắt 60 năm thời gian trôi qua năm thứ 200, một năm này ngươi linh vực phạm vi bao trùm đạt tới ngàn trượng ngàn trượng linh vực đã phạm vi không nhỏ chuyện này ý nghĩa là ngươi tại lúc đối địch có khả năng hữu hiệu đả kích đại đa số mục tiêu đồng thời cái này một giáp tới ngươi cách mỗi hai năm phục dụng một gốc bổ thiên hoa nhục thân khí huyết cũng bộc phát dồi dào tuy là không đạt tới đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm nhưng nhục thân lại so phía trước mạnh mẽ không chỉ một lần nhưng bổ thiên hoa số lượng dù sao cũng có hạn cũng may ngươi nắm giữ la thiên kính ngươi thúc giục la thiên kính chung môn người trợ giúp ngươi bồi dưỡng càng nhiều bổ thiên hoa mới có thể bảo đảm cách mỗi bên trên hai năm có thể phục dụng một mai thời gian còn lại ngươi thì là phục dụng tương đối dễ dàng lấy được huyết nhục tinh hoa rèn luyện thân thể như vậy lại là trăm năm thời gian trôi qua năm thứ ba trăm ngươi linh vực phạm vi tăng trưởng đến hơn 1.500 triệu. So với trăm năm trước, nhục thể của ngươi cũng mạnh mẽ không chỉ một lần. Cái này hơn 100 năm tới, bởi vì ngươi trở về, thiên uyên quân càng cường đại. Ngươi xuất lĩnh thiên uyên quân, cơ hồ đem dị tộc đuổi ra khỏi tiểu thanh vân giới. Trên chiến trường ngươi có khả năng đụng phải dị tộc số lượng càng ngày càng nhỏ, nơi nơi tìm kiếm vạn dặm, cũng liền đụng tới mấy cái dị tộc thần linh. Cái này, để ngươi hơi nghi hoặc một chút. Trong lòng ngươi suy đoán, có lẽ dị tộc cũng định di chuyển chiến trường, Tạm thời buông tha tiến đánh tiểu thanh vân giới, thế giới hiện thực, tô tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Dị tộc thần linh, tuyệt không chỉ Hồng Nguyệt một tôn. Thậm chí, trong ngoại tộc cường giả số lượng, có lẽ so ba ngàn thế giới càng nhiều. Cho dù, Hồng Nguyệt tử vong, dị tộc cũng không có khả năng buông tha xâm lấn ba ngàn thế giới. Chỉ là xâm lấn hoàn thành thời gian dài ngắn thôi. Căn cứ tô tỉnh phán đoán, dị tộc là so ba ngàn thế giới mạnh hơn. Cái này, liền mang ý nghĩa, xâm lấn ba ngàn thế giới là tất nhiên. Mà Hồng Nguyệt là dị tộc xâm lấn thanh nguyên vực một đại lực lượng, mất đi hắn. Nguyên cớ tiểu thanh vân giới mới có thể an toàn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, dị tộc sẽ buông tha cho xâm lấn. Bất quá muốn biết chính xác tin tức, chỉ có một chỗ. Thiên cơ các. Tô tỉnh suy nghĩ một phen, quyết định đi thiên cơ các hỏi thăm rõ ràng. Ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Nhiều lần sau khi tự hỏi, ngươi quyết định tiến về thiên cơ các, hỏi thăm liên quan tới dị tộc tình huống. Giờ phút này, tiểu thanh vân giới bởi vì tương đối yên ổn, bởi vậy thiên cơ các vẫn tại mở. Ngươi tiêu một chút tài nguyên, thuận lợi theo thiên cơ các bên trong, mua được một chỗ mấu chốt tình báo. Dị tộc, bởi vì thiên uyên quân cường đại, tạm thời buông tha xâm lấn tiểu thanh vân giới, nhưng gia tốc thế giới khác xâm lấn tốc độ. Mà bọn hắn xâm lấn mục tiêu là hắc thủy giới, hoàng sa giới trở hơi gần tiểu thế giới. Hơn nữa, bởi vì dị tộc xâm lấn, cái này hai chỗ tiểu thế giới đã nhanh muốn đối mặt tai họa ngập đầu trừ đó ra hàng lâm giáo lực lượng chủ yếu cũng tập trung vào cái này hai chỗ thế giới thiên cơ các tình báo phát hiện hàng lâm giáo tại tiến hành nào đó thần bí huyết tế nghi thức không ngừng tại tiến hành giết chóc tựa hồ là làm gần tới nào đó trận huyết tế thế giới hiện thực tô tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng một cái lộp bộp giết chóc huyết tế t ta liền biết hồng nguyệt cái đồ chơi này không dễ dàng như vậy bị chém giết tô tỉnh vuốt vuốt mi tâm chỉ cảm thấy đến một trận đau đầu hồng nguyệt dù sao cũng là theo đại la kim tiên trong tay đều bảo vệ tính mạng tồn tại bởi vậy cực kỳ khó đảm bảo chứng hắn không nắm chắc bài xem như giết chóc tử vong tương quan dị tộc thần linh muốn bị triệt để giết chết thật sự là quá khó khăn nguyên cớ cái kia hai tôn thái ất vẫn là không giải quyết triệt để hồng nguyệt à bất quá cũng may hai tôn thái ất để hồng nguyệt bị buộc giả chết thoát thân cuối cùng là trì hoãn mấy trăm năm phục sinh thời gian Tô Tỉnh xem chừng, Hồng Nguyệt chiến trường chính đã di chuyển, không tại Lam Tinh. Bây giờ, e rằng không có mấy người biết được Hồng Nguyệt bản thể chỗ tồn tại. Muốn diệt sát Hồng Nguyệt, biến đến bộc phát khó khăn. Bất quá, những cái này cũng không phải ta chỗ cần quan tâm. Lần này mô phỏng, tiến hành đến 300 năm, là thời điểm rời đi Tiểu Thanh Vân Giới. Tô Tỉnh biết được, tiếp xuống hắn lưu tại Tiểu Thanh Vân Giới bên trong, sẽ không còn an toàn. Bởi vậy, nhất định cần trở lại tầng 9 thiên vực, hướng về đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm phát động cuối cùng xông vào ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng thứ ba trăm một năm ngươi rời đi tiểu thanh vân giới đi đến tầng chín thiên vực vẻn vẹn mất thời gian hai năm ngươi liền đến tầng thứ bốn thứ ba trăm ba năm phía trước ngươi an bài bồi dưỡng mới một nhóm bổ thiên hoa thành thục ngươi chuẩn bị hướng về đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm phát động cuối cùng xông vào bổ thiên hoa tại thiên tài địa bảo bên trong cũng thuộc về cực kỳ hiếm thấy nó đối với khí huyết tăng cường, sinh mệnh lực cường hóa để ngươi giật mình. Cũng chính bởi vì nó hiệu quả rất cao, ngươi mới sẽ không tiếc đại giới nhiều lần bồi dưỡng bổ thiên hoa. May mắn, La Thiên Kính cùng Thần Nông Hữu Điền cũng không để cho ngươi thất vọng. Đi qua hơn 100 năm bồi dưỡng, nhóm thứ hai bổ thiên hoa thuận lợi thành thục, mà ngươi cũng hao phí pháp lực tu vi, thuận lợi đem hơn 100 gốc bổ thiên hoa mang ra. Phía sau, ngươi hàng năm đều phục dụng một gốc bổ thiên hoa, cũng phối hợp huyết nhục tinh hoa, tu hành đại vu đoán thể quyết nhục thể của ngươi cực hạn không ngừng bị đánh vỡ, ngươi khoảng cách đại vu đoán thể quyết tầng thứ 5 càng ngày càng gần. Như vậy, trăm năm thời gian thoáng chớp mắt đi qua. Thứ 415 năm ngày nào đó, ngay tại trong tu hành ngươi, cảm giác được trong cơ thể mình tầng một vô hình gông xiềng trong khoảnh khắc loại bỏ. Tại ngắn ngủi trong chốc lát, ngươi nhục thân cùng sinh mệnh đều chiếm được thăng hoa. Nguyên bản cứng cỏi làn da mặt ngoài, hình như nhiều hơn tầng một như bạch ngọc vật chất, để nhục thể của ngươi phòng ngự gấp mấy lần tăng trưởng. Trong cơ thể ngươi liên tục không ngừng sinh mệnh lực dâng lên mà ra, hình như không có bất kỳ tồn tại có thể trôn vùi nhục thể của ngươi ngươi khí lực tăng trưởng gấp mấy lần quyền toái tinh thần y nguyên không là giấc mơ chúc mừng ngươi đại vu đoán thể quyết thuận lợi bước vào tầng thứ năm thế giới hiện thực tô tỉnh nhìn thấy cái này kích động thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều đang run dày đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm tương đương với huyền tiên cảnh nhục thân vào giờ khác này cuối cùng đạt thành đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm chỗ huyền diệu tuyệt đối không chỉ máy mô phỏng miêu tả đơn giản như vậy nó mang tới khủng bố tăng lên, vẫn là yêu cầu tại trong hiện thực lĩnh hội một phen. Tô Tỉnh không biết rõ đại Vu đoán thể quyết tầng thứ năm khủng bố cỡ nào. Cuối cùng trong lịch sử có khả năng tu đến loại cảnh giới này Vu tộc cũng không nhiều. Nhưng hắn biết được phổ thông Huyền Tiên cùng chân tiên so sánh kém quá nhiều. Mà Huyền Tiên cảnh tại trong ba ngàn thế giới đã có thể trở thành chúa tể một phương tồn tại. vô luận tiến về như thế nào thế lực cũng sẽ là thượng khách khách. Huyền Tiên cảnh chiến đấu. Bình thường thế giới đã khó mà tiếp nhận. Đại Vu đoán thể quyết thuận lợi bước vào tầng thứ 5 phía sau, thực lực của ta có lẽ tính toán lại đi trên một bước bậc thang. Tuy là khoảng cách kim tiên còn kém xa lắm, nhưng huyền tiên cảnh bên trong, có lẽ có rất ít có thể uy hiếp đến ta tồn tại à. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, quan trọng nhất chính là hiện tại hẳn là có thể tiến về tầng thứ 5. Tô Tỉnh trong lòng có chút xúc động, nếu là có thể tiến về tầng thứ 5, cái kia Tô Tỉnh có lẽ có khả năng mô phỏng càng lâu thậm chí tầng thứ năm bên trong có bí cảnh trong đó trí bảo cũng có thể để tô tỉnh thăm dò nghĩ như vậy nói tô tỉnh mong đợi nhìn về phía bảng mô phỏng ngươi tiêu mấy tháng thời gian thích ứng bạo tăng nhục thân lực lượng phía sau liền quyết định tiến về tầng thứ năm thăm dò một phen ngươi vận chuyển hộ thể kiếm cương phóng thích linh vực hướng về tầng thứ năm vị trí tiến đến ngươi bước vào khủng bố hư không cương khí cảm nhận được cái kia khủng bố cương phong hình như có khả năng hủy diệt thế gian hết thảy nhưng bước vào đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm phía sau nhục thể của ngươi thậm chí tại nguyên lực đều có thêm một bước tăng trưởng so sánh lần trước xông vào cương phong lần này ngươi dễ dàng quá nhiều trong nháy mắt một ngày một đêm đi qua ngươi không rõ ràng nơi đây hư không cương phong chỗ tồn tại khu vực đến tột cùng lớn bao nhiêu nhưng tối thiểu cũng lan tràn mấy trăm vạn dặm giờ phút này ngươi hộ thể kiếm cương đã triệt để bị đánh nát vây quanh tại xung quanh cơ thể bảo hộ lấy ngươi linh vực cũng đã biến mất không thấy gì nữa ngươi thỉnh thoảng vung ra một đạo kiếm khí chặt đứt hư không cương phong, thỉnh thoảng phóng thích ngũ hành tiên bạo thuật nhiễu loạn cương phong vị trí. Dù vậy, vẫn sẽ có một chút cương phong công kích đến nhục thể của ngươi, nhưng cũng may, đại vu đoán thể quyết mang tới nhục thân tăng trưởng, để ngươi đối mặt hư không cương phong, vẫn như cũ có khả năng chống lại tuyệt đại bộ phận công kích. Cương phong phá tại thân thể của ngươi bên trên, mang ra từng tia từng tia vết máu, nhưng cuối cùng không tiếp tục để ngươi trọng thương. Như vậy, ngươi chịu đựng lấy đau đớn, hướng về tầng thứ năm tiến đến. Trong nháy mắt, lại là hai ngày thời gian đi qua. Cuối cùng, làm ngươi xuyên qua một cái nào đó bình chứng vô hình phía sau, ngươi cảm giác được chính mình tiến vào một vùng trời mới. Ngươi thuận lợi đến tầng thứ năm. Thế giới hiện thực, tô tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Đại vu đoán thể quyết bước vào tầng thứ năm phía trước, ta muốn thử nghiệm xuyên qua cái này hư không cương phong, kết quả chỉ có thể kiên trì mấy canh giờ. Thậm chí thân thụ thương nặng, hấp hối. Nhưng bây giờ, tuy là vẫn như cũ sẽ bị thương, nhưng tình huống so trước đó tốt quá nhiều cái này liền là đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm mang tới hiệu quả à tô tỉnh xem chừng bước vào tầng thứ năm phía sau hắn khí huyết nhục thân sinh mệnh lực thậm chí tại khí lực đều sẽ nắm chắc lần thậm chí tại gấp 10 lần tăng trưởng luyện thể nhất mạch càng về sau càng khó khăn độ khó thậm chí vượt qua luyện khí nhưng mỗi một cảnh giới mang tới tăng trưởng cũng là khủng bố vô luận như thế nào cuối cùng thuận lợi bước vào tầng thứ năm chỉ cần có thể tại tầng này bên trong sống sót liền có thể tránh cho bị thanh vân tử tại 500 năm thời gian tìm được. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, bước vào tầng thứ 5, hắn có khả năng mô phỏng bao lâu thời gian. Ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Đi qua không ngừng cố gắng, ngươi thuận lợi đến tầng thứ 5, nhưng vừa mới bước vào tầng thứ 5 phía sau, sắc mặt của ngươi liền kịch liệt biến hóa, bởi vì tầng thứ 5 bên trong, rõ ràng cũng có hư không cương phong tồn tại. Tuy là không bằng phía trước như thế dày đặc, nhưng cái này xuất quỷ nhập thần cương phong, vẫn như cũ thời khắc uy hiếp ngươi cái này khiến ngươi hít sâu một hơi nếu là thực lực không đủ người cho dù may mắn đến tầng thứ năm cũng khó có thể sinh tồn được ngươi tại tầng thứ năm vẻn vẹn thăm dò một tháng liền nhận lấy không dưới trăm lần hư không cương phong uy hiếp mà thời khắc phải đối mặt hư không cương phong để ngươi cũng không cách nào chuyên chú tu luyện bởi vậy đối với ngươi mà nói biện pháp duy nhất liền là tìm tới một chỗ tương đối an toàn bí cảnh cùng tiến vào ở trong bí cảnh tạm thời tu hành ôm lấy ý nghĩ như vậy ngươi bắt đầu thử nghiệm tìm kiếm bí cảnh tiêu hơn nửa năm ngươi rốt cuộc tìm được một chỗ cửa vào bí cảnh. Nhưng làm ngươi chuẩn bị bước vào bí cảnh thời điểm, mi tâm lại truyền đến đau nhói, su cát tị hung thiên phú điên cuồng dự cảnh. Trong lòng ngươi mơ hồ có loại dự cảm, nếu là tiến vào nơi đây trong bí cảnh, e rằng thập tử vô sinh. Ngươi lập tức minh bạch, trong cái bí cảnh này, tối thiểu nắm giữ sánh ngang kim tiên yêu thú tồn tại, cũng hoặc là hư không kỳ thú. Thế là ngươi buông tha tiến vào cái này một chỗ bí cảnh, quyết định thăm dò cái khác bí cảnh. Như vậy, lại là mấy năm thời gian đi qua thứ 415 năm, mấy năm qua này, ngươi thử nghiệm tìm hơn 10 chỗ bí cảnh, nhưng mỗi một chỗ trong bí cảnh đều ẩn chứa đủ để cho ngươi thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Nếu là không tiến vào bí cảnh, ngươi đối mặt uy hiếp lớn đều đến từ hư không cương phong, nếu là cẩn thận một chút, nhiều nhất không cách nào chuyên chú tu luyện, nhưng cũng không đến mức thân chết. Nhưng nếu là tiến vào bí cảnh thăm dò, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Bởi vậy, ngươi quyết định lại tìm kiếm mấy chỗ bí cảnh, thẳng đến tìm tới an toàn địa điểm. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Đại Vu đoán thể quyết bước vào tầng thứ năm phía sau, ta thực lực tổng hợp có lẽ tại Huyền Tiên đỉnh phong tả hữu. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới tiến vào tầng thứ năm tiêu chuẩn thôi. Tầng thứ năm, trong đó yếu nhất nguy hiểm, e rằng đều có Huyền Tiên cấp bậc. Cho dù Kim Tiên sơ ý một chút, cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Bởi vậy, nhất định cần phải cẩn thận cẩn thận. Tô Tỉnh biết được, hắn thực lực bây giờ quá yếu, nếu là cưỡng ép xông vào những bí cảnh kia, cửu tử nhất sinh. Không bằng tìm nhất an toàn bộ địa điểm, nhiều tu luyện một phen tuế nguyệt, thực lực càng mạnh phía sau, lại tiến hành thăm dò. Có vận may thiên phú tại thân, hy vọng có thể tìm tới an toàn bí cảnh à. Nghĩ như vậy nói, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Trong nháy mắt, lại là thời gian 5 năm đi qua. Thứ 420 năm, mấy năm qua này, ngươi lại lần lượt tìm được hơn 10 chỗ bí cảnh. Cuối cùng ngày nào đó ngươi tại một chỗ cửa vào bí cảnh dừng lại ngươi su cát tị hung thiên phú vẫn như cũ truyền đến dự cảnh nhưng đã không giống phía trước mãnh liệt như vậy ngươi tâm thần chìm vào tinh thần chi hải bên trong sử dụng tiểu chu thiên quan tinh pháp bắt đầu bói toán cuối cùng bói toán kết quả biểu hiện quẻ tượng tiểu hung tuy là có nhất định nguy hiểm nhưng nếu là vượt qua phía sau sẽ có nhất định thu hoạch mặc dù là tiểu hung quẻ tượng nhưng đây đã là ngươi 10 năm qua gặp phải tốt nhất bói toán kết quả ngươi không có ý định tiếp tục chậm trễ thời gian lưu tại ngoại giới, vẫn như cũ không cách nào yên tâm tu hành, chi bằng buông tay đánh cược một lần. Thế là ngươi vận chuyển không gian chi đạo, tiến vào cái này một chỗ ở trong bí cảnh. Cái này một chỗ bí cảnh không gian không lớn, ước chừng chỉ có phương viên trăm dặm. Trong lòng ngươi hơi động, thần thức nháy mắt bao phủ toàn bộ bí cảnh. Tại ngươi trong cảm ứng của thần thức, cái này tựa hồ là một chỗ đảo hoang, chỉ có phương viên trăm dặm, bên ngoài đảo hoang thì là vô hình hư không loạn lưu, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trên đảo hoang này sinh thái hoàn cảnh lại để ngươi kinh ngạc. Chỗ này đảo hoang, tựa hồ là cự nhân vương quốc. Trên cô đảo, tất cả hoa cỏ cây cối đều lộ ra to lớn vô cùng. Cao hơn 10 mét bụi cỏ, cao mấy trăm thước đại thụ che trời. Liền một khối đá, đều giống như núi nhỏ. Vẹn vẹn tại thần thức của ngươi cảm ứng bên trong, liền phát hiện không dưới mấy trăm con hình thể to lớn trùng tử. Nguyên bản dài mấy cm trùng tử, cũng thay đổi đến như voi lớn nhỏ. Ngươi tiêu nửa ngày thời gian, tỉ mỉ lục soát cái này một chỗ bí cảnh cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía trung ương đảo một chỗ núi lửa đây là một chỗ núi lửa chết miệng núi lửa nhưng lại vạn trượng rộng mà thần thức của ngươi tại chỗ này trong núi lửa cảm ứng được một chỗ khủng bố sinh mệnh khí tức thậm chí so ngươi chỉ mạnh không yếu ngươi trong lòng biết nguy hiểm liền đến từ cái này một chỗ núi lửa thế là ngươi tiến về miệng núi lửa muốn thăm dò một phen ngay sau đó ngươi thấy được một đầu thân cao mấy ngàn trượng khủng bố cự nhân cự nhân này như cùng nhân loại đồng dạng nắm giữ tứ chi ngũ quan. Nhưng thân thể lại giống như giống như núi cao, để cho ngươi cảm thấy không rõ chính là cự nhân này trên mình, cái kia quấn quanh khí tức màu đen, để ngươi cảm thấy có chút bất an. Giờ phút này, cái này một đầu cự nhân ngay tại ngủ say, ngươi tỉ mỉ quan sát một phen phía sau, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, cái này hình như là một tôn vu tộc. Thân cao mấy ngàn trượng, hình thể như người, còn có cái này như là liệt dương khủng bố sinh mệnh lực, không một không nhắc tới bày ra lấy thân phận của hắn tuy là ngươi có lòng đánh thức cái này một tôn vu tộc cự nhân nhưng mi tâm đâm nhói nhắc nhở lấy ngươi kẻ đến không thiện nhiều lần do dự phía sau ngươi quyết định tạm thời không đánh thức nó mà là liền lưu tại ở trong bí cảnh tu hành nhưng mà ngươi vừa mới chuẩn bị lúc rời đi tôn này khủng bố vu tộc cự nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra lộ ra con ngươi đen nhánh cùng trong trắng mắt truyền ra bạo ngược cùng giết chóc khí tức trong lòng ngươi nháy mắt sáng tỏ đây là một tôn nhập ma vu tộc cự nhân không có chút gì do dự tôn này viễn cổ cự nhân đứng lên che khuất bầu trời bàn tay hướng ngươi vùng tới ngươi thấy thế vội vã vận chuyển không gian chi lực thuấn di đến bên ngoài mấy chục dặm cùng lúc đó khủng bố núi lửa bắt đầu bạo phát toàn bộ miệng núi lửa đều bị cự nhân một bàn tay phá hủy mảng lớn nham tương tràn vào đến trên lục địa tiếp theo một cái chớp mắt cự nhân kia nhảy lên một cái đạp ở trên đại địa chỉnh tọa đảo hoang đều truyền đến khủng bố địa chấn đại địa bắt đầu sụp đổ ngươi thấy thế trong lòng căng thẳng cũng không phải sợ hãi cái này vu tộc cự nhân cùng ngươi chiến đấu, mà là giữa các ngươi chiến đấu, chắc chắn sẽ tùy tiện hủy diệt nơi đây bí cảnh. Thế là ngươi nghĩ cách đem vu tộc cự nhân dẫn tới tầng thứ 5 trong hư không. Mất lý trí vu tộc cự nhân không có suy nghĩ nhiều, đuổi theo ngươi rời đi nơi đây bí cảnh. Rời đi cái kia đảo hoang bí cảnh phía sau, ngươi mới triệt để thấy rõ tôn vu tộc này cự nhân toàn cảnh. Nó thân thể ước chừng 3 ngàn trượng, nặng không biết bao nhiêu, nó thần tình giữ tợn giống như ma thần, hai mắt màu đỏ thẫm, hình như muốn diệt sát nhìn thấy hết thảy sinh linh. Chỉ thấy thứ nhất phất tay, trong không gian truyền đến gió lốc lớn, khủng bố cương khí hướng về ngươi phả vào mặt. Ngươi thấy thế vội vã kích phát hộ thể kiếm cương, đem bản thân vững vàng bảo vệ, theo sau chợt quát một tiếng, trên mình gân xanh thẳng bạo, muốn ngăn trở một trường này, nhưng khủng bố quái lực, như là tinh thần trị lạc đồng dạng, trực tiếp đem ngươi đánh bay mấy trăm dặm xa, mới khó khăn lắm dừng lại. Ngươi nhìn xem chính mình vặn vẹo cánh tay trái, trong mắt mang theo một chút nghiêm túc. Lần đầu giao phong, ngươi không có chút nào bất ngờ toàn diện rơi vào thế bất lợi hình thể mang tới chênh lệch thật lớn vu tộc huyết mạch cường hoành để ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới nhìn xem đâm vọt lên vu tộc cự nhân ngươi chừng trong mắt thi triển thần thông thiên địa pháp tướng chỉ thấy nhục thể của ngươi bắt đầu nhanh chóng biến lớn một trượng mười trượng trăm trượng ngàn trượng cuối cùng ngươi biến thành một tôn ba ngàn trượng cao cự nhân sau lưng như có một tôn màu vàng kim mở to mắt tổ vu đang nộ hống đối mặt khí thế hung hung vu tộc cự nhân, ngươi không chút khách khí, một quyền đánh vào gương mặt của hắn bên trên. Một quyền này oanh ra, màu đỏ thấm huyết dịch chảy xuôi, rơi tại tầng thứ năm, giống như hóa thành huyết vũ. Vẹn vẹn một quyền, ngươi liền đem cái này một tôn vu tộc cự nhân đánh lui ngàn dặm xa. Cảm thụ được trên nắm tay tê dại cảm giác, ánh mắt ngươi ngưng trọng, mấy phen giao thủ xuống tới, ngươi cũng biết cái này một tôn cự nhân đại khái thực lực. Đây là một đầu huyền tiên hậu kỳ vu tộc cự nhân, nó vì không biết nguyên nhân, mất đi thần trí đồng thời không có chết tại cái kia một chàng kiếp nạn bên trong, ngược lại sống tiếp được. Nó cũng không phải là tinh vu nhất tộc, nhưng lực lượng lớn, thậm chí so thi triển thiên địa pháp tướng phía sau ngươi, còn muốn hơi thắng một cấp. Bằng vào vu tộc huyết mạch cường hoành, cái này một đầu cự nhân nắm giữ có thể so huyền tiên đỉnh phong thực lực. Nhưng ngươi không có lùi bước, mà là đối diện cùng chiến đấu. Vu tộc ở giữa chiến đấu, giản dị tự nhiên, quyền quyền đến thịt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều đủ để để núi lở, đất nứt. Trong nháy mắt, các ngươi liền giao thủ vài trăm cái hiệp nhưng chuyện này với các ngươi tới nói vẻn vẹn liền làm nóng người đều không có ngươi bắt được cơ hội khủng bố ngũ hành tiên lực tại thể nội vận chuyển trực tiếp hướng về vu tộc cự nhân đánh tới ngũ hành linh bạo thuật mang tới khủng bố uy thế thậm chí đủ để phá hủy cả một cái đại lục nhưng nện ở vu tộc cự nhân trên mình chỉ là để nó bị thương đau oa oa trực khiếu chiến đấu vẫn còn tiếp tục trong nháy mắt thời gian ba tháng đi qua một trận chiến này kéo dài đến đến gần trăm ngày hóa thân vu tộc pháp tướng ngươi thể năng dồi dào giống như thần linh chỉ là trong ngày chiến đấu ngươi vẫn như cũ tinh lực dồi dào nhưng đối diện cái kia một tôn vu tộc cự nhân càng khủng bố hơn ngươi thậm chí có một loại ảo giác ba tháng này đến nay chiến đấu đối nó như là triệt để đánh thức đồng dạng lập tức lấy chiến đấu lâm vào gai cấn ngươi vung tay lên một cái nhắm thẳng vào trên cửu thiên như có tinh thần lập loè. sau một lát bên tai chuyển đến tiếng thét ngươi vừa lui mấy ngàn dặm một giây sau một khỏa đường kính trăm dặm tiểu hành tinh từ trên chín tầng trời bị ngươi dùng tinh thần chi lực dẫn động dùng một loại tốc độ kinh người đánh tới hướng cái này vu tộc cự nhân thân cao ba ngàn trượng vu tộc cự nhân tại ngôi sao to lớn trước mặt yếu ớt như là con sâu cái kiến một chiêu này vạn tượng tinh thần dẫn tại ngươi bước vào tầng thứ năm phía sau ngươi có khả năng triệu hoán tinh thần biến đến bộc phát to lớn triệu hồi ra cái này một khỏa đường kính trăm dặm tinh thần phía sau ngươi hơi thở dốc một cái chớp mắt hiển nhiên vạn tượng tinh thần dẫn tiêu hao cũng không nhỏ coi như ngươi cho rằng chính mình một kích này có khả năng đánh cho trọng thương thời điểm bên ngoài mấy ngàn dặm lại truyền đến khủng bố âm hưởng tiếp theo một cái chớp mắt cái ngôi sao kia hóa thành thấu trời đá vụn hướng về bốn phương tám hướng kích xạ dạ. tôn vu tộc này cự nhân rõ ràng một quyền oanh bạo một khỏa tinh thần tuy là trong lòng có chút dự liệu nhưng một kích này không có kết quả sắc mặt ngươi vẫn còn có chút khó coi hơi khôi phục một chút thể lực phía sau ngươi hướng về vu tộc cự nhân lần nữa chiến đấu trong nháy mắt lại là thời gian 9 tháng đi qua. Thứ 421 năm, đây là ngươi cùng đầu vu tộc này cự nhân chiến đấu năm thứ nhất, một trận chiến này, kéo dài trọn vẹn thời gian một năm. Các ngươi liên chiến mấy trăm vạn dặm, dọc theo đường thế công thậm chí đủ để hủy diệt một cái tiểu thiên thế giới. Nhưng nơi đây chính là tầng 9 thiên vực, thượng cổ chiến trường. Các ngươi chiến đấu cũng chỉ là để hư không cương phong hỗn loạn, cũng không hủy diệt vực này. Một năm này cường độ cao chiến đấu, để ngươi thể lực tiêu hao rất nhiều, ngươi nuốt chừng không biết bao nhiêu vạn cân huyết nhục tinh hoa, mới bảo đảm thiên địa pháp tướng vận chuyển. Một năm này chiến đấu, càng làm cho người biết được, muốn chém giết một đầu huyền tiên hậu kỳ vu tộc, độ khó so chém giết huyền tiên đỉnh phong tu sĩ thậm chí càng lớn. Rõ ràng ngươi nắm chắc 10 lần cơ hội đánh cho trọng thương, nhưng vu tộc khủng bố sinh mệnh lực để nó nhanh chóng khôi phục thương thế. Bất quá, hơn một năm nay chiến đấu cũng để cho ngươi đối đại đạo cùng linh vực cảm ngộ, biến đến đi sâu rất nhiều. Chỉ thấy trong lòng ngươi hơi động, một chuôi vô hình hư không kiếm xuất hiện trong tay ngươi, cái này mấy trăm trượng dài vô hình kiếm hoàn toàn do không gian chi đạo cấu thành đủ để chặt đứt hư không ngươi nhẹ nhàng vung lên chuôi này không gian ở giữa đem vu tộc thân thể chặt đứt máu tươi rơi mấy ngàn dặm nhưng một giây sau cái này vu tộc cự nhân bị chém đứt tứ chi bắt đầu lần nữa sinh trưởng loại chiến đấu này tại trong một năm đã phát sinh mấy chục lần đại vu đoán thể quyết tầng thứ tư ban cho khủng bố sinh mệnh lực cũng xuất hiện tại tôn vu tộc này cự nhân trên mình nó sức khôi phục thậm chí mạnh hơn người trong lòng ngươi biết được, tại tiếp tục như thế, tuy là ngươi sẽ không bị đánh bại, nhưng cũng không cách nào đánh giết đầu này cự nhân. Thế là ngươi bắt đầu dụng tâm cảm ngộ chính mình lĩnh ngộ đại đạo, tại phương viên 1500 trượng bên trong, linh vực hòa làm một thể, hơn 10 loại đại đạo theo ngươi tâm thần mà động. Ngươi nhanh chóng đến gần tôn này vu tộc cự nhân, theo sau không giữ lại chút nào thả ra nhân quả chi đạo. Ngươi dùng nhân quả tri đạo, cưỡng ép nghịch chuyển tôn vu tộc này cự nhân khôi phục thương thế năng lực để nó trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục thương thế, nhưng trả ra đại giới là ngươi mất đi 3.000 năm tuổi thọ. Theo sau, ngươi dùng sát chi đạo, gia trì tại trên kiếm đạo, khủng bố kiếm khí hướng về vu tộc cự nhân thân thể đâm xuyên mà đi. Cái này vu tộc cự nhân không quan tâm, vẫn như cũ như ngày trước cái kia, hướng ngươi huy quyền mà tới. Nhưng theo sau nó tức giận phát hiện, hắn khôi phục thương thế huyết mạch chi lực, hình như biến mất. Mà ngươi cũng bắt được cái này một cơ hội, cùng đại chiến một trận mỗi phong ấn cái này vu tộc cự nhân một ngày tự lành năng lực ngươi liền muốn tổn thất trăm năm thọ nguyên một trận chiến này lại kéo dài sơ sơ sáu tháng mà ngươi cũng hao phí vẻn vẹn hai vạn năm thọ nguyên để vu tộc cự nhân không cách nào khôi phục thương thế cuối cùng bị ngươi sống sờ sờ mài chết thứ 422 năm đi qua dài đến một năm rưỡi sau khi chiến đấu ngươi cuối cùng đem cái này vu tộc cự nhân chém giết nó thân thể lớn huyết mạch mạnh để ngươi vẫn như cũ lòng còn sợ hãi chém giết tôn vu tộc này cự nhân phía sau ngươi về tới chỗ kia đảo hoang bí cảnh chuẩn bị ở chỗ này tu hành đi qua điều tra của ngươi phát hiện nơi đây đảo hoang bí cảnh rõ ràng cực kỳ huyền diệu trong đó trồng rất nhiều loại ngươi nói không ra danh tự linh thực những linh dược này tiên dược tất cả truyền lại từ thượng cổ thời kỳ trong đó hơn phân nửa bây giờ tu tiên giới đã diệt tuyệt phương viên trăm dặm trong đảo có mấy ngàn chủng linh dược linh trồng trong đó hơn phân nửa là luyện thể sử dụng trong lòng ngươi đại hỉ trong lòng đối đảo cũng có chút suy đoán cái này một chỗ đảo hoặc là thượng cổ thời kỳ một chỗ thế giới mảnh vụn cực lớn khả năng là Vu tộc chỗ nương náu tại cái kia một tràng trong đại chiến đảo này cũng không bị phá hủy từ đó lưu truyền tới bây giờ đánh rơi tại tầng thứ năm bên trong đánh chết đầu kia có thể so Huyền Tiên đỉnh phong Vu tộc cự nhân phía sau ngươi an tâm lưu tại nơi đây trong đảo tu hành mà những thiên tài địa bảo kia đối với ngươi tu hành đại Vu đoán thể quyết tầng thứ năm tăng cường nhục thân cũng có lợi thật lớn thế giới hiện thực Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chớp chớp lông mày. Căn cứ suy đoán của hắn, cái này một chỗ bí cảnh hẳn là thượng cổ thời kỳ vu tộc tụ tập địa. Trong đó hoàn cảnh thích hợp vu tộc sinh hoạt, tự nhiên cũng gieo trồng một chút vu tộc sử dụng linh dược, thiên tài địa bảo. Chậc chậc, vu tộc sử dụng thiên tài địa bảo, đại bộ phận là tăng cường khí huyết cần thiết. Nhìn tới chỗ này bí cảnh, không có đến không à. Căn cứ Tô Tỉnh chỗ biết, đại vu đoán thể quyết tầng thứ 5 tu hành, yêu cầu nhiều tăng thêm khí huyết thiên tài địa bảo phụ trợ mà những thiên tài địa bảo này, Tô Tỉnh muốn chính mình thu thập, yêu cầu hao phí không ít thời gian, thậm chí những cái kia đã diệt tuyệt linh dược, Tô Tỉnh cũng không cách nào thu được. Mà nơi đây bí cảnh xuất hiện, không thể nghi ngờ để Tô Tỉnh ít đi rất nhiều phiền não. Không tệ, bí cảnh này vị trí là nhất định phải nhớ kỹ, tương lai đại vu đoán thể quyết tu hành, còn thiếu không được những thiên tài địa bảo này. Tô Tỉnh nghĩ như vậy nói. Nhưng lần này mô phỏng, loại trừ thăm dò đến chỗ này bên ngoài bí cảnh cùng thượng cổ vu tộc cự nhân giao thủ kinh nghiệm cũng để cho tô tỉnh được ích lợi không nhỏ bây giờ thực lực của ta đích thật là tại huyền tiên cảnh đỉnh phong nhưng huyền tiên ở giữa chém giết đã cực kỳ khó phân ra thắng bại như không phải thực lực nghiền ép cho dù chém giết mấy năm chỉ sợ cũng khó mà đánh giết đối phương tô tỉnh nghĩ đến cái này có chút đau răng hắn xem như thấy được viễn cổ vu tộc chỗ cường đại cái kia khủng bố nhục thân so tô tỉnh đều mạnh hơn không ít muốn đánh giết dị thường gian nan thậm chí tô tỉnh bản thân trả giá vài vạn năm tuổi thọ đại giới chém ngược nhân quả mới miễn cưỡng đánh chết tôn này huyền tiên cảnh vu tộc chật chật chỉ là không biết rõ cái kia vu tộc đến tột cùng là lai lịch gì trong cổ tịch mặc dù ghi chép vu tộc bạo ngược vui giết chóc nhưng cũng không đến mức vừa thấy mặt liền chém giết cái người chết ta sống à tô tỉnh nghĩ đến cái kia vu tộc cự nhân trên mình khác thường có lẽ là nó nhận lấy không biết ảnh hưởng mới sẽ biến thành bộ dáng kia bất quá cuối cùng là tại tầng thứ 5 nắm giữ một chỗ nơi an thân hy vọng tại cái kia tầng thứ năm có khả năng tận khả năng ngăn che thanh vân tử truy kích nhiều tu hành một khoảng thời gian tô tỉnh trong lòng có chút chờ mong ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng thứ 425 năm người lưu tại chỗ kia ở trong bí cảnh tu hành mỗi ngày loại trừ tu hành đại vu đoán thể quyết bên ngoài liền là lĩnh ngộ linh vực trong nháy mắt hơn 10 năm đi qua năm thứ 500 trải qua vài mười năm tu hành ngươi linh vực phạm vi khuếch trương đến 1.800 trượng hơn, linh vực uy lực tăng thêm một bước. Nhưng để ngươi có chút nhức đầu là đại vu đoán thể quyết tiến triển, biến đến chậm lại. Đại vu đoán thể quyết tầng thứ 5, sánh ngang huyền tiên. Mà huyền tiên tu sĩ, nhất trọng cảnh giới đột phá, hơi một tí vạn năm lâu dài. Cho dù ngươi thiên tư kinh người, muốn theo đại vu đoán thể quyết tầng thứ 5 nhập môn tu tới tiểu thành, chỉ sợ cũng yêu cầu ngàn năm lâu dài. Liên cái này, vẫn là tính toán thiên phú của ngươi bổ trợ phía sau. Con đường tu hành, càng về sau càng khó khăn, ngươi có khả năng cảm giác được, ngàn năm tăng lên vượt qua một tiểu tầng bình cảnh, đã là xưa nay chưa từng có. Nhưng đối với ngươi tới nói, tốc độ vẫn là quá chậm chút. Nếu là dựa theo phía trước mô phỏng thời gian dài, hai lần mô phỏng tích lũy, có lẽ mới đủ đủ đem đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm tăng lên tới tiểu thành. Khi huyết tích lũy, nhục thân mà luyện, vốn là mài nước công phu, mặc dù có thiên tài địa bảo trợ giúp, tốc độ vẫn như cũ chậm chạp. Nhưng cũng may ngươi không nhất thời vội vã, loại trừ tu hành đại vu đoán thể quyết bên ngoài, ngươi chú trọng hơn linh vực tu hành. Ngươi cũng không hề rời đi cái này một chỗ đảo hoang bí cảnh, mà là tại trong bí cảnh, bố trí xuống cấm chế, trận pháp, ngăn che thiên cơ, muốn quấy nhiễu thanh vân tử bói toán. Ngươi mỗi ngày đắm chìm tại trong tu hành, cuộc sống ngày ngày trôi qua, thanh vân tử hình như cũng không tìm kiếm được ngươi. Trong nháy mắt, lại là trăm năm thời gian trôi qua. Năm thứ sáu trăm, so với trăm năm trước, nhục thể của ngươi lại có biên độ nhỏ tăng lên, nhưng khoảng cách đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm tiểu thành vẫn như cũ trên lệch rất xa nhưng cũng may đi qua trăm năm tu hành ngươi linh vực phạm vi mở rộng đến hai ngàn trượng uy lực cũng có tăng thêm một bước đi qua trăm năm tu hành ngươi có lòng tin nếu là cùng cái kia vu tộc cự nhân ác chiến có lẽ cũng không cần trả giá lớn như thế đại giới coi như ngươi cho rằng chính mình triệt để thoát khỏi thanh vân tử truy sát thời gian ngày nào đó thiên phú của ngươi su cát tị hung thiên phú truyền đến dự cảnh ngày kế tiếp thanh vân tử tìm tới ngươi chỉ thấy trong hư không một đạo thân ảnh màu đen xé mở không gian một bước bước vào đảo hoang ở trong bí cảnh người này rõ ràng là thanh vân tử ác thi thanh vân tử bấm ngón tay tính toán trên mặt lộ ra một vòng vẻ hài hước hắn nhìn ra ngươi sở học bói toán chi pháp là tiểu chu thiên quan tinh pháp pháp này thông tại bói toán bản thân khí vận thân chết nhưng càng nổi tiếng là đại chu thiên quan tinh pháp lập tức thanh vân tử muốn ra tay với ngươi ngươi trước khi chết hỏi ra nghi ngờ trong lòng đại chu thiên quan tinh pháp chỗ tồn tại nơi nào thanh vân tử cũng không che giấu hắn cáo chi ngươi đại chu thiên quan tinh pháp từ trước đến giờ thần bí ba ngàn thế giới chỗ biết người bất quá một tay số lượng mà hắn vừa vặn biết được đại chu thiên quan tinh pháp là thiên cơ các chủ sở tu nhưng bói toán ba ngàn thế giới luân hồi thời gian là thế gian bói toán chi đạo cuối cùng sau khi giải thích xong thanh vân tử một trưởng chụp chết người người chết đinh lần này mô phỏng kết thúc Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn. Lần này mô phỏng, hình như đạt được một cái rất có giá trị tin tức. Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp, Thiên Cơ các chủ sở tu à. Tô Tỉnh hơi hơi dù gì nói, dựa theo phỏng đoán của hắn, vô luận lớn tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp, có lẽ đều là truyền lại từ viễn cổ tinh vu nhất tộc. Mà Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp cũng là như vậy, chỉ bất quá nó sớm đã đánh rơi. Có lẽ là tại đánh rơi bên trong, bị thiên cơ các chủ ngẫu nhiên chỗ đến. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp, bói toán 3000 thế giới vận mệnh. Có khả năng bói toán luân hồi cùng thời gian à? Tô Tỉnh chỉ cảm thấy đến có chút nan giải. Nếu là thiên cơ các chủ, thật sự có thể nhìn trộm tuyến thời gian, đây tuyệt đối là Tô Tỉnh không thể trêu nhất người. Nhưng theo sau, Tô Tỉnh hơi hơi lắc đầu. Thời gian chi đạo là thế gian vạn đạo nhân tài kiệt xuất. Đừng nói là đại la kim tiên, liền là thánh nhân. Muốn quấy nhiễu tương lai đi qua tuyến thời gian, chỉ sợ cũng là không có khả năng lắm tô tỉnh càng nghiêng về thiên cơ các chủ thủ đoạn có khả năng bói toán tương lai khả năng phát sinh sự tình mà cũng không phải là trực tiếp nhìn trộm thời gian bất quá cùng thiên cơ các chủ tiếp xúc đã là sớm muộn sự tình căn cứ tô tỉnh biết tình báo thiên cơ các chủ từ trước đến giờ không hỏi thế sự nhưng nếu là leo lên thiên địa nhân tam bảng đầu bảng có thể gặp một lần thiên cơ các chủ cũng để nó trả lời một vấn đề căn cứ trèo lên bảng đơn khác biệt Trả lời vấn đề độ khó cũng không giống nhau. Nếu là vẻn vẹn nhân bảng đầu bảng, hỏi ra tình báo giá trị có lẽ có giới hạn. Nhưng nếu là có khả năng trèo lên thiên bảng cùng địa bảng đầu bảng, nói không chắc liền có thể hỏi ra mấy vị có giá trị tình báo. Tô Tỉnh nhắm mắt suy nghĩ, đem cuối cùng trăm năm mô phỏng tin tức không sót một chữ tính toán mấy lần. Sau một lát gật đầu nói, vô luận như thế nào, nếu là ở tầng thứ 5 bên trong, có lẽ có khả năng ngăn cản Thanh Vân Tử nhận biết. Tối thiểu nhất có thể mô phỏng 600 năm thời gian. Tô tỉnh lần này xem như đánh vỡ mô phỏng ghi chép. Nhưng 600 năm thời gian vẫn là quá ít. Tô tỉnh phỏng trừng nếu là muốn tiến vào tầng thứ 6, không đến kim tiên cảnh là không có khả năng làm được. Chuyện này ý nghĩa là tại kim tiên phía trước, tô tỉnh một lần mô phỏng chỉ có chỉ là 600 năm. Vẹn vẹn kéo dài trăm năm nếu là dựa theo huyền tiên cảnh tu hành độ khó. E rằng tô tỉnh mô phỏng một năm nửa năm mới có khả năng gian nan tu đến kim tiên cảnh à nguyên cớ, lần sau mô phỏng nhất định cần tiến về vô tận hải vực. Tô tỉnh tuy là pháp lực tu vi không đến huyền tiên, nhưng nhục thân chi lực đạt tới, cho dù khó mà xuyên qua vô tận hải vực, đến thiên cơ giới. Nhưng bảo vệ tính mạng, không khó lắm. Tiếp một lần mô phỏng, có thể thử một lần. Tô tỉnh khẽ gật đầu, tổng kết một phen lần này mô phỏng thu hoạch phía sau, tô tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng danh sách. Bách hoa thần thể, màu vàng kim thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm nhập môn viễn cổ vu tộc luyện thể bí pháp tầng thứ năm có thể so huyền tiên xung quanh cơ thể tạo thành vô địch khí tràng nhưng nhục thân xé nát hư không sinh mệnh cứng cỏi mà không thể biết trong cả vu tộc có khả năng tu tới tầng thứ năm liền đã xem như người nổi bật giá bán 100 vạn năng lượng bản nguyên chân tiên cảnh tầng năm tu vi vượt qua tiên nhân tam tai thành tựu chân tiên đại đạo khả kỳ thọ tới nhất nguyên sẽ lâu dài giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên linh vực tu hành thành quả lựa chọn phía sau đối với linh vực cảm ngộ tăng lên trên diện rộng, bản thân linh vực phạm vi bao trùm đến 2000 trượng. Linh vực bên trong pháp thuật thần thông uy lực tăng lên trên diện rộng, đại đạo cảm ngộ tùy tâm mà dùng, giá bán 12 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn trước mắt bảng mô phỏng ban thưởng, khóe miệng giật một cái. Bao nhiêu? Tầng thứ 5 nhập môn, giá bán 100 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh lập tức có chút đau răng. Hắn vất vả góp nhặt hồi lâu, trong tay cũng mới hơn 100 vạn năng lượng bản nguyên nếu là lần này mang ra đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm tu vi cùng linh vực tu hành thành quả chỉ sợ cũng muốn bị ép khô căn cứ tô tỉnh kinh nghiệm đại vu đoán thể quyết đột phá cần thiết năng lượng bản nguyên là so cùng cảnh giới luyện khí tu vi muốn tiện nghi dựa theo phỏng đoán cái này 100 vạn năng lượng bản nguyên hẳn là huyền tiên cảnh nhất trọng cảnh giới đột phá cần thiết năng lượng chỉ bất quá trong mô phỏng ta đột phá tới tầng thứ năm sau khi nhập môn lại tu hành trăm năm có lẽ nhiều chút tiêu phí tô tỉnh chật chật lưỡi Vô luận như thế nào, luyện khí nhất trọng cảnh giới, trăm vạn năng lượng bản nguyên, vẫn là vượt qua tô tỉnh tưởng tượng. Tô tỉnh vất vả một vòng, nơi nào có thể kiếm lời đạt được một trăm vạn năng lượng bản nguyên? E rằng, sau này tô tỉnh cực kỳ khó làm đến mỗi tuần mô phỏng đều thuận lợi mang ra tu vi. Coi như có khả năng tu hành đến đột phá cảnh giới, năng lượng bản nguyên cũng sẽ không đủ. Thôi được, xe đến trước núi ắt có đường, trước mắt vẫn là trước đột phá cảnh giới à? Tô tỉnh lầm bầm nói ta lựa chọn mang ra đại vu đoán thể quyết tầng thứ 5 nhập môn tu vi, cùng linh vực tu hành thành quả. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra đại vu đoán thể quyết tầng thứ 5 nhập môn tu vi, tiêu phí 100 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 76 vạn 2405 điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra linh vực tu hành thành quả. Tiêu phí 12 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 64 vạn 2405 điểm. Liên tiếp hai thanh âm nhắc nhở rơi xuống, chợt hai cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội chỉ thấy tô tỉnh toàn thân khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất sau lưng như có dị tượng xuất hiện tô tỉnh nhục thân không cầm được run rẩy ngắn ngủi trong chốc lát liền đã phát sinh to lớn thuế biến tô tỉnh tỉ mỉ thể ngộ chỉ cảm thấy bản thân lực lượng khí huyết thậm chí nhục thân cường độ tăng lên gấp 10 lần không chỉ đại vu đoán thể quyết theo tầng thứ tư viên mãn bước vào tầng thứ năm là biến chất tại cái này vĩ lực miễn cưỡng lực lượng tựa hồ chỉ là tầm thường nhất một loại biến hóa điều chỉnh hồi lâu sau Tô Tỉnh thích ứng nhục thân chi lực tăng trưởng, trên mặt hiện lên chấn kinh. Vẻn vẹn luận luyện thể thực lực, chỉ sợ ta so đột phá phía trước mạnh gấp mấy lần không chỉ. Loại lực lượng kinh khủng này, một quyền toái tinh. Tay không làm nát một tòa tiểu thế giới, hình như cũng không phải không làm được. Tô Tỉnh phất phất tay, không khí mắt trần có thể thấy bắt đầu vặn vẹo. Hắn có khả năng cảm giác được, chính mình bên ngoài thân nguyên lực, tại bước vào đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm phía sau, phát sinh một chút biến hóa vi diệu hình như tác dụng càng nhiều một chút. Tô Tỉnh suy nghĩ một chút, thử nghiệm dùng nguyên lực bao trùm hai tay, hướng về không gian xé đi. Một giây sau, trước người trống rỗng không gian, thật bị Tô Tỉnh xé mở một đầu màu đen tối tăm khe hở. Nhục thân chi lực, nhưng xé nát hư không, thì ra là thế. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, đây coi như là nguyên lực một loại cao dai vận dụng. Làm Tô Tỉnh bước vào đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm phía sau, nhục thân đạt tiêu chuẩn, tự nhiên nắm giữ loại này thuật pháp. Không tệ, nhục thân đạp nát hư không cũng không phải là tin đồn. Bây giờ ta, nếu là nguyện ý, cũng có thể làm đến. Tô tỉnh hơi hơi lắc đầu. Tuy là có khả năng làm đến, nhưng tô tỉnh cũng không tính làm như thế. Luyện thể tu sĩ, nhục thân đạp nát hư không, sẽ mở không gian, hoặc là làm đi đường, hoặc là làm đối địch. Nhưng vô luận là loại nào, tô tỉnh bản thân đối không gian chi đạo nắm giữ, đã không cần xé nát hư không. Thuần túy vận dụng không gian chi đạo, càng dùng ít sức, cũng càng thêm an toàn tô tỉnh hơi ngẩng đầu hình như còn chứng kiến phía sau mình gào thét tổ vu hư ảnh cảm nhận được một cỗ vô biên mà đến khí tức may mắn ta sớm an bài cấm chế trận pháp bằng không huyền tiên luyện thể tu vi đột phá tại tiểu thanh vân giới sợ rằng sẽ gây nên oanh động tô tỉnh trong lòng cảm thán một phen mà loại trừ luyện thể tu vi tăng lên bên ngoài tô tỉnh đối với lĩnh vực tăng lên cũng là rõ ràng ngũ hành đại đạo thậm chí tại cái khác đại đạo tại trong phạm vi lĩnh vực thi triển uy lực đều có to lớn tăng lên Tô Tỉnh Tiêu một chút thời gian, thích ứng mới nắm giữ lực lượng. Rất nhanh một ngày thời gian trôi qua, thời gian đi tới ngày 25 tháng 3 ngày này. Tô Tỉnh theo trong sơn mạch rời đi, chuẩn bị lần nữa trở lại Thiên Ma Thành bên trong. Thiên Ma Thành bên ngoài còn có một thứ vật phẩm trọng yếu, yêu cầu trước đạt được. Đó chính là dị tộc huyết nhục tinh hoa. Tô Tỉnh kế hoạch là tương lai trong vòng một tháng trở về Lam Tinh. Mà trên Lam Tinh, Đại Hạ Quốc e rằng còn nắm giữ nhiều giá trị xa xỉ năng lượng tài nguyên. Tô Tỉnh ý nghĩ là dùng đan dược, tận khả năng nhiều đổi lấy một chút năng lượng bản nguyên. Dùng ít sức nhất biện pháp, tự nhiên là luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Cho tới võ hoàng cấp, lên tới thần cấp chức nghiệp giả, chỉ cần Tô Tỉnh nguyện ý tiêu phí thời gian luyện chế, liền có thể tại mấy chục năm ở giữa đại lượng sản xuất ra. Rất nhanh, Tô Tỉnh lần nữa hóa thành khương hạo dáng dấp, xuất hiện tại Thiên Ma Thành bên trong. Đi một chuyến phủ thành chủ, Tô Tỉnh thoải mái liền lấy được một nhóm dị tộc tại Thiên Ma Thành chiến trường cứ điểm cho tới thần cấp phía dưới phổ thông dị tộc, lên tới cường đại thần lực dị tộc cứ điểm, Tô Tỉnh tất cả biết được. Theo sau, Tô Tỉnh tiêu 3 ngày thời gian, huyết tẩy tiền tuyến trên chiến trường hơn 10 chỗ cứ điểm. Tổng thu hoạch thần cấp phía dưới dị tộc mấy ngàn chỉ không giống nhau, nhỏ yếu thần lực dị tộc 7 tôn, trung đẳng thần lực dị tộc 2 tôn. Thậm chí còn chém giết một tôn sánh ngang thiên tiên cảnh dị tộc. Lần hành động này, Tô Tỉnh 10 phần quả quyết, đồng thời không có trước bất kỳ ai lộ ra. Bằng vào thực lực tuyệt đối nghiền ép Tự nhiên tùy tiện đem những dị tộc này đánh giết, mà tô tỉnh thu hoạch là mấy chục vạn cân phẩm chất khác nhau huyết nhục tinh hoa. Những huyết nhục tinh hoa này đủ để cung cấp làm tinh luyện chế thoát thai hoán cốt đan không biết bao lâu. Huyết tẩy một đợt tiền tuyến phía sau, tô tỉnh bế quan luyện đan, tiêu sơ sơ thời gian một tuần, luyện ra mấy ngàn mai thoát thai hoán cốt đan, phẩm chất theo võ hoàng cấp đến đầy đủ địa tiên phục dụng không giống nhau. Tô tỉnh lưu lại một nửa đan dược tại thiên ma thành bên trong, xem như tuyển nhận thiên uyên quân phúc lợi đồng thời cũng lấy ra mấy trăm vạn linh dịch xem như quân hưởng. Xử lý xong thiên ma thành sự tình phía sau, Tô Tỉnh cũng không có lựa chọn ở lâu tại trong thành, mà là lại lần nữa đổi thân phận, quay trở về một chuyến tiểu thanh vân thành. Theo hợp tác đồng bạn trong tay Bạch Tuyên, Tô Tỉnh lần nữa lấy được một nhóm giá trị xa xỉ năng lượng bản nguyên. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, thời gian đã đến kỷ nguyên mới 2026 năm ngày 7 tháng 4. Linh Điền Động Thiên bên trong, bận rộn nửa tháng Tô Tỉnh, cho chính mình pha một bình trà, nghỉ ngơi một lát sau, ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Chật chậc, trong bất tri bất giác, lại gót nhặt hai lần máy mô phỏng biết, là thời điểm thử nghiệm tiến về vô tận hải vực. Chỉ là không biết năng lượng này bản nguyên phải chăng đầy đủ mang ra tu vi. Tô Tỉnh nhìn một chút trên mặt còn lại năng lượng bản nguyên 123 vạn 4505 điểm. Nửa tháng thời gian, Tô Tỉnh đoạt tới tay 560 vạn năng lượng bản nguyên. Trong đó đại bộ phận là Tô Tỉnh theo hợp tác đồng bạn Bạch Tuyên nơi đó thúc tới còn có một bộ phận là tô tỉnh bán sạch một chút huyết nhục tinh hoa thu được. Hơn 100 vạn năng lượng bản nguyên, đủ để mô phỏng một lần. Lần này mục tiêu không phải tăng lên bao nhiêu tu vi, mà là thử nghiệm thăm dò vô tận hải vực. Nếu là có thể thuận lợi xuyên qua vô tận hải vực, đến thiên cơ các. Thanh vân tử uy hiếp, cơ hồ liền có thể không để mắt đến. Nghĩ như vậy nói, tô tỉnh lầm nhầm nói. Bắt đầu mô phỏng. Thứ 132 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 123 vạn 4505 điểm, còn thừa mô phỏng số lần một lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra truyền thuyết màu vàng thiên phú tiêu phí một điểm năng lượng bản nguyên, phải chăng rút ra. Được. Đinh, chúc mừng ngài thu được màu vàng kim thiên phú vui thêm một. Lần sau rút ra màu vàng kim thiên phú xác suất là 80%. Ân, vui thêm một. Đây là cái gì thiên phú? Tô tỉnh sừng sốt một chút, thiên phú này danh xưng thực tế có chút kỳ quái, Tô tỉnh có chút không cách nào tưởng tượng nó cụ thể hiệu quả. Thế là ánh mắt nhìn về phía thiên phú này giới thiệu. Vui thêm một, màu vàng kim thiên phú, tại mỗi lần mô phỏng phía trước sử dụng. Ngươi có khả năng chỉ định lựa chọn một cái nào đó màu vàng kim phẩm chất phía dưới thiên phú, cũng để nó hoàn thành thăng cấp, nắm giữ màu vàng kim phẩm chất hiệu quả. Tô tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú mới phía sau sừng sốt một chút, theo sau trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ngoạ tào, thiên phú này, hẳn là ta nghĩ loại kia để tất cả màu vàng kim thiên phú phía dưới thiên phú phẩm chất lên cao trí kim sắc phẩm chất hơn nữa mỗi lần mô phòng phía trước tô tỉnh đều có thể đủ định hướng lựa chọn chuyện này ý nghĩa là tô tỉnh phía trước rút ra qua thiên phú đều có thể tấn thăng làm màu vàng kim phẩm chất tô tỉnh trước tiên nghĩ tới liền là thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú sau khi trăm tuổi tất cả tu hành tốc độ gấp bội liền cái này còn chỉ là màu tím phẩm chất thiên phú nếu là thăng cấp màu vàng kim, cái kia hẳn là A khủng bố. Ví dụ như vậy thiên phú, còn có đại trí nhược ngu các loại. Hô hô, cái này vui thêm một thiên phú, tựa hồ có chút biến thái à. Tô tỉnh chừng mắt nhìn. Biết rõ ràng cái này thiên phú mới tác dụng phía sau, tô tỉnh đã không kịp chờ đợi muốn mô phỏng một phen. Bắt đầu mô phỏng. Đinh, mời lựa chọn vui thêm một gia trì thiên phú. Tô tỉnh suy nghĩ một phen, trước mắt hắn nghĩ tới, thiên phú này gia trì lớn nhất, hẳn là có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú à. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú giới thiệu, có tài nhưng thành đạt muộn, màu tím thiên phú, làm ngươi tuổi tác lớn hơn 100 tuổi thời gian tự động có hiệu lực, tu hành tốc độ tại trước mắt trên cơ sở gấp bội. Ghi chú, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống đến 100 tuổi, chỉ cần thỏa mãn tuổi tác lớn hơn 100 tuổi phía trước đưa điều kiện, vô luận tu hành loại nào, đều có thể tốc độ gấp bội. Đây cũng là Tô Tỉnh bước vào tiên nhân cảnh phía sau thực lực tu vi có khả năng bảo đảm nhanh chóng tăng trưởng nguyên nhân. Cũng không biết có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú cường hóa phía sau sẽ có như thế nào hiệu quả. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, lẩm nhẩm nói: "Ta lựa chọn gia trì thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn." Đinh, thiên phú gia trì bên trong, có tài nhưng thành đạt muộn, tạm thời bổ trợ, màu vàng kim thiên phú, làm người tuổi tác lớn hơn 100 tuổi thời gian có hiệu lực, tu hành tốc độ biến thành nguyên bản gấp 4. Giản dị tự nhiên tăng lên có tài nhưng thành đạt muộn biến thành màu vàng kim thiên phú phía sau, tu hành tốc độ gia trì tại nguyên bản trên cơ sở lại lật gấp đôi. Chuyện này ý nghĩa là Tô Tỉnh hưởng thụ tu hành tốc độ, chính là lúc đầu gấp 2. Nguyên bản, Tô Tỉnh yêu cầu 1.000 năm mới có thể tu hành đến cảnh giới, bây giờ chỉ cần 500 năm. Thậm chí cái này tu hành không vẻn vẹn hạn chế tại tu vi tăng lên. Theo luyện khí, luyện thể tu vi, lại đến cảm ngộ loại tăng lên, tất cả đều có thể gia trì. Hô hô, lần này mô phỏng tu hành tốc độ, sẽ khủng bố cỡ nào. Tô Tỉnh đã không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một phen. Ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Linh Điền động thiên bên trong, ngươi ý thức được chính mình ngay tại mô phỏng. Ngươi bắt đầu thi hành rời đi tiểu thanh vân giới chuẩn bị. Tuy là ngươi chuẩn bị trở về Lam Tinh, nhưng tiểu thanh vân giới bố trí vẫn như cũ không thể bỏ bê, nhất là cùng Bạch Đế Thành Vạn Kim các hợp tác, những cái kia khoáng thạch là ngươi trọng yếu năng lượng nguồn gốc. Ngươi trước khi rời đi, cố ý giao phó xong Vạn Kim các, cũng thanh toán xong tiền đặt cọc biểu thị cái kia mấy loại khoáng thạch như thường lệ thu mua trừ đó ra liền là thiên uyên quân thành lập tại ngươi kế hoạch bên trong thiên uyên quân tuy là trong thời gian ngắn khó mà đối ngươi trợ lực nhưng lẻ loi một mình tại trong ba thế giới cuối cùng năng lực có hạn khai sáng thế lực vô luận là săn giết dị tộc vẫn là chống lại nguy hiểm đều cực kỳ trọng yếu loại trừ thiên uyên quân cùng vạn kim các giao dịch bên ngoài ngươi còn đem khôi tu tiểu mỹ an trí tại bạch đế thành bên trong cũng hạ lệnh để nó vì ngươi giám sát trong bạch đế thành giao dịch công việc Nghe ngóng Tiểu Thanh Vân giới tình huống, làm xong chu đáo chuẩn bị phía sau, ngươi khống chế tinh thần Nhật Nguyệt toa, hướng về hư không chạy tới. Dùng ngươi bây giờ tu vi cùng cảnh giới, vẻn vẹn mất 3 ngày thời gian, liên thuận lợi quay trở về Lam Tinh. Ngươi gặp phải cái thứ nhất khó khăn, là Hồng Nguyệt bố trí tại bên ngoài Lam Tinh cấm chế, cái kia vô hình vòng bảo hộ nếu là cưỡng ép đột nhập, nhất định gây nên Hồng Nguyệt cảnh giác. Nhưng cũng may, vận mệnh của ngươi nhân quả chi đạo đã không yếu, hao tốn nửa ngày thời gian, hữu kinh vô hiểm xuyên qua cấm chế cũng không bị hồng nguyệt phát hiện trở về lam tinh phía sau ngươi đầu tiên là đi gặp cận tòng tuyết mấy tháng không thấy cận tòng tuyết cũng không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là tu vi đã đến gần kim đan kỳ cái này khủng bố tu hành tốc độ để ngươi cũng có chút cảm thán cái này mấy tháng đến nay tuy là ngươi không tại lam tinh nhưng chiêm tinh thương hội giao dịch vẫn như cũ thuận lợi tiến hành ngươi an trí tại trong phó bản khôi lỗi đem khai thác khoáng thạch đưa vào chiêm tinh thương hội cung cấp nó tinh luyện mấy tháng chiêm tinh thương hội đã góp nhặt có chút không tầm thường đủ loại hàng hóa cùng số lớn dị kim loại căn cứ dự tính của ngươi những cái này dị kim loại cùng hàng hóa giá trị e rằng không thua kém 200 vạn năng lượng bản nguyên thế giới hiện thực tô tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nhìn tới cận tòng tuyết làm việc vẫn là đáng tin à chiêm tinh hội vận hành bình thường hoàn toàn chính xác cho ta bớt đi rất nhiều thời gian những cái này dị kim loại nếu là đổi thành năng lượng bản nguyên nên lại đủ ta một hai lần mô phỏng cần thiết. Tô Tỉnh đối cái này vẫn tương đối vừa ý, có chiêm tinh thương hội tồn tại, tương lai mấy năm thời gian, Tô Tỉnh đều có thể có đủ ổn định năng lượng nguồn gốc. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá, chiêm tinh thương hội năng lượng bản nguyên cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ phận à. Nghĩ đến cái này, Tô Tỉnh khóe miệng hơi hơi dương lên. Đợi đến hắn trở lại Lam Tinh phía sau, phía trước hắn những bố trí kia, liền có thể phát huy được tác dụng. Có thể cho Tô Tỉnh cung cấp năng lượng, cũng không chỉ là chiêm tinh hội còn có tô tỉnh sáng lập khôi lỗi tổ chức tại lam tinh thất quốc 12 vực giao dịch có khả năng mang cho tô tỉnh năng lượng bản nguyên e rằng so chiêm tinh hội chỉ nhiều không ít còn có đại hạ quân phương mấy tháng không thấy lưu mỗ ra hẳn là cũng điều động không ít dị kim loại à tô tỉnh trong lòng có chút chờ mong hắn lần này trở về lam tinh có năng lượng tuyệt đối sẽ trước đó chưa từng có nhiều lắm mấy trăm vạn thậm chí trên ngàn vạn e rằng đều không là vấn đề a à, bất quá bước vào huyền tiên phía sau nhất trọng cảnh giới liền yêu cầu trăm vạn năng lượng bản nguyên. Trên lam tinh dị kim loại e rằng có hạn, cũng không biết còn có thể cung ứng bao lâu. Tô tỉnh xem chừng, trên lam tinh tài nguyên, trong khoảng thời gian ngắn cung ứng tô tỉnh thăng cấp trí kim tiên chỉ sợ cũng là cực hạn. Đây cũng không phải nói, to như vậy lam tinh, đã từng la thiên giới, chỉ có điểm ấy tài nguyên. Chỉ bất quá, tài nguyên khai thác cần thời gian, Tô tỉnh Kim Tiên phía sau Tu Vi tăng lên sợ rằng sẽ là con số kinh khủng. Đến lúc đó, Tô Tỉnh cho dù điều động nhiều thế lực, một năm nửa năm thu thập được năng lượng bản nguyên, đủ tăng lên một hai trọng tu vi e rằng đều tính toán không được. Bất quá Hàng Lâm giáo bảo khố, còn chờ lấy ta đây. Chờ đem Lam Tinh Hàng Lâm giáo tiêu diệt phía sau, lấy được lợi nhuận chỉ sợ cũng có thể để ta một đợt mập à. Tô Tỉnh trong lòng đã có dự định. Trở về Lam Tinh phía sau, điều tra tốt tình huống, hắn liền dự định diệt đi Hàng Lâm giáo. Về phần Long lão cầu cùng huyết tam liên hệ, trong vòng 2, 3 năm hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Mà đợi đến 2-3 năm sau, có lẽ huyết tam cũng uy hiếp không được ta. Tô tỉnh nghĩ như vậy nói, hắn là không có khả năng buông tha hàng lâm giáo bảo khố, khối này gần tới tay thịt mỡ. Làm xong vụ này, liền lại trở về tiểu thanh vân giới tránh đầu gió. Thuận tiện đi 3.000 thế giới du lịch một phen. Tô tỉnh trong lòng đã có dự định, tuy là hắn thực lực bây giờ không tầm thường. Nhưng dựa theo tô tỉnh ý nghĩ, không đến kim tiên tu vi, tốt nhất đừng du lịch 3.000 thế giới, vạn nhất lật xe đây. Vừa vặn, thừa dịp lần này mô phỏng nhìn một chút, tiêu diệt hàng lâm giáo có không nguy hiểm. Tô tỉnh lầm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Cùng cận tòng tuyết chạm mặt phía sau, qua mấy ngày, ngươi lại liên hệ lên Lưu Nguyên Vũ. Quả nhiên, chính như ngươi đoán trước, Lưu Nguyên Vũ chuẩn bị không ít dị kim loại xem như giao dịch, mà ngươi cũng mang đến đan dược mới, thoát thai hoán cốt đan. Cùng Lưu Nguyên Vũ giao dịch sau khi kết thúc, ngươi tại thất quốc 12 vực bên trong liên hệ thủ hạ khôi lỗi, lại thu hoạch một nhóm lớn hàng hóa. Nửa tháng sau, ngươi liên hệ đến lạc sơ ảnh, ngươi nói cho nàng là đến động thủ thời điểm. Ngươi bảo đảm lạc sơ ảnh sau khi an toàn, dùng xét đánh xu thế chém đầu long lão cẩu cùng một đám cao tầng hàng lâm giáo. Theo sau ngươi đi đến hàng lâm giáo bảo khố, đem bảo khố cướp sạch chống không. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Ngươi trong lòng biết, tiêu diệt lam tinh hàng lâm giáo không khó, chân chính nguy hiểm là tương lai khả năng tới huyết tam cùng hàng lâm giáo tổng bộ hậu chiêu căn cứ phía trước mô phỏng huyết tam hẳn là biết tại hai ba năm sau mới đến lam tinh thế là ngươi tại lam tinh đợi thời gian một năm muốn nhìn một chút phải chăng có nguy hiểm phát sinh mô phỏng năm thứ hai ngươi bắt đầu vận dụng tiểu chu thiên quan tinh pháp bói toán bản thân khí vận cát hùng quả nhiên ngươi bói toán đến mình nếu là tiếp tục lưu lại lam tinh sẽ có một tử kiếp còn nếu là rời đi lam tinh thì tính an toàn gia tăng thật lớn về phần huyết tam tìm không thấy chém giết long lão cầu tu sĩ cũng chỉ có thể coi như thôi thế là ngươi khống chế tinh thần nhật nguyệt toa trở về tiểu thanh vân giới thuận tiện bắt đầu nhân tộc di chuyển kế hoạch năm thứ ba ngươi tìm được thiên cơ các cáo chi nó hồng nguyệt một chuyện đảm bảo an toàn hai tôn thái ất kim tiên cùng nhau xuất mã đi đến lam tình. năm thứ bảy ngươi trở về tiểu thanh vân giới cũng đem đại hạ quốc cử quốc di chuyển tới tiểu thanh vân giới năm thứ 10, ngươi liên hệ đến tử lăng tiên tử trèo lên tam tiên phong cùng thanh vân tử giao dịch thế giới hiện thực tô tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu cái này mô phỏng tương lai một đoạn thời gian, kỳ thực liền là Tô Tỉnh muốn sớm nhìn một chút có hay không có nguy hiểm. Diệt hàng lâm giáo, trở về tiểu thanh vân giới, đây là Tô Tỉnh sắp sửa làm. Nhưng khác biệt chính là thế giới hiện thực, Tô Tỉnh không có ý định mời Thái Ất Kim Tiên tiêu diệt Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt, quan hệ trọng đại, còn quan hệ đến La Thiên truyền thừa, nếu là ta thực lực đầy đủ, tự nhiên chính tay giải quyết mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Tô Tỉnh quyết định chờ một chút, ngược lại dựa theo hiện thực tuyến thời gian, Hồng Nguyệt phục sinh còn có 10, 20 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tô Tỉnh vẫn có niềm tin đánh giết Hồng Nguyệt. Thậm chí, còn muốn đem Lam Tinh tổn thất xuống đến thấp nhất. Chẳng qua trước mắt nhìn tới, diệt sát hàng lâm giáo đối ta cũng không uy hiếp, kém nhất kết quả, đơn giản là trốn ở tiểu thanh vân giới bên trong thôi, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tô Tỉnh ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía bảng mô phỏng. Cùng thanh vân tử giao dịch phía sau, ngươi mang theo ngộ đạo trà, đi đến tầng 9 thiên vực, bắt đầu tìm kiếm đạo ẩn trí bảo. Như vậy, ngươi tiêu hơn 30 năm thời gian, lục soát khắp trong ký ức tầng thứ ba cùng tầng thứ 4 bí cảnh. Năm thứ 40 bắt đầu, ngươi chỉ ở tầng thứ 4 bên trong thăm dò. Tầng thứ 4 cương vực rộng rãi, chứa bí cảnh đông đúc không biết bao nhiêu, cho dù là ngươi chỗ thăm dò, cũng không có một phần vạn. Mà ngươi mục tiêu lần này là tìm kiếm liên quan tới nhân quả vận mệnh chi đạo ẩn trí bảo. Cái này một tìm kiếm, liền là hơn 30 năm thời gian trôi qua. Năm thứ 77, Ngươi những năm gần đây tìm kiếm đến đạo ẩn bảo vật số lượng đã đầy đủ chính mình tu hành. Thế là ngươi tìm được một chỗ tương đối bí mật bí cảnh, ngay tại chỗ bế quan. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy chút này gật đầu. Mặc dù là muốn thăm dò vô tận hải vực, làm kiểu đắm chìm mô phỏng cơ hội tự nhiên là không thể lãng phí. Chờ kiểu đắm chìm mô phỏng kết thúc về sau, liền xuất phát tiến về vô tận hải vực. Nghĩ như vậy nói, Tô Tỉnh lầm nhầm nói, sử dụng kiểu đắm chìm mô phỏng, thời gian duy trì 63 năm. Đinh, ngài thành công sử dụng kiểu đám chìm mô phỏng, tiêu phí năng lượng bản nguyên 22.995 điểm, còn thừa năng lượng bản nguyên 121 vạn 1 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, tô tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Làm tô tỉnh lấy lại tinh thần thời gian, đã xuất hiện tại tầng thứ 4 một chỗ bí cảnh. Lần này mô phỏng, nên tiếp tục lĩnh ngộ nhân quả vận mệnh chi đạo. Tô tỉnh lầm bẩm nói, trong lòng hơi động, trước người hiện lên hơn 10 kiện đạo ẩn trí bảo. Những bảo vật này, đều ẩn chứa nhân quả vận mệnh đạo ẩn. Nếu là đặt ở ngoại giới, cho dù là huyền tiên tu sĩ, cũng sẽ bon chen, chính là chân chính giá trị như thành bảo vật. Như đối với tô tỉnh mà nói, những cái này đạo ẩn trí bảo thu hoạch, nhưng cũng không khó khăn. Hán thân mang vận may thiên phú, lại thân ở tầng 9 thiên vực, nơi này không biết có bao nhiêu bảo vật. Đối với tô tỉnh tới nói mặc dù không tính tùy tiện thu hoạch, nhưng cách bên trên mấy năm cũng có thể tìm tới. Như thế, liền bắt đầu lĩnh hội à. Tô Tỉnh động thủ bắt đầu đun nấu ngộ đạo trà, sau một lát, một chén nước trà xuất hiện tại trong tay. Theo sau thuần thục vận chuyển tiểu chu thiên quan tinh pháp, ý thức hoàn vũ bên trong, vô số tinh thần trước người lưu chuyển. Trong nháy mắt, 54 năm thời gian trôi qua. Làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra thời gian, sau lưng chuyển đến vô tận đạo ổn. Hô, tiểu chu thiên quan tinh pháp, khoảng cách đại thành chi cảnh đã không xa. À. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất lần sau mô phỏng, Liên có thể thuận lợi bước vào cảnh giới đại thành. Đến lúc đó, ta nhân quả vận mệnh chi đạo cũng đem thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh. Tô tỉnh tỉ mỉ thể ngộ lấy trong lòng cảm ngộ. Hắn cái này ngắn ngủi 54 năm tu hành, e rằng tương đương với tu sĩ tầm thường Năm 6 ngàn năm cảm ngộ. Chật chật, có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú hiệu quả, quả nhiên tăng lên gấp đôi. Nguyên bản phòng trừng còn cần 3-4 lần mô phỏng mới có thể bước vào đệ tứ cảnh. Bây giờ nhìn tới, lại không cần lâu như vậy. Tô Tỉnh vừa ý gật đầu một cái. Bây giờ, còn thừa lại văn đạo đan cùng tính tất yếu đốn ngộ thiên phú không có sử dụng. Như thế cái kia tiếp lấy lĩnh hội tốc độ chi đạo. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, lấy ra mấy chục kiện ẩn chứa tốc độ đạo ẩn trí bảo. Tốc độ đại đạo, so nhân quả vận mệnh chi đạo muốn đơn giản không ít, ẩn chứa tốc độ chi đạo ẩn bảo vật cũng coi như thường thấy. Không do dự, Tô Tỉnh trực tiếp mở ra tính tất yếu đốn ngộ, quanh thân hiện lên huyền diệu đạo ẩn, bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tốc độ đại đạo. Trong nháy mắt, 9 ngày thời gian đi qua. Nguyên bản tính tức yếu đốn ngộ, cửu thiên tương đương với 1.800 năm hơn lĩnh hội. Nhưng bây giờ có tài nhưng thành đạt muộn hiệu quả gấp bội, trực tiếp liền tương đương với 3.000 hơn 600 năm tìm hiểu. Đến tận đây, tô tỉnh tốc độ trí đạo, thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh, dung hội quán thông. Thế giới hiện thực, tô tỉnh chậm chậm mở to mắt, trong lòng cảm thán ngàn vạn. Vui thêm một thiên phú, cũng thật là cường đại à cái này còn gần là đối với tại có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú gia trì. Không biết rõ đối những thiên phú khác gia trì hiệu quả như thế nào. Tô tỉnh có chút đáng tiếc, thiên phú này chỉ có thể đối màu vàng kim phẩm chất phía dưới thiên phú hữu dụng, nếu là đối màu vàng kim phẩm chất thiên phú cũng có thể hữu dụng, đó mới gọi biến thái. Tốc độ chi đạo, bước vào đệ tứ cảnh, ta bây giờ tốc độ bay, lần nữa tăng lên gấp mấy lần. Nếu là toàn lực ứng phó, thi triển túng địa kim quang, một ngày đi đường ức vạn dặm còn chưa hết cho dù là khống chế tinh thần nhật nguyệt toa tốc độ chỉ sợ cũng nhanh đến gần gấp đôi tô tỉnh xem chừng dùng hắn bây giờ tốc độ nhiều nhất hai ngày thời gian liền có thể theo tiểu thanh vân giới thuận lợi trở về lam tinh không tệ lần này kiểu đám chỉ mô phỏng nhiệm vụ đã hoàn thành còn có lưu tám cái văn đạo đan cũng không sử dụng có thể dùng tới lĩnh hội linh vực như vậy hiện tại là thời điểm tiến về vô tận hải vực tô tỉnh ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng thứ 140 năm Ngươi đối với nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ tiến triển nhanh chóng, nhanh đại đạo thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh, chuẩn bị một phen phía sau, ngươi rời đi tầng 9 thiên vực, khống chế tinh thần Nhật Nguyệt toa chạy tới Vô Tận Hải vực. Tinh thần Nhật Nguyệt toa hóa thành một vệt kim quang, từ Thanh Vân giới xuất phát, hướng về Vô Tận Hải vực tiến đến. Dọc theo con đường này, ngươi tại đi đường đồng thời, cũng không quên tại Thanh Nguyên vực mỗi cái tiểu thiên thế giới du lịch, tăng lên bản thân tu vi. Nhưng ngươi tốc độ bay, so trước đó không biết mạnh bao nhiêu tại nhanh chi đạo cùng không gian chi đạo ra chỉ xuống, mỗi ngày tinh thần nhật nguyệt toa đều có thể vượt qua ức vạn dặm khoảng cách. Ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi liền xuyên qua hơn 30 hư không tiết điểm, mỗi một chỗ hư không tiết điểm xuyên qua đều có thể vì ngươi tiết kiệm nhiều thời gian. Ngươi một đường một nắng hai xương, loại trừ đi đường, tu hành bên ngoài, cũng tìm nhiều La Thiên Tông lưu lại truyền thừa. Mỗi một chỗ truyền thừa đều có linh dịch gần ngàn vạn, thượng phẩm linh thạch triệu viên, càng có vô số công pháp thần thông, pháp bảo vật liệu tuy là mỗi một chỗ truyền thừa bảo tàng đối với ngươi mà nói chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm nhưng góp gió thành bão mấy chục truyền thừa gộp lại tích lũy linh dịch các loại tư nguyên đầy đủ ngươi một đường tu hành không lo như vậy thời gian 20 năm đi qua thứ 160 năm ngươi thuận lợi đến thanh sơn giới phía trước ngươi liền là tại giới này bên trong thu được tinh thần nhật nguyệt toa nơi này chính là một chỗ trọng yếu la thiên nơi truyền thừa bây giờ lại đến giới này ngươi thu hoạch tương đối khá Đem Thanh Sơn giới bên trong La Thiên truyền thừa toàn bộ lấy đi phía sau, ngươi khống chế tinh thần Nhật Nguyệt toa, tiếp tục hướng về Nam Hải giới phương hướng tiến đến. Như vậy, lại là 10 năm thời gian trôi qua, thứ 170 năm, kinh qua hơn 30 năm đi đường, ngươi Thanh Vân giới xuất phát, cuối cùng thuận lợi đến Nam Hải giới. Giới này gần sát Vô Tận Hải vực, giới vực rộng lớn, ngươi lưu lại tại giới này bên trong, chuẩn bị điều chỉnh một đoạn thời gian lại xuất phát tiến về Vô Tận Hải vực. Cái này hơn 30 năm tới, Ngươi tổng tìm được 40 sử La Thiên Tông lưu lại truyền thừa, tính gộp lại thu được thượng phẩm linh dịch khoảng 5 ức tích, thượng phẩm linh thạch gần 10 ức, thần thông công pháp vô số kể, liền lấy được đan dược, linh thảo, pháp bảo đều chất đầy mấy cái pháp khí chứa đồ, khổng lồ như thế tài phú, đừng nói là huyền tiên, liền là đại đa số kim tiên đều theo không kịp. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này vừa ý gật đầu một cái. Theo thanh vân giới xuất phát, ngắn ngủi hơn 30 năm thời gian, liền đến Nam Hải giới, dạng tốc độ này cũng thật là kinh người à. Thanh Vân giới vị trí thanh nguyên trong vực tâm địa mang, mà Nam Hải giới ở vào thanh nguyên vực giáp danh, lưỡng giới ở giữa, cơ hồ cách nửa cái thanh nguyên vực. Mà thanh nguyên vực sự rộng lớn, liền là Đại La Kim Tiên chỉ sợ cũng không biết. Nếu thật là cầm kiếp trước ngân hà hệ đối nghịch so, e rằng thanh nguyên vực tương đương với mấy vạn cái ngân hà hệ lớn như thế. Như chỉ dựa vào Tô Tỉnh bản thân đi đường, e rằng dốc cả một đời cũng khó có thể đi ngang qua toàn bộ thanh nguyên vực. Nguyên nhân chính là như vậy, tất cả tu sĩ xuyên qua không gian thời điểm đều phải kinh qua từng cái hư không tiết điểm. Mỗi một chỗ hư không tiết điểm đều có thể vượt qua vô tận cương vực. Tô Tỉnh có chút cảm khái nói, hư không tiết điểm chính là đem vô số ức vạn cương vực không gian áp xúc làm một điểm, mỗi xuyên qua một chỗ hư không tiết điểm, nhưng xuyên qua hơn trăm tỷ vạn dặm tới ức vạn vạn dặm không giống nhau. Nếu là chỉ dựa vào một mình ta đi đường, hai chỗ tiểu thiên thế giới ở giữa, cách nhau ngàn vạn ức dặm, e rằng phải hao phí mấy trăm năm thời gian nhưng mượn hư không tiết điểm, không cần hai ba ngày liền có thể đến. Ba ngàn thế giới cương vực sự rộng lớn, không mượn hư không tiết điểm cơ hồ khó mà đến thế giới khác. Tô Tỉnh từng nghe nói, ba ngàn thế giới đại năng tu sĩ, đối không gian trì đạo lĩnh hội cực sâu, loáng một cái ở giữa liền có thể xuyên qua trên trăm hư không tiết điểm. Không cần thời gian một chén trà, liền có thể theo thanh vân giới đến Nam Hải giới. Tô Tỉnh khoảng cách cảnh giới cỡ này còn kém rất xa. A, à, bất quá ta bây giờ tốc độ bay, đã xem như kinh khủng. So ngày trước, tiêu phí một hai trăm năm mới có thể đến Nam Hải giới, bây giờ lại chỉ cần ngắn ngủi hơn 30 năm. Liên cái này, vẫn là tại trên đường đi thu thập La Thiên truyền thừa tiêu phí thời gian điều kiện tiên quyết. Nếu là một đường đi cả ngày lẫn đêm, không làm nghỉ ngơi, e rằng còn có thể tiết kiệm gần nửa thời gian. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá dọc theo con đường này La Thiên truyền thừa, vẫn là không lấy không thể. Lần này mô phỏng chuẩn bị xuyên qua vô tận hải vực, e rằng phải hao phí nhiều thời gian cho dù đến thiên cơ giới bên trong cũng cần tiêu phí linh dịch tu hành thăng cấp chân tiên cảnh phía sau tu luyện cần thiết linh dịch chỉ sẽ càng ngày càng kinh khủng cũng may có la thiên truyền thừa bằng không tu hành tốc độ đem thật to chậm chạp tô tỉnh biết được nắm giữ bây giờ tốc độ tu luyện hắn thiên phú tốt chỉ là cơ sở quan trọng hơn liền là tu hành tài nguyên đầy đủ bằng không căn bản cung ứng không được tô tỉnh khủng bố như thế tu vi tốc độ tăng lên Tô Tỉnh tu hành một năm, tương đương với cùng cảnh giới tu sĩ hơn trăm năm, đây hết thảy đều là xây dựng tại tài nguyên đầy đủ trên cơ sở. Bất quá cuối cùng là lần nữa đến Nam Hải giới, bây giờ ta pháp lực tu vi có lẽ miễn cưỡng đầy đủ. Mà tinh thần nhật nguyệt toa cùng vô tận hải vực bí mật bản đồ đường thủy cũng đã tập hợp đủ. Tiếp xuống, liền là vô tận hải vực hành trình. Hy vọng có thể thuận lợi xuyên qua vô tận hải vực, đến thiên cơ vực à. Nghĩ đến cái này, tô tỉnh trong mắt tràn ngập chờ mong, Ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Nam Hải giới bên trong, người mua một chút vô tận hải vực bên trong đi cần thiết đạo cụ. Tỷ như có khả năng cảm ứng được phương vị la bàn không gian, có khả năng tránh né hư không kỳ thú đặc thù dược trần. Nam Hải giới bên trong, không ít tu sĩ bắt cá mưu sinh bọn hắn tuy là không dám đi sâu vô tận hải vực, nhưng lưu lại tại vô tận hải vực giáp danh cũng có thể bắt đến một chút hư không thú loại. To lớn vô tận hải vực như là chân chính hải dương, mà những hư không kỳ thú kia thì là trong hải dương cá. Nam Hải giới các tu sĩ tại giáp xanh săn giết hư không kỳ thú, từ đó kiếm lấy tài nguyên tu hành. Nguyên nhân chính là như vậy, Nam Hải giới các tu sĩ tổng kết một bộ tại vô tận hải vực trung bảo chứng an toàn biện pháp. Tỷ như, xác định phương vị la bàn không gian, bảo đảm đường thủy sẽ không chệch hướng, từ đó rơi vào nguy hiểm hư không loạn lưu bên trong. Mà trong hư không, dạo chơi hư không kỳ thú đối với tu sĩ tầm thường nguy hiểm vạn phần. Bởi vậy yêu cầu đem xua đuổi hư không kỳ thú dược trần sớm bôi lên tại tiên chu bên trên, từ đó lần tránh nguy hiểm. Trừ đó ra, còn có một chút trợ giúp nhanh chóng khôi phục linh lực, tiên lực đan dược, cũng là vô tận hải vực nhu yếu phẩm. Như là loại này tài nguyên, ngươi mua sắm trên trăm loại đông đúc, tổng cộng tiêu phí mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, bảo đảm chính mình tiếp xuống đi. Thiên cơ giới đối với ngươi mà nói là không biết, vô tận hải vực càng là nguy hiểm mà thần bí, ngươi không biết chính mình yêu cầu tiêu phí bao lâu xuyên qua vùng biển này. Bởi vậy nhất định cần làm xong chu đáo chuẩn bị. Thứ 170 năm, tu vi của ngươi thuận lợi tăng lên tới chân tiên cảnh tầng 3 đỉnh phong nhiều lần do dự phía sau ngươi quyết định chờ đột phá tới chân tiên cảnh tầng 4 phía sau pháp lực càng hùng hậu lại thử nghiệm xuyên qua vô tận hải vực như vậy 30 năm thời gian thoáng qua tức thì năm thứ 200, kinh qua mấy chục năm bế quan tiêu phí mấy ngàn vạn thượng phẩm linh dịch trăm vạn cực phẩm linh dịch ngươi cuối cùng hậu tích bạc phát đột phá tới chân tiên cảnh tầng 4. thuận lợi tu tới chân tiên trung kỳ phía sau pháp lực của ngươi so trước đó hùng hậu đến gần năm thành tu vi tăng lên để ngươi xuyên qua vô tận hải vực nắm chắc lại lớn ba phần. Một năm này, ngươi chính thức chuẩn bị theo Nam Hải giới xuất phát. Ngươi khống chế tinh thần nhật nguyệt toa, rời đi Nam Hải giới, đến một chỗ vô tận hải vực cùng Nam Hải giới ở giữa quá độ khu vực. Nơi đây không gian, phần lớn là một chút chuẩn bị ra biển các tu sĩ tại cái này nghỉ ngơi điều chỉnh. Ngươi một đường đi, cũng là gặp được mấy chục chiếc tiên chu. Những cái này tiên chu đại bộ phận chỉ có thể làm cự ly ngắn đi, là dùng tới săn bắt hư không kỳ thú thuyền đánh cá. Ngươi tiêu thời gian một tuần, thuận lợi xuyên qua mảnh này chính giữa khu vực, làm xuyên qua tầng một vô hình cấm chế bình chứng phía sau, ngươi cảm giác được xung quanh không gian nhanh chóng biến hóa. Nguyên bản mỏng manh linh khí, tại ngắn ngủi trong chốc lát trực tiếp biến mất, trong không gian bắt đầu truyền đến quỷ dị khủng bố khí tràng, để ngươi chỉ cảm thấy đến 10 phần khó chịu. Loại cảm giác này, cùng hư không đi có chút giống nhau, nhưng muốn nguy hiểm quá nhiều, nhất là vô tận hải vực bên trong không có chút nào linh khí, để luyện khí tu sĩ cùng tiên nhân không cách nào điều động linh khí trong thiên địa thi triển thần thông thuật pháp uy lực 10 không còn một nhưng tương đối mà nói luyện thể tu sĩ không cần linh khí cũng có thể phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu ở trong hư không nắm giữ chỗ tốt cực lớn đây cũng là ngươi vì sao dám ở chân tiên thời điểm sẽ xuyên qua vô tận hải vực nguyên nhân trong vô tận hải vực nhìn không tới bất luận cái gì thế giới dù cho là phá toái thế giới cũng chưa từng nắm giữ cái này làm cho các tu sĩ hoàn toàn không cách nào nghỉ chân hoặc xuyên qua vô tận hải vực hoặc đường cũ quay đầu trở về trong vô tận hải vực là vô cùng hắc ám, không có chút nào nguồn sáng, mắt thường không cách nào thấy rõ xung quanh, chỉ có thể dựa vào thần thức cảm ứng tình huống xung quanh. Hắc ám vĩnh viễn không phải vô tận hải vực bên trong kinh khủng nhất đồ vật, nếu là ở trong vô tận hải vực nhìn thấy ánh sáng, càng cần hơn cảnh giác chú ý, bởi vì vô tận hải vực bên trong chỉ có thực lực cường đại liệp sát giả mới có thể phóng thích ánh sáng hấp dẫn thú săn. Những cái kia được xưng là liệp sát giả hư không kỳ thú, cho dù là người ứng đối lên cũng cần vạn phần cẩn thận. Vô tận hải vực bên trong, kinh khủng nhất là năm tháng rất dài đi cùng cái kia không biết sợ hãi mới vào vô tận hải vực cái kia khủng bố hắc ám liền kèm theo ngươi mới đầu thời điểm còn không nguy hiểm chỉ có hai ba con giải rác hư không kỳ thú đối ngươi không tạo thành uy hiếp ngươi càng cần hơn chú ý là vô tận hải vực bên trong hư không loạn lưu nơi này hư không loạn lưu so bình thường càng nguy hiểm quy luật khó kiếm cho dù là ngươi cũng muốn cẩn thận ứng đối ngươi dựa theo phía trước thu hoạch bản đồ đường thủy tại vô tận hải vực bên trong thuận lợi đi trong nháy mắt 10 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Ban đầu thời điểm, ngươi yêu cầu ứng đối, chỉ là hư không loạn lưu, nhưng theo lấy ngươi từng bước đi sâu vô tận hải vực, cũng bắt đầu gặp được càng ngày càng nhiều khủng bố hung thủ hư không kỳ thú. Nếu là nói, ở trong hư không, gặp phải hư không kỳ thú là vô cùng hiếm thấy, cái kia tại vô tận hải vực bên trong, hư không kỳ thú thì thường xuyên ẩn hiện. Chỉ là tại nơi này, hư không kỳ thú không còn là thú săn, mà là chân chính thợ săn. Bọn chúng sẽ có ý thức tìm kiếm tiên chu, phá hủy tiên chu, thôn phệ đi tu sĩ cùng mang theo hàng hóa, từ đó ăn no nề. Cho dù ngươi dựa theo bản đồ đường thủy hành tẩu, lần tránh mất tuyệt đại bộ phận nguy hiểm, nhưng cũng sẽ gặp được nhất định nguy hiểm. Mới đầu ngươi chỉ thấy được thiên tiên, chân tiên thực lực hư không kỳ thú, đối mặt một đẳng cấp này thợ săn, tinh thần nhật nguyệt toa đem nó xa xa bỏ lại đằng sau, trọn vẹn không cần lo lắng. Nhưng theo lấy ngươi không ngừng đi sâu, hư không kỳ thú đẳng cấp cũng tại tăng lên. Đến năm thứ 10, ngươi gặp được sơ sơ ba đầu đến gần kim tiên cảnh giới hư không kỳ thú loại này kỳ thú thân hình to lớn như tinh cầu khủng bố lực uy hiếp cho dù là ngươi cũng chỉ có thể trốn xa ngàn dặm thứ hai trăm hai mươi năm kinh qua đến gần hai mươi năm đi ngươi đã rời xa bình thường tu tiên giới tại to như vậy vô tận hải vực bên trong ngươi như là một chiếc thuyền lá nhỏ hướng về vô tận hải vực bỉ ngạn đi thế giới hiện thực tô tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự sinh lòng cảm khái to lớn ba thế giới có thể được xưng là tuyệt địa địa phương cũng không nhiều thế nhưng chút tuyệt địa nguy hiểm tuyệt đối là không thể bỏ qua à thậm chí có truyền văn một ít tuyệt địa cho dù là đại la kim tiên cũng không dám tùy tiện chen chân tương đối mà nói vô tận hải vực loại này tuyệt địa liền muốn an toàn rất nhiều dừng một chút tô tỉnh nói tiếp đây là có bản đồ đường thủy dưới tình huống con đường này kinh qua vô số năm thăm dò y nguyên lẩn tránh hơn chín thành nguy hiểm bằng không e rằng Kim Tiên cũng không dám tùy tiện vượt qua Vô Tận Hải vực. Bất quá dù vậy, Vô Tận Hải vực cũng vô cùng nguy hiểm. Không biết rõ vượt qua Vô Tận Hải vực, ta yêu cầu tiêu phí bao nhiêu năm tháng thời gian. Tô Tỉnh suy tư chốc lát. Trước mắt hắn đã đi hơn 20 năm, cho dù dựa theo một ngày chỉ tiến lên mấy ngàn vạn dặm tốc độ, từ lâu xuyên qua Vô Tận Cương vực, nhưng vẫn như cũ nhỉ không tới Vô Tận Hải vực giới tuyến. Bất quá, dựa theo tiến độ này, chỗ thứ nhất hư không tiết điểm, ta cũng nhanh muốn đến à. Tô Tỉnh trong mắt có chút chờ mong. Vô tận hải vực bên trong cũng có hư không tiết điểm, chỉ bất quá số lượng rất ít, hơn nữa cực kỳ bí mật. Tại Tô Tỉnh lấy được bí mật bản đồ đường thủy bên trong, liền ghi chép ba chỗ hư không tiết điểm. Mỗi vượt qua một chỗ hư không tiết điểm, đều có thể làm Tô Tỉnh tiết kiệm mấy trăm năm thời gian. Ba chỗ hư không tiết điểm vượt qua, liền cách thiên cơ vực không xa. Dựa theo cái tốc độ này, trăm năm thời gian, hẳn là có thể thuận lợi đến thiên cơ vực à. Tô Tỉnh nghĩ như vậy nói ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Kinh qua hơn 20 năm hư không đi, ngươi cuối cùng thuận lợi đến chỗ thứ nhất hư không tiết điểm. Tại hắc ám vô tận hải vực bên trong, nơi đây hư không tiết điểm tàn mát ra hào quang nhỏ yếu. Cảm nhận được hư không tiết điểm vị trí phía sau, trong lòng ngươi vui vẻ, đang chuẩn bị vượt qua đoạn mấu chốt này điểm thời điểm, mi tâm bỗng nhiên truyền đến đau nhói cảm giác. Thiên phú su cát tị hung hướng ngươi truyền đến dự cảnh. Cảm nhận được cái này dự cảnh phía sau, ngươi lập tức trong lòng một cái lột bộp, chẳng lẽ nguy hiểm đến từ hư không tiết điểm bên trong. Nhưng làm ngươi tỉ mỉ bói toán phía sau, vừa mới biết được, cái kia nguy hiểm cũng không phải là nguồn gốc từ hư không tiết điểm, mà là ẩn giấu ở nơi đây tiết điểm chung quanh một đầu hư không kỳ thú. Đây là một đầu, huyền tiên cảnh hậu kỳ hư không kỳ thú. Nếu là bình thường thời khắc, loại này đối thủ, đối ngươi không tạo thành nguy hiểm, nhưng giờ phút này thân ở vô tận hải vực. Thực lực ngươi ảnh hưởng cực lớn, hơn nữa nếu là giao chiến phía sau bị thương, thậm chí sẽ ảnh hưởng phía sau giá thị trường. Ngươi cũng nghĩ qua đường vòng lần tránh đầu hư không kỳ thú này, nhưng hiển nhiên, nó là đặc biệt trốn ở chỗ này chờ đợi thú săn đến cửa. Bởi vậy ngươi vô luận như thế nào cũng quấn không ra, đối mặt đầu này ôm cây đợi thỏ hư không kỳ thú, ngươi chỉ có ngạnh chiến. Bởi vậy, tại khoảng cách đầu hư không kỳ thú này còn có ngoài vạn dặm thời gian, ngươi thu lại tinh thần nhật nguyệt toa, phòng ngừa trong chiến đấu hư hao. Nhục thân vừa mới rời đi linh chu, ngươi liền cảm nhận được không ổn, thể nội pháp lực lưu chuyển tốc độ chậm gấp mấy lần không thôi lại thêm trong không khí cũng không linh khí bù đủ, thực lực của ngươi mười không còn một. Ngươi có khả năng dựa vào, chỉ là bản thân luyện thể tu vi, nhưng hư không kỳ thú cản đường, ngươi tránh cũng không thể tránh, bởi vậy lựa chọn xuất thủ trước. Rời đi tinh thần nhật nguyệt toa phía sau, ngươi hóa thành một đạo tinh quang, hướng về hư không kỳ thú xông vào mà đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, ngươi liền đến hư không kỳ thú quanh thân. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Tại vô tận hải vực bên trong, thời gian dài chiến đấu, đối ngươi là vô cùng bất lợi nơi này là hư không kỳ thú sân chính hơn nữa trong hư không quỷ dị năng lượng không ngừng ăn mòn tu vi của ngươi pháp lực nếu là thời gian dài bạo lộ tu vi sẽ nhanh chóng trượt xuống bởi vậy ngươi lựa chọn tốc chiến tốc thắng không có chút nào do dự ngươi trực tiếp thi triển thiên địa pháp tướng hóa thành một tôn cao mấy ngàn trượng vu tộc cự nhân hướng về hư không kỳ thú đối diện công tới thế giới hiện thực tô tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu tại vô tận hải vực bên trong cùng thực lực tương cận hư không kỳ thú giao thủ không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Tu sĩ thực lực bản thân đại giảm, mà hư không kỳ thú thì có thể chọn vẹn phát huy ra. Một khi phát sinh ác chiến, vô tận hải vực bên trong cũng không linh khí bổ sung, tu sĩ pháp lực chỉ sẽ từng bước tiêu hao, đến lúc đó này lên kia xuống, khó mà ứng đối. Nguyên Cơ a, nhất định cần muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem đầu hư không kỳ thú này giải quyết đi. Tô Tỉnh híp mắt mắt lẩm bẩm nói. Trước mắt hắn luyện thể tu vi, đã bước vào đại vu đoán thể quyết tầng thứ 5 chiến lực có thể so huyền tiên. Mà luyện thể tu sĩ thực lực, trong hư không ảnh hưởng cũng không nhiều. Đếm kỹ tô tỉnh thần thông, thiên địa pháp tướng, vạn tượng tinh thần dẫn cùng hộ thể kiếm cương đều không cần pháp lực bắt đầu dùng, cũng vẫn xem như có khả năng trọn vẹn phát huy ra. Lần này nhất định phải dùng xét đánh không kịp bưng tai xu thế nhanh chóng chém giết hư không kỳ thú, như vậy mới có thể đoạn trừ tai họa ngầm. Vô tận hải vực mới đi không đến một phần ba lộ trình, đằng sau không chừng còn có cái gì nguy hiểm tại chờ lấy, bởi vậy nhất định cần bảo tồn thực lực. Tô tình nghĩ như vậy nói, ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Đối mặt đầu này huyền tiên hậu kỳ hư không kỳ thú, ngươi không có chút nào lưu thủ, vừa thấy mặt liền phóng thích thần thông thiên địa pháp tướng, hóa thành cự nhân, lực nhanh chi đạo gia chỉ tại trên thân thể, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này, ngươi không có chút nào lưu thủ, đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm lực lượng trọn vẹn bạo phát, đủ để toái tinh diệt thế. Hư không kỳ thú ăn ngươi một quyền phía sau, dài mấy chục dặm thân thể trực tiếp bị oanh sụp đổ xuống máu tươi phiêu phù ở trong hư không tán lạc vết thương cũng xúc mục kinh tâm vẻn vẹn một kích đầu huyền tiên này hậu kỳ hư không kỳ thú liền đã bị ngươi trọng thương nhưng mà hư không kỳ thú sinh mệnh lực vẫn như cũ không thể khinh thường bị ngươi một kích trọng thương phía sau hư không kỳ thú vẫn như cũ nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu gào thét hướng người đánh tới nhìn xem gào thét dãy ruộng mà đến hư không kỳ thú chẳng biết tại sao trong lòng ngươi có một loại dự cảm bất tường bởi vậy ngươi không do dự nữa dự định tốc chiến tốc thắng một trận chiến này kéo dài sơ sơ thời gian một tháng cuối cùng ngươi bằng vào cứng cỏi thể lực mượn không nói võ đức thiên phú phát động vạn tượng tinh thần dẫn dẫn động vô tận hải vực bên trong tinh thần trụy lạc đập chết đầu huyền tiên này cảnh hư không kỳ thú một trận chiến này kéo dài sơ sơ một tháng thời gian vẫn là tại ngươi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết như không phải sớm đánh lén để đầu hư không kỳ thú này bị thương e rằng chiến đấu chỉ sẽ rằng co càng lâu. Nhưng cũng may, ngươi thuận lợi đem nó đánh giết, lấy đi đầu hư không kỳ thú này trong thi thể có giá trị vật liệu phía sau, liền trở về trong tinh thần nhật nguyệt toa. Trở lại tinh thần nhật nguyệt toa phía sau, ngươi vội vã bắt đầu điều chỉnh khí tức của mình cùng tu vi. Thời gian dài bạo lộ tại vô tận hải vực bên trong, trong cơ thể ngươi pháp lực đã có chút pha tạp, thể lực nhanh chóng tiêu hao, để tình trạng của ngươi cũng không còn đỉnh phong. Thế là ngươi vội vã lấy ra một chút đan dược, bắt đầu điều tức thương thế, khôi phục thể nội pháp lực cùng lúc đó ngươi khống chế tinh thần nhật nguyệt toa hướng về hư không tiết điểm tiến đến chỉ thấy tinh thần nhật nguyệt toa hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua hư không tiết điểm chung quanh cảnh tượng nhanh chóng biến hóa sau một lát tinh thần nhật nguyệt toa theo một chỗ khác hư không tiết điểm bên trong xuất hiện ngươi người đã ở vô tận hải vực vùng đất trung tâm giờ phút này ngươi chân chính đi sâu vô tận hải vực thời khắc chỗ tại trong nguy hiểm không có chút nào do dự ngươi nhanh chóng lấy ra bản đồ hướng về chỗ sâu vô tận hải vực chạy tới thế giới hiện thực tô tỉnh nhìn thấy cái này ánh mắt cũng thay đổi đến ngưng trọng lên hoàn toàn chính xác hiện tại có lẽ tiến vào vô tận hải vực khu vực trung tâm nơi này so với phía trước muốn nguy hiểm nhiều hơn nơi này hư không loạn lưu nếu là không có tinh thần nhật nguyệt toa e rằng khó mà xuyên qua à còn có nơi này hư không kỳ thú e rằng từng cái thực lực khủng bố nếu là gặp phải lời nói cũng chỉ có nước mà chạy trốn tô tỉnh có chút lo lắng một khi tại vô tận hải vực bên trong lại phát sinh chiến đấu, tiếp xuống đi liền sẽ không thuận lợi, thậm chí có khả năng có thể không cách nào xuyên qua vô tận hải vực. A, à, chỉ hy vọng tiếp xuống đi có thể thuận lợi à. Tô tỉnh âm thầm cầu nguyện một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía bảng mô phỏng. Dựa theo cái kia đường thủy bản đồ, ngươi nhanh chóng tìm được tương đối an toàn khu vực, hướng về mục tiêu phương hướng chạy. Trong nháy mắt, lại là thời gian 4 năm đi qua. Thứ 225 năm, trong tinh thần nhật nguyệt toa, ngươi có chút mệt mỏi khống chế lấy tinh thần nhật nguyệt toa càng điều tức lấy thể nội có chút hỗn loạn pháp lực tiến vào vô tận hải vực 25 năm trong cơ thể ngươi pháp lực đã trải qua bắt đầu có chút hỗn loạn mỗi ngày nhất định cần dựa thu nạp linh dịch bảo đảm tu vi cùng thực lực dùng ứng đối nguy hiểm tuy là tu vi cảnh giới cũng không trượt xuống nhưng pháp lực hỗn loạn vẫn như cũ để thực lực của ngươi hạ xuống một bậc thang nhưng cũng may tựa hồ là vận may thiên phú phát huy tác dụng ngươi một đường đi cũng rất thuận lợi cũng không gặp được quá nhiều khủng bố hư không kỳ thú hướng ngươi phát động tập kích. Chỉ có một lần, ngươi xa xa phát hiện một đầu tinh thần kích thước hư không kỳ thú, nó khí tức khủng bố đến ngươi cơ hồ không dám hít thở. Không hề nghi ngờ, đó là một đầu có thể so thái ất kim tiên hư không kỳ thú, nó tại vô tận hải vực bên trong sức chiến đấu, càng là viễn siêu bình thường thái ất. Nhưng cũng may, ngươi chỉ là xa xa nhìn hắn một chút, liền khống chế tinh thần nhật nguyệt toa nhanh chóng thoát đi. Mà đầu hư không kỳ thú kia hình như cũng không đối ngươi phát lên hứng thú, chỉ là từng bước rời xa. Trải qua trận này sợ bóng sợ gió phía sau, ngươi càng cẩn thận, mỗi khi đi sau một thời gian ngắn, đều sẽ hao phí pháp lực bói toán nguy hiểm. Như vậy, hơn 20 năm đi qua, ngươi một mực bình an vô sự. Thứ 250 năm, ngươi thuận lợi đến chỗ thứ hai hư không tiết điểm phụ cận. Dựa theo ghi chép, xuyên qua cái này một chỗ hư không tiết điểm phía sau, liền sẽ rời đi vô tận hải vực khu vực trung tâm, đến lúc đó liền sẽ an toàn rất nhiều. Mà một năm này, thực lực của ngươi đã trượt xuống lợi hại, thể nội hỗn loạn pháp lực để ngươi cơ hồ khó mà phóng thích thần thông thuật pháp giờ phút này ngươi cuối cùng biết được vì sao vô tận hải vực sẽ bị xưng là tuyệt địa bởi vì cho dù không có hư không kỳ thú cùng không gian loạn lưu quấy nhiễu tại cái này linh cấm địa phương không có chút nào linh khí tu sĩ tu vi từng bước trượt xuống tu sĩ tầm thường đều khó mà sinh tồn ngươi phòng trừng cho dù là ngươi tại vô tận hải vực chỗ sâu cũng khó có thể thời gian dài sinh tồn kiên trì bên trên mấy chục năm đã cực kỳ không dễ bởi vậy đối với bình thường huyền tiên tới nói cái này vô tận hải vực chỗ sâu có thể nói tuyệt địa nhưng cũng may ngươi hữu kinh vô hiểm xuyên qua chỗ thứ hai hư không tiết điểm lần nữa xuyên qua vô hạn khoảng cách khoảng cách thiên cơ vực đã càng ngày càng gần nhưng ngươi lại không có mảy may buông lỏng cảnh giác tuy là rời đi nguy hiểm nhất khu vực trung tâm nhưng tiếp xuống đi vẫn như cũ hung hiểm vạn phần hơn nữa ngươi thực lực hôm nay 10 không còn một nếu là gặp lại trên huyền tiên hư không kỳ thú e rằng giữ nhiều lành ít thế giới hiện thực Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Vô tận hải vực cũng thật là nguy hiểm à. Dùng ta thực lực hôm nay, cưỡng ép xông qua vô tận hải vực vẫn là còn sớm một chút. Có khả năng kiên trì đến hiện tại, cơ hồ không gặp được cái gì nguy hiểm, đã là vận may thiên phú hiển uy. Chỉ hy vọng tiếp xuống, vận may thiên phú có khả năng tiếp tục phát huy hiệu quả, để ta thuận lợi đến thiên cơ giới à." Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. Ngươi tiếp tục khống chế tinh thần Nhật Nguyệt toa hướng về thiên cơ giới phương hướng chạy tới tựa hồ là vận khí của ngươi phát huy mấu chốt tác dụng tiếp xuống một đoạn thời gian ngược lại gió êm sóng lặng ngươi thuận lợi đi hơn 20 năm thứ 273 năm vô tận hải vực đối ngươi ăn mòn đã càng ngày càng nghiêm trọng tu vi của ngươi bắt đầu xuất hiện tạm thời trượt xuống tuy là còn bảo lưu lấy chân tiên trung kỳ tu vi nhưng pháp lực đã trải qua bắt đầu phù phiếm tin tốt lành là ngươi khoảng cách vô tận hải vực giáp danh đã càng ngày càng gần dựa theo bản đồ đường thủy tới nhìn Ngươi tiếp qua mấy năm liền có thể thuận lợi đến thiên cơ giới cùng mép vô tận hải vực. Thế là ngươi cắn răng kiên trì lấy, tiếp tục hướng về thiên cơ vực phương hướng chạy tới. Ngươi đã quen thuộc vô tận hải vực bên trong cô độc cùng hắc ám, cái kia bốn phía dạo chơi ánh sáng nơi nơi tượng trưng cho nguy hiểm, nhưng càng khoảng cách vô tận hải vực giáp danh, hư không kỳ thú thực lực càng thấp, ngươi cũng càng an toàn. Ngươi khống chế tinh thần Nhật Nguyệt toa tiếp tục đi, trong nháy mắt lại là mấy năm đi qua, thứ mươi năm trải qua mấy năm đi ngươi đã lần nữa đến Vô Tận Hải vực giáp danh, căn cứ suy đoán của ngươi, nhiều nhất 3 ngày thời gian liền có thể thuận lợi rời đi Vô Tận Hải vực, đến Thiên Cơ vực. Thế là ngươi rời đi tinh thần Nhật Nguyệt toa, chuẩn bị dùng nhục thân vượt qua hư không đến Thiên Cơ vực. Cuối cùng, tinh thần Nhật Nguyệt toa mục tiêu rất lớn, nếu là bị giới này tu sĩ phát hiện, thế tất sẽ có bạo lộ. Tuy là ngươi tu vi đại giảm, nhưng 2 3 ngày vượt qua hư không đối với ngươi mà nói không phải việc khó. Ngươi thi triển Túng Địa Kim Quang, hướng về Thiên Cơ vực phương vị bay đi nguyên bản ngươi cho rằng sẽ thuận lợi đến thiên cơ vực nhưng không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng bất ngờ vẫn là phát sinh để mắt tới ngươi là một đầu huyền tiên sơ kỳ hư không kỳ thú loại này thực lực đối với bình thường ngươi tới nói tự nhiên không đáng giá nhắc tới mặc dù không nói loáng một cái có thể diệt nhưng trung quy là có thể diệt sát nhưng bây giờ ngươi kinh qua hơn trăm năm hư không đi thực lực giảm lớn huyền tiên cảnh hư không kỳ thú đã có khả năng uy hiếp đến ngươi có lẽ là bởi vì gần rời đi vô tận hải vực ngươi có chút buông lỏng lại có lẽ là bởi vì cái này hư không kỳ thú nắm giữ có khả năng bí mật bản thân ẩn núp tại trong không gian năng lực ngắn ngủi che giấu cảm giác của ngươi làm ngươi phát giác được đầu hư không kỳ thú này thời gian hắn đã đến gần ngươi cũng từ trong miệng phóng xuất ra một đạo khủng bố không gian lợi nhận hướng ngươi đánh tới ngươi bị bất thình lình một kích đánh trúng vào không có bất kỳ phòng bị đạo này lợi nhận đâm xuyên qua ngươi nguyên lực khải giáp cùng hộ thể cương khí trực tiếp hướng về đầu lâu của ngươi đâm tới nếu là bị một kích chém trúng chỉ sợ ngươi nhục thân sẽ ngay tại chỗ tần vỡ nhưng cũng may trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mi tâm của ngươi truyền đến đau nhói cảm giác cái này khiến ngươi theo bản năng tránh né vậy mới hiểm mà lại hiểm tránh né bộ vị yếu hại công kích nhưng làm đại giới ngươi lại mất đi một đầu cánh tay trái toàn bộ cánh tay trái bị hư không kỳ thú một kích này liên căn chặt đứt ngươi kêu lên một tiếng đau đớn cô nén thống khổ nhìn về phía đầu này kẻ tập kích cùng lúc đó ngươi liều mạng thôi động thể nội khí huyết cùng sinh mệnh lực thúc giục cánh tay trái trọng sinh nhưng ngươi chịu đến vô tận hải vực suy yếu nghiêm trọng thực lực toàn bộ phương vị trượt xuống mất đi cánh tay trái trong thời gian ngắn căn bản không cách nào lần nữa mọc ra hư không kỳ thú trước mắt lại không có ý định cứ như thế mà buông tha ngươi một chàng ác chiến hết sức căng thẳng nhưng ngươi thể nội pháp lực sớm đã phù phiếm hỗn loạn không chịu nổi pháp thuật thần thông cơ hồ khó mà thi triển chỉ có thể dựa vào luyện thể tu vi cùng đối chiến dài đến hơn trăm năm đi để nhục thể của ngươi cũng mỏi mệt không chịu nổi lại thêm chặt đứt một cánh tay thực lực giảm lớn trong thời gian ngắn ngươi rõ ràng bị Tôn Hư Không Kỳ Thú này áp chế, ngươi chỉ có thể một bên ứng đối hư không kỳ thú, một bên rút cơ hội phục dụng linh dược chữa trị thương thế, để thể nội bạo động pháp lực lần nữa ổn định lại. Một trận chiến này kéo dài sơ sơ thời gian 3 tháng. Tại thời khắc cuối cùng, nhục thể của ngươi đã mỏi mệt không chịu nổi, thần hồn cũng bị tổn thương, tinh thần mất tinh thần. Nhưng ngươi vẫn là chém ra toàn bộ hộ thể kiếm cương, triệt để phản sát đầu hư không kỳ thú này, chém giết hư không kỳ thú phía sau bóng dáng người thoáng qua suýt nữa không có đứng vững đang muốn khôi phục thương thế thời điểm một trận đột nhiên xuất hiện cảm giác hôn mê đánh tới thể nội hỗn loạn pháp lực vào giờ khác này triệt để bạo động mệt mỏi thần hồn cũng không cách nào lại chịu đựng trước mắt của ngươi lâm vào một trận hắc ám thế giới hiện thực tô tỉnh nhìn thấy cái này sừng sốt một chút theo sau mở to hai mắt nhìn nói ngọa tào sẽ không thời khắc cuối cùng thất bại à cái này chết tiệt hư không kỳ thú rõ ràng xuất hiện vào lúc này tô tỉnh có chút bất đắc dĩ lần này mô phỏng coi là hắn chiến đấu thê thảm nhất một lần phía trước chiến đấu hoặc là trực tiếp thực lực bị nghiền ép cái kia tô tỉnh cũng không có gì dễ nói cuối cùng thực lực cảnh giới không đủ nhưng lần này cũng là tô tỉnh trạng thái thực tế không tốt thực lực nhanh chóng trượt xuống cuối cùng cho dù đánh bại đầu hư không kỳ thú này nhưng cũng không cách nào tránh khỏi lâm vào hôn mê lần này mô phỏng liền muốn dừng ở đây rồi à tô tỉnh thở dài một tiếng tại nguy hiểm vô tận hải vực bên trong lâm vào hôn mê tô tỉnh thực tế nghĩ không ra có cái gì cải tử hồi sinh biện pháp tuy là tô tỉnh nhục thân cứng cỏi không đến mức lập tức làm hao mòn ở trong hư không nhưng qua không được bao lâu một khi cái khác hư không kỳ thú phát hiện tô tỉnh cũng tránh không được trở thành bọn hắn món ăn trên bàn trước mắt cũng chỉ có thể dựa vận may thiên phú không biết rõ có thể hay không lại mang đến kỳ tích tô tỉnh trong lòng có chút không yên nếu là đến tận đây thất bại vậy hắn vô tận hải vực đi kế hoạch sẽ bị trì hoãn tối thiểu trong thời gian ngắn không thể mạo hiểm nữa thử nghĩ như vậy nói tô tỉnh ánh mắt nhìn về phía bảng mô phỏng. trước mắt của ngươi lâm vào một mảnh lờ mờ ý thức bắt đầu từng bước yên lặng nhục thân phiêu đãng tại vô tận hải vực trong hư không xa xa có mấy đạo ánh sáng chậm chậm đến gần tựa hồ là dạo chơi hư không kỳ thú làm ngươi tỉnh lại lần nữa thời gian xuất hiện tại một chỗ gian phòng đơn sơ bên trong ngươi phản ứng đầu tiên là chính mình may mắn sống tiếp được theo sau bắt đầu quan sát chung quanh sự vật ngươi mục đích chỗ tới cái này một căn phòng vô cùng đơn giản, cũng như là nghèo khổ nông thôn chỗ tồn tại. Trong phòng tuy là đơn giản, nhưng cũng coi như không được đơn sơ, thu thập chỉnh tề, cũng như là một vị nào đó nữ hài trụ sở. Ngươi theo bản năng muốn sử dụng thần thức kiểm tra tình huống xung quanh, nhưng cảm thấy đầu đau đớn một hồi, thần thức chi pháp, ngươi căn bản không cách nào sử dụng. Cái này khiến ngươi không có từ trước đến nay trong lòng hoảng hốt, vội vã kiểm tra lên thân thể của mình tình huống. Thể nội pháp lực hỗn loạn, một thân tu vi cơ hồ mất hết thần thông thuật pháp đều không có cách nào sử dụng bây giờ trong cơ thể ngươi pháp lực suy nhược thậm chí không bằng luyện khí tu sĩ ngươi dãy dụa lấy muốn đứng dậy nhưng cảm giác được một thân đau nhức kịch liệt thể nội khí huyết đại thất sinh mệnh bản nguyên tinh khí thần đều bị tổn thương trống rỗng cánh tay trái cáo chi ngươi ngươi sức khôi phục tạm thời mất hiệu lực tuy là đại vu đoán thể quyết tầng thứ năm nhục thân vẫn còn nhưng ngươi bây giờ trạng thái khó mà phát huy ra một phần vạn thực lực vật lộn một phen phía sau ngươi quyết định tiếp tục nằm trên giường yên tĩnh chờ đợi Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thần tình phức tạp. Đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm, nhưng chợt lông mày siết chặt. Tin tốt lành là thuận lợi còn sống, đồng thời đến một chỗ có người chỗ cư trú. Nhưng tin tức xấu là một thân thực lực hủy hết, muốn khôi phục không biết bao giờ, càng là không biết trong mô phỏng ta đến cùng thân ở chỗ nào. Tô Tỉnh suy tư một phen, căn cứ suy đoán của hắn, hắn hiện tại cũng đã đến chỗ cần đến Thiên Cơ vực. Nhưng cụ thể thân ở Thiên Cơ vực nơi nào, Tô Tỉnh cũng không biết nhìn tới tất yếu đối thiên cơ vực cặn kẽ thăm dò một phen thiên cơ vực tình huống ta biết rất ít nhưng nơi này cũng là toàn bộ ba ngàn thế giới trung tâm không thể không đến mà lấy ta bây giờ trạng thái e rằng muốn triệt để khôi phục yêu cầu thời gian mấy chục năm à trong mô phỏng tô tình trạng thái thật sự là quá kém trải qua một tràng ác chiến mất đi cánh tay trái mất đi ý thức tại trong vô tận hải vực một thân tu vi hủy hết nhục thân tàn tạ thần hồn bị tổn thương nếu là tu sĩ tầm thường đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần. Nhưng Tô Tỉnh sinh mệnh lực ương ngạnh, càng có vận may ra thân, cái này mới miễn cưỡng sống tiếp được. Dù vậy, Tô Tỉnh cũng chỗ tại vô cùng bất lợi dưới trạng thái, sơ ý một chút, chỉ sợ cũng sẽ thân chết. a à, lần này cưỡng ép xuyên qua vô tận hải vực tổn thất quá lớn, nhìn có thể hay không mau chóng khôi phục à. Tô Tỉnh suy nghĩ một chút, lầm nhầm nói, sử dụng kiểu đám trì mô phỏng, thời gian duy trì 10 năm. Tô Tỉnh xem chừng, 10 năm thời gian, có lẽ đầy đủ hắn hiểu một phen thiên cơ vực. Bất quá tô tỉnh trong mô phỏng thực lực hủy hết, nhất định cần hành sự cẩn thận. Đinh, ngài thành công sử dụng kiểu đám chìm mô phỏng, tiêu phí năng lượng 3650 điểm, còn thừa năng lượng bản nguyên 120 vạn mươi điểm. Mô phỏng tiếng nhắc nhở rơi xuống, tô tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Tô tỉnh chỉ cảm thấy đến trước mắt tầm mắt một trận biến hóa, một giây sau liền xuất hiện tại một chỗ xa lạ trong gian phòng. Gian phòng không lớn, Nói là nhà chỉ có bốn bức tường cũng không đủ. Trong phòng càng là không có chút nào đồ điện các loại, cái này khiến Tô Tỉnh xác định chính mình thân ở hẳn là một chỗ thiên cổ đại tu tiên thế giới. Về phần vì sao Tô Tỉnh xác định chính mình tới là một chỗ tu tiên thế giới? Nguyên nhân là giường đối diện cái kia một bức bích họa. Kỹ xảo hội họa rất là đơn sơ, thoạt nhìn như là nào đó đại lượng sinh sản tàn thứ phẩm họa tác. Vẽ lên nội dung, Tô Tỉnh không thể quen thuộc hơn được. Đây là như ý quan tưởng đồ. Chậc chậc, không nghĩ tới rõ ràng tại thiên cơ giới bên trong, cũng nhìn thấy cái này đồ. Tô Tỉnh mặt mũi hơi nhíu, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Thái thượng Như Ý Thiên Tôn đồ, liền là cái này đồ danh tự à. Tô Tỉnh nhìn xem họa tác góc dưới bên trái một hàng chữ nhỏ, chớp chớp lông mày. Tuy là hắn quan tưởng vô số lần, lại không rõ ràng cái này đồ danh tự. Mà trước mắt cái này một bộ thực thể họa tác, rõ ràng không có chút nào thần vận cùng linh lực tại trong đó, chỉ là phổ thông họa tác. Tô Tỉnh đánh giá một phen gian phòng, phát hiện gian phòng kia chủ nhân thật có thể nói bần cùng. Loại trừ bức họa này làm nên bên ngoài, cơ hồ không có nửa điểm đem ra được đồ vật. Ân. Đúng lúc này, Tô Tỉnh hình như đánh hơi được một chút mùi dược thảo. Nhìn kỹ lại, Tô Tỉnh nhìn thấy trên bàn một cái hộp gỗ nhỏ. Luyện đan kinh nghiệm nói cho Tô Tỉnh, trong hộp gỗ này có mấy vị thảo dược, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất bổ sung khí huyết chi dược, nhưng đối Tô Tỉnh có lợi ích to lớn. Tô Tỉnh theo bản năng muốn dãy dụa đứng dậy, tạm thời mượn dùng thảo dược này nhưng chỉ cảm thấy đến chính mình toàn thân đau nhức kịch liệt vùng vẫy nửa ngày mới miễn cưỡng theo nằm tư thế đổi thành nửa tựa ở trên giường trên mình cũng đã một chút khí lực đều không còn toàn thân mỗi một tấc làn da đều truyền đến đau nhức kịch liệt tô tỉnh mắt thấy chính mình không có cách nào hành động mím môi một cái thử nghiệm kích phát một chút pháp lực thi triển ngự vật chi thuật nhưng thử nửa ngày cũng là nửa điểm thuật pháp đều thả không ra a à, cái thân thể này tình huống so trong tưởng tượng càng kém cỏi đây Liên cơ bản nhất thuật pháp đều không thể thả ra à. Tô tỉnh hơi hơi lắc đầu, trạng thái của hắn bây giờ có thể nói kém đến cực điểm, e rằng một chút hóa thần tu sĩ đều có thể đánh giết hắn. a à, tuy là nhục thân lực lượng vẫn còn, nhưng thể nội khí huyết khô cạn. Nhục thân lại không tự chủ được hấp thu chỉ có thể lực khôi phục thương thế. Nếu là không cách nào hấp thu năng lượng bổ sung khí huyết, e rằng qua không được bao lâu, bộ thân thể này liền sẽ giàu hết đèn tắt mà chết rồi. Mà lấy ta bây giờ thần hồn mỏng manh mức độ, một khi nhục thân bị hủy, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp tử vong. Tô Tỉnh có chút tâm phiền ý loạn, từ lúc bước vào con đường tu tiên đến nay, hắn chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như thế. Mẹ nó, tấm này trạng thái, còn không bằng trực tiếp tự sát mở lại được rồi. Tô Tỉnh mắng một câu, dứt khoát liền là thật lãng phí một lần mô phỏng số lần thôi. Nhưng Tô Tỉnh nghĩ lại, hắn thật vất vả mới xuyên qua vô tận hải vực, đi tới thiên cơ vực. Trải qua cửu tử nhất sinh, nếu là cái gì tin tức có giá trị đều không đạt được, cái kia tô tỉnh nhưng là thiệt thòi lớn. tô tỉnh nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt mình bắt đầu biến hóa, tầm mắt không tự chủ được thân cao. a, à, thế nào ta có thể bay? chẳng lẽ pháp lực hồi phục? chờ một chút, trên giường cái kia đẹp trai thế nào, cay a à quen mắt. Ngoạ tào là ta. tô tỉnh mở to hai mắt nhìn, trạng thái của hắn bây giờ là thần hồn ly thể. loại trạng thái này chỉ sẽ xuất hiện tại trên thân người chết. tô tỉnh mặc dù bây giờ còn không chết nhưng nhục thân đã giàu hết đèn tắt cơ hồ cùng chết không có gì khác biệt nếu như thần hồn không nhanh chóng trở lại nhục thân cách đến lâu tô tỉnh e rằng thật muốn rát thế là tô tỉnh thần hồn liều mạng muốn hướng về nhục thân của mình bơi đi nhưng không tự chủ được càng tung bay càng xa lại tiếp tục như thế tô tỉnh coi như thật muốn lành lạnh ngay tại tô tỉnh vạn phần lo lắng thời điểm đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra chỉ thấy hai đạo thân ảnh theo ngoài cửa chạy đi vào một nam một nữ nữ hài nhìn lên 16-17 tuổi, dáng dấp thượng thừa, trên mình lại mặc cũ nát vải xám quần áo, sau lưng còn đeo cái cao bằng nửa người xò thuốc, nhìn lên gió bụi mệt mỏi. Về phần nam hài thì chỉ có 8-9 tuổi, trên mặt còn có không rút đi hài nhi mập, sau lưng cũng ra dáng đọc cái tiểu sọ thuốc. Ân! Chẳng lẽ liền là hai người này cứu ta? Tô tình chớp chớp lông mày, hắn theo trên người hai người này cũng không cảm giác được bao nhiêu tu luyện dấu tích. Nếu oa tu vi hơi cao chút, có cái luyện khí sáu bảy tầng. Thế nhưng tiểu nam hài, càng chỉ là chỉ là vừa vào luyện khí tầng 1 tiểu thí hải. Dùng hai người này tu vi, làm sao có thể đi sâu vô tận hải vực cứu ta. Tô tỉnh dâng lên ý niệm như vậy, hắn hoài nghi cứu chính mình một người khác hoàn toàn. Nhưng mà, tiểu nam hài lời nói lại bỏ đi tô tỉnh ý niệm. Chỉ thấy tiểu nam hài phí sức đem gùi thuốc để dưới đất, có chút hiếu kỳ nằm ở đầu giường, hỏi, A à Thư, ngươi nói người này thật là trong truyền thuyết đại tu sĩ à? nghe được tiểu nam hải lời nói phía sau thiếu nữ nghe xong vuốt vuốt đầu tiểu nam hải nhìn về phía tô tỉnh trong ánh mắt mang theo một vòng hy vọng khẳng định nói a à đệ phụ thân đã từng nói có khả năng theo vô tận hải vực bên trong còn sống trở về đều là lợi hại người chỉ cần cái nam nhân này khôi phục lại hắn nhất định sẽ trợ giúp chúng ta nói xong thiếu nữ ánh mắt lần nữa nhìn về phía tô tỉnh trong lòng yên lặng cầu nguyện cái gì tiểu nam hải nghe xong cái hiểu cái không gật đầu một cái còn nói thêm a à thư Thế nhưng người này đã nằm trên giường sơ sơ 3 năm. Vẫn luôn không tỉnh, có phải hay không đã chết à? Nghe được tiểu nam hài lời nói phía sau, thiếu nữ bị nghẹn họng một thoáng, nhìn về phía trên giường tô tỉnh, không xác định nói. Hẳn là sẽ không à? Phụ thân nói qua, nếu như người chết, sẽ thối giữa. Nhưng ngươi nhìn người này, tuy là một mực nằm trên giường không động tới, nhưng thân thể lại một mực bộ dáng này, nên không chết đi. Tô tỉnh thân hồn nổi bồng bềnh giữa không trung, yên lặng nhìn xem hai tỷ đệ đối thoại, nhưng trong lòng có chút chấn kinh. Ta rõ ràng, bất tỉnh sơ sơ thời gian 3 năm. Vậy bây giờ, có lẽ ước chừng là mô phỏng thứ 285 năm. Không, 3 năm này chỉ là ta bị bọn hắn phát hiện thời gian. Bị bọn hắn phát hiện phía trước bao lâu, còn không biết rõ. Tô tỉnh khẽ nhíu mày, hắn cuối cùng biết mình thân thể vì sao sẽ kém như vậy. Chỉ sợ là cái kia một chàng đại chiến phía sau, hắn lâm vào hôn mê, tại vô tận hải vực trong hư không phiêu lưu hồi lâu mà nhục thể của hắn cùng thần hồn kinh qua vô tận hải vực ma diệt mới biến thành bây giờ bộ dáng này. A à, nhất định phải nhanh trở về trong nhục thân bằng không lại khó phục sinh. Tô Tỉnh liều mạng muốn đi vào nhục thân, chỉ cần thần hồn lần nữa tiến vào nhục thân bên trong là hắn có thể nói chuyện, liền có thể để tỷ đệ hai người cho hắn thảo dược. Dù cho chỉ là đê giai thảo dược, chỉ cần số lượng đầy đủ liền có thể trợ giúp Tô Tỉnh nhanh chóng khôi phục thương thế, tối thiểu lần nữa nắm giữ nhất định sức chiến đấu nhưng tô tỉnh trước mắt là thần hồn trạng thái mà cái này tỷ đệ hai người tu vi quá thấp còn không luyện được thần thức vô luận như thế nào đều cảm giác không thấy tô tỉnh tồn tại nguyên cớ nên làm cái gì tô tỉnh một trận đau đầu thời khắc bên tai lại truyền tới tỷ đệ hai người đối thoại chỉ thấy thiếu nữ lấy ra một gốc thảo dược màu đỏ thẫm lại lấy ra giã dược thạch dụng tâm mài nhỏ phía sau bôi tại tô tỉnh trên vết thương mà cái kia tám chín tuổi tiểu nam hài cũng học theo một bên đập nát thảo dược vừa nói A à Thư, những thảo dược này là chúng ta muốn đi trong cửa hàng đổi tu vi đan dược à? A à Thư ngươi còn có hơn một năm liền muốn tham gia trận kia đại hội, trước đó ngươi không phải muốn đột phá tới trúc cơ kỳ à? Nghe được tiểu nam hài lời nói phía sau, thiếu nữ trầm mặc một giây, theo sau miễn cưỡng cười nói, A à Đệ, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định có thể đột phá tới trúc cơ kỳ, bái nhập bạch vân tông. Những thảo dược này là dùng tới bảo đảm người này sống sót. Tiểu Nam Hải nghe xong khẽ gật đầu, theo sau lại có chút ấy này nói tỷ tỷ đều tại ta nếu như không phải bởi vì ta phục dụng nhiều như vậy đan dược nhưng vẫn là bất tranh khí ngươi đã sớm đột phá tới trúc cơ kỳ lạp thiếu nữ nghe xong cũng không nói chuyện chỉ là yên lặng vuốt vuốt tiểu nam hài đầu theo sau tiếp lấy chơi đùa lấy thảo dược trong tay mà tô tỉnh tại một bên nhìn lại lòng nóng như lửa đốt khó trách ta hôn mê những năm này nhục thân vẫn còn không băng diệt chỉ là thiếu nữ này dùng thảo dược phương thức không khỏi cũng quá bạo thiết của trời. Tô Tỉnh thần hồn khóe miệng giật một cái. Hắn ngược lại nhìn ra được, trong tay thiếu nữ chính là sinh cốt thảo, là dùng tới khôi phục thương thế. Nhưng vấn đề là thảo dược này chỉ có thể trị bị thương ngoài da, đối Tô Tỉnh thương thế cơ hồ không có tác dụng à? Hơn nữa thảo dược này là nội phục, cũng không phải là thoa ngoài da. Như không phải Tô Tỉnh nhục thân tự nhiên mà thành, cho dù thoa ngoài da cũng có thể hấp thu dược lực, e rằng thảo dược chỉ có thể lãng phí một cách vô ích. Đúng lúc này, Tô Tỉnh ánh mắt chăm chú nhìn kỹ trong tay tiểu nam hài một gốc cỏ thuốc. Dẫn hồn thảo. Dẫn hồn thảo, ha ha ha, lại là dẫn hồn thảo, trời không quên ta à. Tô Tỉnh trong lòng lập tức cuồng hỉ, cũng không biết có phải hay không vận may thiên phú lên hiệu quả, rõ ràng để hắn gặp được dẫn hồn thảo. Thảo dược này phẩm giai cũng không cao, nhưng hiệu quả cũng là để tu sĩ thần hồn lần nữa trở về cơ thể. Đối với Tô Tỉnh tình huống bây giờ, vừa vặn thích hợp. Nhanh, nhanh đem dẫn hồn thảo đút tại trong miệng ta. Tô tỉnh lo lắng kêu gào, nhưng cái này tỷ đệ hai người lại căn bản không cách nào nghe được. Lập tức lấy tiểu nam hài muốn đem dẫn hồn thảo bôi ở tô tỉnh trên cánh tay, tô tỉnh đều nhanh sắp điên. Mẹ nó, xin cốt thảo thoa ngoài ra liền thôi, dẫn hồn thảo cũng thoa ngoài ra. Hai người này thảo dược kiến thức đến cùng là ai dạy. Tô tỉnh một trận đau đầu. Trước mắt tình huống này, chỉ có thể dựa vào tô tỉnh chính mình. Một khi bỏ lỡ gốc dẫn hồn thảo này, liền không biết phải chờ tới lúc nào. Khụ khụ, bây giờ chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Tô Tỉnh đem hết toàn lực, theo còn sót lại mấy sợi thần hồn chi lực chung phân ra một tia, theo sau hướng về Tô Tỉnh nhục thân của mình lướt tới. Cái này là thần hồn khống vật chi thuật. Chỉ cần Tô Tỉnh thần hồn đủ cường đại, liền có thể dùng thần hồn khống chế vật thật. Tô Tỉnh tuy là thần hồn tổn hao nhiều, nhưng thần hồn phẩm cấp vẫn như cũ đầy đủ, chỉ là hơi khống vật một cái chớp mắt cũng không khó khăn. Chỉ thấy thần hồn chi lực phiêu hướng Tô Tỉnh trên mặt, cuối cùng rơi vào Tô Tỉnh trên miệng nguyên bản khép lại miệng, chậm chậm mở ra. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Tô Tỉnh chỉ cảm thấy một trận mỏi mệt, lẩm bẩm nói, chỉ hy vọng bọn hắn có thể phát hiện à. Đang chuẩn bị cho Tô Tỉnh bó thuốc tiểu nam hải nhìn thấy Tô Tỉnh miệng bỗng nhiên mở ra, sừng sốt một chút. Đầu tiên là dụi dụi con mắt, theo sau nhìn về phía Tỷ Tỷ, không xác định nói, "A à thư, người này miệng dường như bỗng nhiên mở ra à. Hắn mới vừa rồi còn là khép lại. Nghe được tiểu nam hài lời nói phía sau, thiếu nữ này nhìn một chút phát hiện tô tỉnh miệng thật mở ra lập tức ngạc nhiên chẳng lẽ người này thật còn không chết thật muốn tỉnh thế nhưng hắn hé miệng là có ý gì à thiếu nữ này trầm tư suy nghĩ cũng không biết tô tỉnh vì sao miệng sẽ bỗng nhiên mở ra vẫn là tiểu nam hài nhìn xem thảo dược trong tay có chút không xác định nói a à thư người này hé miệng có phải hay không muốn ăn của chúng ta thảo dược à tô tỉnh nghe nói như thế phía sau hai mắt tỏa sáng liền vội vàng gật đầu không tiếng động gào thét nói, đúng đúng đúng, liền là dạng này à, nhanh đem thảo dược đút tới trong miệng ta. Tô Tỉnh trong lòng lập tức cảm thấy thỏa đáng. Lại không nghĩ rằng, thiếu nữ kia trực tiếp đứng lên, gõ một cái tiểu nam hài đầu, khiển trách, thuốc sao có thể tùy tiện ăn lung tung đây. Chúng ta lại không biết những thảo dược này hiệu quả, vạn nhất đem người ăn chết làm sao xử lý? Chỉ cần bôi ở trên thân thể, liền có thể trợ giúp thương thế hắn mau chóng khôi phục, nhưng ăn vào trong bụng nhưng là không biết rõ. Nói xong, thiếu nữ bình chân như vậy nói, đây chính là thảo dược kiến thức, hiểu không? Tiểu đệ A, phụ thân dạy ta thảo dược thời điểm, ngươi còn nhỏ, ít hiểu biết rất bình thường. Sau đó theo A Thư sau lưng thật tốt học đúng đấy. Dù cho ngươi tư chất tu luyện không được, nhưng chỉ cần sẽ biết một chút thảo dược kiến thức, cũng là có thể sống đến đi xuống. Nghe được thiếu nữ phía sau, tiểu nam hài cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng nhếch lên ngón cái, khích lệ nói, tỷ tỷ thật lợi hại. Mà một bên khác, thần hồn ly thể tô tỉnh quả thực sắp điên. Mẹ nó, tiểu nha đầu này thảo dược kiến thức đến cùng là ai dạy à? Lão tử không đem hắn quất chết không thể. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một cái biện pháp.